khi lời này từ trong miệng thạch lão truyền ra ta là có chút bối chính tông môn đại hội lúc trước thạch lão mơ hồ nhắc tới cho ta đây là một lần cơ hội học tập thêm nhưng mà hiện tại lại nói cho ta biết tỷ lệ sống sót chỉ có năm thành đây có phải là một trò đùa khụ khụ không phải cái gì sư tôn tông chủ đây không phải là đang nói dẫn sao tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nhóc trẻ ngươi cảm thấy chúng ta giống như đang đùa giỡn với ngươi thạch lão trước mặt mang theo tươi cười nhìn ta điều này làm cho ta thật sự là có chút không biết nên nói như thế nào tình cảm cái gọi là tông môn đại hội này so với mấy ngày trước vừa trải qua lực lượng kia còn nguy hiểm hơn nhưng là đại hội tông môn nguy hiểm như vậy vì sao mọi người còn muốn chen chúc mà đi ta có chút buồn bực lên tiếng theo lý thuyết nguy hiểm như vậy đi có một nửa tỷ lệ sẽ chết a à dưới tình huống như vậy, mọi người vì sao còn có thể lựa chọn đi đại hội tông môn cái gì? Tiểu tử kia, ngươi có loại ý nghĩ này là rất bình thường. Đó là bởi vì ngươi không biết sẽ lấy được cái gì từ trong tông môn đại hội. Năm đó huyền vũ tông ta có thể sừng sững ở vị trí đệ nhất tông môn tỉnh kiềm tỉnh. Là bởi vì có một vị tổ tiên từ trong tông môn đại hội còn sống đi ra. Mà phía sau huyền vũ tông ta ngay cả xuống dốc. Nhưng vẫn là đệ nhất tông môn kiềm tỉnh thẳng đến mấy chục năm trước. Linh Kiếm Sơn có một vị đệ tử tham gia đại hội tông môn hoặc là đi ra. Ngắn ngủi vài năm, Linh Kiếm Sơn liền nhảy vọt trở thành tông môn lớn nhất kiềm tỉnh. Có biết thất tinh cung của xuyên thục không? Hai môn đạo pháp nghịch thiên của thất tinh cung cũng đã đụng qua. Trong lòng bàn tay càn khôn, đấu chuyển tinh di. Hai môn đạo pháp này đều là ở trong tông môn đại hội thu được. Ngươi có biết không? Tông môn đại hội mười năm một lần người đi còn sống trở về tỷ lệ rất nhỏ nhưng chỉ cần có thể sống sót từ trong tông môn đại hội đi ra người bản thân mạnh mẽ tông môn cũng sẽ cường đại theo nghe được tông chủ diêu tu giải thích ta xem như đã biết đây chính là nhiều tông môn như vậy cũng không ngừng phái đệ tử đi tới tông môn đại hội nhiều tông môn đệ tử như vậy cũng không ngừng muốn đi tông môn đại hội nguyên nhân cái gọi là phú quý hiểm trong cầu tông môn đại hội này có hai loại khả năng, hoặc là thành cốt, hoặc là thành lòng. Nhưng làm ta rất tò mò chính là, tông môn đại hội rốt cuộc là cái gì? Dĩ nhiên có thể có hai loại biến hóa cực đoan như vậy. Hát Uy CM 10 năm trước, người bát sư huynh chính là chết ở trong tông môn đại hội. Năm đó, hắn là hy vọng của mọi người ở huyền Vũ Tông. Ngay sau khi Diêu Tu dứt lời, thạch lão bên cạnh cũng nhất thời lên tiếng nghe được thạch lão nói, trong lòng ta trầm xuống. Thì ra, đây chính là nguyên nhân thạch lão 10 năm không thu đệ tử. Đúng vậy, 10 năm trước, vị tiểu sư huynh của ngươi, lúc ấy ở trên thiên phú có thể nói là nghiền ép đệ tử do Tông Môn Kiềm tỉnh dẫn đầu. Hắn cũng là hy vọng của huyền vũ Tông, nhưng hắn cũng không có từ trong Tông Môn Đại hội đi ra. Diêu tu bên cạnh cũng là lên tiếng theo. Lúc này ta trầm mặt xuống tiểu tử kia, hôm nay ta cùng tông chủ ở đây, chính là muốn trưng cầu ý kiến ngươi, lần này tông môn đại hội, ngươi có thể cự tuyệt tham gia. Ta lâm vào trầm mặc, nhưng mà, Thạch lão bên cạnh lại lần nữa hướng ta lên tiếng. Nghe nói như vậy trong lòng ta cả kinh, ngẩng đầu nhìn Thạch lão cùng tông chủ. Sư phụ, đây là có ý gì? Nghe được lời của ta, sư phụ nhìn về phía tông chủ Diêu Tu mà Diêu Tu cũng hít sâu một hơi, hướng về phía ta lên tiếng, bởi vì ngươi thiên phú. Chúng ta sẽ không truy vấn huyền vũ thể ở đâu có được huyền vũ tinh huyết tu luyện. Ngươi hiện tại có thể tu luyện thành huyền vũ thể. Hơn nữa thiên phú của ngươi chính là hiếm thấy của huyền vũ tông. Cho dù ngươi không tham gia cái gì tông môn đại hội, cho ngươi một chút thời gian, ngươi giống nhau có thể trưởng thành. Đến lúc đó, tao huyền vũ tông cũng có thể hưng phấn ngươi cũng có thể lựa chọn tham ra tông môn đại hội bởi vì trong tông môn đại hội ngươi có thể thu được đồ đạc sẽ là không cách nào tưởng tượng đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể từ trong tông môn đại hội sống sót diêu tu nói xong sắc mặt nghiêm túc nhìn ta ta bị lời nói của diêu tu làm cho không biết nên trả lời như thế nào mà lúc này thạch lão nhìn nói ta cùng tông chủ càng hy vọng ngươi không tham gia nhưng cũng hy vọng ngươi tham gia. Nếu như nói giữa ngươi tham gia cùng không tham gia là một tỷ lệ, như vậy hẳn là 4 giờ 6 phút, cùng nhiều hơn là không hy vọng ngươi tham gia. Bởi vì trong ngươi thời gian, ngươi có thể phát triển. Nhưng bốn phần còn lại, ngươi mặc dù không phải là thiên tài, nhưng trong nhà kính lớn lên thiên tài, hầu hết trong số họ là dễ dàng để gấp. Thạch lão lời này nói rất rõ ràng. Hắn cùng tông chủ đều đem ý nghĩ nói ra sau đó lại cần chính ta quyết định, có thể nói chỉ cần ta quyết định như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không cứng cầu ta. nhưng hiện tại trong lòng ta nhất thời lại thật sự không biết nên nói cái gì. không có gì, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. nhìn thấy ta tựa hồ có chút khó xử, diêu tu cũng mỉm cười lên tiếng với ta, mà lúc này ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn diêu tu cùng thạch lão trước mặt, tông chủ, sư phụ ta lựa chọn tham gia tông môn đại hội. Theo thanh âm của ta hạ xuống trong nháy mắt, ta cảm giác được trong lòng mình vốn vô cùng rối rắm một tảng đá cũng rốt cục buông xuống. Không biết vì cái gì, trong lòng ta vô cùng thông suốt. Nếu như ta vừa mới lựa chọn là không tham gia, nói không chừng trong lòng ta nhất định sẽ không thoải mái. Ồ, bạn có thể cho tôi biết lý do tại sao bạn? Diêu Tu nhìn ta, lên tiếng hỏi thăm. Ta suy nghĩ một chút, trực tiếp nói đầu tiên lần này đi tới tông môn đại hội danh ngạch chúng ta đến không dễ dàng hơn nữa chết không ít đồng môn nghĩ đến những đồng môn kia ta không có tư cách lùi bước tiếp theo đúng như sư phụ nói thiên tài trưởng thành trong nhà kính dễ gãy từ đầu đến cuối ta đối với tu luyện đều rất cố gắng chưa từng cảm thấy thiên phú của mình tốt bao nhiêu ta muốn một mực mang theo loại tín niệm này đi xuống sau khi nói xong, ta nhìn về phía Tông chủ cùng Thạch lão trước mặt. Lúc này, trên mặt Tông chủ xuất hiện một tia tươi cười nhàn nhạt, "Đại sư huynh, xem ra tiểu tử này vẫn giống như tiểu Bát năm đó. Bất quá ta biết, nếu như để cho tiểu Bát chọn một lần nữa, hắn vẫn là trở về tham gia tông môn đại hội, sư huynh ngươi cũng sẽ không ngăn cản, đúng không?" Nghe nói như vậy, trên mặt Thạch lão hiện ra một tia biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Sau đó, hắn trực tiếp hướng ta nhìn lại bất quá thạch lão cũng không nói thêm gì cho nên tông chủ có thể hay không nói cho ta biết tông môn đại hội này rốt cuộc là cái gì ta nhìn tông chủ trước mặt sau đó lên tiếng hỏi ta đến bây giờ mới thôi vẫn là không biết cái gọi là tông môn đại hội này rốt cuộc là cái gì đủ chơi đó là một mảnh di tích thượng cổ khổng lồ ở bên trong chỉ cần ngươi có đủ cơ duyên liền có thể đạt được thượng cổ đạo pháp thậm chí thần binh đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể mang theo mấy thứ này sống sót bởi vì lần này tông môn đại hội tham gia chính là tu luyện giới tất cả tông môn tất cả tông môn khi ta nghe đến đó thời điểm đầu tiên là tràn ngập rung động hiện tại ta hoàn toàn không biết cái gọi là tông môn đại hội này là cái gì bất quá nói đến tất cả tông môn ta cũng không biết tất cả tông môn này rốt cuộc có bao nhiêu bất quá tông chủ Diêu tu trước mặt tiếp tục đi theo ta giải thích. Phiến thượng cổ di tích này tồn tại cực kỳ đặc thù. Nghe nói di tích thượng cổ này chính là mấy gia tộc cùng nhau phát hiện, mà muốn tiến vào thượng cổ di tích, vậy nhất định phải trải qua cửa của mấy đại gia tộc mới có thể tiến vào trong thượng cổ di tích này. Tông chủ, mấy gia tộc này rất lợi hại sao? Ta nghe được di tích thượng cổ này đều là mấy gia tộc kia phát hiện, như vậy mấy gia tộc này chẳng phải 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 cường hãn cỡ nào mới có thể phát hiện ra thượng cổ di tích này sao tiểu tử kia loại gia tộc truyền thừa ngàn năm thậm chí lâu hơn này cường hãn cũng không phải nói ra diêu tu nói xong thạch lão bên cạnh cũng ngay sau đó giải thích với ta tây nam ân gia đông bắc mã gia hoa đông trung gia hoa bắc lý gia tứ đại gia tộc ở tu đạo giới cơ hồ có vị trí lãnh tụ mà lần này tất cả đệ tử tông môn được tuyển chọn ở khu vực tây nam chúng ta sẽ thông qua đạo môn ân gia tiến vào trong di tích thượng cổ. Về phần tông môn khu vực khác, là thông qua địa phương khác tiến vào. Khi ta nghe thạch lão nói những lời này, lông mày của ta khẽ nhíu lại. Nói đến bốn gia tộc này, ta là một người cũng không biết. Hiện tại ta đừng nói là bốn gia tộc này, coi như là tông môn khác ta cũng không biết. Ta biết tông môn cũng chỉ có kiềm tỉnh bên này, còn có chính là bên xuyên thục. Bất quá trong bốn gia tộc này lại có ân gia lại nói tiếp, ta lúc trước còn gặp qua một người họ ân, bất quá nghĩ lại chỉ là trùng hợp, cũng không phải nói họ ân liền cùng ân gia này có quan hệ, cho nên ta cũng không có để ý. Chỉ riêng tông môn khu vực Tây Nam chúng ta đã có hơn 10 tông môn. Hơn nữa kiềm tỉnh chúng ta thuộc về tông môn tương đối nhỏ trong các tỉnh tu luyện. Nói cho cùng, lực lượng tu luyện của kiềm tỉnh chúng ta hẳn là rất yếu. Các tỉnh khác một cái tông môn ít nhất đều là có hai cái danh ngạch thậm chí có tông môn thiên tài tương đối nhiều có thể xin ba cái thậm chí bốn cái danh ngạch mà trước đây kiềm tỉnh chúng ta vẫn chỉ có năm danh ngạch năm nay mới không biết vì sao phát thêm một danh ngạch tới đây mà chính là bởi vì một danh ngạch này chúng ta đều tranh nhau đầu vỡ máu diêu tu tiếp tục lên tiếng hắn nói cũng không sai lần này bởi vì nhiều danh ngạch này tất cả chúng ta đều vì cái danh ngạch này tranh giành đầu vỡ máu chảy còn lại tông môn có lẽ còn tốt. Lần này đặc biệt là chúng ta huyền vũ tông cùng Linh Kiếm Sơn là đặc biệt tổn thương thảm trọng. Hát uy. CM tiểu tử kia. Nên nói. kia Với người cũng không sai biệt lắm nói với ngươi. Khoảng cách đi ân ra còn có một tháng rưỡi thời gian. Một tháng rưỡi này. Ta sẽ đốc thúc ngươi tu luyện. Lúc này. Thạch lão trước mặt cũng nhìn ta. Vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía ta lên tiếng. Nhìn thấy biểu tình trên mặt thạch lão ta liền biết đây không phải là nói giỡn. Hắn là rất nghiêm túc nói cho ta biết. Ta có chút bất đắc dĩ sờ sờ mũi, thạch lão bộ dạng như vậy, giống như là không đem ta lột một tầng ra sẽ không bỏ qua cho ta. Bất quá ta ngược lại không có ý kiến. Dù sao như vậy đối với tu luyện của ta mà nói, cũng là có chỗ tốt thật lớn. Đúng rồi tông chủ, chỗ ta có một chuyện, không biết có thể để cho huyền vũ tông giúp ta hay không. Ta nhìn diêu tu trước mặt, dù sao hiện tại cũng là người của huyền vũ tông có một số chuyện có thể làm cho huyền vũ tông hỗ trợ ta cảm thấy cũng không cần khách khí như vậy lúc này diêu tu nhìn về phía ta hỏi ta có chuyện gì sắc mặt ta thoáng nghiêm túc nhìn diêu tu trước mặt lên tiếng ta có một vị bằng hữu bởi vì cùng người của ngũ độc giáo có chút qua tiết cho nên một mực bị người của ngũ độc giáo đuổi diệt ta vẫn rất lo lắng cho an nguy của nàng nhưng hành tung của nàng có chút thần bí, ta tìm thật lâu cũng không tìm được vị trí của nàng, cho nên ta muốn tông chủ hỗ trợ, có thể vận dụng quan hệ của Huyền Vũ Tông giúp ta tìm hay không? Nếu như thời điểm cần thiết, dưới tình huống không bại lộ Huyền Vũ Tông, có thể cho nàng một ít trợ giúp. Chuyện của Hà Su ta vẫn luôn nghĩ, thế nhưng hành tung của Hà Su cực kỳ thần bí, cho nên ta căn bản là tìm không được nàng. Trong khoảng thời gian này ta cũng vẫn luôn đầu nhập tu luyện, cho nên ta muốn huyền vũ tông bên này giúp đỡ ngươi đem tin tức của nàng lưu lại ta bên này sẽ để cho đệ tử tông môn ở bên ngoài hỗ trợ lưu ý đúng như lời ngươi nói thời điểm cần thiết huyền vũ tông ta sẽ xuất thủ hỗ trợ thậm chí để cho nàng tới huyền vũ tông ta ta nói xong diêu tu cũng là nhìn ta trực tiếp hứa hẹn nghe được lời hứa của diêu tu trong lòng ta thoáng thở phào nhẹ nhõm bởi vì Diêu tu nếu đã đáp ứng giúp ta tìm kiếm tung tích của Hà Su, vậy tuyệt đối không chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Dưới tình huống như vậy, ta đối với việc tìm kiếm Hà Su trong lòng cũng có thêm một chút lo lực. Đa Tả tông chủ, ta đối với Diêu tu hành lễ. Diêu tu thì hơi dừng tay, không sao. Kế tiếp ngươi liền hào hào đi theo đại sư huynh tu luyện. Một tháng dưới thời gian, đem thực lực tận khả năng tăng lên, mới là nhiệm vụ trọng yếu. Ta khẽ gật đầu, chính là chuẩn bị xoay người rời đi. Bất quá ngay lúc ta vừa mới xoay người, ta đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Sau đó xoay người nhìn về phía Diêu Tu phía sau. Nhìn thấy nụ cười trên mặt ta. Diêu Tu cau mày nhìn ta, ngươi tiểu tử còn có chuyện gì? Nghe vậy ta gật gật đầu. Diêu Tu muốn để cho có chuyện liền nhanh chóng nói. Làm sao nhăn nhó nhăn nhó? Tông chủ, là như vậy. Binh khí vốn của ta là thích nhưng thanh thích khí linh trong tay ta hình như là bị diệt, cho nên phát huy không ra uy lực lớn nhất, cho nên ta muốn hỏi một chút tông môn có tiện tay hay không. Chuyện này ta cũng đột nhiên nghĩ đến. Lúc trước chiến thương khung đã nói qua, nói ở địa phương nhỏ này, không ai biết chiến thần thích ngược lại không sao cả, ta có thể lợi dụng chiến thần thích chiến đấu. Nhưng lần này đi ân ra, hoặc là đi di tích thượng cổ nào đó, khẳng định là không giống kiềm tình. Dưới tình huống như vậy, đến lúc đó chiến thần kích ta không dám cam đoan không có người khác biết cho nên phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này một chút biện pháp trực tiếp nhất chính là không sử dụng chiến thần thích như vậy chuyện này giao cho huyền vũ tông là tốt nhất chuyện này ngươi đến lúc đó trực tiếp đi tìm huyền lão nói cho hắn yêu cầu ngươi là được rồi bất quá sau khi ta nói xong diêu tu cũng không cho là đúng sau đó đối với ta lên tiếng nghe được tông chủ nói lời này Ta xem như yên tâm, hắn đều để cho ta đi tìm Huyền lão. Vậy ta đi lời nhất định là vấn. Để không lớn. Đa Tạ Tông chủ. Ta hơi ôm quyền. Sau đó cùng Thạch lão đi ra khỏi chủ điện này, trên đường xuống núi, Thạch lão nhìn ta, hỏi ta tại sao không tìm hắn binh khí. Sư Tôn, thứ này có thể tìm Tông chủ tự nhiên là tốt nhất, như vậy cho dù ngươi có cũng có thể giữ lại. Bất quá nếu Tông chủ bên kia không có ta cũng chỉ có thể tìm ngài. Nghe vậy thạch lão tươi cười nhìn ta, ngươi tiểu tử thúi này còn rất nhiều ý kiến. Sau đó, thạch lão trực tiếp dẫn ta đến trong ẩn thể quật. Tiến vào thạch lão ốc thể quật liền trực tiếp nhìn ta lên tiếng, ngươi hiện tại thân mang huyền vũ thất thức, còn có thuấn bạo, đều là đạo pháp đứng đầu huyền vũ tông ta. Mà hai môn đạo pháp này muốn phát huy ưu thế lớn hơn, nhất định phải đem lực lượng thân thể tăng lên thực lực hiện tại của ngươi ở nhập huyền cảnh trung kỳ tuy rằng đã cực kỳ không tệ nhưng đi tới trong di tích thượng cổ kia hiển nhiên là không đủ thông qua biện pháp tầm thường lực lượng thân thể của ngươi muốn tăng lên nhanh chóng làm không được cho nên một tháng rưỡi này ngươi tu luyện sẽ có sai lầm với biện pháp trước nghe thạch lão nói ta nhìn hắn sư tôn pháp khác biệt như thế nào thạch lão nghe vậy cũng không quay đầu lại lập tức lên tiếng đi theo ta nghe được lời của thạch lão ta cũng không có tiếp tục hỏi mà là đi theo thạch lão tiếp tục đi về phía trước rất nhanh ta liền tiến vào vị trí trước khi ta thừa nhận cực hạn nếu như là bình thường tu luyện mà nói như vậy ta phải từ cái chỗ này chậm rãi hướng bên trong đi thế nhưng ta cảm giác được chung quanh cũng không có lực lượng lưu động hướng thân thể của ta oanh kích tới ta hướng phía trước nhìn lại ta mới phát hiện phía trước thạch lão tướng những lực lượng này toàn bộ thừa nhận. Hơn nữa một cỗ hào quang vô hình tựa hồ là từ trên người thạch lão trước mặt kéo dài ra. Trong nháy mắt đem cỗ lực lượng kia trùng kích hướng hai bên tán loạn mà ra. Cho nên khiến cho ta cũng không có thừa nhận được cỗ lực lượng tồn tại này. Lần này, dưới sự dẫn dắt của thạch lão, ta trực tiếp đi tới khoảng cách không sai biệt lắm 10 thước. Ta nhìn thấy chung quanh có mấy đạo thân ảnh đứng, trong đó ta dĩ nhiên là thấy được một vị sư huynh của Thiên Khu Phong. Phải biết rằng vị sư huynh này chính là thực lực Địa sư cảnh tới. Chuẩn bị xong chưa? Đúng lúc này, thân hình thạch lão trước người ta dừng lại. Sau đó hướng về phía ta lên tiếng. Nghe vậy ta hít sâu một hơi, có một loại dự cảm không lành. Sau đó ta rất nhanh đem Huyền Vũ thể trên người ta thúc dục phát ra. Lúc này thạch lão đã quay đầu nhìn ta, mà ta cũng khẽ gật đầu với hắn ngay trong nháy mắt ta gật đầu trên người thạch lão xuất hiện vô hình quang cháo cũng là trong nháy mắt tản già sau đó ta liền cảm giác được một cố lực lượng mãnh liệt bành liệt từ trước mặt ta hướng ta trùng kích tới dưới ánh mắt kinh hãi của ta cố lực lượng này trực tiếp trùng kích vào thân thể của ta sau một khắc huyền vũ thể trên người ta trong nháy mắt vỡ vụn mà mở ra mà thân thể của ta cũng là hướng phía sau bay ngược ra ngoài bất quá ngay trong nháy mắt ta bay ngược ta cảm giác được phía sau một cỗ lực lượng trực tiếp xuất hiện sau đó đem cả người ta ngăn trở tùy ý cỗ lực lượng này trùng kích trên thân thể của ta ta vội vàng thúc giục lực lượng trong cơ thể đi phòng ngự sau đó ta chỉ kiên trì nửa phút đồng hồ một ngụm máu tươi liền trực tiếp từ trong miệng ta phun ra mà thạch lão ở bên cạnh ta ánh mắt của hắn rơi vào trên người ta ta nhìn không thấy bất kỳ biểu tình nào trên mặt hắn giờ phút này ta vẫn cảm nhận được cố lực lượng kia không ngừng trùng kích trên người ta mà ta chỉ có thể điều động lực lượng trong cơ thể ta không ngừng chống đỡ nhưng lực lượng của ta so với cố lực lượng này mà nói quả thực là nhỏ yếu kỳ cục ta không biết kiên trì vài phút thời gian dù sao trong ấn tượng của ta trong khoảng thời gian này là dày vò nhất htuc không mét khi ta tỉnh lại lần nữa ta phát hiện thạch lão ngồi ở bên cạnh ta ta vội vàng đứng dậy cảm giác được cả người đau nhức khó hiểu cái loại cảm giác này là ta tu luyện huyền vũ thể tới nay đã thật lâu cũng chưa từng thử qua sư tôn ta hướng về phía thạch lão lên tiếng hô thạch lão nghe vậy cũng là nhìn ta thản nhiên lên tiếng không cần nói chuyện nhanh chóng lợi dụng huyền vũ khí chữa trị thân thể sau khi khôi phục tiếp tục lời nói của thạch lão cực kỳ ngắn gọn hoàn toàn không cho ta lãng phí nửa điểm thời gian trong lòng ta cũng là một trận bất đắc dĩ, sau đó dựa theo Thạch lão phân phó, nhanh chóng khôi phục thân thể bản thân ta, huyền vũ khí vận chuyển ra, rất nhanh lưu chuyển trong thân thể ta, trong thời gian bắt đầu khôi phục thân thể bị hao tổn trong cơ thể ta. Trong nháy mắt hơn nửa giờ, ta đứng dậy, đối với Thạch lão lên tiếng, sư tôn, có thể. Sau đó, Thạch lão đem lực lượng ngăn cản trước mặt ta rút ra, sau đó lực lượng khí lưu khủng bố lúc trước lại lần nữa trùng kích trên thân thể ta. Có lẽ là có lần đầu tiên thích ứng. Lần này ta cảm giác được cả người ta dưới cố lực lượng trùng kích này. Nhiều hơn một chút lực chống cự. Lần này, tôi kiên trì hai phút mới học máu. Về phần tôi rơi vào hôn mê từ khi nào, tôi vẫn không biết. Lần thứ ba, thứ tư, thạch lão trợ giúp ta. Không ngừng thừa nhận cỗ khí lưu lực lượng trùng kích trên địa sư cảnh này. Nói trắng ra, tu luyện thân thể, chính là rèn luyện cường độ thân thể mình, chống đánh. Chỉ cần ngươi đủ chống đánh, như vậy ngươi có thể đánh người khác. Bởi vì khi ngươi thân thể cực kỳ cường hãn, ngươi ngay cả lấy thương tích đổi vết thương cũng cực kỳ có lợi. Tôi vẫn biết điều đó. Ta ước chừng ở trong khung dập nổi này ba ngày. Thời gian ba ngày này, ta cảm giác được thân thể của mình tiến bộ thần tốc. Sau đó thạch lão mang theo ta rời khỏi rời khỏi khung. Sư tôn, ta cảm giác được tốc độ tu luyện như vậy. Quả thực thần tốc à. Sau khi rời khỏi ẩn thân quật, cả người ta vô cùng kinh hỉ. Sau đó ta hỏi thạch lão. Nếu như mỗi người dưới sự dẫn dắt của trưởng bối tông môn tu luyện như... Vậy, chẳng phải đều tăng lên rất nhanh sao? Lúc nói đến đây, thạch lão chính là nhìn ta, hỏi ta đang suy nghĩ cái gì. Đầu tiên không nói tông môn trưởng bối đều có thời gian dư giả như vậy cũng chính là bởi vì ta một tháng rưỡi sau phải đi tới ân gia tham gia tông môn đại hội. Cho nên thạch lão mới có thể hao phí thời gian bằng cách này để tăng lên thực lực của ta. Thứ hai, không phải ai cũng có thể chịu đựng được mức độ trùng kích đó. Cũng chính là huyền vũ thể của ngươi. Hiện tại toàn bộ thế hệ trẻ của huyền vũ tông biết huyền vũ thể cũng chỉ có ngươi. Sau khi huyền vũ thể tu luyện, bản thân có huyền vũ khí hộ thể, cho dù là bị thương cực kỳ nghiêm trọng, Huyền Vũ khí đều sẽ tự chủ bảo vệ tâm mạch, nói trắng ra, chính là không dễ dàng chết như vậy. Sau khi thân thể bị thương nặng, tốc độ chữa trị thân thể của Huyền Vũ khí chính là gấp mấy lần liên thể pháp môn khác, cũng không phải ai cũng thích hợp với phương thức này. Còn nữa, người có biết vì sao Huyền Vũ tông mấy trăm năm trước lại cường đại như vậy không? Chính là bởi vì khi đó có thể tu luyện Huyền Vũ thể nhiều người, hơn nữa người có thể sử dụng phương pháp này tăng lên cũng nhiều nghe được những lời này của thạch lão ta trong nháy mắt hiểu được xem ra vẫn là mình nghĩ quá ngây thơ được rồi kế tiếp cho ngươi hai ngày tu luyện đạo pháp ngươi còn có tu vi linh khí của ngươi mấy thứ này đều phải dựa vào ngươi chính mình ta có thể giúp ngươi chính là tu luyện trên người thịt hai ngày sau chúng ta tiếp tục tiến vào trong ẩn thể quật thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng thạch lão truyền ra nghe vậy ta cũng vội vàng khom người vâng sư tôn sau đó đến thiên su phong thạch lão liền rời đi ta trở lại chỗ ở của mình sau đó bắt đầu tu luyện linh khí tu vi của mình còn có đạo pháp trên người ta lại nói tiếp hiện tại ta linh khí tu vi vẫn là tương đối yếu dẫn đến ta chiến thần thích đạo pháp hoàn toàn không thể phát huy ra thực lực nên có đại lượng linh thạch xuất hiện bên người ta ta không chút khách khí nói Hiện tại ta ở toàn bộ Huyền Vũ tông, hẳn là thế hệ trẻ có tiền nhất. Có lẽ chính là xem như một phần sư huynh cũng không có linh khí của ta nhiều. Ta một mình ở cuối cùng, chiến thắng đám người dư thanh của Linh Kiếm Sơn, thu được 30 vạn hỏa thuộc tính linh thạch giống nhau bị đổi thành linh thạch bình thường. Hiện tại linh thạch trên người ta, quả thực không ít. Ấn kết trong tay biến hóa, trong lúc nhất thời, từng cỗ linh khí nồng đậm chui vào trong khí phủ của ta lốc xoáy rất nhanh xoay tròn tốc độ hấp thu linh khí cũng trở nên cực kỳ nhanh cảm thụ được chung quanh những linh khí kia không ngừng dung nhập vào trong khí phủ của ta tính toán ta đột phá tiến vào huyền cảnh sơ kỳ cũng qua không ít thời gian lần trước đột phá tiến vào huyền cảnh sơ kỳ là lúc ta vừa mới tiến vào huyền vũ tông ta ở ẩn thể quật tu luyện một đoạn thời gian sau đó đột phá khoảng cách hiện tại đã trôi qua một hai tháng bất quá ta hiện tại cũng không nóng nảy ta ở trước khi tiến vào ân gia nhất định phải đem bản thân linh khí thực lực tăng lên đến nhập huyền cảnh trung kỳ hai ngày kế tiếp ta không ngừng tu luyện đạo pháp trên người ta bất kể là chiến thần kích đạo pháp hay là huyền vũ thất thức thậm chí thuấn bạo những đạo pháp này đều cần ta hao phí không ít thời gian mà trong khoảng thời gian này ta tu luyện chủ yếu là phù du thân pháp tầng thứ hai bởi vì thân pháp phù du nói trắng ra một chút là thủ đoạn bảo mệnh, đồ dùng để chạy trốn. Thời khắc mấu chốt tuyệt đối là trọng yếu nhất. Đánh không lại còn có thể chạy trốn. Đừng xem thường loại thân pháp này. Hai ngày sau, ta lần thứ hai cùng thạch lão hội tụ. Sau đó mang theo ta tiến vào trong huyện thể quật. Kế tiếp lại là thời gian ba ngày tra tấn ta. Hơn nữa ta ở trên mặt bằng ban đầu. Lại hướng phía trước đi vào khoảng cách hơn năm thước. Dù sao chỉ cần ta có thể chịu đựng được một hai phút thời gian không bị thương, thạch lão sẽ lập tức đổi vị trí cho ta đổi loại lực lượng lưu động nào có thể đánh thương thân thể ta nói trắng ra một chút chính là luyện tập khả năng chống đánh của ta nửa tháng ta không ngừng vượt qua trong loại sen kẽ này mà lần này đến phiên nghỉ ngơi có thể nói nửa tháng này ta không phải là bị thương chính là trên đường bị thương bất quá tốt là nửa tháng này thực lực thân thể của ta dĩ nhiên là tăng lên tới trình độ có thể đột phá ta cảm giác được khoảng cách ta đem thực lực thân thể tăng lên đến nhập huyền cảnh hậu kỳ chỉ sợ cũng chính là lần sau tiến vào ẩn thể quật bất quá trước đó ta muốn đem thực lực linh khí bản thân đột phá không sai lại đợi nửa tháng bản thân ta linh khí tu vi đã đến điểm đột phá tới hạn hiện tại ta một chút cũng không thiếu linh thạch trong phòng của ta đại lượng linh thạch xuất hiện ở quanh thân của ta sau đó ta bắt đầu vận chuyển công pháp đem chung quanh nồng đậm vô cùng linh khí toàn bộ đều hấp thu tiến vào trong thân thể của ta trong khí phủ của ta linh khí đang rất nhanh ngưng tụ lại đây bất quá dưới tình huống như vậy cảnh giới của ta cũng không có chút buông lòng nào rất hiển nhiên ta hấp thu linh khí còn chưa đủ ấn kết trong tay lần thứ hai biến hóa đột nhiên cả người ta giống như hóa thành một vòng xoáy thật lớn bình thường giống nhau sau đó rất nhanh hướng trong thân thể ngưng tụ lại một lát sau, linh khí trong khí phủ ta trở nên càng thêm nồng đậm, mà tốc độ xoay tròn của lốc xoáy, nhanh đến cực hạn. HTV CM hiện tại ta căn bản cũng không cần vận chuyển, liền có thể cảm thụ được vô số linh khí không ngừng hướng trong thân thể ta hấp thu vào. Linh thạch không đủ sao. Ta cảm nhận được linh thạch chung quanh đã triệt để tiêu hao hầu như không còn. Trong lòng ta cũng là hơi cả kinh lúc trước ta đã thả linh thạch vượt qua bên người ta trên phạm vi lớn. Nhưng ta thật không ngờ là, linh thạch chung quanh dùng hết, thế nhưng vẫn là không đủ. Ta nhanh chóng từ trong nạp dưới lấy ra không ít linh thạch đặt ở quanh người ta. Giờ phút này ta cũng không. Biết, ở bên ngoài phòng ta, đang có hai đạo thân ảnh đứng ở trên không trung Trong đó một người diện mạo tuấn lãng. Trên mặt tùy thời đều mang theo một nụ cười nhàn nhạt cái loại cảm giác này thật giống như là mỉm cười. đây là một đại soái ca tuyệt đối. hơn nữa tuổi cũng không lớn. ở bên cạnh thanh niên là tông chủ Huyền Vũ Tông. Linh Nhi, không khéo a, à. tiểu tử này đang đột phá. ngươi nhìn không được hắn. Diêu Tu nhìn cổ Linh bên cạnh, thản nhiên lên tiếng, không sai. người này chính là đệ nhất thiên tài của Huyền Vũ Tông hiện tại. giờ phút này thân thể hắn lơ lửng trên không trung. Tuy rằng thoạt nhìn cũng không phải rất ổn định, nhưng lại có thể đứng thật lâu. Hai tay hắn đút vào trong túi quần. Trên mặt lộ ra một nụ cười có hứng thú. Không sao, sư tôn không phải đã nói rồi sao. Tiểu sư đệ này cũng muốn đi tới Tông Môn Đại Hội. Chủ yếu là ta nghe lão chấp sự nói tiểu tử này tu luyện thuấn bạo thế nhưng chỉ dùng 15 ngày liền tiểu thành. Có chút không phục à. Lại đây xem một chút. Nghe nói như vậy Diêu Tu cũng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ trong lúc thiên tài khẳng định là tồn tại một ít so sánh bất quá một lát sau thần sắc trên mặt cổ linh cũng hơi nghiêm túc nhìn về phía diêu tu bên cạnh lên tiếng bất quá sư tôn tuy rằng sư đệ này thiên phú tốt nhưng hắn hiện tại đi tông môn đại hội có phải là quá sớm một chút hay không phải biết rằng chỉ có thực lực của ta đi tới cũng là không có bao nhiêu nắm chắc những tên kia ta tuy rằng chưa từng tự mình gặp qua nhưng chỉ riêng xuyên thục mà nói, mấy tên kia liền vô cùng khó giải quyết. Lúc này, Cổ Linh hiển nhiên cũng không có nửa điểm ý tứ giấu giếm. Địa sư cảnh, hiện tại hắn đã thành công tiến vào địa sư cảnh. Mà dưới tình huống như vậy, hắn đối với việc đi tới tông môn đại hội đều là vô cùng cẩn thận. Kỳ thật trên đời chính là có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, bởi vì thời gian không trùng hợp, cho nên không cách nào tiến vào tông môn đại hội. Ví dụ như yêu tu Thiên phú của hắn cũng là tuyệt tốt. Thế nhưng 30 năm trước tông môn đại hội, thực lực của hắn cũng chỉ có nhập huyền cảnh hậu kỳ, cho nên không cách nào tham gia. 10 năm sau, ông đã hơn 30 tuổi, cho nên vô duyên tham gia tông môn đại hội. Bất quá có đôi khi có một số việc là ông trời định trước. 30 năm trước đi tham gia tông môn đại hội tông môn đệ tử, vô duyên tử trong tông môn đại hội còn sống đi già. Có lẽ có thể nói, mấy chục năm đại hội tông môn cả kiềm tỉnh đều không ai có thể từ trong tông môn đại hội đi ra người cuối cùng từ trong tông môn đại hội đi ra chính là vị linh kiếm sơn kia tông môn đại hội này cho dù là nhiều người táng sinh như vậy thế nhưng vẫn có mị lực làm cho nhiều người như vậy chen trúc mà đi việc này là quyết định của hắn hơn nữa ngươi cũng đừng xem thường tiểu sư đệ này tu vi nhập huyền cảnh trung kỳ của tiểu tử này sửng sốt dùng sức một mình giết ba người linh kiếm sơn dư thanh Vũ Nham, Đồng Trác, mà ngươi đại sư bá cũng là muốn dùng một tháng rưỡi này để cho hắn khổ tu. Đây cũng là vì để cho hắn sau khi tiến vào tông môn đại hội có thể có thêm một phần lực lượng tự bảo vệ mình đi. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng diêu tu truyền ra. căn cứ theo góc độ của hắn mà nói, mặc kệ là ai tổn thất đều là tổn thất cực lớn của Huyền Vũ Tông. Nhưng có đường, trọng yếu có người đi. Vậy có năm tháng nào yên tĩnh? chỉ là có người không ngừng mang trọng lượng đi về phía trước mà thôi. Nghe nói như vậy, cổ linh khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Hình như muốn đột phá. Lúc này, Diêu Tu thản nhiên lên tiếng. Trong phòng, khi ta đợt thứ ba linh thạch triệt để tiêu hao hầu như không còn trong nháy mắt, ta cảm giác được trong thân thể ta khí xoáy ầm ầm nổ tung mà mở ra. Sau đó, toàn bộ lốc xoáy hiện tại lúc này lớn hơn một vòng. Sau đó, trong khí phủ của ta trở về bình tĩnh mà ta nắm chặt nắm tay cảm thụ lực lượng truyền đến trong thân thể vào huyền cảnh trung kỳ hô cuối cùng cũng thành công trải qua thời gian cả ngày ta cuối cùng cũng tiến và nhập huyền cảnh trung kỳ bất quá lúc này ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài có người cảm giác của ta vẫn tương đối nhạy cảm trong nháy mắt mở mắt ra Ta liền cảm giác được ở bên ngoài phòng có một đạo ánh mắt đang nhìn ta. Đây là Huyền Vũ, tông ta ngược lại cũng không cho rằng có người nhìn trộm ta cái gì đó. Đứng dậy, tôi bước ra khỏi phòng, mở cửa. Tôi thấy hai bóng người từ trên bầu trời rơi xuống sân của tôi. Tông chủ, ta vội vàng tiến lên, đối với Diêu tu hơi hành lễ. Bất quá ta nhìn thấy bên cạnh Diêu tu còn có một người trẻ tuổi, xem ra tuổi hẳn là cùng ta không sai biệt lắm thậm chí thoạt nhìn so với ta còn nhỏ hơn bộ dáng nhìn ánh mắt người này đánh giá ta ánh mắt ta hơi ngưng tụ giờ phút này trong lòng ta tựa hồ đã đoán được thân phận của vị này trần sư đệ vẫn nghe sư tôn nói đến ngươi hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy chân nhân cổ linh đứng xuất thân hướng về phía ta hơi ôm quyền lên tiếng nói nghe vậy ta cũng là đáp lễ lập tức nhìn thanh niên trước mặt lên tiếng hỏi thăm nhưng cổ linh sư huynh cổ linh khẽ gật đầu mà ta cũng nhẹ nhàng cười ngưỡng mộ đại danh từ lâu hư danh mà thôi ta ngược lại nghe sư tôn nói tiểu sư đệ lần này chính là đại biểu cho huyền vũ tông ta làm cho người của linh kiếm sơn mất hết thể diện tươi cười trên mặt cổ linh làm cho người ta có một loại cảm giác rất thoải mái cả người nói như thế nào đây cảm giác trên người che giấu rất sâu bất quá ta biết cổ linh trước mắt nhất định là đã là sư cảnh rồi chẳng qua trên người hắn khẳng định cũng có phương pháp che giấu thực lực bản thân cho nên ta nhìn không thấu thực lực của hắn mà thôi cổ linh sư huynh nói đùa thân là đệ tử huyền vũ tông tự nhiên phải dốc hết toàn lực đơn giản tán gấu hai câu sau đó cổ linh cũng là lên tiếng nói cho ta biết nói lần này đến đây chính là bởi vì biết ta muốn cùng hắn đi tới tông môn đại hội cho nên muốn sớm gặp ta dù sao hai người chúng ta ngược lại còn chưa có ý nghĩa chân chính gặp mặt sư đệ nghe nói trong khoảng thời gian này đại sư bá tự mình đốc thúc ngươi tu luyện vậy ta cũng không quấy dày một tháng sau gặp htuc không mét khoảng cách thời gian đi ân ra còn có một tháng cho nên trong khoảng thời gian này cổ ly nói vậy cũng là muốn tiến vào trong tu luyện đối với điều này tôi khẽ gật đầu đúng rồi tiểu tử kia ngươi bảo ta giúp ngươi điều tra sự tình có chút mặt mũi vị bằng hữu kia của ngươi kia đã từng nhiều lần đối nghịch với người của ngũ độc giáo bất quá ngũ độc giáo bên này tạm thời không có bắt được tin tức của nàng nói cách khác nàng vẫn còn đang bỏ trốn như trước nhưng vị trí cụ thể đúng như lời ngươi nói nha đầu kia đối với trong lòng mình ẩn giấu cũng có một ít thủ đoạn cho nên tạm thời còn chưa thể xác định ngay khi cổ linh chuẩn bị rời đi Diêu tu bên cạnh cũng là nhìn ta, trực tiếp lên tiếng nói với ta. Nghe được lời của yêu tu, trong lòng ta hơi sử sốt. Sau đó nhìn diêu tu trước mặt, đa tạ tông chủ. Hiện tại diêu tu cho ta tin tức này, ít nhất cũng là cho ta biết. Trước mắt mà nói, Hạ Kiều cũng không có nguy hiểm. Nàng vẫn là cùng người ngũ độc giáo đối nghịch. Hơn nữa thậm chí vài lần một người công kích cứ điểm ngũ độc giáo thế nhưng người của ngũ độc giáo cũng không có bắt được Hà Kiều. Trong lòng ta thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đối với Hà Kiều vẫn có chút lo lắng. Ngươi yên tâm, ta đã phân phó đệ tử ở bên ngoài. Nếu có tin tức của nàng, sẽ là thời gian đầu tiên liên lạc với nàng, cũng để cho nàng đến huyền vũ tông ta. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ trong miệng yêu tu truyền ra, ta cũng là lần thứ hai hướng về phía diêu tu khom người. Đa tạ tông chủ, tương tự như vậy. Nhưng cách làm của Diêu Tu Ta thật sự rất cảm tạ hắn. Kỳ thật tin tức hắn giúp ta tìm kiếm Hà Su Ta cũng đã rất cảm tạ hắn. Đem Hà Su nhận đến huyền Vũ Tông, cũng là hắn đề cập trước. Đối với việc này Diêu Tu mỉm cười. Sau đó để cho ta trong khoảng thời gian này hào hào tu luyện. Sau khi nói xong, hắn liền mang theo cổ linh xoay người rời đi. Mà ta hít sâu một. Hơi, cảm thụ khí tức trong cơ thể biến hóa. Sau khi tiến vào huyền cảnh trung kỳ, kinh mạch bản thân ta cũng được mở rộng, hiện tại tốc độ vận chuyển linh khí của ta nhanh hơn, chủ yếu nhất là linh khí trong khí phủ của ta dung nạp cũng nhiều hơn, lốc xoáy cũng lớn hơn trước rất nhiều. Kế tiếp một ngày thời gian, ta tu luyện đạo pháp một chút, thời điểm trời sắp tối, ta chuẩn xác đi tới tàng thư các, đi tìm Huyền lão. Lúc trước ta cho tông chủ binh khí, tông chủ liền ý bảo ta đi tìm Huyền lão vừa vặn buổi chiều cũng không có chuyện gì liền đi tìm huyền lão bởi vì sau khi binh khí đến tay ta còn chuẩn bị quen thuộc một chút như vậy lúc chiến đấu mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn đến tàng thư các huyền lão vẫn ngồi trên ghế đu ở cửa tuy rằng nói huyền lão là ở chỗ này trông coi tàng thư khác nhưng ta luôn cảm thấy người trong tông môn ai nấy đều rất tôn kính huyền lão xem ra thân phận của huyền lão tại huyền vũ tông này hẳn là tương đối đặc thù chủ yếu nhất là bối phận của Huyền lão. Trên người Huyền lão dĩ nhiên tu luyện Huyền Vũ thể, hơn nữa Huyền lão chính mình cũng tu luyện Huyền Vũ Thất Thức. Chứng minh Huyền lão ở tông môn thời điểm, toàn bộ tông môn cũng không có xuống dốc. Nếu không, Huyền lão cũng không có cơ hội tu luyện Huyền Vũ thể kia. Huyền lão, đến cửa tàng thư các, ta trước tiên hơi khom người với Huyền lão trước mặt. Nghe được thanh âm của ta, Huyền lão cũng chậm rãi hỏi ta chuyện gì? mục đích tương lai của ta trực tiếp nói ra. Sau khi nói xong, Huyền Lão đứng dậy nhìn ta. Ngươi tiểu tử thật đúng là coi ta nơi này là bách bảo dương a, cái gì cũng có. Nghe vậy ta sừng sốt một chút. Chẳng lẽ nơi này Huyền Lão cũng không có binh khí như vậy sao? Nếu thật sự là như vậy, ấn sẽ có chút phiền toái. Loại binh khí này tương đối cồng kềnh, kỳ thật người dùng còn không nhiều lắm. Bất quá người thích dùng không nhiều lắm vừa lúc trước huyền vũ tông ta có một vị tiền bối đã dùng qua thích. Ngay khi ta buồn bực, huyền lão trước người cũng thản. Nhiên lên tiếng, sau khi nói xong. Trong tay hắn có một thanh trường thích xuất hiện. Trong nháy mắt trường thích xuất hiện, ta chợt thời gian cũng cảm giác được trong trận này tràn ngập một trận khí sofa. Cảm nhận được cỗ khí tức này trong lòng ta hơi ngưng tụ. Trường thích này, thứ tốt a à. Ta vội vàng mừng rỡ đi về phía trước, đa tạ huyền lão. Nói xong, ta liền chuẩn bị hướng trường kích trước mặt bắt tới. Nhưng huyền lão lại lên tiếng ngăn cản ta. Ôi, ngươi tiểu tử này như thế nào nóng nảy. Năm đó vị tiền bối tông ta tính tình không tốt. Hơn nữa sát phạt quyết đoán. Kích này tự nhiên cũng có một cỗ sát phạt mà người thường khó có thể khống chế. Ngươi lỗ mãng như vậy bắt qua. Nói không chừng mình còn bị binh khí này làm ai bị thương. Nghe được tiếng nhắc nhở của huyền lão. Trong lòng ta cũng đột nhiên trầm xuống, sau đó ta bắt đầu ấp ủ khí tức trên người mình. Sau khi chuẩn bị xong, ta nhìn huyền lão. Huyền lão, ta chuẩn bị xong. Sau khi nói xong, huyền lão lúc này mới đem trường thích trước mặt đưa về phía ta. Ta cũng chậm rãi đưa tay, hướng trường thích trước mặt này bắt qua. Ngay khi bàn tay của ta chạm vào trường kích này, đột nhiên một cỗ sát phạt khí mãnh liệt trực tiếp từ trên trường kích kia bộc phát ra, hướng trong thân thể ta trùng kích mà đến cảm nhận được cỗ khí tức này trong nháy mắt trong lòng cả người ta cũng đột nhiên cả kinh bởi vì ta phát hiện cỗ lực lượng này dĩ nhiên là đang không ngừng phá hư thân thể của ta hảo ra hòa xem ra trường thích này cũng không phải thứ gì đơn giản à khí tức trong cơ thể ta trong nháy mắt vận chuyển sau đó đem cỗ sát phạt khí này đẩy lùi hoặc là nói chậm rãi đem cỗ khí tức này hướng bên ngoài thân thể ta bước ra đúng lúc này ta cảm giác được cỗ khí tức này dĩ nhiên là đang phản kháng. tiểu tử, hiện tại biết trường thích này không đơn giản chứ. năm đó vị tiền bối kia thực lực cũng là ở trên thiên sư cảnh, trường thích này cơ hồ là vẫn đi theo bên người hắn. nghe được thanh âm của huyền lão truyền đến, trong lòng ta đối với trường kích này cũng càng thêm hứng thú. bởi vì ta phát hiện trường kích này rất hợp khẩu vị của ta a. À. bởi vì lần này đi tới tông môn đại hội nếu dưới tình huống đông người ta tận khả năng sẽ không sử dụng chiến thần kích vậy thì cần binh khí trường kích khác thay thế vốn ta còn chưa báo đáp bao nhiêu hy vọng nhưng hiện tại nhìn thấy trường kích này ta phát hiện trường kích này cũng rất tốt hơn nữa trường kích này tựa hồ còn rất ngạo kiều hắc hắc vậy ta thật giống như muốn thử uy lực của trường thích này sau đó huyền vũ thể ta thúc giục sau đó huyền vũ khí cũng trong nháy mắt hướng trên trường kích mãnh liệt vọt tới hiện tại ta còn mang theo thực lực thân thể nhập huyền cảnh hậu kỳ nếu ngay cả một thanh trường thích này cũng không thể khống chế vậy thân thể này của ta xem như tu luyện không công dừng lại cho tôi huyền vũ khí không ngừng hướng trong trường thích mãnh liệt vọt tới ta khá quát một tiếng rốt cục một cỗ sát phạt khủng bố kia cũng trong nháy mắt trở lại trên trường thích này lúc này trường thích đã không còn kịch liệt run dày như trước xem ra an phận rất nhiều ta cầm trường kích lúc này mới chú ý tới trường kích này hiện ra một loại toàn thân màu đỏ sậm thoạt nhìn cực kỳ bá đạo huyền lão trường thích này tên là gì sau khi ta nắm trong tay trường thích này có chút tò mò nhìn huyền lão trước mặt trường thích này trước đây cũng không phải là phàm vật gì cho nên ta cảm thấy trường thích này khẳng định cũng có tên thích này tên là pháo quân chủ sát phạt thanh âm trầm thấp từ trong miệng huyền lão truyền ra nghe nói như vậy trong lòng ta thấp giọng trầm ngâm. Hát uy. CM phá quân à. Đó là một cái tên thực sự tốt. Phá quân. Sau này ngươi sẽ lăn lộn với ta. Ta nắm lấy phá quân. Rất vui mừng. Sau đó nhìn huyền lão hơi ôm quyền. Huyền lão. Đa tả. Nói xong. Ta liền trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này huyền lão mỉm cười. Tiếp tục trở lại trên ghế. Sau đó bắt đầu chậm rãi lắc lư trở lại chỗ ở ta đối với phá quân tự nhiên là phải quen thuộc một chút thời gian một đêm ta liền dùng phá quân để thích ứng với đạo pháp của chiến thần kích cũng may đạo pháp này cho dù là phối hợp với phá quân cũng hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì ngày hôm sau ta lại lần nữa tiến vào trong khung dập tắt lần này ta ở lại trực tiếp đi tới vị trí cuối cùng mà sau khi ta hôn mê mấy lần thời gian ba ngày ta xem như đem khung dập thể này đi đến cuối cùng. Nhưng ta biết, ám thể quật này khẳng định không có khả năng chính là cái chỗ này là cuối cùng. Phải biết rằng, hiện tại thực lực của ta cũng mới vào thân thể huyền cảnh hậu kỳ. Phía sau còn có địa sư cảnh. Những sư huynh địa sư cảnh này đồng dạng cũng tu luyện ở ám thể quật này. Mà ở giữa ám thể quật nhìn thấy địa sư cảnh đều là địa sư cảnh trung kỳ như vậy. Cho nên những địa sư cảnh hậu kỳ, thậm chí sư huynh mạnh hơn, nhất định là còn có một địa phương khác tu luyện. Ba ngày này không sai biệt lắm. Lần sau tới mang ngươi đi khương phong động. Sau khi mang theo ta đi ra khỏi hang nghị thể, thạch lão bên cạnh cũng hướng về phía ta lên tiếng. Nghe vậy ta sừng sốt một chút. Quả nhiên. Sau đó ta nhìn về phía thạch lão hỏi, sư tôn. Cương phong động là cái gì? Thạch lão cũng không có trả lời ta, mà là để cho ta tới thiên đi vào liền biết. Đối với việc này ta cũng không có hỏi nhiều, mà là trở lại chỗ ở, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Trở lại thiên su phong ta nhìn thấy vệ mập mạp ở cửa chờ ta, nhìn thấy ta tới. Vì mập mạp vội vàng đi lên, hỏi ta mấy ngày nay đi đâu. Ta ở ẩn thể quật tu luyện A. Vệ mập mạp nhìn bốn phía, nói với ta, ngươi thành thật nói cho ta biết, đại trưởng lão có phải cùng ngươi mở bếp nhỏ hay không? ta nghe rất nhiều đệ tử đều nói nhìn thấy đại trưởng lão tự mình mang ngươi đi vào sâu trong hang ám thể. Nhìn thấy biểu tình của vệ mập mạp này, thì ra là bởi vì cái này. Ta cười cười, nói loại bếp nhỏ này thật sự không phải thống khổ bình thường, chính là bị ngược đãi. Đối với chuyện tông môn đại hội, cũng không phải không thể nói. Sau đó ta liền nói cho vệ mập mạp chuyện ta muốn đi tông môn đại hội. Cho nên trong khoảng thời gian này thạch lão đang giám sát ta khổ tu tông môn đại hội nói cách khác lần trước chúng ta đi tranh đoạt chính là đi tông môn đại hội danh ngạch ta gật gật đầu sau đó nói cho vệ mập mạp biết chuyện này hắn biết là được rồi không nên truyền ra ngoài đối với việc này vệ mập mạp cũng khẽ gật đầu sau đó hắn nhìn ta ngươi tên này thật sự là không biết nói như thế nào vậy mà trước ta một bước tiến vào thân thể nhập huyền cảnh hậu kỳ ta cười khổ một tiếng nói cho vệ mập mạp biết nếu hắn biết mấy ngày nay ta đã thừa nhận cái gì sẽ không nói như vậy vốn lần này ta tới tìm ngươi là tính toán hỏi một chút ngươi có muốn cùng ta rời khỏi tông môn hay không lúc này vệ mập mạp cắt vào chủ đề lên tiếng với ta nghe nói như vậy ta nhướng mày hỏi vệ mập mạp đi ra ngoài làm gì tìm cha ta lão bất tử kia thời gian dài như vậy không có tin tức không lo lắng là giả Vệ mập mạp thần sắc hơi nghiêm túc. Sau đó ta nhìn vệ mập mạp, hơi trầm ngâm một lát, hướng vệ mập mạp lên tiếng. Kỳ thật có một chuyện ta vẫn không nói cho ngươi. Lần trước tạ Đông Kiệt tìm chúng ta làm việc, cuối cùng không phải xuất hiện một hắc bảo nhân sao. Tên kia nói với tôi một câu, làm cho ta tín nhiệm ngươi. Ta có chút hoài nghi hắn là trang người, nhưng vẫn không tìm được chứng cớ. Ta liền không nói. Suy nghĩ một chút, ta vẫn đem chuyện này nói ra tuy rằng chỉ là suy đoán trong lòng ta nói không chừng cũng có trợ giúp gì cho vệ mập mạp tìm kiếm phụ thân hắn ta nhớ rõ tên kia bất quá ta có thể khẳng định là tên kia hẳn là không phải cha ta khí tức trên người hai người hoàn toàn không giống nhau nếu là cha ta mà nói coi như là hắn che mặt ta từ khí tức cũng có thể cảm nhận được một ít bất quá sau khi ta nói xong vệ mập mạp trước mặt lại trực tiếp lên tiếng với ta. Nghe nói như vậy, ta cũng có chút kinh ngạc, vốn ta. Còn tưởng rằng suy đoán của ta rất chuẩn, hiện tại xem ra cũng không phải rất chuẩn. Đúng rồi, ngươi lần này đi tham gia tông môn đại hội. Khi nào trở về? Khi vệ mập mạp hỏi vấn đề này, ta trần chờ. Ta nói với vệ mập mạp ta muốn đi tham gia tông môn đại hội, nhưng không nói cho hắn biết. Nguy hiểm tham gia tông môn đại hội cái gì ta cũng không biết a à. phòng chừng đến lúc đó đi bên kia sẽ nói đi nói xong ta cũng sờ mũi cuối cùng vệ mập mạp cáo biệt ta hắn nói hắn đi ra ngoài tìm kiếm một đoạn thời gian nếu không có tin tức hắn sẽ trở về vốn lúc trước ta dự định là nhờ vệ mập mạp hỗ trợ chú ý hà su một chút dù sao cũng là đi tìm người nhưng muốn hà su quan hệ đến ngũ độc giáo đến lúc đó vệ mập mạp nếu cũng đắc tội ngũ độc giáo mà vệ mập mạp chưa chắc có biện pháp che giấu hành tung tốt như vậy đối với vệ mập mạp mà nói cũng không phải chuyện tốt gì trở lại chỗ ở ta ngồi xếp bằng trên giường lập tức tâm thần ta hơi trầm xuống sau đó tâm thần chui vào trong tấm bia đá mỗi lần thực lực của ta tăng lên ta đều có thể từ bên trong tấm bia đá này lấy được đạo pháp ban đầu là huyền linh chỉ sau đó là phục ma ấn bất quá trước mắt đối với ta tác dụng lớn nhất chính là phù du thân pháp. Phù du thân pháp không giống huyền linh chỉ cùng phục ma ấn chỉ có một tầng. Phù du thân pháp có vài tầng. Thực lực của ta hiện tại chỉ có thể đạt được tầng thứ hai. Về phần trọng thứ ba, ta phòng trừng như thế nào cũng phải chờ ta đến điện sư cảnh mới có thể đạt được. Hiện tại ta vào huyền cảnh trung kỳ. Ta muốn nhìn xem có thể hay không từ trong tấm bia đá này lấy được đạo pháp tốt gì đó. Linh khí trong cơ thể ta rất nhanh hướng trong tấm bia đá quán thâu vào bất quá làm ta thất vọng chính là lần này tấm bia đá cũng không có phản ứng gì xem ra thực lực của ta còn thiếu chút nữa cho nên lần này là không có cách nào từ trong tấm bia đá này lấy được đạo pháp tâm gì nghĩ tới đây ta cũng tạm thời đem mấy thứ này buông xuống sau đó bắt đầu chuyên tâm tu luyện hai ngày sau ta dưới sự dẫn dắt của thạch lão tiến vào sâu trong huyện đứng ở chỗ này thạch lão trước mặt bảo ta chuẩn bị tốt sau đó thạch lão đem một tảng đá trước mặt hang đá đẩy ra. Lúc này ta mới phát hiện. Nơi này dĩ nhiên là một cánh cửa. Cửa đá bất quy tắc này sau khi bị lui ra. Ta nghe được bên trong dĩ nhiên truyền đến từng trận thanh âm hưu trí. Còn có từng tiếng nặng nề. Dưới sự bảo hộ của thạch lão, ta tiếp tục đi về phía hang đá trước mặt. Sau khi ta đi vào bên trong, cửa đá phía sau tự động đóng lại. Bất quá chung quanh còn có từng đạo thạch huỳnh quang hiện ra đem bên trong hang đá này đều chiếu rất sáng lúc này ta nhìn thấy trên vách đá dĩ nhiên là có từng đạo vết tích màu trắng hiện lên nhìn bộ dạng như vậy thật giống như là dấu vết bị đao kiếm chém ra vậy bất quá cái loại này dấu vết sau khi xuất hiện lại là dùng tốc độ rất nhanh bắt đầu chậm rãi tiêu tán đây chính là khương phong động sư tôn nơi này cùng bên ngoài có cái gì không giống sao ta cảm thụ khí thế khí tức bên trong cùng bên ngoài trên lệch nói như thế nào đây? Cũng không phải rất lớn. Chỉ là giống như lực lượng hiện ra không giống nhau. Lực lượng bên ngoài là cùn, mà lực lượng bên trong này hình như là sắc bén. Hát uy. mở trinh lệch trong đó, ngươi chỉ cần hơi ngươi cảm thụ là biết. Nói xong, thạch lão hỏi ta có chuẩn bị tốt hay không. Huyền vũ khí trong cơ thể ta rất nhanh vận chuyển. Sau đó hướng về phía thạch lão gật đầu. Ngay trong nháy mắt này thời gian, thạch lão trực tiếp đem bảo hộ đối với ta triệt để rút ra. Sau đó ta liền cảm giác được từng đạo khí tức vô cùng sắc bén hướng ta bên này bảo kích tới. Loại cảm giác này, thật giống như trước mặt chính là từng đạo đao phong sắc bén, thậm chí kiếm khí bình thường giống nhau. Phốc phốc. Đột nhiên, một đạo khương phong trực tiếp trùng kích trên người ta. Quần áo của ta trong nháy mắt nghiền nát. Sau đó trên ngực ta, một đạo vết thương giữ tận xuất hiện máu tươi trong nháy mắt từ trong vết thương chảy ra. Cái này. Ta mở to hai mắt, có chút kinh hái nhìn hết thầy. Trong này châm phong, quả nhiên là sắc bén. Cùng bên ngoài rất bất đồng. Lúc này, đạo thứ hai, đạo thứ ba châm phong trong nháy mắt đánh úp lại. Khi tôi đang chuẩn bị né tránh, thạch lão bên cạnh trực tiếp lên tiếng với tôi, đừng trốn, ngạnh kháng. Nghe được thanh âm của thạch lão, trong lòng ta một trận chua xót không nói gì à, tình huống này dĩ nhiên còn không cho ta trốn. Chỉ để tôi đứng đây. Khi một cái nhiếp, bất quá thạch lão nói như vậy, khẳng định là có dụng ý của hắn. Ta chỉ có thể lợi dụng huyền vũ khí đi bắt đầu chữa thương, đồng thời cầm máu, coi như là bị thương. Như vậy tốc độ máu tươi chảy xuôi trong miệng vết thương cũng rất chậm. Thời gian chưa đến 10 phút, cả người ta trực tiếp sụi lơ trên mặt đất sau đó ta phát hiện cương phong trước mặt biến mất. Chuẩn xác mà nói là bị thạch lão ngăn cản. Thạch lão nhìn ta. Sau đó hướng về phía ta lên tiếng, mau chữa thương. Sau đó ta bỏ dậy. Sau đó rất nhanh lợi dụng huyền vũ khí chữa thương. Khôi phục thương thế trên người mình. Lần này khôi phục thương thế ta ước chừng hao phí hai kế biến mất. Mới đem thương thế trên người khôi phục. Mà trong nháy mắt ta sụi lơ. Vết thương trên người ta chỉ sợ đã không dưới một trăm chỗ cơ hồ trải rộng toàn thân ta. Sau khi nhìn thấy thương thế của ta khôi phục, thạch lão cũng bảo ta chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục. Sau đó, lại là một vòng cuồng ngược mới, mà lần này ta ở Khương Phong Động Chu Kỳ tu luyện dài hơn. Tu luyện 5 ngày mới có thể nghỉ ngơi một ngày thời gian. Dựa theo ý tứ của thạch lão, tận lực đem thực lực của ta tăng lên đến địa sư cảnh. Coi như là không được, ít nhất cũng phải vững chắc lực lượng thân thể ta vào huyền cảnh đỉnh phong. Đối với chuyện này ta tự nhiên là không có gì để nói. Thạch lão một đám người bận rộn như vậy đều cả ngày giám sát ta. Ta coi như là khổ bức một chút. Còn có thể nói cái gì? Đến cuối cùng, ta thậm chí còn mặc một cái quần lớn đi vào ổ gió. Bởi vì quần áo phế liệu A, à, mỗi lần, đi vào quần áo đều là thối giữa. Cái này còn làm thế nào? Không sai. Nửa tháng, ở Khương Phong động đi tới khoảng cách 15 thước thực lực cũng nghe được nhập huyền cảnh đình phong còn có nửa tháng cho dù là không thể để ngươi tăng lên địa sư cảnh ít nhất cũng sẽ làm cho ngươi cách địa sư cảnh chỉ có nửa bước nhìn ta ngồi xếp bằng trên mặt đất thạch lão cũng thản nhiên lên tiếng giờ phút này ta mở mắt ra nhìn cương phong vô cùng sắc bén phía trước sau đó hướng về phía thạch lão nói lão sư tiếp tục đi thanh âm trầm thấp từ trong miệng ta truyền ra lần này những khương phong kia lần thứ hai hướng ta chen chúc mà đến mà rơi vào trên người ta dĩ nhiên chỉ có thể mơ hồ đem da của ta rạch ra lộ ra một đảo vết máu nông cạn bởi vì đây chính là thành quả hơn nửa tháng này của ta thời gian trôi qua mà khoảng cách thời hạn cuối cùng cũng là như hẹn mà đến hô vẫn là không thể đột phá tới địa sư cảnh sao trong lòng ta hơi trầm xuống đứng dậy giờ phút này thân thể toàn thân ta lại lần nữa tăng lên một cấp bậc ban đầu những khương phong kia rơi vào trên người ta chỉ có thể xuất hiện một đạo hồng hồng ấn ký ngay cả làn da của ta cũng không thể phá vỡ mức độ sắc bén của những khương phong kia quả thực khủng bố ta bây giờ coi như là cường giả nhập huyền cảnh trung kỳ lợi dụng kiếm vung lên người ta ta cũng không có chút sợ hãi nào đây chính là một thành quả dư thừa này không cần tự coi thường bản thân Ngươi trong khoảng thời gian này trưởng thành đã tương đối nhanh, hơn nữa tu luyện thứ này, nhớ kỹ không thể nóng vội, bằng không sợ sẽ đi sai đường." Thạch lão bên cạnh hướng về phía ta lên tiếng nhắc nhở. Sau khi nói xong, trong tay Thạch lão xuất hiện mấy hạt châu, màu sắc mỗi người đều có bất đồng. "Tiểu tử, cái này giữ lại đi, đối với ngươi ở bên trong hữu dụng." Ta nhìn mấy hạt châu trong tay Thạch lão, sau đó có chút khó hiểu lên tiếng hỏi: sự tôn đây là cái gì nói xong ta cũng đem đồ đạc nhận lấy lão đầu nhi cho ta đồ đạc đều là thứ tốt ta tự nhiên là không thể cự tuyệt màu đen là khương phong châu ta đem khương phong ngưng tụ phong ấn đi vào nếu như có cơ hội ba tấm khương phong châu dùng hết mà nói ngươi tiến vào địa sư cảnh thân thể hẳn là không có vấn đề ba tấm còn lại là thủ đoạn ta lưu lại bất quá sau khi tiến vào di tích thượng cổ ngoại lực không thể vượt qua thiên sư cảnh cho nên thủ đoạn lưu lại cho ngươi chỉ có lực lượng địa sư cảnh đỉnh phong nếu không sẽ nhận được quy tắc chấn áp trong di tích thượng cổ điểm này ngươi phải nhớ kỹ bất quá thông qua thực lực của mình phát ra công kích coi như là vượt qua uy lực của thiên sư cảnh quy tắc sẽ không nhìn thứ này cho ngươi nhiều đối với ngươi cũng không có chỗ tốt ba hạt châu này chỉ là thủ đoạn bảo mệnh cho ngươi đệ tử khác tham gia tông môn đại hội khẳng định cũng sẽ có nhớ kỹ sau khi đi vào ngươi có thể tin tưởng cũng chỉ có cổ linh những người còn lại cần ngươi tự thân đi phán đoán thanh âm trầm thấp từ trong miệng thạch lão truyền ra ta biết thạch lão đây là đang dặn dò cho ta rất nhiều thứ những thứ này đối với ta tiến vào tông môn đại hội đều là có chỗ tốt rất lớn vâng sư tôn ta nhất định nhớ kỹ đi thôi Tông chủ cùng Cổ Linh nói vậy đã chờ rồi. Nói xong, Thạch lão cất bước đi ra bên ngoài Cương Phong động. Ta đi theo phía sau Thạch lão, cùng nhau đi tới chủ phong. Đến chủ phong, trong chủ điện. Lần này ta nhìn thấy tất cả tông môn trưởng lão đều đã đến cái chỗ này. Bảy trưởng lão cộng thêm tông chủ đều ở chủ điện. Lần này bên ngoài chính là ta cùng Cổ Linh hai người. Gặp qua tông chủ, chư vị trưởng lão ta đối với cực kỳ trưởng lão cùng tông chủ lên tiếng hành lễ. Lúc này, cổ linh bên cạnh cũng hành lễ với thạch lão, đại sư bá. Thạch lão khẽ gật đầu, sau đó diêu tu cũng nhìn ta, tới đây. Lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người ta cùng cổ linh. Nhị trưởng lão cũng thấp giọng nói, hai tiểu gia hòa, trên người các ngươi mang theo sứ mệnh của huyền vũ tông ta. Bầu không khí tựa hồ có vẻ có chút nặng nề mà thất trưởng lão cũng xuất thân. Nhị sư huynh, ngươi luôn thích làm cho thâm trầm như vậy. Không phải là một lần lịch lãm đặc thù sao. Lần này tông môn chúng ta có hai người. Nói như thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hát uy. CM trong lúc đó, cổ linh đi tới bên cạnh ta. Sau đó liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta hành lễ với mọi người trước mặt. Lần này, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Không phủ các vị trưởng bối ký thác ở đây ai cũng muốn ta cùng cổ linh hoặc là đi ra. Bởi vì chỉ có chúng ta hoặc là đi ra. Tương lai của huyền vũ tông mới có hy vọng. Nếu như chúng ta đều không ra được, như vậy mới là tổn thất của huyền vũ tông. Lúc này, Diêu Tu cũng là đứng xuất thân. Nhìn ta cùng cổ linh lên tiếng, đi thôi. Trước cùng người của các tông môn còn lại hội hợp. Sau đó cùng nhau hộ tống các ngươi đi ân ra. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ trong miệng Diêu Tu truyền ra lúc này trên người diêu tu một cỗ khí thế tản mát ra phảng phất là đem ta cùng cổ linh bao vây ở trong đó lúc này không gian trước mặt diêu tu hơi vận vẹo xuất hiện một thông đạo theo thông đạo này xuất hiện sau đó diêu tu cất bước đi vào ta cùng cổ linh vội vàng đi theo phía sau thời gian chưa tới 10 phút chúng ta xuất hiện trên một ngọn núi nơi này ta nhìn thấy đã có hai đạo thân ảnh đứng chờ diêu huynh đừng đến không làm gì cả một gã trung niên trong đó hướng về phía diêu tu ôm quyền lên tiếng diêu tu khẽ gật đầu ý bảo sau đó thanh niên kia cũng hướng chúng ta đi tới cổ linh ta cũng biết lần này tham gia tông môn đại hội vẫn là ngươi sau khi thanh niên này nói xong ánh mắt của hắn liền dừng trên người ta chắc vì này chính là trần vô kỵ chứ ngưỡng mộ đại danh từ lâu nghe vậy cổ linh bên cạnh cũng nhẹ giọng nói với ta ngũ hành môn, Hà Đào. Nghe cổ linh giới thiệu, ta cũng hướng về phía Hà Đào hơi ôm quyền. Sau đó, người của Hỏa Vân Tông và Tiên Phủ Tông lần lượt chạy tới. Vị đệ tử trẻ tuổi của Hỏa Vân Tông tên là Lưu Húc. Long, người của Tiên Phủ Tông tên là Kế Sâm. Hiện tại, chỉ còn lại người của Linh Kiếm Sơn chưa tới. Nhìn năm đại tông môn, đã đến bốn người. Linh Kiếm Sơn mỗi lần đều thích chơi loại điều chỉnh này cố ý ở phía sau kéo dài thời gian gì đó để cho tất cả mọi người chờ đợi anh ta, nhưng thực sự không nhận được bất kỳ sự chú ý lớn. Một lát sau, không gian trước mặt mở ra một đảo không gian thông đạo. Sau đó hai đạo thân ảnh từ bên trong đi ra, trong đó một người ta gặp qua, Linh Kiếm Sơn tông chủ, kiếm 21. Mà ở bên cạnh Linh Kiếm Sơn tông chủ, một gã thanh niên mặt không chút thay đổi đứng, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước cũng không có nửa điểm nghiêng linh kiếm sơn vô danh vô danh tên này dĩ nhiên gọi là vô danh đây là giả vờ sao bởi vì ở thế tục giới ta từng xem qua một bộ thư viện bên trong có một vị kiếm tu đại lão chính là gọi là vô danh ta đối với đại lão kia ấn tượng rất là khắc sâu bởi vì lúc hắn đầy máu liền kéo nhị hồ lúc tàn huyết tuy rằng cũng rất trâu bò nhưng là khắp nơi sóng biển đánh xong sẽ hư một con. Rõ ràng là cho rằng thực lực đại lão. Không biết vì cái gì thời gian đi ra luôn rất trùng hợp. Lúc này, ta phát hiện một đạo ánh mắt rơi vào trên người ta. Sau đó ta cũng trực tiếp nhìn qua. Ta phát hiện nhìn ta. Dĩ nhiên là kiếm nhị thập nhất. Bất quá ánh mắt của hắn dừng lại trên người ta một giây đồng hồ. Liền lần nữa chuyển hướng. Chư vị, lần này đi tới tông môn đại hội. Chúng ta nên thống nhất chiến tuyến dù sao tông môn đại hội này cũng không thể so sánh với chúng ta ở chỗ nhỏ này của kiềm tình làm ầm ĩ nếu đến lúc đó nội bộ mình còn náo loạn mâu thuẫn mà nói đối với tất cả mọi người không có bất kỳ chỗ tốt nào bên cạnh tiên phủ tông tông chủ nhìn mọi người sau đó lên tiếng nghe được lời của hắn mấy tông môn đều là khẽ gật đầu ý bảo đồng ý cách nói này chỉ có diêu tu cùng giảm nhị thập không có gật đầu sau đó kiến nghị thập nhất cũng trực tiếp lên tiếng đi thôi nhìn thấy một màn này diêu tu cũng mỉm cười cũng không có nói gì mà một màn này đã biểu hiện cực kỳ rõ ràng bởi vì huyền vũ tông cùng linh kiếm sơn chúng ta lần này xem như thật sự kết thành lương tử một số điều không cần phải nói nhưng trái tim của mọi người là rõ ràng nhìn thấy một màn này còn lại ba cái tông môn người cũng không tiện nói cái gì sau đó chúng ta 6 người dưới năm tông chủ dẫn dắt tiếp tục tiến vào trong không gian. Lần này, coi như là ở trong không gian. Chúng ta đều ước chừng đi hơn 3 giờ thời gian. Đoạn lộ trình này vẫn là rất xa. 3 giờ sau, chúng ta xuất hiện ở trước mặt một ngọn núi thật lớn. Nói thật, ta cũng không biết chuyến này rốt cuộc có bao xa. Nhưng khoảng cách không gian rất ngắn, hơn nữa tốc độ của chúng ta cũng rất nhanh. Tình huống như vậy cũng mất 3 giờ lúc này kiếm nhị thập nhất tiến lên phía trước một bước linh kiếm sơn kiềm tỉnh huyền vũ tông dẫn đệ tử đến tham gia tông môn đại hội thanh âm trầm thấp từ trong miệng kiếm nhị thập nhất truyền ra sau đó hướng trên đỉnh núi tràn ngập lên lúc này ta nhìn thấy giờ phút này năm tông môn tông chủ đến dưới ngọn núi tư thái đều phóng cực kỳ tự nhiên không còn cũ ngạo nghĩa lúc trước ngay cả kiếm nhị thập nhất cũng có chút cung kính. Theo thanh âm truyền ra ngoài một lát, có khoảng nửa phút đồng hồ, một đạo thân ảnh trực tiếp từ trong không gian ngọn núi chui ra, nhìn mấy người phía dưới. Người này mặc một thân y bào màu xanh, thoạt nhìn bộ dáng trung niên. Hắn đứng ở vị trí trên không trung thoáng cao hơn một đoạn. Sau đó ánh mắt hướng phía dưới quét xuống. Trong ánh mắt, cũng không có tâm tình dư thừa, tựa hồ đối với năm tông môn tông chủ này cũng không có bao nhiêu để ý giống nhau. Mà ở vị trí ngực quần áo của hắn, ta rõ ràng thấy được một cái văn tự thêu. Ân. Người ân ra. Sau khi hắn quét qua một vòng, lúc này mới thấp giọng hướng phía dưới chúng ta hỏi, có mang theo phù lệnh không? Nghe được thanh âm này, năm tông môn tông chủ một đám đều là đem phù lệnh trong tay ném về phía phía trước. Đạo thân ảnh này, sau đó một tay của hắn đem phù lệnh nắm ở trong tay. Sau khi xác nhận, hắn đem phù lệnh ném tới đệ tử tham gia tông môn đại hội tiến vào ân gia những người còn lại chờ mời trở về đi chư vị tông môn đại hội sắp tới Tân gia chiêu đãi không chu đáo kính xin thứ lỗi cuối cùng người ân gia kia vẫn là hướng phía dưới mọi người ôm quyền lên tiếng nói tuy rằng thanh âm không có tình cảm gì nhưng ít nhất coi như là một loại lễ phép không phải đối với việc này năm tông môn tông chủ đều là hơi ôm quyền không sao sau đó diêu tu xoay người nhìn về phía ta và cổ linh hết thảy cẩn thận còn sống trở về hot mở lời nói của diêu tu có vẻ có chút nặng nề ta cùng cổ linh cũng gật đầu thật mạnh sau đó diêu tu nhìn chúng ta hỏi chúng ta có thứ gì muốn lưu lại hay không nghe được ta của diêu tu vì trong lòng trầm xuống ta hiểu được ý tứ của diêu tu. Lúc trước bọn họ đã nói với ta, trong di tích thượng cổ này nếu ở bên trong ngã xuống, như vậy thì cốt đều là không cách nào mang về. Vì vậy, chúng ta có thể để lại một cái gì đó cho gia đình hoặc bạn bè. Lúc này, ta sờ sờ đai lưng chữ vật của ta. Bên trong đai lưng chữ vật của ta kỳ thật viết xong một phong thư, trước một thời gian dài viết xong, nhưng cuối cùng ta cũng không lấy ra tông chủ, có cái gì ta cảm thấy vẫn là chờ ta cùng cổ linh sư huynh đi ra rồi nói sau. Cũng không muộn. Ta mỉm cười, sau đó thấp giọng nói. Nghe vậy diêu tu sửng sốt cười. Sau đó cũng là cười thoải mái, được. Lập tức, đám người diêu tu rời đi, mà chúng ta cầm phù lệnh thuộc về thân phận của mình, dưới sự dẫn dắt của người kia, đi vào ân già. Khi chúng ta bước qua không gian thông đạo trong nháy mắt, toàn bộ thân thể của ta phảng phất đều bị linh khí vô cùng nồng đậm bao vây trong lòng ta cả kinh linh khí nồng đậm trình độ này có thể nói là khủng bố hoàn toàn không phải huyền vũ tông có thể so sánh giờ phút này chúng ta đều hơi đánh giá bốn phía mà trung niên nam tử dẫn đầu kia cũng hướng về phía một người phía trước hô ân hoa kiềm tình dẫn bọn họ đến chỗ ở nghe tiếng một đệ tử ân gia bên kia cũng vội vàng đi đến bên cạnh ta sau đó nhìn chúng ta cười nói chư vị mời đi theo ta nhìn ân hoa ôm quyền với chúng ta giờ phút này chúng ta cũng bất chấp đánh giá ân gia này cùng một chỗ tóm lại hai chữ đại khí nơi này phảng phất là một mảnh không gian độc lập mà chung quanh những kiến trúc kia thoạt nhìn đều là cực kỳ cổ xưa phiếm ra một loại đại khí hoành tráng thậm chí ở giữa những kiến trúc này ta nhìn thấy một tòa đại điện đứng ngồi cao nhất ở trên đại điện kia ta phảng phất là nhìn thấy có một sinh vật hình rồng chiếm cứ. Hai mắt nó rũ xuống, toàn bộ thân thể cứ như vậy quấn quanh bầu trời đại điện kia, phảng phất như rơi vào ngủ say. Dọc theo đường đi, ta nhìn thấy ân gia rất nhiều đệ tử, có lẽ là bởi vì tông môn đại hội đến, một đám đều có vẻ cực kỳ bận rộn. Hô, ân gia của tứ đại cổ sư thế gia, quả nhiên không tầm thường. Lúc này, Hà Đảo bên cạnh ngũ hành môn cũng có chút kinh ngạc lên tiếng. Trên mặt hắn mang theo tươi cười. Có một tia thần sắc hướng tới. Trong chốc lát chúng ta đến một chỗ gác xếp. Nơi này đã có người ở chỗ này. Có vẻ như đây là nơi chúng ta sống. Các vị tiểu viện này có tám gian phòng, chính là chỗ ở của các ngươi. Đến giờ ăn cơm, chúng ta sẽ có người đến giao đồ ăn. Các vị ở thật tốt. Chờ thông báo là được ân hoa kia nhìn chúng ta trên mặt mất tích đều mang theo một tia tươi cười nhàn nhạt, nhạt nghe được những lời này trong nháy mắt chúng ta khẽ gật đầu nếu đã đến ân gia mà muốn tiến vào thượng cổ di tích kia cũng chỉ có chờ ân gia bên này mở cửa mang theo chúng ta cùng đi toàn bộ khu vực tây nam có rất nhiều tỉnh kiềm tỉnh chúng ta chỉ có 6 danh ngạch nhưng tông môn xuyên thục hình như mỗi tông môn đều có hai danh ngạch nam tỉnh cũng như vậy nói cho cùng, thực lực của kiềm tỉnh chúng ta vẫn chưa đủ cường đại, như vậy còn lại các tỉnh thì sao? Lần này mấy tỉnh tông môn đệ tử hội tụ, hơn nữa, đều là đệ tử tông môn đứng đầu, chỉ sợ vẫn là có hơn 10 người. Hơn nữa tiến vào thượng cổ di tích, Ân gia khẳng định cũng có người muốn đi vào. Như vậy lần này khu vực tây nam chúng ta tiến vào thượng cổ di tích người, chỉ sợ cũng là không ít. Về phần nhân số cụ thể thì phải đợi đến lúc đó mới biết được các vị. Hiện tại chúng ta đều đại biểu cho kiềm tỉnh. Ta cảm thấy tất cả mọi người đều ở trên một con thuyền. Chúng ta nhất định phải đoàn kết một lòng mới có thể sống sót trong đại hội tông môn lần này. Cho nên ta đề nghị dứt khoát chọn một người lãnh đạo đi ra chứ. Khi gặp phải sự việc như vậy, chúng ta cố gắng lắng nghe người lãnh đạo càng nhiều càng tốt. Ý kiến sẽ không có bất đồng. Thật sự có bất đồng thời điểm. Chúng ta lại bỏ phiếu thương nghị. Như thế nào? Lúc này, hà đào ở ngũ hành môn cũng nhìn mấy người chúng ta lên tiếng nghe vậy kia sâm của tiên phủ tông không nói gì lưu húc long ở một bên hòa vân tông cũng không lên tiếng ta cùng cổ linh liếc nhau một cái sau đó hướng vị trí vô danh nhìn qua thế nhưng người này lại là vô cùng khinh thường trực tiếp quay đầu sau đó hướng một gian phòng trong đó đi tới hoàn toàn không có hứng thú với đề nghị của hà đào lão hà ngươi ý kiến này là không tệ nhưng có người không mua lưu húc long cũng mỉm cười sau đó đi về phía một gian phòng đối với việc này hà đào đứng tại chỗ cũng có chút xấu hổ hà huynh đến lúc đó chiếu xạ lẫn nhau ngược lại cổ linh đối với hà đào hơi ôm quyền hà đào cười đáp lễ sau đó ta cùng cổ linh lựa chọn hai chỗ kể nhau cũng không biết lần này ở ân gia phải chờ bao lâu vì vậy chúng tôi chỉ có thể chờ đợi thông báo tiến vào phòng ta đầu tiên là đem kia Khương Phong Châu lấy ra. Hiện tại sắc trời đã sắp tối. Nói vậy coi như là có cái gì thông báo. Cũng sẽ không ở buổi tối. Ta đơn giản liền đem này Khương Phong Châu mở ra. Sau đó ở trong phòng này tu luyện. Linh khí trong cơ thể ta quán thấm tiến vào bên trong Khương Phong Châu này. Trong lúc nào, ta cảm giác được. Trong hạt châu này, có từng đạo linh phong sắc bén trong nháy mắt hướng trên người ta oanh kích tới và tôi vội vàng chuẩn bị để đối phó với cơn bão lớn này thẳng đến ba giờ sau quả khương phong châu đầu tiên này mới bị ta tiêu hao hầu như không còn nhưng ta cũng không có dấu hiệu đột phá ta nhìn hai quả khương phong châu trong tay ta cảm thấy chuyện này vẫn là không nóng này phải chậm rãi đến bình thường trong thời gian ăn uống người ân ra đều sẽ đến đưa đồ ăn còn có hoa quả sau bữa ăn đồ ăn thì không nói nhưng hoa quả phải đặc thù nói một chút. Bởi vì sau bữa ăn hoa quả lại ẩn chứa linh khí nồng đậm. Vậy linh khí nồng đậm mức độ nói như thế nào đây? Dù sao hơn 10 tấm linh thạch nồng đậm như vậy trình độ. Nếu mà nói người ân gia từ nhỏ đã ăn loại linh quả này trưởng thành, đặc biệt sao? Không phải cả ngày đều tắm rửa trong linh khí. Quả nhiên có một số điều kiện tiên thiên căn bản là không cách nào so sánh. Ngày thứ ba, tôi đi ra khỏi phòng. Trong sân, tôi thấy lưu húc long và hà đào đang trò chuyện về một cái gì đó tôi tiến lên sau đó tôi phát hiện ra bên ngoài sân của chúng tôi đã có người bắt đầu rời đi hơn nữa là dưới sự dẫn dắt của ân gia rời đi chuyện gì đang xảy ra vậy tại sao tất cả những người này lại đi lưu húc long có chút khó hiểu lên tiếng trong nháy mắt nghe nói như vậy hà đào cũng khó hiểu liền hướng bên ngoài đi ra ngoài mấy vị đạo hữu các ngươi đây là muốn đi đâu à?" Đối mặt với tiếng hỏi thăm của Hà Đào, mấy người kia nhìn Hà Đào bên này một cái, căn bản cũng không để Hà Đào vào mắt, sau đó liền tự mình rời đi. Những người này sao lại như vậy? Không phải chỉ là hỏi một chuyện sao? Hà Đào có chút buồn bực đi trở về, nhìn thấy ta từ trong phòng đi ra, Hà Đào cũng vội vàng tiến lên, hướng về phía ta hỏi, "Trần huynh, chuyện này ngươi nhìn thế nào?" Hai ngày nay ta nhìn thấy viện tử chung quanh chúng ta đã có vài đội nhân mã rời đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn về phía cửa, bởi vì khoảng cách giữa sân cũng không, cách tính là xa. Hơn nữa bên ngoài viện cũng không có cửa, cho nên chỉ cần ra khỏi phòng, đứng ở chỗ này liền có thể nhìn thấy rất rõ mấy viện tử bên ngoài. Không biết, bất quá có lẽ là xếp hàng gì đó, chờ đến phiên chúng ta. Người ân gia nhất định là sẽ đến thông chi ta khẽ lắc đầu ta cũng không có tham gia qua tông môn đại hội a ai biết người ân gia này rốt cuộc là muốn làm cái gì bất quá hiện tại nếu đã có người bắt đầu rời đi cũng chứng minh thời gian chờ cũng sắp kết thúc đi cũng chính là chia ra trước sau vấn đề cho nên không gấp gáp nếu đã đến ân gia vậy cũng không có gì phải gấp gáp trần huynh nói rất đúng nếu đã đến ân gia vậy chúng ta lẳng lặng chờ là được hát tê uy không mét lưu húc long bên cạnh cũng lên tiếng nói hà đào nghe vậy khẽ gật đầu bất quá đúng lúc này bên ngoài một bóng người đi vào xin hỏi các vị chính là tu sĩ kiềm tình đây là người của ân gia hà đào vội vàng lộ ra vẻ mặt tươi cười sau đó nhìn người trước mặt lên tiếng không sai chúng ta chính là nghe vậy người này khẽ gật đầu sau đó nhìn chúng ta vậy trong các ngươi có phải có một vị tên vô danh hay không? Nghe được cái tên vô danh, Hà Đào và Lưu Húc Long có chút bối rối, đây không phải là tới tìm chúng ta, mà là trực tiếp tới tìm vô danh. Ngay khi Hà Đào chuẩn bị nói chuyện, phía sau truyền đến thanh âm vô danh, tôi là. Chúng ta quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy vô danh từ trong phòng đi ra. Tên này vẫn là một bộ dáng lãnh đạm như trước, hắn trực tiếp không để ý đến chúng ta, đi tới trước mặt người Ân gia kia bắt công tử chúng ta có mời thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ trong miệng người này truyền ra sau đó vô danh khẽ gật đầu nhìn người này lên tiếng lao phiền dẫn đường dưới ánh mắt chăm chú của chúng ta vô danh cứ như vậy đi theo người ân gia này rời đi nhìn vô danh biến mất trên mặt hà đảo cùng lưu húc long vẫn hiện ra thần sắc ngây thơ như trước xem ra có chút không rõ trước mắt rốt cuộc là tình huống gì lúc này lông mày ta hơi nhíu lại trong này nhất định là có tình huống chẳng qua hiện tại chúng ta đều không biết tình huống cụ thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngay lúc này bên cạnh một cái sân cũng đi ra vài người mấy người này ta không biết nhưng nhìn thấy thần sắc hiện lên trên mặt bọn họ ta liền biết mấy người này người tới không tốt rô kiềm tình thế nào anh vẫn chưa nhận được thông báo à trong đó một thanh niên vẻ mặt miệt thị nhìn chúng ta sau đó lên tiếng nói chủ yếu nhất chính là người nói chuyện này cũng là thực lực địa sư cảnh mặc dù chỉ là địa sư cảnh sơ kỳ nhưng phần tuổi này đã đến địa sư cảnh hiển nhiên cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố tu sĩ kiềm tỉnh chúng ta chỉ có ba địa sư cảnh cổ linh cùng vô danh sau đó lưu húc long cũng là địa sư cảnh thực lực của hà đảo này vào huyền cảnh đình phong bất quá tiến vào địa sư cảnh hẳn là cũng là vấn đề thời gian mà ta cũng chỉ có thực lực nhập huyền cảnh đỉnh phong. Vị đạo hữu này, lời này của các ngươi là có ý gì? Lưu Húc Long nhíu mày, nhìn người đang nói chuyện lên tiếng hỏi thăm. Nghe nói như vậy, thanh niên kia cũng cười khẽ một tiếng. Không phải chứ, các ngươi ngay cả tình huống gì cũng không rõ ràng. Ngươi kiềm tỉnh không phải là bị ân ra xem nhẹ chứ. Phía sau thanh niên này, một thanh niên khác cũng trực tiếp đứng ra. Nói với chúng ta, Lưu Húc Long nghe vậy cũng trầm mặc không nói. Lúc này, thanh niên kia lúc này mới tiếp tục lên tiếng. Tất cả người đến ân gia chúng ta đều sẽ theo thế hệ trẻ của ân gia tiến vào trong di tích thượng cổ, mà bọn họ cũng sẽ thông qua tư liệu thu được lúc trước, đến mời chào trợ thủ của mình. Ân gia trẻ tuổi lần này có 9 người. Chúng ta đã nhận được lời mời chào của thất công tử. Vừa rồi ta thấy vị bên trong các ngươi đi ra ngoài là vô danh của Linh Kiếm Sơn đúng không? tên này có chút danh tiếng bởi vì hắn ở tông môn trường bối dẫn dắt giống như khiêu chiến qua mấy tông môn trẻ tuổi nghe nói như vậy trong lòng ta cũng cả kinh trong này dĩ nhiên còn có loại chuyện nhưng này đúng như lời người này nói kiềm tỉnh chúng ta phòng chừng là bị xem nhẹ kỳ thật cũng chưa nói tới xem nhẹ cái gì bởi vì kiềm tỉnh của chúng ta quá yếu cho nên rất có thể sẽ bị bỏ lại cuối cùng đây cũng là nguyên nhân vì tỉnh kiềm chúng ta quá yếu chư vị, các ngươi nếu đã bị mời chào, ta cảm thấy các ngươi vẫn nên trở về lặng lặng chờ đi, chuyện kiềm tỉnh chúng ta sẽ không cần các ngươi quan tâm. Ta nhìn mấy người trước mặt, trực tiếp lên tiếng, nghe được ta nói chuyện, tên cầm đầu kia hướng ta nhìn lại, trên mặt hiện ra một tia thần sắc khinh thường. Người anh chàng này là ai? Tôi hoàn toàn không có ấn tượng về ngươi. Nói chuyện rất kiêu ngạo. Nói thật, các ngươi kiềm tỉnh cũng chỉ là vô danh kia đủ nhìn một chút. Những người còn lại, thật sự không có nửa điểm danh tiếng. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt, từ trong miệng tên này truyền ra. Nghe nói như vậy, vẻ mặt Lưu Húc Long cũng trở nên có chút phẫn nộ. Người nói bậy. Nói xong, khí tức trên người Lưu Húc Long cũng tràn ngập ra. Rất hiển nhiên, lời nói của tên này, ngoại trừ vô danh ra, trực tiếp khinh thường tất cả chúng ta. Được rồi Lưu Huynh, Ngươi so đo với những người này nhiều như vậy làm gì? Tiến vào di tích thượng cổ, còn không biết ai chết trước đây. Ta nhẹ nhàng cười, giữ chặt Lưu Húc Long nói. Lúc này, người trước mặt nhìn thần sắc ta cũng hơi lạnh. Nhìn thấy một màn này, ta cũng không có để ý, bởi vì lúc này ân ra. Nếu như là người khác động thủ trước, như vậy đến lúc đó coi như là người ân gia nói cái gì, chúng ta cũng là có lý. Thời điểm đến, người ân gia cũng không có tận lực dặn dò trong này không thể động thủ thế nhưng nếu như chúng ta động thủ trước đến lúc đó ân gia thật sự muốn truy cứu vậy phòng trừng chính là vấn đề của chúng ta loại chuyện này là chi tiết có đôi khi một cái không chú ý rất có thể sẽ bị người khác lợi dụng hừ tiểu tử ta nhớ kỹ bộ dáng ngươi hy vọng ngươi đến lúc đó ở trong di tích thượng cổ không cần bị ta gặp phải quá sớm bên trong giết người nhưng một chút cũng không vi phạm quy định tên kia ánh mắt nhìn ta trong ánh mắt sát ý cũng không có chút che giấu thế nhưng hắn cũng không có lựa chọn ở cái chỗ này động thủ ý tứ mà ta cười nhạt một tiếng sau đó nhìn tên này lên tiếng ta là trần vô kỵ ngươi nhớ rõ một chút ta cũng rất chờ mong ở di tích thượng cổ có thể sớm gặp được ngươi đối với một người kiêu ngạo như vậy ngươi không thể biểu hiện sợ anh ta bởi vì ngươi càng sợ anh ta anh ta càng kiêu ngạo càng dẫm dày vào khuôn mặt của ngươi nói một cách đơn giản đấm vào mặt trên mũi nhưng ngươi không sợ hắn cho dù là ngươi thực lực không bằng hắn tên này cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy do đó sẽ lựa chọn hơi thu liễm một chút trừ phi hắn đối với thực lực của mình có trăm phần trăm tín nhiệm cảm thấy mình có thể một trọi năm thậm chí miểu sát đối thủ nhưng rất hiển nhiên người này cũng không phải loại người này bởi vì loại người này cũng sẽ không có thời gian phóng loại khẩu pháo này. Hắn muốn giết ngươi thời điểm sẽ trực tiếp động thủ, ngay cả nói nhảm cũng sẽ không cùng ngươi nói nửa câu. Sau đó, tên này hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Nhìn bọn họ rời đi, trên mặt Hà Đào cũng lộ ra một tia lo lắng nhàn nhạt. Hai vị, đây là tình huống gì vậy? Chúng ta sẽ không bị ân gia quyền chứ? mẹ nó đến tham gia đại hội tông môn đến lúc đó nếu ngay cả di tích thường cổ cũng không có đi vào chúng ta trở về làm sao giải thích được à hà đảo tên này định lực rõ ràng là không tốt bằng lưu húc long đối với việc này sắc mặt lưu húc long có chút khó coi hiển nhiên trong lòng cũng đang nghĩ tới mấy tên trước đó tới trào phúng những người đó ta có chút ấn tượng hình như là nam tỉnh bên kia những người này thật sự là làm mình là củ hành gì Lưu Húc Long và Hà Đào nói rõ ràng không phải là cùng một vấn đề. Hai vị, không cần gấp gáp, chờ một chút đi. Trước kia tông môn cũng có người đến tham gia tông môn đại hội. Chờ một chút đi. Ta nhìn cửa. Sau khi nói xong, vừa ngủ chuẩn bị xoay người rời đi, bất quá đúng lúc này, bên ngoài lại là một đạo thân ảnh đi vào. Trong nháy mắt nhìn thấy người này, Hà Đào và Lưu Húc Long cũng vội vàng đứng dậy. Chư vị kiềm tỉnh các ngươi có một vị tên là cổ linh không? người này vừa tiến vào liền hướng về phía chúng ta hỏi thăm. nghe vậy ba người chúng ta liếc nhau một cái. sau đó cửa phòng cổ linh cũng truyền đến một đạo thanh âm. hot c mở ta chính là theo cổ linh đi tới. người nọ cũng trực tiếp lên tiếng. lục tiểu thư chúng ta có mời. nghe nói như vậy thần sắc cổ linh cũng hơi sửng sốt. sau đó nhìn người này lên tiếng hỏi xin hỏi các hạ là mời ta một mình sao người truyền lời kia sửng sốt một chút sau đó nhìn về phía ba người chúng ta sau đó hắn khẽ lắc đầu lục tiểu thư chỉ cho ta đến mời cổ linh công tử cổ linh nghe nói như vậy lại khẽ lắc đầu xin lỗi bốn người chúng ta đến từ cùng một chỗ cho nên muốn cùng nhau kính xin các hạ trở về nói cho lục tiểu thư đa tạ ý tốt của nàng thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ trong miệng Cổ Linh truyền ra, nghe vậy ta cũng vội vàng lên tiếng, "Sư huynh, cổ huynh." Hạ Đào còn có Lưu Húc Long bên cạnh cũng là nhìn Cổ Linh lên tiếng, "Kỳ thật cho dù là vô danh một người rời đi, chúng ta cũng không có tư cách quán hận cái gì, dù sao người ta danh tiếng tương đối lớn, cho nên bị người mời chào. Nhưng tình huống mù mắt này, Cổ Linh vì ba người chúng ta mà từ chối mời chào, không chỉ riêng tôi." mà ngay cả hà đào và lưu húc long đều cảm thấy chúng ta liên lụy đến cổ linh cổ linh lại nhìn chúng ta cười cười ngươi ok tên kia đến truyền lời hiển nhiên cũng lạnh một chút bởi vì hắn cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này à theo lý thuyết đối với mời chào là không ai cự tuyệt cho nên hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải có người cự tuyệt thấy cổ linh gật gật đầu sau đó tên kia cũng xoay người rời đi cổ huynh ngươi cái này cần gì phải lưu húc long nhìn cổ linh lên tiếng cổ linh nghe vậy cũng mỉm cười lúc đến không phải đã nói xong sao chúng ta sẽ ôm một đoàn nhưng là vô danh hà đào nhắc tới vô danh bất quá còn chưa nói hết đối với cổ linh này cũng nhẹ giọng nói không sao đó là lựa chọn của hắn chúng ta không có lý do gì để giữ lại hắn chúng ta cũng có lựa chọn của riêng mình không phải sao đối với việc này Hà Đào và Lưu Húc Long cũng gật đầu thật mạnh. Ân ra, trong một gian phòng, nữ tử đang cầm quyền trục trong tay xem xét. Mẹ chồng, thủ hạ của chúng ta có bao nhiêu người rồi? Hồi cô nương mà nói, thủ hạ của chúng ta đã có 26 người. Bất quá mấy đại tông môn đệ tử đều đã bị đại công tử bọn họ mời chào. Phía sau, một lão ước thân hình đi tới phía sau nữ tử, nhẹ giọng đáp lại đối với nữ tử này trên mặt ngược lại cũng không có bao nhiêu biểu tình còn lại bất quá lúc này ánh mắt nữ tử cũng là tiếp tục ở trên quyền trục nhìn lên nhìn thấy cuối cùng ánh mắt của nàng đột nhiên dừng lại mẹ chồng kiềm tỉnh không phải còn có mấy người sao trong miệng nữ tử lại lên tiếng bà lão nghe nói như vậy cũng lộ ra một nụ cười khổ sau đó đáp lại cô nương thực lực kiềm tỉnh là yếu nhất trong tất cả các tỉnh trong đó duy nhất thực lực không tệ linh kiếm sơn vô danh đã bị cửu công tử mời chào mẹ chồng hình như anh ấy cũng tới nhưng còn chưa được người ta mời chào nữ tử nhìn quyền trục một lát sau đó lên tiếng bà lão nghe nói như vậy hơi sửng sốt sau đó nàng tiến lên nhìn một cái tên trên quyền trục trần vô kỵ lão ước thần sắc cũng sửng sốt một chút lúc này nàng cũng là xoay người lại đi ra khỏi phòng nữ tử trong phòng thu lại quyển trục trong tay. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Màn đêm buông xuống, nhìn ra được thần sắc hà đào có chút xa sút bởi vì chung quanh viện tử đều đã đi không sai biệt lắm. Bất quá đúng lúc này, bên ngoài sân đi vào một đạo thân ảnh. Nhìn thấy người này đến, mọi người trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Xin hỏi, ai tên là Trần Vô Kỵ? Người tiến vào ân gia này cũng trực tiếp lên tiếng, nghe qua lời trong miệng hắn truyền đến. Trong lòng ta cũng là sừng rốt một chút, bởi vì ta có chút không có phục hồi tinh thần lại, tìm ta. Không có lý do gì cả, ta đi tới trước mặt người nọ. Sau đó khẽ gật đầu, ngươi được, ta chính là Trần Vô Kỵ, cửu tiểu thư chúng ta có mời. Người này nhìn tôi, sau đó trực tiếp lên tiếng, nghe vậy tôi nhìn người này, lên tiếng hỏi, xin hỏi là mời tôi một mình hay là bốn chúng ta?" Người đàn ông dừng lại và nói, "Danh sách tôi nhận được chỉ có một người." Đối với việc này, ta cũng mỉm cười, "Xin lỗi, bốn chúng ta cùng một chỗ, mong ngươi chuyển lời cho Cửu tiểu thư đa tạ ý tốt của nàng." Tên này nghe được lời của ta cũng là có chút ngây người. "Ngươi ok." Sau đó hắn có chút khó hiểu nhìn ta lên tiếng hỏi, "Ta khẽ gật đầu đúng vậy bất quá các hạ nếu thuận tiện có thể giúp ta chuyển lời cử tiểu thư một câu nếu như nàng nguyện ý cùng nhau mời chào bốn người chúng ta vậy trần vô kỵ ta rất cảm tạ nàng đối với cửu tiểu thư này vì sao tới tìm ta ta cũng tương đối ngây thơ nói thật cảm giác tồn tại của ta trong bốn người này hẳn là thấp nhất bởi vì ta mới gia nhập huyền vũ tông cũng mới có mấy tháng thời gian cho nên ân gia không có khả năng hiểu rõ tình huống của ta à Đối với người của Cửu tiểu thư này đến mời chào ta, đây đích thật là làm cho ta có chút không rõ, nhưng hiện tại tình cảnh bốn người chúng ta đích thật là hơi có chút xấu hổ, cho nên ta cảm thấy có thể tranh thủ một chút, liền xem có thể để cho Cửu tiểu thư đem bốn người chúng ta cùng nhau mời chào hay không. Nhưng đối với yêu cầu này của ta, người trước mặt đến nói chuyện sắc mặt lại có chút quái dị. Hắn phòng trưng cũng là thật không ngờ. Dĩ nhiên còn có người ngược lại đưa ra yêu cầu gì đó, nhưng ông nhìn tôi, vẫn khẽ gật đầu, người tôi sẽ giúp mang nó đến. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp rời đi. Sau khi người Ân gia rời đi, Hà Đào cùng Lưu Húc Long bên cạnh nhìn về phía vị trí của ta. Sau đó, trên mặt hai người đều hiện ra vẻ mặt tự trách, lên tiếng nói, "Trần huynh, là chúng ta kéo chân sau." Thấy thế, tôi mỉm cười, nhìn bọn họ nói, lúc này nói những thứ này là dư thừa. Nếu ngay cả chúng ta cũng không đoàn kết, đến lúc đó lực lượng tổng thể của kiềm tỉnh sẽ càng ngày càng yếu. Không phải sao. Khi tôi nói xong, cổ linh cũng từ trong phòng đi ra. Trần Sư Đệ nói không sai. Hai vị, chúng ta vẫn nên an tâm chờ đi. Thật sự đến lúc đó người ân ra nếu như không cần chúng ta, vậy chúng ta trở về cũng được. Dù sao đại hội tông môn này cũng không phải chuyện trên trời rớt bánh có thể hay không còn sống đi ra hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Cổ Linh cười đi về phía này. Đối với việc này Hà Đào cùng Lưu Húc Long hai người cũng mỉm cười. Trong phòng, nữ tử lặng lặng ngồi. Bà lão phía sau đang nói cái gì đó. Hắn thật sự là nói như vậy. Hát uy không mét nghe được bà lão báo cáo. Nữ tử cũng là nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy cô nương. Cổ Linh ngược lại không tệ. Nhưng thực lực của hai người còn lại chỉ sợ cũng không quá xuất chúng. Bà lão khẽ gật đầu, lặng lặng báo cáo. Không đáng trách, nếu hắn tự mình đến, ta còn cảm thấy kỳ quái. Ít nhất như vậy, bốn người bọn họ đến thủ hạ của chúng ta, đến lúc đó cũng sẽ không xuất hiện bất đồng. Nữ tử đem quyển sách trong tay buông xuống, sau đó đứng lên xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt thanh tú. Trên khuôn mặt không có bất kỳ trang điểm nào lại tản ra một cỗ mị lực làm cho người ta cực kỳ si mê. Khuôn mặt kia, giống như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đẹp nhất trên trời. Ý tứ của cô nương, để cho bốn người bọn họ đều đến thủ hạ của cô nương. Bà lão có chút buồn bực, lần này tông môn đại hội. Mỗi lần mời chào một người tiến vào, đều là cần thận trọng. Bởi vì này liên quan đến phía sau tiến vào thượng cổ di tích tình huống. Bình thường tất cả mọi người sẽ từ trong người thực lực cường hán nhất bắt đầu lựa chọn mà làm sao phân biệt thực lực mạnh yếu phải xem những người này ở trước trong tông môn một phần biểu hiện đi đi mẹ chồng nữ tử nhẹ nhàng gật đầu hướng về phía bà lão lên tiếng bà lão khẽ gật đầu sau đó xoay người rời khỏi phòng này ước chừng qua nửa canh giờ sau người lúc trước rời đi lại đến viện tử của chúng ta nhìn thấy người này xuất hiện ta cũng có chút kinh ngạc bởi vì lúc ta cự tuyệt kỳ thật trong lòng ta cũng đã không ôm hy vọng gì nữa. Nhưng nhìn thấy người này xuất hiện, ta liền biết, có lẽ sự tình có chuyển biến. Cửu tiểu thư nói, để cho bốn người các ngươi đi theo ta. Người này cũng không nói nhảm, tiến và liền trực tiếp lên tiếng, hướng về phía chúng ta nói. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, mấy người chúng ta đều là hơi kinh ngạc. Trần Huynh, Hà Đào và Lưu Húc Long càng có chút vui mừng nhìn ta. Đa tạ nghe vậy ta cũng là hướng về phía người trước mặt ôm quyền lên tiếng sau đó cổ linh từ trong phòng đi ra chúng ta cũng bị người này mang theo rời khỏi nơi này lần này chúng ta trực tiếp hướng ân ra một ngọn núi đi tới tiến vào ngọn núi này ta mới phát hiện trong ngọn núi này linh khí nồng đậm trình độ dĩ nhiên so với lúc trước chúng ta ở còn khủng bố hơn một lát sau chúng ta được đưa đến một sân riêng biệt khi chúng ta tiến vào sân này ta mới phát hiện bên trong sân này đã có một số người. Bất quá những người này ta cũng không biết, toàn bộ đều là mặt mới. Có bằng hữu mới tới, bốn vị, ở Hạ Quế Lân hữu thiện thương môn Đinh Phồn, không biết mấy vị đến từ tông môn nào. Vốn toàn bộ tông môn Hoa Hạ đông đảo, cũng không có khả năng là tất cả mọi người đều biết những người này tồn tại. Coi như là tông môn cùng ở Tây Nam khu bên này, chúng ta tương đối rõ ràng cũng chính là Nam tỉnh xuyên thục hai địa phương này tông môn cho nên còn lại hơi cách xa tương đối xa chúng ta căn bản cũng không biết đinh đạo hữu ngươi tốt chúng ta là kiềm tỉnh lúc này lưu húc long cũng vội vàng đứng lên nhìn đinh phồn trước mặt lên tiếng nhưng mà khi nghe thấy chúng ta đến từ kiềm tỉnh biểu tình trên mặt đinh phồn và mấy người phía sau anh đều trở nên có chút quái dị thậm chí có người còn lẩm bẩm kiềm tỉnh này sao lại bị đưa vào trong một đội ngũ của chúng ta lần này có thêm mấy người chậm trễ thanh âm này tuy rằng rất nhỏ nhưng chỗ này vốn không lớn cho nên vẫn rất rõ ràng chui vào trong lỗ tai chúng ta lúc này đinh phồn trước mặt cũng vội vàng cười nói ha 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 nếu đã bị cửu tiểu thư mời chào tới mọi người chính là bằng hữu đến mấy vị bên trong mời đối với những người nghị luận mấy người chúng ta hiển nhiên là không nghĩ tới những người này quả nhiên là một chút cũng sẽ không để ý cảm thụ của người khác bất quá lúc này so đo quá nhiều cũng là không có ý nghĩa chúng ta tự tìm một gian phòng chống đi ra tạm thời ở lại hiện tại chúng ta xem như ở trận doanh cửu tiểu thư này bất quá đối với ân gia dĩ nhiên còn muốn phân trận doanh chuyện này ta là có chút không rõ nguyên nhân trong đó nhất định là còn có một phần chuyện chúng ta không biết cụ thể là cái gì vậy ta cũng không biết. Đã đến, thì An Chi, hiện tại chúng ta đang tiếp tục chờ đợi vòng thứ hai chờ đợi. Chờ người ân gia truyền tin tức tới. Tông môn đại hội đều là muốn đi theo người ân gia. Theo hiểu biết trước mắt mà nói, lần này người ân gia chỉ sợ là có 9 người dẫn đội. Thế nhưng cụ thể là tình huống gì? Vậy thì không biết. Bên ngoài những người đó ngược lại tán gấu rất náo nhiệt. Trong ngày ta phát hiện cũng có xuyên thục tu sĩ còn có Khánh Thành. Xuyên Thục cùng Khánh Thành là tách ra, cho nên Tông Môn tự nhiên cũng là tách ra. Nam tỉnh tu sĩ ngược lại không nhìn thấy. Tây tỉnh bên kia tu sĩ muốn nhiều một chút. Đại khái nhìn xuống. Chúng ta bên này là 30 người. Nếu như nói dựa theo phân phối như vậy, 9 người phân phối, như vậy đệ tử Tông Môn kiềm tỉnh chúng ta lại không sai biệt lắm hơn 200 sao. Lại nói tiếp cũng không phải không có khả năng. Dù sao rất nhiều Tông Môn cường đại, trong tông môn đệ tử bọn họ người đến tham gia tông môn đại hội khẳng định cũng tương đối nhiều nói không chừng một cái tông môn có mấy cái danh ngạch cũng nói không chừng cái này căn cứ vào thực lực của tông môn bản thân mà nói thực lực kiềm tỉnh chúng ta là yếu nhất cho nên phân phối đến sáu danh ngạch chuyển rời đến vị trí này buổi tối hôm đó ta đem tấm khương phong châu thứ hai trên người tiêu hao hết nhưng cũng không có thể như nguyện lại là thân thể của địa sư cảnh. Ngày hôm sau, một đệ tử ân ra đến trong sân của chúng ta, sau đó phân phó mọi người. Chư vị, mọi người chuẩn bị một chút, đêm nay cử tiểu thư sẽ tới đây gặp mặt mọi người. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người trở nên có chút hưng phấn, bởi vì mặc dù là tiến vào cái chỗ này, thế nhưng trước mắt hẳn là không ai từng thấy qua cái gì đại công tử, cửu tiểu thư linh tinh. Chúng ta hiện tại được cửu tiểu thư mời chào vào, rất nhiều người hẳn là đối với vị cửu tiểu thư này cũng có chút hứng thú, nhưng cũng không biết vị cửu tiểu thư này rốt cuộc là ai. Nghe được đêm nay cửu tiểu thư lại muốn tới gặp mọi người, trên mặt ai nấy đều mang theo một tia chờ mong, bởi vì đêm nay có thể nhìn thấy cửu tiểu thư. Trần huynh, ngươi nói cửu tiểu thư rốt cuộc là như thế nào? Nói vậy thiên phú cùng thực lực của cửu tiểu thư cũng tương đối khủng bố chứ? thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ trong miệng hà đào truyền đến trên mặt người này mang theo tươi cười trong một đôi mắt giống như là lóe ra ánh sáng đối với việc này ta lại khẽ lắc đầu nói chờ đêm nay vị cửu tiểu thư kia tới không phải sẽ biết sao lại nói tiếp nếu nhìn thấy cửu tiểu thư ta thật đúng là nên trực tiếp nói với nàng một tiếng cảm ơn bởi vì lúc trước nàng phái người đi mời chào ta xem như để ý tới ta nhưng ta lúc ấy cự tuyệt còn đưa ra một yêu cầu chính là muốn mời bốn người ở kiềm tỉnh chúng ta vào. Điều khiến tất cả chúng ta không ngờ tới chính là, nàng thế nhưng vẫn đáp ứng. Biết được cửu tiểu thư buổi tối mới trở về, ta trở lại phòng. Tiếp tục đem một hạt buồm thứ ba tiêu hao. Khi vô số khương phong vây quanh quanh người ta biến mất, cả người ta bên trong phảng phất có một. Tiếng vang cực kỳ nặng nề truyền ra. Sau đó ta cũng phun ra một ngụm chọc khí thật dài. Hát uy. C mở hô cuối cùng cũng đem thân thể đột phá đến địa sư cảnh khóe miệng ta hơi nhấc lên một nụ cười phải biết rằng sau khi tiến vào di tích thượng cổ nhất định cũng tràn ngập nguy cơ mà dưới tình huống như vậy thêm một phần thực lực đó chính là một phần hy vọng sống sót đây cũng là nguyên nhân vì sao ta sốt ruột đột phá địa sư cảnh như vậy thân thể địa sư cảnh hiện tại ta coi như là chống lại địa sư cảnh trung kỳ cũng có nắm chắc một trận chiến đứng lên đi ra khỏi phòng. Ta nhìn thấy sắc trời dần tối. Bất quá cửu tiểu thư còn chưa đến. Ngay cả cổ linh sư huynh cũng đứng ở bên ngoài chờ. Trần huynh, ngươi cuối cùng cũng ra. Cửu tiểu thư hẳn là sắp tới rồi. Mọi người đều ở bên ngoài chờ. Chúng ta nói gọi là ngươi. Cổ huynh nói ngươi đang tu luyện. Để cho chúng ta không được quấy dày. Nhìn thấy ta đi ra. Hà đào vội vàng đi lên lên. Đối với việc này, ta nhìn về phía cổ linh bên cạnh. Hắn nhìn trên mặt ta lộ ra một tia cười nhạt. Trần Sư Đệ, chúc mừng. Ta nhìn cổ linh khẽ gật đầu. Xem ra cổ linh biết ta đột phá. Phải biết rằng, hai tháng trước, lúc ấy đi tranh đoạt danh ngạch thứ hai, Thạch Lão liền nói cho ta biết cổ linh đang trùng kích địa sư cảnh. Như vậy hai tháng trôi qua. Hiện tại thực lực trên người cổ linh ta không cảm thụ được cụ thể như vậy. Cũng không biết rốt cuộc là loại cảnh giới gì người chung quanh giờ phút này đều có chút yên tĩnh, đang lặng lặng chờ đợi. Đây chính là đãi ngộ thân phận địa vị. Nói thật, nếu như biết người tới không phải cửu tiểu thư, như vậy những người này còn có thể đứng ở chỗ này chờ sao? Nhưng mà, cũng bởi vì cửu tiểu thư chính là một trong những lãnh đạo thế hệ trẻ của ân gia, những người này đứng ở cái chỗ này cũng sẽ có vẻ cực kỳ cam tâm tình nguyện, cũng không có nửa điểm oán hận ý tứ. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Hắn thoáng khom người hướng về phía trước đưa tay chỉ đường. Dưới. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Một đạo nữ từ mặc quần áo màu trắng xuất hiện trong mắt mọi người. Hai tay của nàng đặt ở vị trí bụng dưới của ngươi. Từng bước từng bước từng chút. Cả người giống như phù dung xuất thủy. Trong đám người, đại đa số mọi người trong nháy mắt nhìn thấy cửu tiểu thư. Ánh mắt đều hơi mở ra, trong ánh mắt chẳng lẽ có một trận thần sắc kinh ngạc có lẽ rất nhiều người đều thật không ngờ vị cửu tiểu thư ân gia này lại có dung nhan kinh diễm kinh diễm như thế nhưng mà giờ phút này ta lại kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt khuôn mặt kinh diễm kia còn có thân hình bà lão đi theo phía sau nữ tử chuẩn xác mà nói đó là một vị quỷ tu chẳng qua thực lực của vị quỷ tu này tương đối cường hãn cho nên thoạt nhìn hoàn toàn chính là người của một thực thể đó là cô ấy đã từng nghe được ân gia kỳ thật trong đầu ta nghĩ tới tên của nàng nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới vị cửu tiểu thư này dĩ nhiên lại là nàng ân đình đình cái tên vốn đã sắp biến mất trong trí nhớ của tôi kỳ thật nói sắp biến mất trong trí nhớ của tôi có chút cảm giác tự lừa mình dối người bởi vì khi nghe đến ân gia trước tiên tôi nghĩ đến tên cô ấy không có cách nào có lẽ là bởi vì người phụ nữ đầu tiên làm cho cảm thấy có chút động tâm, nhưng cuối cùng phát hiện ta bất quá là bị nàng lợi dụng mà thôi. Chính là bởi vì như vậy, mới có thể làm cho ta có loại cảm giác khắc khổ ghi tâm. Tuyệt đối không ngờ, dung nhan của Cửu tiểu thư này lại khuynh quốc khuynh thành như thế. Trần huynh, người nói nữ từ bận này, rốt cuộc muốn người nào mới xứng với nàng? Hà Đào bên cạnh nhìn tôi lên tiếng, nhưng giờ phút này tôi lại mặt không chút thay đổi nhìn ân đình đình phía trước. Cho nên, cô ấy biết tôi cũng tới ân già. Mới đi cố ý mời chào ta. Vậy lần này mời chào tôi có nghĩa là gì? Hay là, tôi vẫn còn một chút chỗ để được khai thác. Gặp qua cửu tiểu thư. Lúc này, ân đình đình đã đi vào trong sân. Sau đó những người này đều khẽ ôm quyền với ân đình đình. Đồng thanh chào. Hỏi. Trong nháy mắt nghe được thanh âm này, trên mặt ân đình đình cũng lộ ra một nụ cười nhạt. Nụ cười này khiến mọi người trong lòng một trận thư thái. Chư vị, mấy ngày nay vất vả mọi người rồi. Ân đình đình dứt lời. Liền có một người vội vàng đứng lên, cười lên tiếng. Cửu tiểu thư đây là nói gì? Mấy ngày nay chúng ta cảm nhận được đạo đái khách của ân gia, cũng cảm nhận được đạo tiếp khách của cửu tiểu thư. Lần này, ta rất vinh hạnh, có thể tiến vào trong đội ngũ của cửu cô nương cùng nhau tiến vào di tích thượng cổ. Người này vẻ mặt tự nhận là rất tiêu sái tươi cười, nói trắng ra, chính là muốn ở trước mặt Ân Đình Đình biểu hiện một chút. Đối với điều này, rất nhiều người bên cạnh bắt đầu đứng ra để đáp lại. Sau một hồi hàn huyên, Ân Đình Đình cũng trực tiếp lên tiếng. "Các vị, tiểu nữ từ hôm nay đến đây là có một ít chuyện về việc tiến vào di tích thượng cổ phải giải thích với các vị một phen." Theo thanh âm của Ân Đình Đình truyền ra, trong lúc đó tất cả mọi người ở đây đều im lặng lại. Sau đó lặng lặng nhìn vị trí của Ân Đình Đình. Có người nhìn Ân Đình Đình lên tiếng, "Cửu tiểu thư có việc gì, cứ việc gì cứ phân phó. Chúng ta tất nhiên đi dập lửa, không từ chối." Ân Đình Đình cười gật đầu, sau đó nhìn mọi người lên tiếng, "Các vị, ta bên này có vài thứ, trước tiên phát cho các người. Đây là thứ cần dùng để tiến vào di tích thượng cổ." Theo thanh âm Ân Đình Đình hạ xuống, phía sau là có một người xuất thân trong tay hắn bưng một cái đĩa bên trong mâm có rất nhiều thứ giống như lệnh bài ngay sau đó người nọ bưng lệnh bài bắt đầu phát hành mọi người không cần gấp gáp một người một quả đều có người bưng mâm nhìn mọi người lên tiếng nhắc nhở khi ta đem lệnh bài nắm ở trong tay trong nháy mắt ta liền cảm giác được lệnh bài này bên trong có trận pháp trận khắc hơn nữa không chỉ là một cái trận pháp Thế nhưng đối với trận pháp, ta cũng không tinh thông. Cho nên cũng không biết lệnh bài này rốt cuộc là có loại mèo nịnh. Sau khi trong tay mỏi, người đều có thêm một khối lệnh bài. Ân Đình Đình cũng đứng dậy, sau đó nhìn chúng ta. Các vị, lệnh bài này chính là thứ dùng để cất giữ thú hồn lần này. Mọi người đừng nóng vội hỏi thú hồn là cái gì. Trên lệnh bài, có ký hiệu ân gia, còn có một chữ chín chứng minh các người chính là đi theo ta tiến vào trong di tích thượng cổ. Ta ở trong thế hệ trẻ của ân gia. Bài danh thứ 9. Ngươi liền trực tiếp gọi ta là cửu tiểu thư là được. Mà thú hồn là một loại hung thú tồn tại trong di tích thượng cổ. Loại hung thú này có hai loại hình thái. Loại thứ nhất là hình thái hồn thú. Chính là hung thú trực tiếp lấy linh hồn ngưng tụ. Xưng là hồn thú. Một loại hung thú khác chính là tồn tại giống như yêu thú. Sống bất quá bọn họ cùng yêu thú khác nhau chính là trong di tích thượng cổ này hung thú càng khó đối phó htu không mét ân đình đình tiếp theo bắt đầu không ngừng phổ biến cho chúng ta thông tin tiến vào trong di tích thượng cổ sau khi chúng ta tiến vào di tích thượng cổ chúng ta sẽ ngẫu nhiên tách ra sau khi tiến vào di tích thượng cổ nơi mọi người rơi xuống đất có thể không giống nhau nhưng lệnh bài trong tay chúng ta đến lúc đó sẽ cảm ứng lẫn nhau Chúng ta phải làm chính là tận lực dựa sát trước tiên. Sau đó cùng nhau săn giết hồn thú bên trong hoặc là hung thú. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm, đó chính là sau khi tiến vào di tích thượng cổ, không thể tàn sát lẫn nhau. Tất cả những người đi theo người ân gia chúng ta đều không thể tàn sát lẫn nhau. Ân Đình Đình bắt đầu nhấn mạnh một số quy tắc trọng yếu, tàn sát lẫn nhau là cấm, bởi vì bên trong bất kể là hung thú hay hồn thú đều cực kỳ cường hãn, cho nên cần mọi người hợp lực đánh chết, nắm chắc càng lớn. Tiếp theo, lần này đối thủ của ân gia chính là ba gia chủ còn lại. Tổng cộng bốn gia tộc cổ xưa, lần này đều sẽ gặp phải trong di tích thượng cổ. Nếu như nói đụng phải không phải người ân gia, như vậy cố ý giết. Sau đó đoạt đi hết thầy, bao gồm cả đối phương lệnh bài bên trong đồ đạc. Kế tiếp phải nói với các ngươi, chính là tác dụng của lệnh bài này sau khi đánh chết hung thú hoặc hồn thú lệnh bài sẽ hấp thu thú hồn của hung thú hoặc hồn thú mà thú hồn sẽ ở phía sau là thứ rất trọng yếu thu thập càng nhiều đối với lợi ích của chúng ta càng lớn đây là điểm trọng yếu nhất sau đó ân đình đình nói cho chúng ta biết chém giết trong di tích thượng cổ ngoại trừ những hung thú và hồn thú này ra nói không chừng còn có thể đụng phải di chỉ tông môn bởi vì di tích thượng cổ từng là một nơi tu luyện văn minh rất phồn hoa. Di tích thượng cổ này đến từ địa phương nào, không ai biết. Nhưng bên trong có rất nhiều di chỉ tông môn, coi như là trước đã có không ít người tiến vào bên trong, nhưng cũng chưa chắc đã chiếm được đồ đạc của tông môn. Rất nhiều người có lẽ cũng không phải chết trong tay hung thú cùng hồn thú, mà là chết ở trong di chỉ tông môn. Nói đến di chỉ tông môn này, Ân Đình Đình nhấn mạnh với chúng ta một chút, nếu như là thực lực của mình đủ Vậy có thể thử lấy được thứ bên trong, nhưng nếu cảm giác được có nguy hiểm cực lớn, vì bảo vệ tính mạng, đề nghị mọi người không nên tiếp tục mạo hiểm. Ân Đình Đình nói đích xác là một vấn đề. Lúc này, tất cả mọi người trước mặt đều rất nghiêm túc lắng nghe. Lần này tiến vào di tích thượng cổ, ta hy vọng tất cả mọi người ở đây đều có thể sống sót trở về. Khi chưa đọc xong, Ân Đình Đình cũng nhìn mọi người, cười khẽ lên tiếng, trong nháy mắt nghe nói như vậy, sắp mặt chúng ta đều ngưng trọng hẳn lên. Chư vị, mọi người còn có chỗ nào không biết sao? Thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ trong miệng ân đình đình bên cạnh truyền ra. Ân đình đình nói rất cẩn thận. Kỳ thật tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Lần này tiến vào trong di tích thượng cổ này. Như vậy người của ân gia chính là một con đỉa trên một sợi dây thừng. Bất quá rất nhanh liền có người hỏi. Nếu tất cả mọi người không thể tàn sát lẫn nhau, hơn nữa lại cùng nhau, vì sao còn muốn chia làm chín đội ngũ? Đối với việc này, ân đình đình nhanh chóng. Giải thích, ân gia cũng muốn khảo nghiệm thế hệ trẻ ai có năng lực lãnh đạo hơn, ai ưu tú hơn. Nói cho cùng, lần này cũng là một lần khảo nghiệm của ân gia đối với chín người bọn họ. Giờ phút này, tuy rằng nói không thể giết người, nhưng đối với những người trong đội ngũ còn lại vẫn phải cẩn thận. Bởi vì lòng người khó dò, chỉ cần không phải tự mình đồng thủ giết người sẽ không vi phạm quy định. Nghe ân đình đình nói những lời này, tôi nhất thời hiểu được điều gì đó. Còn có thao tác này sao? Tuy rằng nói không thể tàn sát lẫn nhau, nhưng ta ngà dẫn mấy hung thú tới đây. Ngươi bị hung thú giết chết, ta lại giết hung thú. Cái này bất quá không phân biệt được chứ. Quy tắc này là có lỗ hồng, tùy thuộc vào cách cá nhân chúng ta hiểu. Các vị, nếu không có chuyện gì, chiều mai, chúng ta ở đây hội hợp sau đó đi tới cửa lớn tiến vào di tích thượng cổ. Ân Đình Đình thấy tất cả mọi người không có nghi vấn, liền lên tiếng với mọi người. Nghe Ân Đình Đình nói, mọi người nhao nhao ôm quyền với Ân Đình Đình, có lao cử tiểu thư rồi. Sau đó, người ở đây bắt đầu lui đi, sau đó đều chui vào trong phòng của mình, chuẩn bị tốt cho việc nghỉ ngơi cả đêm. Chiều mai, sẽ cùng nhau tiến vào trong di tích thượng cổ kia. Đối với nhiều người, hãy chuẩn bị mọi thứ ta nhìn bóng lưng ân đình đình rời đi mặc kệ nói như thế nào những chuyện kia đã trở thành quá khứ hiện tại cũng không có tiếng động dễ nói sau đó ta xoay người liền đi về phía trong phòng bất quá ngay khi ta vừa đóng cửa lại bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ giọng sau khi ta mở cửa nhìn thấy người đứng ở cửa dĩ nhiên là người ân gia trần công tử cửu tiểu thư có thình Nghe nói như vậy, ta sừng sốt một chút, ân đình đình muốn gặp ta. Đối với điều này, tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Nói với người đàn ông trước mặt, làm phiền con đường. Theo ta lên tiếng, người trước mặt này cũng mang theo ta rời khỏi viện này. Bởi vì là buổi tối, ta nhìn thấy toàn bộ ân gia đèn đuốc sáng trưng. Nhưng người trên, đường tương đối ít. Đến một lương đình, người dẫn đường xoay người nhìn ta, nói công tử lại chờ một lát. Cửu tiểu thư sau đó liền đến. Nghe nói như vậy, ta cũng khẽ gật đầu. Nhìn người dẫn đường rời đi. Ta đứng ở trong lương đỉnh. Hít sâu một hơi suy nghĩ cảnh tượng trong chốc lát gặp mặt. Kỳ thật có đôi khi cũng thật không biết nên nói như thế nào. Một lát sau, phía sau ta truyền đến một trận thanh âm bước chân. Nghe được tiếng bước chân này ta chậm rãi xoay người lại. Không có cách nào. Người ta đều gọi ta tới ta chỉ có thể đối mặt tình huống này nếu còn sợ hãi tựa hồ chính là ta có chút quá nhỏ bé da khí xoay người tôi nhìn thấy ân đình đình đi về phía tôi kỳ thật ân đình đình bây giờ còn xinh đẹp hơn lúc tôi mới bắt đầu nhìn thấy cô ấy bởi vì lúc mới quen ân đình đình tuy rằng nàng xinh đẹp nhưng vẫn luôn lấy thân phận một người bình thường ở trước mặt ta hiện tại trên người ân đình đình có thêm một cỗ linh khí khó hiểu hoặc là nói tiên khí cũng không quá mức Cô ấy đi về phía tôi, khóe miệng nổi lên một nụ cười khẽ, đã lâu không gặp. Nghe vậy tôi cũng nhìn cô ấy, nhẹ giọng nói, đã lâu không gặp. Người phát triển rất nhanh. Ân Đình Đình quan sát trên người tôi một chút, cuối cùng cô ấy lại mở miệng. Tôi biết, cô ấy nói phỏng chừng là thực lực của tôi tăng lên. Đối với việc này tôi không biết trả lời thế nào, bởi vì nhìn Ân Đình Đình, tôi có chút nhìn không thấu thực lực của cô ấy thực lực của nàng hiển nhiên mạnh hơn ta rất nhiều. Hơn nữa theo ta được biết, Ân Đình Đình tuổi cũng không lớn, rất có thể còn nhỏ hơn ta. Bất quá nàng sinh ra ở Ân gia từ nhỏ, loại gia tộc cổ xưa này đều sẽ dùng tài nguyên tốt nhất để bồi dưỡng con cháu gia tộc của mình. Chuyện lần trước, ngay lúc này, Ân Đình Đình trước mặt tiếp tục nhìn tôi lên tiếng. Nghe vậy tôi nhẹ nhàng cười, sau đó trực tiếp cắt ngang lời Ân Đình Đình. Không có việc gì tất cả đều qua rồi lúc đó ngươi và tôi xưa nay không quen biết bị lợi dụng một chút cũng rất bình thường hơn nữa ra ra ta không phải cũng không sao sao ta nhìn ân đình đình trước mặt kỳ thật khoảng thời gian đó ta suy nghĩ rất rõ ràng là ta nghĩ quá tốt đẹp mà có chuyện lại không tốt đẹp như trong tưởng tượng về phần ông nội tôi từ trong video kỳ thật tôi đã nhìn ra thực lực của ông nội tôi so với quỷ bà bà cùng linh tiên sinh kia đều mạnh hơn ông nội mất tích hẳn là cùng bọn họ quan hệ không lớn. HT tê uy không mét vì vậy. Tôi không cần phải băn khoăn về điều này một lần nữa. Tốt. Ân đình đình trước mặt hơi sửng sốt. Sau đó nhẹ nhàng gất đầu. Nàng đi tới bên cạnh ta. Sau đó nhìn về phía cảnh đêm ân ra. Lần này làm cho không khí rất xấu hổ. Bởi vì ta đứng tại chỗ. Cũng không có gì để nói. Một lát sau, ân đình đình xoay người nhìn tôi. Đưa cho tôi một thứ, thoạt nhìn giống như là ngọc bội cái này ngươi cầm nhìn thấy ngọc bội trong tay ân đình đình ta có chút không biết tại sao không rõ đây là cái gì nghi hoặc nhìn ân đình đình ta cũng không nói gì cầm nó đến lúc đó ngươi và ta cách nhau một khoảng cách nhất định ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi ngươi cũng có thể cảm ứng được vị trí của ta trong di tích thượng cổ có rất nhiều hung hiểm đến lúc đó ngươi ngươi sẽ gặp chúng tôi càng sớm càng tốt. Nghe được ân đình đình nói vậy, ta còn có chút không rõ. Nàng đã trực tiếp nhét ngọc bội này vào trong tay ta. Sau đó nàng cứ như vậy xoay người rời đi. Nhìn ta đứng tại chỗ sướng sở. Đây là tình huống gì? Lúc trước không phải đã cho chúng ta bảng danh tính sao? Tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được nhau không? Hiện tại lại cho ta cái ngọc bội này. Làm cho ta có chút không rõ. Nhìn kìa, ân đình đình rời đi một hồi lâu ta thở dài một hơi cầm ngọc bội đứng tại chỗ hoàn toàn có chút không biết nên nói như thế nào ngay khi ta chuẩn bị cất bức rời đi một đạo thân ảnh lại xuất hiện ở phía sau ta nhìn thấy người này xuất hiện ta lập tức cảnh giác bất quá sau đó liền thả lỏng dù sao đây là ân gia nghĩ đến lão quỷ bà này cũng không dám làm loạn thằng nhóc thúi ngươi làm cho cô gái nhà chúng ta đau lòng Sắc mặt lão quỷ bà này cũng không tốt lắm. Vừa đến trước mặt ta, liền âm trầm nhìn ta như thế, trên mặt mang theo tức giận, mà ta nghe được lời nói của lão quỷ bà, lại rất không nói gì. Ta cái này cái gì cũng không nói a. À. Như thế nào lại làm cho Ân Đình Đình thương tâm? Hơn nữa, tôi có thể làm cô ấy buồn không? Người có biết hay không, lúc ở huyện thành, vì cứu ngươi, cô nương nhà ta không để ý đến phong ấn thương tích trên người mình. Ngươi đây là không biết lòng người. Nếu không phải cô nương nhà ta, ngươi hiện tại đã chết trong tay linh lão quỷ kia biết không?" Nghe lão quỷ bà nói, ta khiếp sợ đứng tại chỗ. "Không đúng a. À. Trong ấn tượng của ta, cứu ta không phải là sao? Lúc ấy ta hôn mê, lúc tỉnh lại cũng đã xuất hiện ở rực đường. Ngươi thật đúng là cho rằng là một nha đầu khác cứu ngươi. Ngươi cũng không nghĩ tới lúc ấy nàng bị cuốn quyết đều có nhiều người chết?" là cô nương nhà chúng ta kịp thời chạy tới lúc này mới cứu được một mạng của ngươi hừ tôi thực sự không biết ngươi là một chút tốt nói xong lão quỳ bà hư lạnh một tiếng xoay người rời đi nhìn thấy bóng dáng lão quỳ bà rời đi ta có chút buồn bực đứng tại chỗ mà trong lòng ta lại là hương vị khó có thể nói rõ lúc trước ta đích thật vẫn lấy vì sao cứu ta khó trách ta ở trước mặt hà kiều nói nàng cứu ta thời điểm nàng không nói lời nào thế nhưng hà kiều vì sao không nói cho ta biết đây điều đó làm cho tôi không hiểu lúc trở về phòng tâm tư của tôi còn nghĩ đến cảnh tượng trước đó ở trong lương đình với ân đình đình cho nên những lời nói kia của tôi làm cho cô ấy thương tâm nhưng lúc trước vốn là nàng đang lợi dụng ta ôi phụ nữ tại sao khó hiểu như vậy bây giờ tôi chỉ thiếu nắm tóc và la hét ngươi nói nếu có bất cứ điều gì để nói ra tốt tại sao không nói gì có nên tự mình đoán không đoán không được thì sao một đêm không nói gì thời gian một đêm này ta đều tĩnh tâm bởi vì sắp tiến vào di tích thượng cổ kia cho nên nhất định phải tĩnh tâm lại sự tĩnh lặng này trực tiếp đến ngày hôm sau người của ân gia đến gọi chúng ta tất cả mọi người đi tới tập hợp dưới sự dẫn dắt của người chiến thắng chúng ta đến một tòa quảng trường nhỏ. Nhưng lúc tiến vào quảng trường nhỏ này, ta liền cảm giác được trên người mình có vài đạo khí tức ta không cách nào nhận ra đang đảo qua. Trong bóng tối có cường giả, có bao nhiêu mạnh ta không biết. Nhưng thủ vệ nơi này, rất xâm nghiêm. Tuy rằng bề ngoài nhìn không thấy người, nhưng kỳ thực chỉ sợ chỉ cần có dị động gì. Như vậy địa phương này trong nháy mắt sẽ bị cường giả vây quanh. Theo chúng ta tiến vào quảng trường nhỏ thời điểm, ta chợt thời gian phát hiện, ở trước mặt chúng ta, dĩ nhiên là có một đạo thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa, tăng thương thạch môn. Trên cửa đá khổng lồ này, ta thậm chí thấy được một phần loang lổ vết tích, thật giống như là bởi vì chiến đấu lưu lại dấu vết giống nhau. Giờ phút này, ta nhìn thấy ân đình đình đứng trước cửa đá, bên cạnh ân đình đình còn có bảy tám thanh niên mặc hoa phục. Không cần phải nói, những người này, chỉ sợ đều là thế hệ trẻ của ân gia ngoại trừ còn có hai đạo lão giả mặc y bào màu xám cửu tiểu thư người mang đến đệ tử ân gia kia hơi hành lễ với ân đình đình sau đó lên tiếng ba mươi người chúng ta hiện tại ánh mắt đều ngưng tụ ở trên cửa đá cổ xưa ân đình đình xoay người nhìn chúng ta một chút lên tiếng hỏi mọi người có đến đông đủ không hai vị trưởng lão mở cửa đá đi sau đó ân đình đình quay đầu nhìn về phía hai vị trưởng lão bên cạnh hai lão đầu kia liếc nhau một cái sau đó đều là gật đầu ý bảo lẫn nhau hai lão đầu này lúc ta tới đã chú ý tới loại cảm giác trên người này hoàn toàn làm cho người ta có một loại thâm ngoạn không đoán được hơi chút cảm giác một chút sẽ phát hiện trên người bọn họ giống như là một cái động không đáy căn bản là không cách nào cảm giác được linh khí trên người bọn họ không sai ngay cả linh khí cảm giác không tới loại cảm giác này ta từng chỉ ở trên người một người cảm nhận được qua đó chính là huyền lão huyền lão cho ta cảm giác chính là như thế ta biết địa vị của huyền lão ở huyền vũ tông chính là một tồn tại rất đặc thù thân phận của hắn coi như là tông chủ chỉ sợ cũng là cực kỳ tôn kính nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thực lực mạnh nhất của huyền vũ tông hẳn là huyền lão không thể nghi ngờ thế nhưng huyền vũ tông cũng chỉ có một vị như huyền lão nhưng ở ân gia này tùy tiện đi ra hai người trông coi đều là huyền lão loại cấp bậc này cổ xưa gia tộc a toàn bộ ân gia khẳng định còn có rất nhiều cường giả không lộ diện lúc này ta nhìn thấy hai trưởng lão ân gia kia bắt đầu động thủ ở trong tay bọn họ phân biệt xuất hiện một khối lệnh bài hai khối lệnh bài này khép lại thoạt nhìn thật giống như là một khối lệnh bài theo lệnh bài này khép lại trong nháy mắt ta nhìn thấy một đạo quang mạc hướng trên cửa đá bao trùm qua cửa đá kia khẽ rung động. Trong lúc nhất thời bắt đầu hướng hai bên mở ra. Theo cửa đá mở ra trong nháy mắt, ta nhìn thấy bên trong dòng nước ngầm mãnh liệt. Đó là một mảnh không gian thông đạo đen nhánh. Chủ yếu nhất là trong không gian thông đạo này, phảng phất là có từng trận cuồng bạo khí tức muốn từ bên trong cửa đá mãnh liệt tuôn ra. Sau khi cửa đá hoàn toàn mở rộng, cỗ khí tức hung ác này cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Di tích thượng cổ chính là cỗ khí tức này liền làm cho người ta uy hiếp. Xem ra bên trong di tích thượng cổ này, thật đúng là không phải là địa phương tốt gì. Trong di tích thượng cổ, có rất nhiều nơi thần bí ngay cả tứ đại gia tộc cũng không có thăm dò đến tột cùng. Cho nên nếu như gặp phải địa phương quỷ dị gì đó, nếu như muốn sống sót, chớ phải đi nghiên cứu kỹ lưỡng, mà là nắm chặt giày đi. Đúng lúc này, trưởng lão mở cửa kia lại mở miệng, hướng về phía mọi người nhắc nhở. Lúc này, Ân Đình Đình cũng hơi hành lễ với hai người. Đa tạ hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão cũng nhìn về phía vị trí của Ân Đình Đình, nhẹ giọng nói, chúc Cửu tiểu thư mọi việc thuận lợi. Dứt lời, Ân Đình Đình dẫn đệ tử Ân gia dẫn đầu tiến vào trong di tích thượng cổ này. Ta cùng đám người cổ linh liếc nhau một cái, cũng đi về phía trước. Bước vào không gian thông đạo này trong nháy mắt, ta liền cảm giác được một trận khí tức có chút cuồng bạo trùng kích đi ra. Bất quá hiện tại thân thể lực lượng của ta cũng không đơn giản, cho nên những lực lượng này cũng không thể uy hiếp đến ta. Mà trong nháy mắt tiến vào không gian thông đạo này, ta liền phát hiện người bên cạnh Dĩ Nhiên biến mất. Lúc này một loại hiện tượng rất kỳ quái, lúc mới tiến vào ta rõ ràng là cùng Cổ Linh còn có Lưu Húc Long đám người cùng một chỗ, nhưng hiện tại bên cạnh ta một người cũng không có. Hơn nữa đây cũng không phải ảo giác. HTU mở ta mặc dù biết chúng ta sau khi tiến vào di tích thượng cổ sẽ bị phân tán ra. Nhưng hiện tại cái này không khỏi cũng quá nhanh một chút chứ. Hít một hơi thật sâu. Nếu đã bắt đầu, vậy thì phải chuẩn bị tốt tất cả. Điều chỉnh trạng thái của mình. Tùy thời chuẩn bị tiến vào chiến trường của di tích thượng cổ, khí tức chung quanh càng lúc càng không ổn định, bắt đầu trở nên càng thêm cuồng bạo. Phòng trừng sắp tới rồi. Trong lòng ta hơi trầm xuống. Chuẩn bị tốt hết thầy. Vài phút sau, ta đột nhiên cảm thụ được trong không khí phía trước, khí một đạo phong bạo hướng ta cuốn tới. Loại tốc độ này cả người ta căn bản ngay cả cơ hội tránh né cũng không có. Khi thân hình ta rơi xuống đất trong nháy mắt, cả người ta nhanh chóng cân bằng nắm giữ, đứng dậy. Đây là một mảnh bầu trời thoạt nhìn âm trầm, thật giống như trong thế tục giới sắp hạ bão cái loại trời này. Ta ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía bầu trời, kéo dài mấy ngàn dặm, bầu trời chung quanh phẳng phất đều là một màu sắc thậm chí trên mặt đất đều cho ta một loại màu sắc cực kỳ tối tăm đây là loại địa phương nào di tích thượng cổ nơi này làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ âm trầm trừ chuyện đó ra ngược lại cùng bên ngoài cũng không có gì khác nhau ta thân ở một chỗ bằng phẳng phía trước có một chỗ sơn mạch mà ta cảnh giác nhìn bốn phía cũng không có gì dị thường sau đó ta bắt đầu cảm ứng trong lệnh bài, cùng chúng ta đi cùng người. Sau khi ta hơi cảm ứng, lại phát hiện một người cách ta gần nhất. Phòng trừng đều phải một hai ngày lộ trình. Đại gia, ta trong nháy mắt thành cô đơn sao? Ta bất đắc dĩ cười, thu hồi tâm tư, dựa theo chỉ thị trên bản đồ, bắt đầu đi về phía mục đích cuối cùng của chúng ta. Mục đích này là tất cả mọi người đều biết. Dù sao cuối cùng tất cả mọi người chính là bao gồm ba gia tộc còn lại dẫn đầu những tông môn đệ tử đều phải ở cái chỗ này hội hợp nhưng ân gia lúc trước cũng không có nói cho chúng ta biết đây là một cái địa phương nào suy nghĩ một chút ta vẫn lấy ngọc bội trên người ra xe một chút đây là ân đình đình đưa cho ta lúc trước ở huyện thành ân đình đình đã cứu ta cho nên xem như là một hiểu lầm về phần chuyện lợi dụng tôi lúc trước tôi cũng không muốn đi đoạt nghiên cứu nhưng sau khi lấy ngọc bội ra cũng không có bất kỳ cảm ứng nào điều này chứng tỏ khoảng cách giữa ta và ân đình đình rất xa hô xem ra phải đi thu thập thú hồn trước lúc trước ân đình đình đã nói cho chúng ta biết thú hồn cuối cùng có tác dụng rất lớn mặc dù ân đình đình không nói kỹ như vậy hiện tại thu thập thú hồn hẳn là cũng không sai ta nhìn phía trước phiến sơn mạch kia vừa lúc ta muốn đi tới cũng phải đi qua trong rừng rậm này nhất định là yêu thú gì đó dù sao cũng chưa từng đụng qua cho nên ta vẫn là phi thường cảnh giác tiến vào trong rừng rậm này ta liền cảm giác được chung quanh ta ẩn núp vài đạo khí tức nguy hiểm rô đột nhiên trên không trung truyền đến một trận âm thanh cảm giác được thanh âm này trong nháy mắt ngón tay ta trực tiếp hướng không trung điểm tới huyền linh chỉ cùng lúc đó thân hình của ta cũng biến mất tại chỗ trong tay chiến thần kích xuất hiện trong lúc đó hướng trên một cây đại thụ đánh tới phốc phốc một đạo máu tươi bắn tung tóe một con yêu thú ẩn giấu trên đại thụ kia đừng ta đánh chết sau đó thi thể yêu thú kia rơi xuống đất khi ta nhìn thấy yêu thú kia trong nháy mắt lông mày của ta khẽ nhíu lại nó trông giống như một con rơi nhưng con rơi này là một đứa trẻ ba hoặc bốn tuổi lớn như vậy tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con rơi lớn như vậy đây rõ ràng không phải là một con rơi bình thường. Ta không để ý tới con rơi trên mặt đất này, bởi vì ở phía sau ta, một đạo kình phong sắc bén vô cùng đã hướng ta tập kích mà đến. Thân hình ta đột nhiên hướng bên cạnh lui lại một bước, chiến thần kích trong tay trực tiếp hạ xuống. Loại rơi này không phải tồn tại một mình, mà là động vật quần cư. Tuy rằng loại yêu thú này cùng rơi bên ngoài không giống nhau, nhưng thói quen sống nhóm hẳn là giống nhau. Huống chi vừa rồi ta cảm nhận được nguy cơ trong bóng tối. Hẳn là những con rơi ẩn nấp trong bóng tối này. Chính là không biết, trong bóng tối này còn có bao nhiêu rơi. Trong ánh mắt ta hiện lên một tia tinh quang. Thân hình lại lần nữa lướt ra. Khi ta đem thi thể một cỗ yêu thú rơi chất thành một chỗ, ta cũng hơi thán phục. 16 người. Tổng cộng có 16 con yêu thú rơi. Bất quá cũng may thực lực của những yêu thú rơi này cũng không tính là rất mạnh chỉ có bộ dáng nhập huyền cảnh sơ kỳ. Hơn nữa những yêu thú rơi này hình như linh trí không phải rất cao à? Coi như là chỉ có thực lực nhập huyền cảnh sơ kỳ. Nhưng nếu như cùng nhau tiến công mà nói, ta coi như là muốn giết xong những yêu thú này cũng sẽ không rất thoải mái. Hồ, khoản thu hoạch đầu tiên còn không tính là quá khó. Nhìn những yêu thú này, ta đem lệnh bài trên người lấy ra, sau đó quán thâu tiến và linh khí, trong lúc nào. Ta liền nhìn thấy trên phù lệnh lóe ra ánh sáng nhỏ. Trên người những yêu thú rơi cũng chui ra một cỗ năng lượng màu xám cho, sau đó bị phù lệnh hấp thu. Đây là thú hồn sao? Theo hồn lực trên người những yêu thú rơi này hấp thu vào trong phù lệnh, ta liền chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Mặc kệ nói như thế nào, trước tiên phải tìm người cùng một đội hội hợp đi. Ít nhất như vậy khi gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ có thêm một người giúp đỡ gì đó. Nhưng muốn xuyên qua phiến sơn mạch này, phòng chừng cũng cần một chút thời gian hơn nữa sơn mạch này cũng không đơn giản trong này khẳng định có rất nhiều yêu thú tiềm phục những yêu thú rơi gặp phải lúc trước bất quá là trong sơn mạch này không lo lắng mà thôi nhưng nếu tiếp tục tiến lên tiến vào sâu trong sơn mạch này vậy thì không nhất định bất quá coi như là phía trước có nguy hiểm cũng phải đi sơn mạch này là con đường tất yếu đi tới ta nhìn bốn phía thân hình rất nhanh xuyên qua trong sơn mạch mười phút sau gầm gờ một tiếng thú giống đột nhiên từ phía trước ta truyền đến thân hình ta xẹt qua trong rừng rậm cũng hơi dừng lại cả người dừng lại nhìn phía trước cách đó không xa ở nơi đó có một cỗ khí tức nguy hiểm đang hướng ta bên này tới gần một lát sau trong bụi cỏ trước mặt một con báo đen cao nửa người xuất hiện htu mờ vì sao nói thứ này là báo là bởi vì màu sắc trên người nó lại là đường vân màu đen trắng. Chẳng qua bộ dáng con báo này thoạt nhìn càng thêm dữ tận. Trên lưng nó, dĩ nhiên còn mọc mấy cái sừng nhọn. Mà thực lực của báo tử này lại đạt tới nhập huyền cảnh đỉnh phong. Lúc này mới tiến vào trong sơn mạch bao lâu. Cũng đã xuất hiện yêu thú vào huyền cảnh đỉnh phong. Như vậy bên trong không phải ngay cả yêu thú thiên sư cảnh cũng có chứ. Trong lòng ta hơi trầm xuống. Nếu gặp phải yêu thú thiên sư cảnh vậy thật sự phiền toái. Đây không phải là nói giỡn. Hiện tại ta gặp phải địa sư cảnh mà nói không sợ. Nhưng thiên sư cảnh, tạm thời ta hẳn là còn không có lực lượng chống cự thiên sư cảnh. Khí tức tràn ngập trên người hắc báo này cùng khí tức trong toàn bộ di tích cực kỳ tương xứng. Trong âm trầm mang theo một tia cuồng bảo. Sau một khắc, con báo trước mắt nhè răng trợn mắt. Trên hàm răng bén nhọn kia có một ít loang lổ dấu vết. Ngay sau đó, đồng tử của tôi hơi co lại. Bởi con, vì con báo này rất nhanh. Bất quá tốc độ nhanh cũng không có nghĩa là lực lượng của nó mạnh. Ta đứng tại chỗ không nhúc nhích, mắt thấy con báo kia đến gần trong nháy mắt, cả người ta một quyền hướng trước mặt quanh kích ra ngoài. Này, nắm đấm của ta trực tiếp va chạm với hắc báo, thân hình hắc báo hướng phía sau bay ngược ra. Sau đó toàn bộ thân thể rơi xuống đất. Nhìn thấy một màn này ta trực tiếp đi về phía hắc báo kia. Một kích mất mạng, Điều này là rất bình thường. Hiện tại ta mặc kệ nói như thế nào tốt xấu gì cũng có lực lượng địa sư cảnh. Miểu sát một con yêu thú vào huyền cảnh đỉnh phong hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau khi hấp thu thú hồn của con báo này, ta cũng quay lại rời đi. Tiếp tục đi về phía trước. Ba giờ sau, ta hiện tại hẳn là đang ở sâu trong sơn mạch này. Ở bên cạnh ta, nằm một con yêu hồ. Trên đuôi yêu hồ này mang theo gai kinh thậm chí còn là vũ khí công kích cực kỳ lợi hại vừa rồi không có chú ý thiếu chút nữa ở trên này nếm qua thiệt thòi nhưng cũng may cũng không có gì đáng ngại ta hít sâu một hơi đem thú hồn yêu hồ này hấp thu ta chuẩn bị tìm một chỗ đem linh khí bản thân khôi phục một chút mặc dù ở trong di tích này đi tới quan trọng hơn nhưng vẫn nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất của mình bên trong tấm bia đá của ta mặc dù có linh khí dư thừa nhưng đó vẫn luôn là dự trữ của ta. Ở lại thời khắc mấu chốt dùng, chỉ cần rảnh rỗi, ta nhất định phải đem linh khí bản thân bổ sung đến trạng thái tốt nhất. Nơi này thuộc về sâu trong sơn mạch, bởi vì đều có những yêu thú cường hán này tỏa chấn. Yêu thú bình thường không dám tới gần, mà yêu thú đến địa sư cảnh, chúng nó đều có xào huyệt của mình. Ta trực tiếp đi tới xào huyệt yêu hồ này, tìm một chỗ ngồi xuống, linh thạch trên người lấy ra, liền bắt đầu khôi phục khí tức bản thân ta. Một lát sau, ta mới từ trong huyệt động này đi ra, tiếp tục đi tới, xuyên qua phiến sơn mạch này, ta dùng không sai biệt lắm 7 giờ đồng hồ thời gian, mà trên đường ta gặp phải thực lực mạnh nhất, chính là một đầu địa sư cảnh trung kỳ yêu thú, bất quá cũng may có kinh vô hiểm. Ta đều có chút hoài nghi bản thân ta có phải vận khí không tệ hay không. Nếu không, vì sao xuyên qua cả dãy núi đều không gặp phải nguy hiểm gì. Khi ta xuyên qua sơn mạch, ta nhìn về bốn phía, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ta ở trong sơn mạch thung lũng, dĩ nhiên là nhìn thấy một tòa kiến trúc. Giờ phút này trong lòng ta cũng có chút dao động, bởi vì trước khi tiến vào, ta liền biết ở trong di tích thượng cổ này, lúc trước chính là một mảnh thế giới mà bên trong đồng dạng có tông môn. Nhưng không biết vì cái gì, những tông môn này đều không hiểu sao biến mất chuẩn sắc mà nói là ở trong thời gian dài sông cô đơn yên lặng mà muốn đạt được một phần thứ tốt vậy vẫn là phải tiến vào những thứ này tông môn di tích trong đó mới có thể lấy được nếu đã đụng phải nếu như đều không đi vào xe một chút ta sẽ không cam lòng hít sâu một hơi thân hình của ta hướng vị trí di tích kia lướt tới đến cửa kiến trúc kia ta mới vừa rồi là nhìn thấy kiến trúc này thoạt nhìn vô cùng không trọn vẹn trong này hình như là phát sinh đại chiến giống nhau. Thậm chí ta nhìn thấy tông môn đều đã thấy không rõ. Ta chỉ thấy được một cái ngự tự, thế nhưng phía sau hai chữ đã vỡ vụn. Nhất định là ở lúc trước đại chiến thời điểm vỡ vụn. Nhìn trước mắt này tang thương mà tràn ngập thê lương tông môn kiến trúc. Đầu tiên nhìn những thứ này kiến trúc không trọn vẹn đều có thể nhìn ra cái này tông môn trước kia cường đại. Bởi vì như thế tráng lệ tông môn kiến trúc, bình thường tông môn là không cách nào làm được. Thế nhưng cuối cùng tông môn như vậy còn không phải là đi tới tiêu vong. Di tích thượng cổ này trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao di tích thượng cổ lại như vậy? Ta cất bước đi vào trong kiến trúc này, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảnh giác. Trong này có thể đột nhiên xuất hiện cái gì hay không ta không biết, nhưng bảo trì cảnh giác tuyệt đối sẽ không có sai. Tông môn này vẫn là cùng bên. Ngoài kiến trúc hình thức không sai biệt lắm. Tông môn đại môn ở dưới mà một phần kiến trúc là là theo ngọn núi hướng phía trên thuận duyên. Nhưng tôi thấy rằng nhiều tòa nhà ở lưng chừng đồi đã bị phá hủy. Bất quá kỳ quái chính là ta trên mặt đất nhìn thấy binh khí không trọn vẹn, lại không thấy hài cốt của người. Cái này có chút kỳ quái, giết người còn muốn hủy thi diệt tích, hoặc vì một lý do khác. Ta một đường đi theo những kiến trúc này đi lên, cũng không có nhìn thấy thứ gì tốt. Chủ yếu là binh khí trên mặt đất đều là tàn thứ phẩm căn bản cũng không có bao nhiêu công dụng. Hơn nữa tấm bia đá trên người ta cũng không có phản ứng gì. Tấm bia đá này đối với bảo vật có cảm ứng, chiến thần thích trên người ta. Còn có ám cách lần trước tiến vào Đan Thần Tông. Những thứ này đều là bởi vì tấm bia đá cảm ứng được, sau đó mang theo ta đi. Cho nên trải qua những kiến trúc bỏ hoang này ta liền biết bên trong này rốt cuộc có thứ tốt hay không. Cuối cùng ta ở trong một tòa nhà bỏ hoang tìm được một quyển sách cổ coi như hoàn chỉnh đại khái hiểu được cái tông môn này tên là ngự thú tông dĩ nhiên là có thể cùng yêu thú câu thông thậm chí khống chế yêu thú đây là ngự thú tông cuối cùng ánh mắt của ta rơi vào trên chủ điện phải nắm chặt thời gian nếu lên chủ điện còn chưa có thu hoạch gì vậy ta phải nhanh chóng rời đi đi về phía trước đến lúc đó vẫn phải tìm đồng đội nhanh một chút hội hợp mới được lần này tông môn đại hội Tiến vào thượng cổ di tích bên trong thời gian không có rõ ràng hạn chế, thế nhưng nhất định phải ở trong vòng 3 tháng chạy tới mục đích cuối cùng kia. Thế nhưng mục đích cuối cùng rốt cuộc có cái gì? Trước mắt phòng trừng cũng chỉ là con cháu của mấy đại gia tộc biết, hoặc là nói cũng có một ít tông môn đệ tử biết. Bởi vì trong những tông môn đệ tử kia, có tông môn tiền bối cũng từng tới thượng cổ di tích này, hơn nữa từ trong thượng cổ di tích sống sót. Vì vậy Họ chắc chắn biết những gì có ở đích cuối cùng. Ta nhìn chủ điện trước mặt chủ. Điện. Chủ điện này cũng bị bỏ hoang một nửa, xem ra trận chiến đấu này phòng trưng cực kỳ khủng bố. Dưới tình huống bình thường, coi như là đại điện khác bị hủy, nhưng chủ điện hẳn là sẽ tận khả năng bảo hộ. Nhưng chủ điện này cũng bởi vì chiến đấu bị hủy một nửa. Tiến vào bên trong chủ điện, ta vẫn không cảm nhận được tấm bia đá trên người có động tĩnh gì chẳng lẽ ngự thú tông này cái gì thứ tốt cũng không có. Trong lòng ta sửng sốt, âm thầm nói thầm, vốn thật vất vả mới phát hiện được địa chỉ cũ của tông môn trong di tích thượng cổ này, còn tưởng rằng sẽ có chút thứ tốt gì đó, nhưng hiện tại ở chỗ này cái gì thu hoạch cũng không có. Điều này làm cho ta chính mình đều có chút không rõ. HTW. Mở bất quá vẫn phải tiến vào tìm một chút. Tiến vào trong chủ điện này, tấm bia đá trên người ta khẽ run rẩy cả người ta vội vàng hướng phương hướng nào đó nhìn qua. Cuối cùng cũng có động tĩnh. Ta chờ tấm bia đá này có động tĩnh đã chờ thật lâu. Khi ta đi đến bên ngoài thiên điện, ta nhìn thấy chỗ kia dĩ nhiên là lặng lặng nằm một cây roi thật dài. Roi kia thoạt nhìn đen nhánh, phòng chừng dài chừng hai thước. Cứ như vậy lặng lặng nằm. Ta đi tới, bắt đầu hướng trường tiên kia tới gần. Bất quá ngay trong nháy mắt ta đi tới trước mặt trường tiên một tiếng gào thét. Ta cảm nhận được bên cạnh một cỗ kình phong truyền đến. Thân hình ta trước tiên biến mất tại chỗ, hướng phía sau lùi ra. Trong lúc đó, ta nhìn một đầu ma lang cả người bốc lên hắc khí xuất hiện trước mặt trường tiên. Sau đó một đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn chầm chầm ta. Hồn thú. Ta nhướng mày. Ánh mắt nhìn chầm chầm một đầu ma lang trước mắt này. Bởi vì bộ dáng thoạt nhìn của ma lang này cùng yêu thú ta gặp phải lúc trước đều có chút không giống nhau chủ yếu nhất là ta từ trên người ma lang này cảm nhận được chính là một cỗ khí tức đặc thù hơn nữa thoạt nhìn ma lang này thật giống như là lấy hắc khí ngưng tụ ra hẳn là hồn thú ta chưa từng gặp qua thực lực của ma lang ở địa sư cảnh trung kỳ cảm nhận được thực lực trên người ma lang này tản mát ra trong lòng ta cũng hơi trầm xuống sau một khắc ma lang toàn bộ hướng ta nhào tới mà chiến thần kích trong tay ta cũng đột nhiên hướng ma lang kia ầm ầm rơi xuống này kích thứ nhất chiến thần kích trong tay ta cùng móng vuốt ma lang kia va chạm cùng một chỗ ta cảm nhận được trên chiến thần kích truyền đến một cỗ lực phản chấn cực kỳ khổng lồ mà trong nháy mắt thân hình ta rơi xuống đất cả người lại lần nữa bảo khởi phá sơn hà chiến thần kích khí thế ầm ầm bay lên mang theo một cỗ khí tức hủy diệt hướng ma lang nghiền ép xuống ma lang kia không có nửa điểm sợ hãi nó há miệng phát ra tiếng gào thét một tiếng gào thét này ta dĩ nhiên là cảm giác được thân hồn của ta giống như bị công kích sau một khắc ta nhìn thấy thân thể ma lang bành trướng lên tuy rằng thoạt nhìn hư ảo một chút nhưng toàn bộ thân thể lại lớn lên rất nhiều mà chiến thần thích trong tay ta trực tiếp rơi vào trên thân thể ma lang hư ảo kia dù một tiếng va chạm nặng nề thân hình của ta bay ra phía sau cánh tay ta hơi tê dại Hồn thú Ma Lang này so với bất kỳ yêu thú nào ta gặp phải lúc trước đều cường hãn hơn, khó giải quyết. Ta một tay lật một cái, chiến thần thích biến mất trong tay ta. Thân hình ta giống như quỷ miệng xuất hiện trước hư ảnh Ma Lang khổng lồ. Cùng lúc đó, lực lượng trong cơ thể ta rất nhanh hội tụ. Huyền Vũ Thất Thức, vỡ cho ta. Tiếng gầm gừ hạ xuống, ở phía sau ta, phảng phất có một ngọn núi thật lớn kỳ thật nghiền ép xuống trong nháy mắt sau móng vuốt khổng lồ của ma lang trước mặt cũng hướng nắm đấm của ta đánh xuống cảm nhận được cỗ khí tức kia trong nháy mắt thân hình của ta cũng không có chút ý tứ lui về phía sau nắm đấm va chạm với móng vuốt kia ta nghe được một tiếng kêu riêng đau đớn trong nháy mắt sóng khí nhắc lên thân hình ta đạp lui về phía sau nhưng ta lại nhìn thấy thân ảnh ma lang trước mặt dần dần trở nên hư ảo mà trong lòng ta cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm chiến thần kích lại xuất. Hiện ở phía sau ta, thần pháp phù du thúc dục rất nhanh xuất hiện trước mặt thứ kia. Chiến thần kích xuyên thấu cổ hồn thú ma làng. Tiếng kêu rên trong cổ họng hồn thú lúc này mới dần dần yếu bớt, thẳng đến khi biến mất. Ta phun ra một ngụm chọc khí, nhanh chóng lợi dụng phù lệnh đem toàn bộ hồn lực của ma lang hồn thú hấp thu lại. Lúc này, ta mới đi tới trước mặt trường tiên, nhặt trường tiên này lên. Sau đó, Linh khí trên người ta dần dần hướng trường tiên quán thâu vào. Sau một khắc, đồng tử của ta hơi mở ra, bởi vì ta phát hiện trên trường tiên này, dĩ nhiên là có một cỗ lực lượng khủng bố đang không ngừng cắn trả ta. Không tốt. Trong lòng ta kinh hãi, so với lúc đó chuẩn bị vứt bỏ trường tiên trong tay ta, nhưng hiện tại lúc này, rất hiển nhiên, không phải ta muốn vứt bỏ là được. Trường tiên tựa hồ dựa vào trên người ta, huyền vũ khí trong cơ thể ta không ngừng hướng trên cánh tay mãnh liệt vọt tới sau đó cùng cỗ lực lượng này đối kháng cùng một chỗ nhưng cỗ lực lượng này tựa hồ cực kỳ ngoan cố đại gia xem ra đồ vật của di tích thượng cổ này thật đúng là không nên tùy tiện đụng vào sau khi cảm nhận được trường tiên này khó giải quyết ta mới nhớ tới lúc trước ân ra hai vị trưởng lão kia dặn dò huyền vũ thể thúc giục sau đó chiến thần kích trong tay ta trực tiếp hướng trường tiên chém xuống nếu đã như vậy ta liền hủy ngươi thứ này không dễ thuần phục cảm giác không muốn nhận ta làm chủ vậy thì hủy diệt nó thậm chí ta cảm giác tiếp tục kéo dài thời gian mà nói thứ này nói không chừng còn có thể tạo thành thương tổn đối với ta phải biết rằng nơi này ta chính là một cái trợ thủ cũng không có nếu là thật sự bị thương ta ngay cả tìm kiếm một nơi an toàn chữa thương đều là một vấn đề bởi vì nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở đây những yếu tố không chắc chắn này. Mà ta cũng sẽ không bị trường tiên trước mắt này mê hoặc khi nhận thấy thứ này nguy hiểm trước tiên. Nhất định phải nhanh chóng đi giải quyết. Bất quá ngay trong nháy mắt. Ngay chiến thần thích trong tay ta sắp rơi vào trên trường tiên kia. Cố lực lượng không ngừng muốn chui vào trong thân thể ta lại mãnh liệt lui trở về. Mà chiến thần trong tay ta cũng hơi dừng lại. Ở vị trí cách trường tiên kia 10cm đứng xuống. Nhìn trường tiên tay phải nắm chặt thứ này sao đột nhiên lại trở nên ngoan ngoãn. Đây là điều ta hoàn toàn không nghĩ tới. Tên này cũng sẽ kinh hoàng. Bất vĩnh thạc, thứ này khẳng định là bởi vì vừa rồi ta chuẩn bị động thủ hủy diệt nó thời điểm. Mới thỏa hiệp. Đi theo ta. Phải ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không ta sẽ không để cho một thứ nguy hiểm ở bên cạnh ta. Ta nhìn trường tiên. Cũng không biết tên này có thể nghe hiểu ta nói chuyện hay không. Dù sao ta cũng là sau khi nói xong ta bắt đầu lần thứ hai đem linh khí trên người ta hướng trường tiên này quán thâu vào sau một khắc ta phát hiện lần này cũng không có bất kỳ trở ngại gì linh khí trên người ta liền trực tiếp chui vào trong trường tiên này hơn nữa theo linh khí của ta quán thâu vào trong nháy mắt ta liền thấy được trên trường tiên này dĩ nhiên là có một mảnh đồ vật thoạt nhìn giống như là lân phiến đang nhúc nhích trường tiên này giống như sống lại mà những thứ như lân phiến kia còn đang biến hóa biến thành một đám gai nhọn phiến này nếu quất vào người. Ta không khỏi dùng mình một cái. Những câu ngược này phòng trừng có thể trực tiếp đem thân thể người kéo ra một đạo rãnh máu thật dài. Chính là những huyết nhục kia đều sẽ bị câu ra. Có chút ý tứ A. Ta mỉm cười. Trường tiên này rõ ràng không phải đồ chơi bình thường. Chỉ riêng một khúc kỹ năng biến thân này. Ta cũng có chút thích. Ta trực tiếp đem tràng diện trong tay hướng trên mặt đất trước mặt quất tới. Tự nhiên là quán thấu tác dụng của linh khí. Ba. Một thanh âm thanh thúy truyền ra. Ta nhìn thấy trên mặt đất có đá bắn tung tóe. Một dấu vết chỉ sợ có ba ngón tay sâu xuất hiện. Thoạt nhìn dấu vết thô kịch như trẻ con kia tựa hồ còn tràn ngập một tia hắc khí. Thứ tốt. Ta đem trường tiên thu hồi. Lại. Lập tức thu hồi linh khí trong đó. Lúc này. Trường tiên này dĩ nhiên là trực tiếp biến hóa. Sau đó thu nhỏ lại thành một cái dây thường màu đen thoạt nhìn không lớn không nhỏ cứ như vậy đặt ở trên cổ tay ta. Hát uy. C.M. Còn có thể chơi như vậy sao? Được rồi. Ta nhìn sợi dây thừng trên tay. Chỉ cần trong nháy mắt ta tâm niệm vừa động. Sợi dây thừng này sẽ trực tiếp biến thành bộ dáng trường tiên lúc trước. Xuất hiện ở trong tay ta. Trường tiên này mặc dù thoạt nhìn chỉ có độ dài chừng hai thước. Nhưng nếu như sau khi thấm nhuần linh khí biến hóa một chút, có thể kéo dài ra hơn 10 thước chiều dài thậm chí có thể căn cứ tâm niệm ta biến hóa dài ngắn chủ điện ngự thú tông này đã tìm không thấy thứ gì tốt thậm chí ta muốn xem đạo pháp truyền thừa của ngự thú tông không ngờ cái gì cũng không có điều này làm cho ta tương đối buồn bực bất quá có thể lấy được trường tiên này tựa hồ cũng không tệ cầm cây roi dài này ta cũng là chuẩn bị tranh thủ thời gian rời khỏi cái chỗ này dù sao con đường kế tiếp muốn đi vẫn còn rất dài cần phải dùng ba tháng để chạy đi đây rõ ràng không phải là nói dẫn rời khỏi ngự thú tông này ta lại kiểm tra manh mối trên phù lệnh một chút phát hiện đang có một chấm đỏ đang hướng ta tới gần hình như chính là hai chấm đỏ của chúng ta vị trí tương đối lệch còn lại một ít chấm đỏ cũng bắt đầu tụ tập lẫn nhau người này hẳn là cũng là muốn cùng ta hợp trước hít sâu một hơi ta hướng vị trí chấm đỏ này chạy tới mặc kệ người này là ai ít nhất hai người sẽ có thêm một người giúp đỡ. Trên đường đi, ta thế nhưng rất thuận lợi cũng không gặp phải bất kỳ yêu thú cùng hồn thú nào. Ta nhìn chấm đỏ trên phù lệnh sắp tới gần, mắt thấy hẳn là cũng chỉ hơn nửa giờ lộ trình là có thể gặp được. Trước, thế nhưng ta phát hiện trên phù lệnh điểm đỏ dừng lại. Dĩ nhiên không có ý đi tới, nhất định là gặp phải yêu thú. Ta nhìn thấy chấm đỏ không nhúc nhích như vậy khả năng lớn nhất chính là gặp phải yêu thú, cho nên mới không tiếp tục. Hướng ta bên này tới gần, chấm đỏ lúc trước chính là không ngừng hướng ta tới gần. Nhưng hiện tại đột nhiên ngừng lại, ta đi tới 20 phút thời gian. Ta chú ý tới phù lệnh phía trên chấm đỏ kia vẫn không nhúc nhích. Đây là gặp phải yêu thú khó giải quyết sao. Ta tăng nhanh tốc độ, thời gian 20 phút cũng không có giải quyết xong yêu thú. Đích thật là có chút khó giải quyết nếu đi chế nói không chừng còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Dù sao đều là đội chín, không có thâm cầu đại hận gì, có thể giúp một phen khẳng định phải giúp một phen. Ta đem tốc độ của mình tăng lên cực hạn, 10 phút lộ trình, ta chỉ dùng 5 phút liền chạy tới. Khi ta chạy tới vị trí, phát hiện trong hạp cốc đang phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt. Tuy nhiên, điều làm tôi không ngờ là hẻm núi không chỉ là một người ta nhìn thấy trong hạp cốc có ba người, thậm chí còn có hai con yêu thú. Hai con yêu thú này là hai con nhện khổng lồ, trên người thoạt nhìn bộ dáng ngũ sắc sắc sỡ, thậm chí có thể nói là xinh đẹp. Nhưng mà loại vật này, có chút thưởng thức đều nghĩ đến trước tiên đều là kịch độc, đặc biệt là ở nhện. Ha ha ha, ân tiểu dung, ngươi một hạ nhân, thật đúng là cho rằng leo lên ân đình đình liền lên trời sao đừng tưởng rằng mình có chút thiên phú liền cao cao tại thượng người lao động để ý ngươi mới muốn cưới ngươi ngươi có tư cách gì từ chối tôi hiện tại ta liền cho ngươi biết ngươi một nữ nhân hạ sinh không có tư cách bày biện ở ân gia ở bên cạnh đứng là hai nam tử trong đó một người mặc trang phục ân gia mà một người khác hẳn là tông môn đệ tử bất quá hai người này cũng không phải chúng ta đuổi chín hẳn là đội ngũ khác Ân gia tổng cộng có 9 đội ngũ, mà ta lúc trước cũng không nghĩ tới vị đồng bọn đội thứ 9 này gặp phải. Không chỉ có yêu thú, dĩ nhiên còn có người của đội khác. Ân Tiểu Dung bị hai con yêu thú nhện vây công, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra lạnh như băng. Giờ phút này trên người nàng có thể nói đã có vài vết thương, hơn nữa ta có thể nhìn thấy. Trên mặt Ân Tiểu Dung nổi lên một tia xanh đen. Đây là một vụ ngộ độc. Ha ha độc tố của ngũ thải độc chu này cho dù là địa sư cảnh trung kỳ cũng không dám khinh thường ngươi chỉ là một địa sư cảnh sơ kỳ có thể chống đỡ đến bây giờ đã là cực hạn rồi nhớ kỹ mệnh của hạ nhân hẳn là có tư thái làm hạ nhân kiếp sau sống lại làm người không nên bày ra một khuôn mặt thối cho người khác xem nhìn khí tức trên người ân tiểu dung càng lúc càng suy yếu nam tử kia cũng là tiến lên một bước hướng về phía ân tiểu dung lạnh lùng quát ra tiếng giờ phút này ân tiểu dung đã cảm giác được tử vong đến gần cả người nàng nổi lên một trận tuyệt vọng căn cứ theo quy củ ân đình đình nói với chúng ta lúc trước tất cả chúng ta không thể tự giết lẫn nhau thậm chí tự giết lẫn nhau ân gia có thể phát hiện nhưng ân đình đình mờ mờ điểm một câu thủ đoạn khác mà loại tình huống này ân tiểu dung gặp phải một loại thủ đoạn khác hai người này tận lực dẫn tới hai con độc độc ngũ thải cường hãn thậm chí ta nhìn thấy trên mặt đất còn có một thi thể yêu thú lúc trước ân tiểu dung một mình đối mặt với ba con yêu thú mượn đao giết người đây là một sơ hở trong quy củ ân gia ngầm đồng ý tồn tại giờ phút này một xúc tu của độc nghiện kia hướng ân tiểu dung đâm tới mà thân hình của ta cũng vào giờ khắc này tới gần trong nháy mắt sau trong tay ta một cây trường tiên màu đen trực tiếp bay ra trường tiên màu đen trên không trung tựa như linh xà thoạt nhìn cực kỳ linh hoạt. Sau đó trong nháy mắt quấn quanh xúc chảo của nhện vươn ra. Trong nháy mắt đụng phải xúc chảo. Ta liền nhìn thấy toàn bộ trường tiên màu đen trực tiếp quấn quanh xúc chảo của nhện kia. Trong tay ta đột nhiên dùng sức. Một tiếng kêu rên thống khổ đột nhiên từ trong miệng ngũ thải độc chu kia truyền ra. Ngay sau đó, thân hình của ta cũng căn cứ vào quán lực này. Thân hình xuất hiện bên cạnh ân tiểu dung. Cùng lúc đó trường tiên trong tay lại một lần nữa hướng một con nhện ngũ sắc khác quất tới. Ngũ thải độc chu Kia rất nhanh hướng phía sau bạo lui. Nhưng chiều dài trường tiên màu đen đột nhiên kéo dài. Trực tiếp quất lên người ngũ độc châu. Ba. Lần này trường tiên dĩ nhiên là trực tiếp đem ngũ thải độc chu kia quất chia làm hai. Nhìn thấy một màn này trong lòng ta cũng hơi cả kinh. Uy lực của trường tiên màu đen này tựa hồ so với tưởng tượng của ta còn cường đại hơn không ngờ trực tiếp đem một đầu ngũ thải độc chu của địa sư cảnh miểu sát. Đây là ta hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá ngũ thải độc chu này trước đây cũng là có tiêu hao mới đúng. Ta xuất hiện trước người ân tiểu dung. Giờ phút này trên người ân tiểu dung đã có nhiều vết thương. Ngươi không sao chứ. Tuy rằng ân tiểu dung không biết ta, nhưng nàng biết ta là đội chín. Giờ phút này nàng khẽ lắc đầu. Mà ta thì nhanh chóng từ trên người ta lấy ra một viên thuốc, đưa cho ân tiểu dung đây là giải độc đan. Ta không biết có tác dụng hay không. Đan dược này là ta từ duy chỉ đan thần tông lấy được. Tên gọi là giải độc đan. Nhưng ta cũng không biết có thể hay không giải giải độc ngũ thải độc chu này. Hiện tại tựa hồ cũng không có lựa chọn dư thừa. Ân Tiểu Dung trần chờ một lát thời gian. Liền trực tiếp đem giải độc đan kia nuốt vào. Tiểu tử, ngươi lại xuất hiện ở đâu? Đúng lúc này, trước mặt một tiếng quát truyền đến. Ta nghe được thanh âm này ngẩng đầu nhìn lại trên người tên này truyền đến khí tức địa sư cảnh trung kỳ ân bác cùng lục công tử ân hoành khung địa sư cảnh trung kỳ ngươi cẩn thận ân tiểu dung phía sau lên tiếng nhắc nhở ta nghe nói như vậy ta khẽ gật đầu sau đó nói cho ân tiểu dung bảo nàng chữa thương trước lập tức ta đứng dậy nhìn về phía trước tôi là ai không quan trọng nhưng theo ý kiến của tôi ngươi là một rác rưởi ta nhìn ân bác trước mặt trầm giọng nói, mà trong nháy mắt ta nói xong. Khuôn mặt ân bác trong nháy mắt vặn vẹo, tiểu tử, ngươi đang muốn chết. Thanh âm âm trầm truyền ra, trong ánh mắt ân bác, sát ý không có chút che giấu nào, nhưng dựa theo quy củ, người ân già, không thể tàn sát lẫn nhau, nhưng có thể mượn đao giết người. Hát uy, xê mở đơn giản mà nói, cướp lấy thú hồn, thú hồn hồn lực ở phía sau có tác dụng lớn, cho nên có thể cướp lấy lẫn nhau, nhưng không thể giết người. Bất quá nếu như là lúc cướp lấy thú hồn trọng thương đối thủ, mà đối thủ lại để cho yêu thú giết chết. Vậy cái này cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Ta tin tưởng trong đầu ân bác hiện tại cùng ta suy nghĩ giống nhau. Bác thiếu ra, loại hàng này ta đến là được rồi. Đúng lúc này, ở phía sau ân bác, đệ tử tông môn kia đứng xuất thân. Rất rõ ràng đây là một cơ hội hiến ân cần rất tốt hắn làm sao có thể mất đi đây. Ta muốn hai tay hai chân của hắn, cuối cùng lại để cho hắn chết dưới tay ngũ thải độc chu. Thanh âm oán độc từ trong miệng ân bác truyền ra. Ở phía sau hắn tâu môn đệ tử cũng là liên tục gật đầu. Thực lực của tên này cũng là ở địa sư cảnh sơ kỳ. Nhưng tôi tò mò hơn, ai đã cho anh chàng này can đảm? Tiểu tử, ngươi thật sự là không thức thời. Đắc tội bác thiếu già. Nhớ kỹ, tiểu ra là ngô cương của kim cương môn. Trong nháy mắt người này nói xuống, ta lại cười nhạt một tiếng. Thân hình ta trước tiên biến mất, bởi vì ta cảm thấy cùng loại người này không cần quá nhiều vô nghĩa. Thân hình ta hướng tông môn đệ tử kia trong nháy mắt. Ta nhìn thấy đồng tử của tên này hơi co rút lại, thân hình hướng phía sau lui về phía sau. Cùng lúc đó, trên người hắn dĩ nhiên là nổi lên một tiêm màu vàng nhạt. Nhìn thấy một màn này ta hơi sửng sốt, xem ra là luyện thể đạo Pháp. Kim cương môn này chẳng lẽ cũng là cùng huyền vũ tông giống nhau là luyện thể tông môn sao? Bất quá kim cương môn này ta ngược lại cũng không có nghe nói qua, cũng không biết rốt cuộc là tỉnh kia. Tôi sẽ đứng ở đây để cho ngươi đánh, xem ngươi có thể cho phép tôi di chuyển nửa bước. Khóe miệng ngô cương hiện lên một tia châm trọng, kim quang trên người hắn tản ra một tia khí tức cương mãnh. Ta mỉm cười, tên này lần đầu tiên lựa chọn phòng ngự, như vậy ta liền muốn nhìn xem phòng ngự của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau một khắc, nắm tay của ta trực tiếp quanh kích trên kim quang. Sau đó, sắc mặt ngô cương đột nhiên đại biến. Trên vòng phòng hộ gian ác trước mặt hắn, trong nháy mắt vỡ vụn mà mở ra, vô số vết nứt trải rộng. Mà cả người hắn cũng là trước tiên hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Phốc phốc. Ngô cương thân hình còn ở trên không trung một ngụm máu tươi cuồng phun ra, cả người nện trên mặt đất. Muốn bò dậy, lại phát hiện ngực mình sụp đổ thật sâu một cái quyền ấn. Khuôn mặt của ông nhợt nhạt, với khuôn mặt của mình đầy những nhìn khó tin, làm thế nào nó có thể? Làm thế nào ngươi có thể phá vỡ phòng thủ của tôi? Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Ngô Cương, ta không để ý tới hắn, bởi vì Ngô Cương hiện tại không sai biệt lắm đã mất đi sức chiến đấu. Một kích này ta cũng không có lưu lực, sử dụng thuấn bạo đồng thời phát huy lực lượng cực hạn bởi vì ân Bắc trước mắt này chính là địa sư cảnh trung kỳ nếu như nói ta không một kích đem ngô cương kia trọng thương ta cùng ân bác chiến đấu thời điểm tên này mặc kệ là ở bên cạnh quế nhiễu hay là đi đối phó ân tiểu dung đều là một tai họa bây giờ đến lượt ngươi ta nhìn ân bác thấp giọng nói nói thật nếu như lúc trước bọn họ nhanh chóng động thủ một chút ân tiểu dung chết cũng là bình thường dù sao tiến vào di tích thượng cổ này bản thân cũng tràn ngập rất nhiều nguy cơ. Người chết ở chỗ này không ra được sẽ có rất nhiều. Nhưng tên này lựa chọn tra tấn. Hơn nữa nguyên nhân hết thảy lại chỉ là ân tiểu dung không đáp ứng gà cho hắn. Trong lòng sinh hận, sinh trưởng ở ân gia, đã làm cho tâm lý hắn cực độ bành trướng. Tuyệt đối thân là con cháu ân gia. Muốn làm cái gì người khác đều phải đáp ứng. Hắn có lẽ bản thân cũng có chút thiên phú. Nhưng mà, đây không phải là lý do hắn phát tiết thu tính. Ồ, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi thực lực sơ kỳ của sư cảnh này, lấy đâu ra sức mạnh. Khóe miệng ân bác lộ ra một tia tươi cười u ám. Hắn không ra tay là bởi vì bên người có cầu cầu tử. Nguyện ý mua mạng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có thực lực. Thực lực địa sư cảnh trung kỳ, coi như là dưới tài nguyên ân gia trợ giúp, cũng là cần thiên phú nhất định mới có thể đạt tới một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay ân bác. Nhìn thấy một màn này ta cũng là khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt. Sau một khắc, một thanh trường thích xuất hiện trong tay ta. Trường thích này xuất hiện trong nháy mắt. Trong lúc đó đột nhiên có một cỗ khí sát phạt khủng bố tràn ngập. Chính là phá quân mà huyền lão cho ta. Phá quân chính là binh khí trong huyền vũ từng cho rằng tiền bối. Khí sát phạt trên người càng là vô cùng nồng đậm. Nói nói chuyện, nhàn nhạt, nhạt ngay bây giờ khí linh chiến thần kích không có thức tỉnh. Uy lực phá quân tuyệt đối ở trên chiến thần kích. Tàn ảnh hiện lên trong nháy mắt. Thân hình ta hướng Ân Bắc bạo lực trước mặt mà đi. Cùng lúc đó, phá quân trong tay ta huy động, mang theo một cố thế nghiền ép. Thần sắc đánh cược trước mặt ngưng nhiên. tiến vào chiến đấu. Giờ phút này hắn cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trường kiếm trong tay hắn chém ra về phía ta. Một đạo cương thế như trẻ tre nhìn kiếm cương kia tới gần. Phá quân trong tay ta trực tiếp đâm ra. Ủ! Phá quân cùng kiếm trụ kia va chạm, phát ra một trận tiếng ong ong. Kiếm trụ vỡ vụn, mà thân hình ta cũng hơi dừng lại. Lúc này thân hình ân bác cũng từ tại chỗ biến mất. Nhìn thân hình ân bác biến mất, ta không chút do dự. Phá quân trong tay hướng bên cạnh quét ngang qua. Tốc độ của ân bác này cũng là cực nhanh. Không thể không nói, tên này có thể dùng thực lực của sư cảnh trung kỳ cũng không đơn giản nhìn thân hình ân bắc lui về phía sau cả người ta lại lần nữa hướng ân bắc bạo lược qua một trận phá sơn hà tiếng quát trầm thấp từ trong miệng ta truyền ra trên phá quân một cỗ khí thế như núi sông nghiền nát ầm ầm bộc phát ra hướng ân bắc nghiền ép trong sân lúc này sắc mặt ân bắc hơi trầm xuống một kích này có thể tập trung phạm vi công kích cho nên giờ phút này ân bác muốn chạy trốn cũng không có khả năng trên trường kiếm trong tay hắn mũi nhọn trượt hiện ra tựa hồ có từng trận hàn quang kích xạ trong sân có tiếng kiếm ngâm bộc phát ra trên trường kiếm của hắn ầm ầm có vô số kiếm khí bộc phát ra mà cả người ân bác cũng là khẽ quát ra phá cho ta cảm thụ được vô số kiếm khí bay ngang hướng ta bao vây lại đây thân huyền vũ thể quanh thân ta trong nháy mắt thôi phát Quanh thân có một tầng phòng hộ cháo xuất hiện. Phá quân trong tay ta vẫn tiếp tục hướng Ân Bắc nghiền ép mà đi. Âm âm trong sân một tiếng âm thanh buồn bực va chạm. Lập tức thân hình Ân Bắc đê đọc lui về phía sau. Mà giờ phút này ta cũng cảm giác được những kiếm khí chung quanh dĩ nhiên là không ngừng hướng trên người ta trùng kích tới. Bất quá Huyền Vũ thể lực lượng phòng ngự cực mạnh. Những kiếm khí này bản thân đã bị phá sơn hà tiêu hao rất nhiều. Cho nên kiếm khí này cũng không có thương tổn đến tan nửa phần thân hình rơi xuống đất trong nháy mắt. Phá quân trong tay ta lần thứ hai hướng ân bác trước mặt chém xuống. Trường kiếm trước mặt ân bác đều theo phân hóa có thể mở ra. Thoạt nhìn giống như là một thanh trường kiếm bệnh hình thành phòng ngự vậy. Phá quân công kích trên kiếm võng. Một cỗ lực phản chấn thật lớn truyền đến. Thân hình ta đê đào đỉa lui về phía sau. Ta nhìn kiếm võng trước mặt. Phá quân trong tay bị ta thu lại. Trong lúc đó, cả người ta hướng phía trước xẹt ra. Trên nắm tay có một cỗ khí thế ngưng tụ, ở trong cơ thể ta, Huyền Vũ khí không ngừng hướng trên nắm tay của ta hội tụ, mơ hồ có xu thế bộc phát, phá vỡ cho ta. Một tiếng gầm nhẹ, Huyền Vũ thất thức mang theo một cỗ khí thế thúc sơn đào hải, trực tiếp rơi vào trên kiếm võng. Này, theo nắm đấm va chạm trong nháy mắt, một cỗ khí tức dọa người đột nhiên nổ tung, kiếm võng kia trong nháy mắt vỡ vụ lộ ra khuôn mặt ân bác vô cùng khiếp sợ. Sau đó, thân hình của ta cũng đột nhiên hướng phía trước lần nữa xẹt ra. Thân hình ân bác đột nhiên hướng phía sau bạo lui. Hiển nhiên là muốn cùng. Ta kéo dài khoảng cách. HT uy không mét ta một tay vươn ra. Trường tiên màu đen trên cổ tay trong nháy mắt hiện ra. Rất nhanh xuất hiện trước mặt ân bác. Sau đó trực tiếp quấn quanh cánh tay ân bác. Sau một khắc, cả người ân bác vặn vẹo phát ra một trận tiếng kêu đau đớn. À, trường tiên trong tay ta đột nhiên kéo lên. Trong lúc đó, cả người ta lui về phía sau, mà một cánh tay ân bắc trực tiếp bị ta kéo xuống. Máu tươi đột nhiên bắn tung tóe, roi dài màu đen buông cánh tay bị gãy ra. Cánh tay kia rơi trên mặt đất, còn đang không ngừng co giật. Ân bắc thì không ngừng ôm cánh tay bị thương, không ngừng lui về phía sau. Nhìn thấy một màn này ta quay đầu nhìn về phía ngũ thải độc chu bên cạnh loại yêu thú này, kỳ thật đã sớm sinh ra linh trí. Nó cũng không có gấp gáp chạy trốn. Bởi vì nó biết, nếu nó chạy trốn, như vậy người đầu tiên chết, có thể chính là nó. Cả hai bên đều cần phải sử dụng nó để giết người bằng dao. Nghe được tiếng quát của ta, toàn bộ thân thể của con ngân hàng nhục độc ngũ thải trước mặt hướng ân bác cùng ngô cương kia lướt tới. Đúng lúc này, thân hình ngô cương đứng dậy chuẩn bị chạy trốn, sắc mặt ân bác âm trầm đứng tại chỗ. Hai mắt hắn còn đang nhìn về phía ta. Mà ta thì hướng ngô cương lướt tới, ngăn cản đường đi của ngô cương. Ta khẽ quát ra, đem phù lệnh lấy ra. Cướp đoạt thú hồn, sắc mặt ngô cương thoạt nhìn vô cùng khó coi. Hắn cắn răng dễ dụa. Cuối cùng vẫn là đem phù lệnh đưa cho ta. Sau khi ta đoạt đi thú hồn bên trong, trực tiếp ném cho ngô cương. Sau đó một tay nắm lấy ngô cương, hướng ngũ thải độc chu kia ném qua. Sau đó ta lại xuất hiện trước người ân bác, đừng nhìn ta như vậy. Phù lệnh cho ta. Đối mặt với lời nói của ta, ân bác này dĩ nhiên là không có bất kỳ động tác gì. ầm ầm. Đột nhiên một trận tiếng nổ lớn truyền ra. Ta cùng ân bác đều quay đầu đi. Nhìn thấy thi thể ngũ thải độc chu kia ngã trên mặt đất. Vỡ vụn mà mở ra là ngô cương. Bất quá tên này là lợi dụng lá bài tẩy trong tay đem Ngũ Thải độc chu giết chết. Sau khi giết, Ngũ Thải độc chu này, Ngô Cương lập tức đứng dậy, hướng xa xa chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng ta hơi cười lạnh, cũng không để ý. Ngươi nhìn, ngươi theo dõi dường như không nghĩ đến ngươi à? Ngươi rất thích muốn người tay chân. Bàn tay kia của ngươi có muốn không? Trường tiên màu đen trong tay ta khẽ co rút. Vậy phía trên biến hóa như gai nhọn, sắc mặt Ân Bác cũng hơi trầm xuống, sau đó đem phù lệnh ném tới. Sau khi thu thú hồn bên trong, ta mới vừa rồi đem phù lệnh ném cho Ân Bác. Bất quá giờ phút này trong ánh mắt Ân Bác oán độc càng thêm nồng đậm. Ta thì không để ý tới hắn, mà là đi tới bên cạnh Ân Tiểu Dung. Ta nhìn thấy vẻ đen nhánh trên mặt Ân Tiểu Dung đã tiêu tán xuống, xem ra giải độc đan kia vẫn có tác dụng bất quá sắc mặt ân tiểu dung giờ phút này vẫn có chút tái nhợt dù sao thương thế lúc trước đối với nàng mà nói cũng không thoải mái ân bác phía sau xoay người rời đi đối với việc đánh chết ân bác lúc trước có tính toán nhưng hiện tại ngũ thải độc chu kia đã bị giết ngô cương cũng chạy trốn muốn giết ân bác này nhất định phải tìm một con yêu thú nữa cũng không thể mang theo người này đi tìm yêu thú chứ cho nên đối với ân bác rời đi ta cũng không có để ý ta biết tên kia trong lòng khẳng định đối với ta có hận thậm chí có cơ hội hắn nhất định sẽ không do dự lựa chọn giết ta ta đột nhiên có chút buồn bực ân ra quy tắc này dĩ nhiên không thể giết người người tiến vào trong này khẳng định trên tay ai cũng có một ít lá bài tẩy thật sự tám người bước vào đường chết như vậy tất cả mọi người dùng ra lá bài chưa tẩy cũng không phải chuyện tốt gì dứt khoát cơ hội này chỉ có thể lãng phí có lẽ nửa giờ sau Ân Tiểu Dung từ trên mặt đất đứng dậy. Nhìn trong ánh mắt ta mang theo một tia cảm kích. Cám ơn ngươi. Ta là Ân Tiểu Dung. Nghe vậy tôi khẽ gật đầu. Trần Vô Kỵ. Ngươi thương tích đã hồi phục chưa? Trong chốc lát trên đường nguy cơ tứ phía. Cho nên ta đề nghị ngươi sau khi toàn bộ thương thế khôi phục. Chúng ta lại. Khởi hành. Cùng đội ngũ người khác gặp gỡ. Ta nhìn Ân Tiểu Dung. Hỏi. Ân Tiểu Dung nói cho ta biết hiện tại khôi phục 778 phần. Muốn hoàn toàn khôi phục, phòng chừng còn cần nửa giờ. Như thế, vậy tìm một địa phương bí ẩn đi. Hạp cốc này tương đối rộng rãi, không thích hợp chữa thương. Ta nói với ân tiểu dung, ân tiểu dung khẽ gật đầu. Lập tức chúng ta khởi hành chuẩn bị tìm một chỗ thích hợp chữa thương cho ân tiểu dung. Về phần những thứ khác lúc trước ta nghe được, ta không có đi hỏi. Hiện tại, ta coi như là cùng đồng đội đầu tiên hội hợp. Thực lực của ân tiểu dung mặc dù là địa sư cảnh sơ kỳ, nhưng tuyệt đối không kém. Lúc trước dưới sự vây công của ba con yêu thú còn có thể kiên trì hơn 20 phút thời gian. Nếu như ta không có cảm thụ sai, ân tiểu dung hẳn là muốn đột phá đến địa sư cảnh trung kỳ. Khi chúng ta tìm được một huyệt động yêu thú, cũng đem yêu thú địa sư cảnh sơ kỳ diệt sắt. Ta nhìn thấy ân tiểu dung thần sắc có chút khó xử giống như cảm giác muốn nói lại thôi thấy thế ta liền hỏi ân tiểu dung có phải có chuyện gì không dung mạo ân tiểu dung dường như có chút ngượng ngùng nhìn ta sau đó lên tiếng hỏi ta ta có thể muốn đột phá đến địa sư cảnh trung kỳ ngươi có thể giúp ta nhìn một chút sao thời điểm đột phá là tương đối trọng yếu nếu như bị cái gì mạnh mẽ cắt đứt chẳng những sẽ không đột phá cảnh giới thậm chí có khả năng giảm xuống nếu như nói là ở trong tông môn nhất định sẽ không xuất hiện loại vấn đề này nhưng hiện tại là ở trong thượng cổ di tích cho nên ân tiểu dung trước mặt lo lắng cũng là bình thường dưới tình huống hoàn cảnh này nếu không có người hộ pháp nói thật thật đúng là không dám làm bậy đối với việc này tôi mỉm cười nhìn ân tiểu dung gật đầu đương nhiên không có vấn đề gì chúng ta không phải đồng đội sao ân tiểu dung nhìn ta sau đó nhẹ giọng nói đa tả Nghe vậy ta nhìn ân tiểu dung, để cho nàng đi sâu trong sơn động đột phá, mà ta thì ở cửa sơn động hộ pháp, huống chi. Ta đến lúc đó khẳng, định cũng sẽ ở chỗ này đột phá, cũng là cần người hộ pháp. Tu luyện linh khí của ta hiện tại bị vây ở vào huyền cảnh đỉnh phong, khoảng cách địa sư cảnh chỉ có nửa bước. Kỳ thật ta hiện tại cũng có thể đột phá, nhưng ta hy vọng làm được cảm giác nước chảy thành sông cho nên chờ một chút cũng không có vấn đề gì ta ngồi xuống ở cửa huyệt động mà ân tiểu dung thì rất nhanh đi tới sâu trong huyệt động một lát sau ta liền cảm nhận được bên trong huyệt động có một trận linh khí nồng đậm truyền ra rất hiển nhiên ân tiểu dung hiện tại đã tiến vào giai đoạn đột phá ta cảnh giác nhìn bốn phía coi như là diệt giết một đầu yêu thú cũng khó bảo đảm phụ cận này sẽ xuất hiện vấn đề gì mới đúng hiện tại loại tình huống này chờ ân tiểu dung chữa thương đột phá mới có thể tính là an toàn. Lần này, mất cả ngày đều mất thời gian. Linh khí ba động trong sơn động lúc này mới dần dần bình ổn lại. Không có gì ngoài ý muốn, ân tiểu dung thành công tiến vào địa sư cảnh trung kỳ. Thời điểm nàng từ sâu trong sơn động đi ra, khí tức toàn thân đã cực kỳ vững vàng. Thương thế trên người cũng là triệt để khôi phục. Có lao ngươi. Hát tê uy cm thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng ân tiểu dung truyền ra ta khẽ lắc đầu sau đó hỏi nàng như thế nào lại đơn độc ân tiểu dung nói cho ta biết sau khi nàng từ thông đạo kia đi ra liền rơi xuống hơn nữa khoảng cách với bộ đội chủ rất xa ta là người duy nhất nàng phát hiện tương đối gần không có gì ngoài ý muốn vị trí của chúng ta hẳn là tương đối xa xôi mà bây giờ chúng ta phải mau chóng chạy tới trung tâm thánh điện đền thờ nghe được cái tên này ta hơi sửng sốt ân tiểu dung bên cạnh cũng nhìn ta mỉm cười nói mục đích cuối cùng của chúng ta chính là thánh điện toàn bộ di tích thượng cổ bảo tồn một chỗ di tích hoàn chỉnh nhất hơn nữa ở thánh điện có một ít đạo pháp truyền thừa thậm chí là thần binh thượng cổ ngoài sức tưởng tượng coi như là tứ đại gia tộc đều vô cùng thèm thuồng nghe được lời của ân tiểu dung trong lòng ta cũng hơi trầm xuống đối với cái gọi là trước thánh điện ta hoàn toàn không biết gì cả nếu không phải ân tiểu dung nói cho ta biết ta cũng không biết khi nào mới biết được sự tồn tại của thánh điện ân ra lúc trước vì sao chưa từng nói qua ta nhìn ân tiểu dung trước mặt có chút khó hiểu lên tiếng đối với ân tiểu dung đối với việc này thì khẽ nhíu mày bình thường tông môn đều nên biết sự tồn tại của thánh điện à ngươi là tông môn nào lúc trước ta ngược lại nói tên của ta cho ân tiểu dung thế nhưng ở thượng cổ di tích này tông môn quá nhiều cho nên có đôi khi cũng không cần phải bại lộ lúc ta nói ta là huyền vũ tông ân tiểu dung lúc này mới lý giải gật gật đầu tay khó trách nàng nói cho ta biết kiềm tỉnh chúng ta đã nhiều năm không ai có thể từ di tích thượng cổ còn sống đi ra ngoài thực lực ngươi dĩ nhiên là kiềm tiết kiệm ra sao ân tiểu dung giờ phút này nhìn ta nhưng cũng mang theo một tia kinh ngạc ta hiện tại tuy rằng là địa sư cảnh sơ kỳ, nhưng thân thể của ta cường hãn. Hơn nữa huyền vũ thể ta có thể cứng rắn ngạnh lưu địa sư cảnh trung kỳ. Bất quá cũng không sao. Phương chính đi đến cuối cùng đều có thể biết được sự tồn tại của thánh điện. Trong thánh điện này rất kỳ quái. Rất nhiều địa phương tồn tại cấm chế. Cần lực lượng đặc thù mới có thể mở ra. Chính là lực lượng thú hồn này. Cho nên đây mới là nhân tố chủ yếu mọi người thu thập thú hồn ân tiểu dung lại giảng giải cho ta một chút về nguồn gốc của thú hồn nghe được chuyện này ta mới vừa rồi là hiểu được lúc trước ta biết muốn thu thú hồn này nhưng hiện tại ta mới biết dụng ý thu thú hồn được rồi hiện tại chúng ta trước tiên một đường săn giết yêu thú sau đó tiếp tục đi về phía trước chờ đến lúc đó khoảng cách với những người còn lại trong đội ngũ tương đối gần chúng ta lại hướng bọn họ tới gần lúc này ân tiểu dung cũng lên tiếng với ta đối với đề nghị này ta ngược lại không có bất kỳ ý kiến gì có ân tiểu dung cùng nhau nói như vậy trong quá trình đối phó với những yêu thú kia khẳng định là phải thoải mái hơn rất nhiều dọc theo đường đi ta cùng ân tiểu dung săn giết yêu thú thu được thú hồn đều là chia đều một người một đầu chia kỳ thật sau khi tiếp xúc tôi mới phát hiện ân tiểu dung kỳ thật rất dễ ở chung căn bản là có phải là cao lãnh như lời ân bác nói hay không Phòng chừng là bởi vì Ân Tiểu Dung không thích Ân Bác. Ân Bác lại tự mình tiến lên. Cho nên Ân Tiểu Dung lúc này mới lựa chọn thái độ lạnh như băng đối đãi. Đúng rồi, tình huống bình thường chúng ta phải lúc nào mới có thể cùng người của các gia tộc còn lại gặp phải. Ta nhìn Ân Tiểu Dung bên cạnh, đây là một vấn đề ta tương đối để ý. Hiện tại chúng ta đã tiến vào di tích thượng cổ 7 ngày, mà trên đường này ta chỉ gặp được chính là Ân Tiểu Dung cùng Ân Bác trừ chuyện đó ra cũng chưa từng gặp qua những người còn lại di tích thượng cổ này lớn như vậy thế nhưng không thể tách rời người hơn nữa căn cứ quy tắc ân ra bên này dẫn người không thể tự giết lẫn nhau gặp phải người gia tộc khác dẫn dắt vậy thì không có quy tắc này hạn chế cho nên đây là một vấn đề gặp phải người gia tộc khác dẫn dắt nhất định phải cẩn thận cái này không xác định bọn họ cũng là ngẫu nhiên rơi xuống tiến vào thượng cổ di tích cho nên coi như là chúng ta hiện tại gặp phải cũng không có gì kỳ lạ. Thế nhưng loại chuyện này tương đối hiếm thấy, bởi vì mỗi gia tộc cửa tiến và đều là khu vực cụ thể, trừ phi có người tông môn khác tận lực hướng chúng ta bên này tới đây. Tình huống bình thường, nửa tháng sau chúng ta sẽ đi ra khu vực ân gia kia truyền tống vào, khi đó phạm vi gặp phải người của gia tộc khác tỷ lệ rất lớn. Ân Tiểu Dung lên tiếng nói, nghe vậy ta cũng khẽ gật đầu nửa tháng cũng không sai biệt lắm. Hiện tại cách chúng ta tiến vào thượng cổ di tích đã qua một tuần thời gian, mà ta cảm giác được, ta ở đây mấy ngày này, phòng trừng liền có thể chính thức đột phá, đem tu vi linh khí tăng lên đến địa sư cảnh sơ kỳ. Mà ngay lúc này, trong ngực ta, tấm, bia đá kia dĩ nhiên là bắt đầu run rẩy. Tuy rằng run rẩy cũng không phải rất lợi hại, nhưng rõ ràng là phát ra phản ứng. Lời giải thích duy nhất xuất hiện loại tình huống này chính là tấm bia đá lại phát hiện thứ tốt ở phụ cận này. Ta nhìn bốn phía nhất thời không biết nên giải thích với Ân Tiểu Dung bên cạnh như thế nào. Chỉ có thể tận khả năng hướng tấm bia đá cảm ứng được phương hướng chạy tới. Cũng may tấm bia đá cảm ứng cùng lộ tuyến bản thân chúng ta cũng không có lệch. Mà khi tấm bia đá trên người ta run rẩy càng lúc càng kịch liệt. Ở phía trước chúng ta cách đó không xa. Dĩ nhiên là truyền đến từng trận thanh âm đánh nhau nghe được thanh âm này ta cùng ân tiểu dung trước tiên dừng lại thân hình phía trước có ba động chiến đấu ân tiểu dung nhìn ta ngưng giọng nói nghe được thanh âm của ân tiểu dung ta khẽ gật đầu ý bảo ân tiểu dung trước đem khí tức trên người chúng ta thu liễm lại sau đó nhìn xem phía trước rốt cuộc là tình huống gì di tích thượng cổ này rất lớn coi như là trước kia rất nhiều người tới nhưng vị trí rơi xuống đất khẳng định không giống nhau như vậy lộ tuyến đi tới thánh điện cũng không giống. Ở giữa rất có thể sẽ bỏ sót một phần tông môn di tích gì đó. Cái này rất bình thường, mà người về sau phát hiện những tông môn kia di tích cũng là tương đối bình thường. Cái này không có gì lạ, mà phía trước phát sinh chiến đấu nhất định là có người còn sống yêu thú va chạm. Căn cứ phù lệnh chúng ta biểu hiện, không phải người của đội chín chúng ta, mà tấm bia đá run rẩy chứng minh phía trước có bảo vật khả năng lớn hơn chính là phía trước có tông môn di chỉ. Ta cùng ân tiểu dung hướng phía trước tới gần, mà khi chúng ta vừa mới đi ra khỏi phiến rừng rậm này, ta cùng ân tiểu dung hai người đều là bị một màn trước mắt này chấn động đến. Chúng ta dĩ nhiên là nhìn thấy một tòa đảo lơ lửng khổng lồ. Không sai, toàn bộ đảo phù không lơ lửng trên không trung, mà đảo phù không cùng mặt đất có một cái thang đá thật dài núi liền. Ở phía dưới, mấy, đảo thân ảnh đang kịch liệt chiến đấu ta cùng ân tiểu dung cũng không có gấp gáp đi ra ngoài, mà là lẳng lặng chờ tại chỗ. Bởi vì hiện tại đang phát sinh chiến đấu. Nếu chúng ta đi ra ngoài, song phương chiến đấu phòng trừng đều sẽ trước tiên dừng lại. Nếu ta cùng ân tiểu dung không lộ diện, nói không chừng còn có thể ngồi thu lợi ngư ông. Thấy rõ là ai không? Ta đối với những người này là đội ngũ nào ta hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên ta chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người ân tiểu dung bên cạnh dù sao nàng thân là người ân gia, hẳn là kiến thức như thế nào cũng phải nhiều hơn ta một chút. Đối với người của các gia tộc còn lại, cũng là biết một ít, ta ngoại trừ biết mấy gia tộc dòng họ còn lại ra, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Tứ đại gia tộc lần lượt là Đông Bắc Mã Gia, Tây Nam Ân Gia, Hoa Đông Trung Gia, Hoa Bắc Lý Gia. HTUCM một bên trong đó có thể xác định ân gia chúng ta, nhưng cũng không phải đổi chín của chúng ta chính là xuất phát từ bên Hạ Phong. Ân Tiểu Dung nhỏ giọng nói, nghe được thanh âm của Ân Tiểu Dung, ta cũng là hướng giữa sân nhìn lại. Người Ân ra rơi vào Hạ Phong là rất bình thường, bởi vì bên này chỉ có hai người, mà bên kia có ba người. Dưới tình huống như vậy, hiển nhiên bên này căn bản cũng không địch lại. Người cảm thấy chúng ta có muốn giúp đỡ không? Ta nhìn về phía Ân Tiểu Dung, đối với nàng lên tiếng hỏi thăm nếu như nói không có người ân ra vậy thì quên đi nhưng hiện tại ân tiểu dung nói rất rõ ràng có một phương người ân ra lúc này ánh mắt của ta cũng rơi vào trên phù không đào bởi vì khoảng cách phù không đào gần như vậy ta cảm giác được tấm bia đá đang không ngừng run rẩy rất rõ ràng bia đá cảm ứng được bảo vật ở trong phù không đào bất quá hiện tại rõ ràng không phải là thời điểm đi nghiên cứu vấn đề này bởi vì ở trước mặt chúng ta còn có hai nhóm người ở trong trạng thái chiến đấu nhất định phải đem tình huống trước mắt này giải quyết sau đó mới có thể tiếp tục chuyện phía sau ta nhìn ân tiểu dung nàng còn chưa trả lời ta câu hỏi này dù sao nàng là người ân gia ta tự nhiên cũng là muốn nghe ý kiến của nàng một lát sau đồng tử ân tiểu dung hơi co rụt lại sau đó nhìn giữa sân lên tiếng nói đó là người của tứ công tử ân đình tứ công tử cùng cửu tiểu thư vẫn không đối phó, không cứu. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng ân tiểu dung truyền ra. Nghe nói như vậy ta cũng không có nhiều kỳ quái. Bởi vì cho dù là người ân gia cũng không nhất định là đại biểu cho tuyệt đối đồng tâm. Hơn nữa lần này tiến vào di tích thượng cổ. Chính là ân gia sở dĩ chia làm chín đội. Bản thân tồn tại cạnh tranh nhất định. Hiện tại loại tình huống này, không bao lâu nữa đám người ân đình sẽ bị giết đến lúc đó chúng ta lại ra tay ba người đối phương nhưng trải qua đại chiến chúng ta đánh chết đối phương cơ hội trên một nửa ân tiểu dung bên người nhìn ta sau đó thấp giọng nói nghe được lời của ân tiểu dung ta cũng trực tiếp gật đầu không thành vấn đề cái này cùng ta suy nghĩ hoàn toàn giống nhau kỳ thật bản thân ta cũng không muốn cứu người ân ra bởi vì sau khi cứu người ân ra nếu giết người đối diện như vậy đối với người ân gia chúng ta không thể xuống tay chết đây là một vấn đề tương đối quen mắt cho nên chúng ta chỉ có thể chở sau khi người ân gia chết đối với người của một thế lực khác chúng ta hạ sát thủ hoàn toàn không có vấn đề gì chiến đấu tiến vào bạch nhiệt hóa ân gia bên này hai người đều đã dùng địa bàn lẫn nhau thế nhưng song phương đều có lá bài tẩy một lát sau hai người ân gia triệt để bị đánh chết mà ba người đối diện cũng bắt đầu nhanh chóng quét dọn chiến trường chuẩn bị chữa thương. Sau đại chiến, coi như là chung quanh không có địch nhân, ba người này đều sẽ trước tiên cam đoan thương thế của mình khôi phục, như vậy mới có thể ứng phó chuyện kế tiếp. Động thủ đi. Ta nhìn ân tiểu dung bên cạnh, ân tiểu dung nghe vậy cũng gật gật đầu với ta. Sau đó thân hình hai người chúng ta cũng là trước tiên lướt ra, khí tức của chúng ta bại lộ. Ba người kia cũng là trước tiên phản ứng lại. Sau khi chúng ta lướt ra ngoài, ba người kia nhất thời đứng dậy sau đó vô cùng cảnh giác nhìn về phía chúng ta nhìn thấy ta cùng ân tiểu dung trong nháy mắt khí tức trên người ba người trực tiếp bộc phát ra sau đó rất nhanh đứng vị trí hiện ra một tư thái tiến hành bao vây chúng ta hai vị còn thật đúng là thủ đoạn tốt nhìn dấu hiệu trên người vị cô nương này hẳn là người ân gia vừa rồi lại tọa sơn quan hồ đấu nhìn người ân gia chết một người cầm đầu cười lạnh nhìn về phía ta cùng ân tiểu dung ánh mắt của hắn nhất là rơi vào trên người ân tiểu dung đối với ân tiểu dung đối với việc này lại trực tiếp lên tiếng ngươi vẫn là lo lắng ngươi chính mình đi dứt lời thân hình ân tiểu dung biến mất thân hình của ta cũng biến mất ngay sau đó khí tức trên người bộc phát đến cực hạn bởi vì nhất định phải tăng tốc độ giải quyết xong ba tên này trong di tích thượng cổ này bất kỳ đột biến nào cũng có thể phát sinh. Cho nên, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu mới được. Lúc này ta đem thân pháp phù du thúc dục đến cực hải. Ngay sau đó, ta xuất hiện ở trước mặt một người trong đó, nắm tay trong tay trực tiếp hướng hắn bạo kích tới. Huyền Vũ Thất Thức, xuất thủ chính là sát chiêu. Loại thời điểm này, tự nhiên là không thể lưu lại cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội tên kia cảm nhận được khí tức truyền đến trên người chúng ta đột nhiên hướng phía sau bạo lui mà trường tiên trong tay ta không chút do dự hướng về phía tên kia cuốn qua để ngăn hắn trốn thoát hắc sắc trường tiên rất nhanh kéo dài ra ngoài người trước mặt ta mặc dù là địa sư cảnh sơ kỳ thực lực thế nhưng bởi vì vừa rồi đại chiến có thể nói căn bản cũng không có kịp khôi phục liền đối đầu với ta hắc sắc trường tiên công kích hắn căn bản cũng không có nửa điểm phản ứng kịp trong nháy mắt bị hắc sắc trường tiên bắt lấy, sau đó thân thể kéo tới cho ta. Cùng lúc đó, hắc sắc trường tiên gắt gào, đem cánh tay hắn kẹt lại, máu tươi trong nháy mắt từ trên cánh tay chảy xuống. À, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng thanh niên này truyền ra, mà nắm đấm cả người ta trực tiếp rơi vào bụng người này. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra từ trong miệng hắn, mà một quyền này của ta trực tiếp khiến cho sinh cơ trên người hắn nhanh chóng tiêu tán một kích tất sát dưới tình huống bình thường mà nói cho dù là huyền vũ thất thức cũng không có một kích tất sát địa sư cảnh sơ kỳ thực lực thế nhưng tên này tiêu hao thật lớn thực lực bản thân cũng là suy yếu rất nhiều dưới tình huống như vậy hắn bị huyền vũ thất thức miểu sát vẫn là có khả năng mà trước tiên đánh chết tên gia hòa này ta trước tiên đem nạp giới trên người hắn còn có phù lệnh kia thu được dù sao tất cả đồ đạc của hắn đều ở bên trong nạp giới, mà bên trong phù lệnh là chứa đựng thú hồn. Sư đệ, theo thanh niên này bị đánh chết trong nháy mắt, hai người khác đồng tử cũng là hơi trở nên huyết hồng hẳn lên, ba người này dĩ nhiên nước cùng một tông môn. Không thể không nói, vận khí của bọn họ thật sự là tốt đến bảo. Dĩ nhiên trong thời gian nhanh như vậy, có thể đem ba đồng môn của tông môn tụ tập cùng một chỗ. Dưới loại tình huống này, nếu bọn họ không phải gặp phải tình huống đặc thù hoặc là tuyệt đối cường hán yêu thú, bọn họ cơ bản không cần lo lắng. Ba người là đồng môn, trên cơ bản sẽ không xuất hiện bất đồng gì, bởi vì đều muốn sống sót đi ra ngoài. Một cái tông môn ba cái danh ngạch, như vậy tông môn này thực lực tất nhiên là không kém. Hỗn nợ, ngươi giết sư đệ ta, thiên long sơn ta tất nhiên muốn ngươi chết không có chỗ trôn thanh âm tràn ngập sát khí kia trong nháy mắt từ trong miệng tên kia truyền ra. Trong lúc ngắn, ta cũng mỉm cười, vậy phải chờ ngươi còn sống đi ra ngoài rồi nói sau. Trong nháy mắt khi dứt lời, thân pháp phù du bị ta thúc giục đến cực hạn. Từng đạo tàn ảnh hiện ra, mà thân hình của ta trực tiếp xuất hiện ở phía sau một người trong đó, trên nắm tay. Của ta, lực lượng toàn thân đã rất nhanh ngưng tụ ra. Thực lực của tên gia hòa này chính là địa sư cảnh trung kỳ, so với thanh niên lúc trước mạnh hơn, cho nên cho dù là hắn hiện tại tiêu hao thật lớn, cũng là không thể khinh thường. Huyền Vũ Thất Thức, thức thứ hai. HTUC mở tà khẽ quát một tiếng. Một kích này cũng trực tiếp bộc phát ra công kích mạnh nhất trên người ta. Thức thứ hai ta đã tu luyện thành công, nhưng cũng không có ý nghĩa chân chính sử dụng qua. Nam tử trước mặt sắc mặt giữ tận, hắn một đạo trưởng châm hướng ta nghênh đón mà nắm tay cả người ta cùng trưởng môn kia trong nháy mắt va chạm ầm một tiếng nổ kịch liệt truyền ra sau đó tên trước mặt kia cũng đột nhiên lui về phía sau rất nhanh nhìn thấy một màn này trong tay ta trực tiếp xuất hiện phá quân thân hình lần nữa biến mất tại chỗ mà ngay trong nháy mắt thân hình ta tới gần tên kia ta nhìn thấy bộ mặt của hắn dần dần trở nên dữ tợn sát khí trong ánh mắt cũng tăng lên tới cực hạn nhìn thấy một màn này thân hình ta theo bản năng hướng phía sau bạo rời đi sau một khắc ta nhìn thấy tên kia trước mặt trong tay một đảo kim sắc phù trận xuất hiện sau đó trực tiếp bị hắn bóp nát đi chết cho ta nhìn thấy một màn này đồng tử ta hơi co rụt lại lá bài tẩy lá bài tẩy trên người ba tên này cũng không dùng hết cả người ta huyền vũ thể thôi phát huyền vũ khí không ngừng trải rộng cùng lúc đó Phá quân trong tay ta cũng trực tiếp hướng đạo công kích trước mặt chém xuống. Một trận động càn khôn. Khí thế khủng bố từ trên phá quân bộc phát ra. Đây là con bài tẩy thứ hai của ta, Chiến thần kích đạo pháp chiêu thứ hai. Mà động càn khôn ta còn chưa hoàn toàn thuần thục, nhưng công kích khủng bố đã làm cho người ta kinh hãi. Trong nháy mắt va chạm với công kích kia, một cỗ lực lượng khủng bố trực tiếp từ trên người ta bộc phát ra sau đó cả người ta liền bị cỗ lực lượng này đập rơi trên mặt đất sau đó thân thể của ta cũng hướng phía sau nhanh chóng lao ra một đạo hư hư thật dài phốc phốc phá quân trong tay rơi xuống đất mạnh mẽ dừng lại thân hình trong nháy mắt ta cũng nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra sóc mặt ta ngưng trọng nhìn đối phương sơ suất ta thật không ngờ lá bài tẩy trên người này lại còn chưa dùng sạch sẽ bất quá lúc trước thạch lão đã nói cho ta biết ở trong di tích thường cổ này. Trừ phi là thiên phú bản thân phát huy ra thực lực, ngoại lực mà nói, không thể vượt qua địa sư cảnh đỉnh phong. Nhưng lá bài tẩy của địa sư cảnh đỉnh phong này, hiển nhiên cũng đủ để cho ta bị thương. Bất quá cũng may huyền vũ thể của ta chống cự không ít công kích, huyền vũ thể so với tưởng tượng của ta còn cường đại hơn, cho nên hiện tại ta cũng không có cảm giác được nội phủ bị thương. Đại gia, thiếu chút nữa chết rồi ta đứng lên nhìn người đối diện kia. Trực tiếp lên tiếng, mà ân tiểu dung bên kia đè ép một gã địa sư cảnh trung kỳ đánh. Giờ phút này nàng cũng chú ý tới ta bên này. Trần vô kỵ, ngươi không sao chứ? Nghe vậy tôi khẽ lắc đầu, tạm thời không có việc gì. Sau đó ta cất bước đi về phía người phía trước kia. Nhìn thấy ta dĩ nhiên chỉ là bị thương nhẹ. Trong ánh mắt cả người hắn đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Làm sao có thể? làm thế nào ngươi có thể không có vấn đề tên này bản thân cũng là thân bị trọng thương vốn hắn cho rằng một kích này có thể không giết ta nhưng thật không ngờ ta dĩ nhiên chỉ bị thương nhẹ chủ yếu nhất là huyền vũ khí của ta khôi phục thương thế bản thân ta rất nhanh thế nhưng coi như là như vậy ta vẫn là cho ta uống một viên thuốc chữa thương cũng may đan dược trên người ta không ít lần trước từ đan thần tông lấy được hàng tồn kho ta cũng không có tiêu hao như thế nào cho nên vào lúc này hiển nhiên là phát huy tác dụng thật lớn hình như làm ngươi rất thất vọng a à, ta nhìn người trước mặt này lạnh lùng cười hắn đột nhiên đến như vậy cho ta làm cho ta cũng rõ ràng ý thức được bất cứ lúc nào coi như là ở thời điểm chiếm cứ tuyệt đối thượng phong cũng không cần có bất kỳ sơ xuất gì bởi vì rất có thể sẽ để cho chúng ta chôn vùi tính mạng con người luôn luôn phải phát triển trong kinh nghiệm không ngừng không bị thiệt thòi làm thế nào để biết phía trước có một cái hồ nào để ta xem ngươi còn muốn bao nhiêu lá bài tẩy phá quân trong tay ta trực tiếp chỉ về phía tên kia đối diện sau đó thân hình hóa thành một đạo mũi tên sắc bén đột nhiên hướng thanh niên phía trước kia bắn tới trên phá quân trong tay khí thế khủng bố lần nữa ngưng tụ một trận phá sơn hà tiếng quát trầm thấp truyền ra thân hình áp sát trước mặt tên kia Phá quân trong tay trực tiếp rơi xuống. đồng tử của hắn phóng đại, cả người tràn ngập không cam lòng. không tiếng kêu thảm thiết kia đột nhiên dừng lại, mà ở trước mặt ta, một cố thi thể thoạt nhìn huyết nhục mơ hồ, trong lòng tức giận cuối cùng cũng phát tiết một chút đại gia, vừa rồi thiếu chút nữa không bị tên này âm tử. sau đó ánh mắt ta chuyển động nhìn về phía một thanh niên cuối cùng ở phía bên kia. vào giờ khắc này cuối cùng thanh niên kia sắc mặt rốt cục trở nên vô cùng ngưng trọng ba người bọn họ kỳ thật vừa mới có thể giết chết hai người ân già bọn họ vốn là tiêu hao thật lớn song phương đều có tình huống lá bài tẩy khẳng định sẽ bị tiêu hao rất nhiều lá bài tẩy mà hiện tại loại tình huống này đối với hắn mà nói cơ hồ xem như tuyệt cảnh vì vậy ông bây giờ phải đối mặt với một vấn đề làm thế nào để sống sót nhìn thấy cảnh này tôi từng bước đi về phía trước có phải đang nghĩ rằng có điều kiện nào để gây ấn tượng với người dân của chúng tôi hãy để ngươi sống sót ngươi bây giờ đúng không tất cả tài sản của thiên long sơn đưa cho chúng ta ngươi cũng không sống được dứt lời thân hình của ta và ân tiểu dung cơ hồ trước tiên hướng nam tử trước mặt này lướt tới trong nháy mắt chúng ta tiến công cả người hắn phảng phất hoàn toàn điên cuồng ta nhìn thấy khí tức trên người hắn có hiện tượng cuồng bạo phá quân trong tay ta hướng nam tử trước mặt ném xuống. Lúc này, ta chú ý. Tới, thân thể tên này dĩ nhiên là bắt đầu bành trướng lên. Lui ra phía sau, hắn muốn tự bảo. Ân Tiểu Dung đột nhiên bạo quát ra tiếng. Sau đó thân hình của ta và Ân Tiểu Dung đều bắt đầu hướng phía sau bạo lui. Nhưng sắc mặt tên kia giữ tợn. Giờ phút này thân thể có chút bành trướng của hắn lại trực tiếp hướng ta bạo lược tới. Nhìn thấy một màn này đồng tử ta hơi co rụt lại. Tên hỗn đàn này, dĩ nhiên là muốn kéo ta một chút lưng. Cái này đặc biệt sao quả thực không phải là cái hố bình thường. Nhìn thấy tên kia hướng ta bạo lực tới trong nháy mắt. Trong tay ta một đạo phù trận cũng là rất nhanh xuất hiện. Một đạo quang mang rất nhanh hướng thân thể tên kia bạo kích mà đi. Này! Trong nháy mắt phù châm quang mang cùng thân thể va chạm. Một tiếng nổ lớn truyền ra, sau đó thân thể đệ tử thiên long sơn cũng ầm ầm nổ tung huyết nhục bay ngang mà ta cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm một cái địa sư cảnh trung kỳ tự bảo cái loại lực phá hoại này rất có thể tiếp cận thiên sư cảnh cho nên ta vẫn không dám ngạnh kháng chủ yếu nhất chính là ta lúc trước đã ngạnh kháng một lần hiện tại trong thân thể của ta đã không phải là trạng thái tốt nhất cho nên vẫn là lựa chọn lãng phí một lá bài tẩy ở thời khắc cuối cùng tên này còn muốn buộc ta lãng phí một lá bài tẩy. Có lẽ là bởi vì ta đánh chết hai gã đệ tử Thiên Long Sơn, cho nên tên này mới có thể cuối cùng muốn kéo ta đệm lưng. Hát tê uy không mét không sao chứ. Ân Tiểu Dung trước tiên đến bên cạnh tôi. Lên tiếng hỏi tôi, ngươi không có việc gì chứ? Ta lắc đầu. Vừa rồi tuy rằng rất nguy hiểm. Nhưng sau khi lãng phí một lá bài tẩy, xem như có kinh vô hiểm. Nhưng thứ còn sót lại là dùng một lá ít một tờ rất nhanh thanh lý chiến trường ta cũng là đem thu hoạch đồ đạc kiểm kê một chút phần lớn là linh thạch dù sao loại đệ tử này bản thân sẽ không mang theo đạo pháp gì đó nhiều nhất chính là linh thạch dùng để bổ sung tiêu hao bản thân sau đó chính là thú hồn những thứ này ta toàn bộ đều ngang hàng với ân tiểu dung đối với ân tiểu dung này cũng không có cự tuyệt sau khi làm xong hết thảy ta trực tiếp đưa cho ân tiểu dung bên người một viên thuốc khôi phục linh khí Lúc này, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không nên lãng phí thời gian khôi phục. Linh khí trong bia đá trong cơ thể ta cũng đủ để ta khôi phục. Ân tiểu dung có chút tiêu hào, nhưng đan dược của ta có thể trợ giúp nàng khôi phục một ít. Cho nên thời gian kế tiếp, chúng ta phải mau chóng tiến vào hòn đảo nổi trước mắt này. Rốt cuộc trên đảo nổi này rốt cuộc là có cái gì? Chủ yếu nhất chính là đảo phù không này cứ như vậy hiện ra trước mặt đều sẽ có một loại cảm giác cực kỳ rung động. Mà phù không đảo trước kia rốt cuộc là loại tông môn gì? Ta nhìn về phía Ân Tiểu Dung bên cạnh. Sau đó chúng ta gật gật đầu với nhau. Chúng ta cùng nhau đi về phía thang đá trước mặt. Thang đá này thoạt nhìn rất dài, hơn nữa đồng dạng là lơ lửng trên không trung. Nói thật, hiện tại ta đối với tất cả mọi thứ bên trong đảo phù không này đều rất tò mò. Lúc này, ta cùng Ân Tiểu Dung từng bước hướng phía trước phù không đảo tới gần, vì thế hướng phía trên đi trong ngực ta tấm bia đá kia run rẩy cũng trở nên càng thêm nhanh và khi chúng tôi đến đảo nổi tôi thấy bao phong chữ cổ xưa lớn trên đó thành phố nổi nơi này gọi là phù không thành ta không biết tòa thành phao khổng lồ này là như thế nào lơ lửng trên không trung bất quả trước tiên suy xét hẳn là trận pháp nhưng cần loại trận pháp gì dĩ nhiên có thể đem tòa thành trì khổng lồ này toàn bộ lơ lửng đứng ở ngoài cửa phù không thành này không cảm thụ được khí tức gì bên trong. Ta cùng ân tiểu dung bên người liếc nhau một cái. Cẩn thận một chút. Tuy rằng không biết bên trong phù không thành trước mắt rốt cuộc là có cái gì. Nhưng bảo trì cảnh giác nên có là cơ sở nhất. Ta cùng ân tiểu dung đồng thời bước vào phù không thành này. Vẫn như trước không có biến hóa gì. Chúng ta nhìn chung quanh. An tĩnh. Một loại vô cùng quỷ dị an tĩnh. Bên trong tòa thành phao khổng lồ này. Phẳng phất như không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại chỉ có ta cùng ân tiểu dung hai người ngoại lai ta cảm thụ được tấm bia đá trong ngực run dày khoảng cách tấm bia đá cảm ứng được đồ đạc càng ngày càng gần nhưng ta biết đều đã đi tới bước này không cần phải sốt ruột chút thời gian này bên trong phủ không thành này rốt cuộc có phải là tuyệt đối an toàn hay không ta hoàn toàn không biết gì cả bất kỳ bảo vật nào đều cần có mạng hưởng thụ mới được mất mạng đó chính là bảo vật châu bò cũng là mù trắng. Ta cùng ân tiểu dung đầu tiên là từ bên ngoài những kiến trúc này tìm kiếm vào, mà làm cho người ta cảm giác được quỷ dị chính là. Những kiến trúc này dĩ nhiên đều là trống rỗng, trong này cũng không có nhìn thấy bất kỳ thứ gì tốt. Phù không thành này quá lớn, nếu chúng ta muốn toàn bộ tìm kiếm xong, phòng trừng ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Ân Tiểu Dung bên cạnh đề nghị với ta, mà nghe được đề nghị của Ân Tiểu Dung, trong lòng ta cũng hơi trầm xuống. Sau đó ta nhìn về phía vị trí phía trước, đó là vị trí trung tâm của cả tòa thành phù không. Ở nơi đó, ta có thể nhìn thấy một tòa kiến trúc rõ ràng cao hơn một mảng lớn. Nơi đó hẳn là trung tâm của toàn bộ phù không thành. Dưới tình huống như vậy, ta cảm nhận được bia đá truyền đến nguồn chấn động, cũng chính là ở vị trí chính giữa. Đúng vậy, lãng phí quá nhiều thời gian sẽ ảnh hưởng đến quá trình của chúng ta nếu đã như vậy vậy chúng ta đi thẳng đến thành trì ở giữa đi ta nhìn ân tiểu dung đem ý nghĩ trong lòng ta nói ra đối với ân tiểu dung đối với việc này cũng khẽ gật đầu đang có ý này nghe được lời của ân tiểu dung chúng ta xem như đã đạt được ý kiến nhất trí sau đó chúng ta tăng tốc độ mà lần này chúng ta trực tiếp buông tha tất cả các tòa nhà xung quanh tìm kiếm mà là hướng kiến trúc ở giữa chạy tới theo chúng ta chẳng những tiến lên ta phát hiện quy hoạch kiến trúc của phù không thành này cực kỳ giống như kiến trúc đô thành vương triều thời xưa. Bốn phương bốn phương, cực kỳ quy củ. Ở giữa có một con đường chính thật lớn, đi thẳng đến chủ thành ở giữa. Mà theo chúng ta không ngừng tới gần chủ thành ở giữa, ta liền cảm giác được tấm bia đá trên người run rẩy càng lúc càng lợi hại. Không sai, tấm bia đá cảm ứng được bảo vật ở chính giữa chủ thành nhưng trong chủ thành này rốt cuộc có cái gì giờ phút này ta cùng ân tiểu dung đứng ở trước mặt tòa chủ thành này không có cái tên kinh thế hái tục gì tòa phủ đệ thật lớn này nằm ở trung ương gọi là phủ thành chủ xem ra phủ không thành này chính là một thế lực tương đối đặc thù ở bên trong này lấy phủ thành chủ làm trung tâm thế lực chính là không biết còn lại là tình huống gì đi thôi đi vào xem một chút dừng lại một lát ân tiểu dung bên cạnh nhìn ta lên tiếng ta nhìn về phía ân tiểu dung gật đầu sau đó bước vào trong phủ thành chủ phủ không thành này trong phủ thành chủ này vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ yên tĩnh bất quá hoa cỏ cây cối bên trong sân này hết thầy đều sinh trường rất tốt ta ở dưới tấm bia đá cảm ứng trường khu thẳng vào tiến vào một tòa đại điện ở giữa phủ thành chủ ở trong đại điện này ta nhìn thấy càng giống như một triều đình hoàng triều mà không phải là một phụ thành chủ đơn giản như vậy nhưng chính là bên trong chủ điện này ta vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì ta cùng ân tiểu dung ở trong chủ điện này tìm kiếm lại phát hiện cũng không có thu hoạch gì ta cảm thụ được tấm bia đá truyền đến run rẩy thứ kia hẳn là ở chủ điện này mới đúng vì sao không có bất cứ thứ gì đây trong lòng ta tràn ngập nghi hoặc lúc này ánh mắt của ta rơi vào ghế ngồi ở chủ điện bàn ghế này thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa không thể nói là xa hoa nhưng vô hình chung làm cho người ta có một loại khí thế tồn tại đi về phía chỗ ngồi kia tay tôi đặt ở trên ghế ngồi giờ phút này ta phát hiện tấm bia đá run rẩy giống như càng thêm kịch liệt chẳng lẽ bia đá cảm ứng được bảo vật chính là ghế ngồi này sao ta đặt tay lên ghế ngồi muốn thử xem thứ này có thể di chuyển hay không nhưng mà ngay trong nháy mắt ta vừa chuẩn bị động thủ trên ghế ngồi. Đột nhiên có hai đạo quang mang bộc phát ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này trong nháy mắt. Cả người ta hướng phía sau bạo lùi. Đồng thời lên tiếng nhắc nhở ân tiểu dung, cẩn thận. Sau khi thân hình ta lui về phía sau, ta nhìn thấy trên ghế ngồi kia, chui ra hai đạo thân ảnh hư ảo. Đây là hai tôn hộ vệ. Chẳng qua thân thể bọn họ hư ảo. Ở trong tay bọn họ, có một thanh đại đao nắm chặt. Vô hình chung, có một cỗ khí tức khiến người ta tìm tìm phát ra. nhưng mà đây không phải là trọng điểm, chủ yếu nhất chính là giờ phút này ở trên ghế ngồi đang có một đạo thân hình chậm rãi ngưng tụ, hắn cứ như vậy ngồi ngay ngắn trên ghế kia. nhưng ta từ trên người tên này đều cảm giác được một cỗ áp lực không cách nào phản kháng. htu không mét đây là một nam tử trung niên, mặt chữ quốc, một đôi mày kiếm làm cho người ta có một loại anh khí vô hình nhìn thấy tên này xuất hiện trong nháy mắt trong lòng ta đột nhiên trầm xuống khí tức trên người ân tiểu dung bên cạnh ta bộc phát ra rất hiển nhiên là chuẩn bị chiến đấu nhưng ta lại một phen kéo ân tiểu dung lại cô ấy nhìn tôi có vẻ hơi khó hiểu ta đối với nàng khẽ lắc đầu theo lý thuyết ân tiểu dung cũng là cảm giác được trung niên nam tử này khủng bố mà ta cũng là cảm giác được nếu như cùng trung niên nam tử trước mắt động thủ mà nói chỉ sợ chúng ta cũng không có phần thắng gì. Chỉ riêng hai thị vệ mang đao bên cạnh nam tử trung niên. Xem ra chỉ là tồn tại linh hồn thể. Thực lực của hai tên gia hòa này chỉ sợ liền vô hạn tiếp cận thiên sư cảnh. Mà dưới tình huống như vậy, ta cùng ân tiểu dung coi như là đem lá bài tẩy trên người dùng sạch sẽ. Phòng trừng cũng có thể chống đỡ được hai thị vệ này. Như vậy trung niên nam tử ở giữa thì sao? Không thể nghi ngờ, trung niên nam tử kia mới là kinh khủng nhất trong ba người này. Tiền bối, chúng ta chính là vô ý xông vào nơi này. Nếu như có chỗ nào quấy dày tiền bối, kính xin thứ lỗi. Ta đối với nam. Tử trung niên trước mắt này hơi ôm quyền, cung kính lên tiếng. Lúc này, nếu tên trước mắt này thật sự muốn lưu lại ta cùng ân tiểu dung mà nói, ta hoài nghi chúng ta xác suất chạy trốn cũng không lớn. Nhưng mà, sau khi ta nói xong, trung niên nam tử này cũng không có nói gì. Nhìn thấy một màn này, trong lòng ta hơi trầm xuống, không nói lời nào là ý tứ. Tuy rằng hiện tại biểu hiện của tên này làm cho trong lòng ta có chút áp lực, thế nhưng còn có một hiện tượng tương đối tốt. Đó chính là hắn cũng không có đồng thủ trước tiên với chúng ta. Như vậy đây cũng chứng minh, hắn cũng không phải nói nhất định phải giết chúng ta. Ít nhất tạm thời ta cảm nhận được một cỗ áp lực nặng nề chứ không phải sát khí hùng hổ bức người. Tiền bối, không biết có cái gì cần chúng ta hỗ trợ không? Nhìn thấy trung niên nam tử này không nói gì, ta lần thứ hai lên tiếng hỏi, cũng không thể nói người khác không nói lời nào. Chúng ta liền xoay người rời đi. Nói trắng ra, động thủ hay không hoàn toàn ở trong một ý niệm trung niên nam tử này, tuy rằng hắn chỉ là linh hồn thể, nhưng so với hồn thú bên ngoài cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần nếu mà hắn muốn động thủ với chúng ta, coi như là chúng ta hiện tại xoay người rời đi. Như vậy chúng ta cũng trốn không thoát. Nếu muốn đi, nhất định phải trưng được trung niên nam tử trước mắt này đồng ý. Chỉ là địa sư cảnh, ngươi muốn giúp ta. Bổn tỏa giết ngươi dễ dàng như nghiền chết một con kiến. Sau khi ta nói xong câu đó, nam tử trước mặt lại lần nữa lên tiếng. Nghe được nam tử này rốt cục lên tiếng. Trong lòng ta nhất thời thở phào nhẹ nhõm nguyện ý nói chuyện với ta. Đó chính là tốt nhất. Ta sợ chính là ngay cả một câu vô nghĩa cũng không muốn nói nhiều với ta. Đi lên liền trực tiếp động thủ cái loại này. Vậy ta thật sự là chịu không nổi. Vãn bối tự nhiên tin tưởng lời nói của tiền bối. Cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nếu tiền bối không có gì cần chúng ta hỗ trợ, vãn bối lần thứ hai tỏ vẻ quấy dày tiền bối ấy nấy. Chúng ta cứ như. Vậy lui đi. Mong tiền bối đại nhân có đại lượng không nên so đó với chúng ta mới đúng. Ta vội vàng gật đầu. Đối với trung niên nam tử trước mắt lên tiếng. Hiện tại, nếu người này nguyện ý nói chuyện với ta, kỳ thật ta biết, trung niên nam tử này trong lòng khẳng định có ý nghĩ của mình. Nhưng trước mắt, ta vẫn cảm thấy mạng tương đối trọng yếu, có thể bảo mệnh, mới là mấu chốt. Sau khi nói xong, ta lặng lặng chờ lời của nam tử trung niên trước mắt này, bởi vì hắn bảo chúng ta rời đi chúng ta mới có thể rời đi tới đều tới rồi cứ như vậy cam tâm đi nhưng mà ngay khi ta vừa nói xong trung niên nam tử trước mặt lại trực tiếp lên tiếng nghe nói như vậy ta cũng là khẽ cười khổ tiền bối nói lời này không tệ nhưng có đôi khi chúng ta phải nhận ra chính mình không thể bị tham lam che khuất hai mắt đúng như tiền bối nói ngài giết chết chúng ta giống như nghiền chết kiến vậy theo ta thấy Bảo vật tất nhiên là trọng yếu, nhưng cũng phải có mạng hưởng thụ. Sau khi ta nói xong, ta cũng chú ý vẻ mặt trung niên nam tử, thế nhưng người này thành phủ quá sâu, trên mặt hắn căn bản cũng sẽ không có biểu tình dư thừa hiện ra. Hoàn toàn là một tồn tại khiến người ta nhìn không thấu. Điều này làm cho áp lực trong lòng ta không hiểu sao tăng lên. Ý nghĩ đích thật là không tệ, nhưng ngay từ đầu ngươi nói chuyện với ta, nhìn như hòa khí muốn trưng cầu ta để cho các ngươi rời đi. Nhưng ngươi toàn thân cơ bắp thời khắc bảo trì trạng thái vận động đỉnh cao nhất, linh khí toàn thân cố nhiên che giấu rất tốt, lại có thể trong nháy mắt cần thiết triệt để bộc phát. Cho nên, ngươi cũng đang chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Khi ta nghe được nam tử này phân tích trong nháy mắt, trong lòng ta thầm nghĩ một tiếng không tốt. Nam tử này nhìn thấu, tuy rằng ta tự nhận mình làm cực kỳ bí mật, mà vào lúc này ta mơ hồ nhận thấy được một cỗ khí tức sắc bén ở trong đài điện này tràn ngập xem. Là hai đạo thị vệ mang đao kia. Tay bọn họ đột nhiên hướng trên trường đao bên hông nắm chặt, trượt qua. Sau đó một cỗ khí tức lạnh lẽo tản mát ra. Hai gã thị vệ mang đao này nếu ở thời kỳ đỉnh phong. Thực lực chân chính tuyệt đối không chỉ có điểm này. Giờ phút này bọn họ thoạt nhìn trạng thái thân hồn. Hơn nữa có chút suy yếu. Đều cường hãn như thế ta nhìn trung niên nam tử ngồi trên ghế. Hắn vẫn như trước mặt không chút thay đổi. Đây là muốn động thủ với ta cùng ân tiểu dung sao. Nhưng trong chủ thành này rốt cuộc có cái gì? Giờ phút này ta cùng ân tiểu dung đứng ở trước mặt tòa chủ thành này. Không có cái tên kinh thế hái tục gì. Tòa phủ đệ thật lớn này nằm ở Trung ương. Gọi là phủ thành chủ. Xem ra phủ không thành này chính là một thế lực tương đối đặc thù. Ở bên trong này lấy phủ thành chủ làm trung tâm thế lực chính là không biết còn lại là tình huống gì. Đi thôi, đi vào xem một chút. Dừng lại một lát. Ân Tiểu Dung bên cạnh nhìn ta lên tiếng. Ta nhìn về phía Ân Tiểu Dung gật đầu. Sau đó bước vào trong phủ thành chủ phủ không thành này. Trong phủ thành chủ này, vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ yên tĩnh. Bất quá hoa cỏ cây cối bên trong sân này. Hết thảy đều sinh trưởng rất tốt. Ta ở dưới tấm bia đá cảm ứng. Trường khu thẳng vào, tiến vào một tòa đại điện ở giữa phủ thành chủ ở trong đại điện này ta nhìn thấy càng giống như một triều đình hoàng triều mà không phải là một phủ thành chủ đơn giản như vậy nhưng chính là bên trong chủ điện này ta vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì ta cùng ân tiểu dung ở trong chủ điện này tìm kiếm lại phát hiện cũng không có thu hoạch gì ta cảm thụ được tấm bia đá truyền đến run rẩy thứ kia hẳn là ở chủ điện này mới đúng vì sao không có bất cứ thứ gì đây trong lòng ta tràn ngập nghi hoặc. Lúc này, ánh mắt của ta rơi vào ghế ngồi ở chủ điện. Bàn ghế này thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa, không thể nói là xa hoa, nhưng vô hình chung, làm cho người ta có một loại khí thế tồn tại. Đi về phía chỗ ngồi kia, tay tôi đặt ở trên ghế ngồi. Giờ phút này ta phát hiện tấm bia đá run rẩy giống như càng thêm kịch liệt. Chẳng, lẽ bia đá cảm ứng được bảo vật chính là ghế ngồi này sao? Ta đặt tay lên ghế ngồi, muốn thử xem thứ này có thể di chuyển hay không. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt ta vừa chuẩn bị động thủ. Trên ghế ngồi, đột nhiên có hai đạo quang mang bộc phát ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này trong nháy mắt. Cả người ta hướng phía sau bạo lùi. Đồng thời lên tiếng nhắc nhở ân tiểu dung, cẩn thận. Sau khi thân hình ta lui về phía sau, ta nhìn thấy trên ghế ngồi kia, chui ra hai đạo thân ảnh hư ảo. Đây là hai tôn hộ vệ chẳng qua thân thể bọn họ hư ảo. Ở trong tay bọn họ, có một thanh đại đao nắm chặt. Vô hình chung, có một cỗ khí tức khiến người ta tim tim phát ra. Nhưng mà, đây không phải là trọng điểm. Chủ yếu nhất chính là, giờ phút này ở trên ghế ngồi, đang có một đạo thân hình chậm rãi ngưng tụ. Hắn cứ như vậy ngồi ngay ngắn trên ghế kia. Nhưng ta từ trên người tên này, đều cảm giác được một cỗ áp lực không cách nào phản kháng. HTUI Om đây là một nam tử trung niên, mặt chữ quốc. Một đôi mày kiếm làm cho người ta có một loại anh khí vô hình. Nhìn thấy tên này xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng ta đột nhiên trầm xuống. Khí tức trên người ân tiểu dung bên cạnh ta bộc phát ra. Rất hiển nhiên là chuẩn bị chiến đấu, nhưng ta lại một phen kéo ân tiểu dung lại. Cô ấy nhìn tôi, có vẻ hơi khó hiểu. Ta đối với nàng khẽ lắc đầu, theo lý thuyết ân tiểu dung cũng là cảm giác được trung niên nam tử này khủng bố. Mà ta cũng là cảm giác được. Nếu như cùng trung niên nam tử trước mắt động thủ mà nói, chỉ sợ chúng ta cũng không có phần thắng gì. Chỉ riêng hai thị vệ mang đao bên cạnh nam tử trung niên, xem ra chỉ là tồn tại linh hồn thể. Thực lực của hai tên gia hòa này chỉ sợ liền vô hạn tiếp cận thiên sư cảnh. Mà dưới tình huống như vậy, ta cùng ân tiểu dung coi như là đem lá bài tẩy trên người dùng sạch sẽ phòng trừng cũng có thể chống đỡ được hai thi vệ này như vậy trung niên nam tử ở giữa thì sao không thể nghi ngờ trung niên nam tử kia mới là kinh khủng nhất trong ba người này trong tiền bối chúng ta chính là vô ý xông vào nơi này nếu như có chỗ nào quấy dày tiền bối kính xin thử lỗi ta đối với nam tử trung niên trước mắt này hơi ôm quyền cung kính lên tiếng lúc này nếu tên trước mắt này thật sự muốn lưu lại ta cùng ân tiểu dung mà nói Ta hoài nghi chúng ta xác suất chạy trốn cũng không lớn. Nhưng mà, sau khi ta nói xong, trung niên nam tử này cũng không có nói gì. Nhìn thấy một màn này, trong lòng ta hơi trầm xuống, không nói lời nào là ý tứ. Tuy rằng hiện tại biểu hiện của tên này làm cho trong lòng ta có chút áp lực, thế nhưng còn có một hiện tượng tương đối tốt, đó chính là hắn cũng không có đồng thủ trước tiên với chúng ta. Như vậy đây cũng chứng minh hắn cũng không phải nói nhất định phải giết chúng ta. Ít nhất tạm thời ta cảm nhận được một cỗ áp lực nặng nề, chứ không phải sát khí hùng hổ bức người. Tiền bối, không biết có cái gì cần chúng ta hỗ trợ không? Nhìn thấy trung niên nam tử này không nói gì, ta lần thứ hai lên tiếng hỏi, cũng không thể nói người khác không nói lời nào. Chúng ta liền xoay người rời đi, nói trắng ra, động thủ hay không hoàn toàn ở trong một ý niệm trung niên nam tử này tuy rằng hắn chỉ là linh hồn thể, nhưng so với hồn thú bên ngoài cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu mà hắn muốn động thủ với chúng ta, coi như là chúng ta hiện tại xoay người rời đi, như vậy chúng ta cũng trốn không thoát. Nếu muốn đi, nhất định phải trưng được trung niên nam tử trước mắt này đồng ý. Chỉ là địa sư cảnh, ngươi muốn giúp ta. Bổn tỏa giết ngươi dễ dàng như nghiền chết một con kiến. Sau khi ta nói xong câu đó, nam tử trước mặt lại lần nữa lên tiếng. Nghe được nam tử này rốt cục lên tiếng. Trong lòng ta nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nguyện ý nói chuyện với ta. Đó chính là tốt nhất. Ta sợ chính là ngay cả một câu vô nghĩa cũng không muốn nói nhiều với ta. Đi lên liền trực tiếp động thủ cái loại này. Vậy ta thật sự là chịu không nổi. Ván bối tự nhiên tin tưởng lời nói của tiền bối. Cũng chỉ là thuận miệng hỏi. Một chút. Nếu tiền bối không có gì cần chúng ta hỗ trợ, Ván bối lần thứ hai tỏ vẻ quấy dày tiền bối ấy náy. Chúng ta cứ như vậy lui đi. Mong tiền bối đại nhân có đại lượng. Không nên so đo với chúng ta mới đúng. Ta vội vàng gật đầu. Đối với trung niên nam tử trước mắt lên tiếng. Hiện tại, nếu người này nguyện ý nói chuyện với ta, kỳ thật ta biết, trung niên nam tử này trong lòng khẳng định có ý nghĩ của mình. Nhưng trước mắt, ta vẫn cảm thấy mạng tương đối trọng yếu. Có thể bảo mệnh, mới là mấu chốt. Sau khi nói xong, ta lẳng lặng chờ lời của nam tử trung niên trước mắt này, bởi vì hắn bảo chúng ta rời đi, chúng ta mới có thể rời đi. Tới đều tới rồi, cứ như vậy cam tâm đi. Nhưng mà, ngay khi ta vừa nói xong, trung niên nam tử trước mặt lại trực tiếp lên tiếng. Nghe nói như vậy ta cũng là khẽ cười khổ. Tiền bối nói lời này không tệ, nhưng có đôi khi chúng ta phải nhận ra chính mình không thể bị tham lam che khuất hai mắt đúng như tiền bối nói ngài giết chết chúng ta giống như nghiền chết kiến vậy theo ta thấy bảo vật tất nhiên là trọng yếu nhưng cũng phải có mạng hưởng thụ sau khi ta nói xong ta cũng chú ý vẻ mặt trung niên nam tử thế nhưng người này thành phủ quá sâu trên mặt hắn căn bản cũng sẽ không có biểu tình dư thừa hiện ra hoàn toàn là một tồn tại khiến người ta nhìn không thấu Điều này làm cho áp lực trong lòng ta không hiểu sao tăng lên. Ý nghĩ đích thật là không tệ, nhưng ngay từ đầu ngươi nói chuyện với ta, nhìn như hòa khí, muốn trưng cầu ta để cho các ngươi rời đi, nhưng ngươi toàn thân cơ bắp thời khắc bảo trì trạng thái vận động đỉnh cao nhất, linh khí toàn thân cố nhiên che giấu rất tốt, lại có thể trong nháy mắt cần thiết triệt để bộc phát. Cho nên, ngươi cũng đang chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Khi ta nghe được nam tử này phân tích trong nháy mắt trong lòng ta thầm nghĩ một tiếng không tốt. Nam tử này nhìn thấu. Tuy rằng ta tự nhận mình làm cực kỳ bí mật, mà vào lúc này, ta mơ hồ nhận thấy được một cỗ khí tức sắc bén ở. Trong đại điện này tràn ngập xem, là hai đạo thị vệ mang đao kia. Tay bọn họ đột nhiên hướng trên trường đao bên hung nắm chặt qua. Sau đó một cỗ khí tức lạnh lẽo tản mắt ra. Hai gã thị vệ mang đao này nếu ở thời kỳ đỉnh phong, thực lực chân chính tuyệt đối không chỉ có điểm này giờ phút này bọn họ thoạt nhìn trạng thái thần hồn, hơn nữa có chút suy yếu, đều cường hãn như thế. Ta nhìn trung niên nam tử ngồi trên ghế, hắn vẫn như trước mặt không chút thay đổi. Đây là muốn động thủ với ta cùng ân tiểu dung sao. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ngươi những thủ đoạn nhỏ này có thể mê hoặc ta. Lúc này, người đàn ông trung niên ngồi trên ghế nhìn ta, trực tiếp lên tiếng. Nghe vậy trên mặt ta lộ ra một tia cười khổ. Tiền bối, chẳng lẽ thời khắc nào cũng chuẩn bị bảo mệnh, cũng có sai sao. Dù sao đối với ta mà nói, đây là một thế giới xa lạ, kỳ ngộ muốn tìm kiếm. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều là đem bảo mệnh đặt ở cái đầu tiên. Hiện tại ta cảm giác được tiền bối ở trước mặt ta, hết thảy của ta đều là vô ích, cho nên không có ý định tìm kiếm kỳ ngộ của phù không thành này. Nếu như tiền bối thật sự muốn hạ tử thủ với ta, ta trọng yếu dãy ruộng một chút không phải mặc kệ kết quả như thế nào sau khi dãy giụa ít nhất trong lòng ta mới sẽ không hối hận ta đem ý nghĩ trong lòng nói ra trung niên nam tử trước mặt này khẽ gật đầu sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười vừa ý nói thật ra rất tốt ngươi biểu hiện ngược lại có chút bình tĩnh nhưng nếu đã phát hiện ra phù không thành của ta nếu để ngươi đi ra ngoài chỉ sợ mang đến càng nhiều phiền toái cho nên Nói đến nơi này trung niên nam tử cũng là trong nháy mắt dừng lại. Mà trong nháy mắt trung niên nam tử dừng lại. Ở trước mặt hắn. Hai đạo thị vệ mang đao kia cũng là đột nhiên gầm nhẹ thành tiếng. Giết. Một cỗ sát khí trực tiếp từ trên người hai tôn mang đao thị vệ bộc phát ra. Nhìn thấy một màn này đồng tử ta hơi co rụt lại. Sau một khắc, huyền vũ thể trên người trong nháy mắt bộc phát ra. Sau đó, một quyền hướng. Trước mặt uynh kích ra ngoài. Lui đối với ân tiểu dung bên cạnh lên tiếng ta cùng ân tiểu dung kỳ thật đã sớm chuẩn bị tốt hết thầy dù sao một người chưa bao giờ quen biết không nên cầu xin người khác quá nhiều nhân từ ngay khi chúng ta lui về phía sau ta nhìn thấy nam tử trên ghế vô cùng quỳ dị biến mất tại chỗ cùng lúc đó ở phía sau ta một cỗ kình phong khủng bố truyền đến ta cảm giác được thân thể không ổn định sau đó liền lưu đậu về phía trước nhưng ta không chút do dự trực tiếp xoay người huyền vũ thất thức hát uy c một toàn thân cao thấp lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ trên nắm tay của ta hướng trung niên nam tử trước mặt oanh kích tới nắm đấm của ta va chạm với kình phong trước mặt thân hình ta trực tiếp bay ngược ra phía sau ta nhìn thấy ân tiểu dung ở một bên trực tiếp bị hai gã thị vệ mang đao vây công cục diện ân tiểu dung lúc này có chút khó coi nhưng ta coi như là muốn hỗ trợ Hiện tại cũng không giúp được. Sắp mặt ta nặng nề nhìn nam tử trung niên chậm rãi đi về phía ta. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi. Ở trước mặt ta, ngươi ngay cả kiến cũng không tính là. Trung niên nam tử cười lạnh lên tiếng. Lúc này hắn lại một bước hướng ta bước tới. Mà ta cũng không chút do dự trực tiếp đem lá bài tẩy trên người ta hướng hắn đánh tới. Thạch lão tổng cộng cho ta ba lá bài tẩy. Lúc trước đã dùng một tấm để ngăn trở tên kia tự bạo hiện tại là tấm thứ hai một đạo công kích của ta đánh ra nam tử dĩ nhiên chỉ nhàn nhạt, nhạt vung tay lên trực tiếp đem công kích kia ngăn cản xuống thân thể của hắn thậm chí ngay cả một tia lắc lư cũng không có ngăn không được hoàn toàn ngăn không được tên này quá khủng bố ta cùng ân tiểu dung xông vào thành phù không này quả thật không sáng suốt nhưng cho ta một cơ hội khác ta sẽ lựa chọn như thế nào dưới tình huống không biết ta cùng ân tiểu dung phòng chừng vẫn sẽ tiến vào bên trong phù không thành này có lẽ không có ân tiểu dung cùng ta ta cũng sẽ tiến vào phù không thành có vài thứ làm cũng không có hối hận kỳ ngộ thứ này ai cũng sẽ không ngại nhiều nhưng gặp phải loại đối thủ thực lực này hoàn toàn không chịu nổi thật sự là không có cách nào nào để ta xem ngươi có vài phần thực lực trung niên nam tử trước mặt đứng tại chỗ cả người hắn vẫn không nhúc nhích đứng Giờ phút này ta sừng sốt một chút, sau đó cắn răng một cái. Chiến thần thích trong tay trực tiếp xuất hiện, trong nháy mắt hướng tên trước mặt này nện xuống. Nhưng thân hình của ta tiếp tục bay ra phía sau, một ngụm máu tươi phun ra. Lực lượng trong cơ thể nhanh chóng hội tụ trên hai tay ta. Thuấn bạo, cùng lúc đó, linh khí cũng không hề dừng lại hướng trong chiến thần kích chen trúc mà đi. Một trận, phá sơn hà, tiếng quát khẽ hạ xuống, Chiến thần kích lần nữa chém xuống, trên không trung truyền ra từng trận âm thanh phá không. Sắc mặt nam tử trước mặt vẫn không thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm đồng tử ta hơi co rụt lại, nhưng cũng không nói gì, lại vung tay lên. Thân hình ta lại lần nữa bay ngược về phía sau. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, nhưng ta Huyền Vũ thể khôi phục thương thế ngược lại rất nhanh, cho nên ta còn có thể đứng lên. Bên trong tấm bia đá linh khí còn lại rất nhanh hướng trong thân thể ta chen trúc tới. Một trận, động càn khôn. Ta đem công kích cường hãn nhất trên người bộc phát ra, ở trước mặt tử vong. Không có đến một khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể buông tha. Dù cho biết rõ người trước mặt này không cách nào vượt qua bình thường. Mà ngay trong nháy mắt trong lòng ta dâng lên cỗ ý niệm này, trên chiến thần kích, đột nhiên run dày một chút, ta phẳng phất như nhìn thấy con rồng trên chiến thần kích sống lại ta thậm chí có thể cảm thụ được trên chiến thần kích. Dĩ nhiên là có một cỗ lực lượng hướng trong thân thể mãnh liệt vọt tới. Cỗ lực lượng này cũng không phải trực tiếp tăng lên thực lực của ta, phảng phất làm cho quyết tâm quyết định tử chiến của ta càng thêm kiên định. Ta không để ý tới những thứ này, chiến thần kích trong tay chém xuống Trung Niên Nam. Từ trước mặt. Giờ phút này, đồng tử Trung Niên Nam tử hơi co rụt lại. Hắn một tay hướng chiến thần kích chộp tới. Sau một khắc, thân hình của ta lần thứ hai giống như diều đứt rơi bay ra ngoài mà ta chú ý tới trung niên nam tử trước mặt giống như lui về phía sau một bước nhưng hiện tại cả người ta trọng thương tên kia xuống tay cơ hồ không lưu lại đường liên tục mấy lần ta đều bộc phát ra công kích mạnh nhất cả người ta nhưng không có một lần có hiệu quả ân tiểu dung bên kia vẫn lâm vào khổ chiến như trước ta lộ ra một nụ cười khổ sau đó dùng chiến thần kích chống đỡ thân thể chuẩn bị đứng dậy nhưng không đợi ta đứng lên tốc độ trung niên nam tử trước mặt đột nhiên tăng nhanh đồng tử ta phóng đại đồng thời theo bản năng đem chiến thần kích hướng phía trước đâm ra một kích này xem như là một kích cuối cùng của ta có lẽ lực lượng công kích vô cùng yếu ớt nhưng đây là dãy rủa cuối cùng của ta cho dù là chết cũng phải dãy rủa ngay sau đó tôi cảm thấy một bàn tay bóp cổ tôi và sau đó bên tai vang lên tiếng gió Dô. Thân hình của ta rơi xuống đất. Ta cảm giác được xương cốt cả người phẳng phất như muốn vỡ vụ đau nhức. Huyền vũ khí vẫn khôi phục thân thể của ta như trước. Khi ta cảm nhận được đau nhức, ta biết ta còn sống. Cho nên ta trước tiên chính là xoay người. Mặc kệ như thế nào, đều phải tránh né một chút. Nói không chừng người khác tiếp theo kích chính là nhắm ngay vị trí ta rơi xuống đất. Nhưng mà, khi ta quỳ một gối nhìn về phía trước, ta phát hiện chung quanh tối đen một mảnh cái gì cũng nhìn không thấy cho dù hiện tại thực lực của ta có địa sư cảnh năng lực giả thị cũng rất mạnh nhưng chung quanh loại hắc ám này phảng phất là cái loại thâm uyên này cảm giác đây là nơi nào trong lòng ta âm thầm hỏi nhưng ta không lên tiếng ta sợ lên tiếng kinh động người chung quanh ta chậm rãi lợi dụng huyền vũ khí trong cơ thể bắt đầu khôi phục thân thể đồng thời duy trì cảnh giác cuối cùng nhưng chung quanh vẫn là một mảnh đen kịt như... Trước, ta thậm chí còn không cảm giác được chung quanh có bất kỳ thanh âm nào truyền đến. Yên tĩnh, yên tĩnh như chết, trên không trung phảng phất chỉ còn lại một mình ta thở dốc. Thậm chí thanh âm luyện thở của ta cũng không dám làm quá lớn, bởi vì sợ kinh động một số thứ bên cạnh. Lại là vài phút trôi qua, chung quanh vẫn như cũ không có động tĩnh gì, trong lòng ta sừng sốt một chút. Ta không phải là cúp máy chứ nếu không làm thế nào điều này có thể xảy ra. thế nhưng không có đạo lý a à. trên người truyền đến cảm giác đau nhức làm cho ta cảm giác được chung quanh phát sinh hết thảy đều là chân thật như thế. căn bản cũng không phải là biểu hiện sau khi cúp máy. vì vậy bây giờ tôi đang ở đâu? dưới tình huống ta nhịn không được, ta vẫn từ trong nạp giới của ta lấy ra một viên huỳnh quang thạch. sau đó nhìn hết thảy bốn phía. khi tôi lấy ra đá huỳnh quang xung quanh tôi cuối cùng đã được thắp sáng bởi tôi và tôi nhìn xung quanh giống như một căn phòng bí mật khổng lồ xung quanh còn có một ít đồ án cực kỳ cổ xưa ta lại lấy ra một quả huỳnh quang thạch toàn bộ thạch thất dưới sự chiếu rọi của hai viên huỳnh quang thạch chung quanh hết thầy đều thấy rất rõ ràng chủ yếu nhất chính là ta ở trong thạch thất này thấy được trung niên nam tử lúc trước động thủ với ta chẳng qua giờ phút này trung niên nam tử cũng không có để ý ta mà là canh giữ ở một cái quan tài đá. Không đúng, quan tài này thoạt nhìn giống như là khối băng. Phải nói, đây là một cái quan tài băng. Nam tử trung niên lúc trước muốn giết ta giờ phút này đang đứng ở bên cạnh quan tài, lặng lặng nhìn bên trong quan tài. Vị trí ta đứng này tự nhiên là không biết bên trong quan tài nằm là ai, cũng nhìn không thấy bên trong quan tài. Bất quá làm cho ta có chút buồn bực chính là trước mắt đây là một tình huống gì? ta vì sao lại xuất hiện ở cái chỗ này? Là trung niên nam tử kia đem ta mang tới cái chỗ này sao? Nhìn trung niên nam tử, ta muốn nói chuyện, nhưng lại sợ quấy dày hắn. Dù sao nam tử trung niên, hiện tại thoạt nhìn giống như có chút bi thương. Cùng lúc đó, ta cảm giác được mình tạm thời tựa hồ không có nguy hiểm đến tính mạng. Ta chỉ có thể lặng lặng chờ trung niên nam tử có chỉ thị gì khác hay không. Mật thất này thoạt nhìn không ngừng rất lớn giống như một gian phòng bình thường trong thạch thất đặc thù nhất chính là quan tài băng kia rằng có một hồi lâu ta rốt cục là nhìn thấy thân hình trung niên nam tử động đậy hắn chậm rãi xoay người sau đó hướng ta nhìn lại đối mặt với ánh mắt của nam tử này ta trước tiên vẫn tràn ngập một tia cảnh giác tuy rằng tên này vừa rồi không hạ sát thủ với ta ai biết hắn có thể hay không lại đột nhiên phát điên đây htu om cậu bé ngươi có thể biết ngươi tại sao vẫn còn sống bây giờ thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ trong miệng trung niên nam tử truyền ra nghe được vấn đề này ta hít sâu một hơi hiện tại chuyện này phòng chừng là tương đối rõ ràng trung niên nam tử không có giết ta vậy không thể nghi ngờ là muốn ta còn sống mà nguyên nhân có thể làm cho ta sống chỉ có một đó chính là đối với hắn mà nói ta còn sống là hữu dụng tác dụng khẳng định cùng quan tài trước mặt này có quan hệ không thoát ra được tiền bối có phân phó gì? Vãn bối vui vẻ nói theo. Đã đến cục diện trước mắt, có thể làm sao bây giờ? Ta sở dĩ còn sống. Chính là bởi vì trung niên nam tử này có việc ta có thể hỗ trợ, cho nên lựa chọn duy nhất của ta cũng chính là đáp ứng. Nếu như không đáp ứng, như vậy tác dụng của ta đối với hắn cũng chính là đi. Như vậy đến lúc đó ta vẫn sẽ chết. Lại nói tiếp, ngươi không phải là người đầu tiên đến trước mặt ta nữa. Ngươi thiên phú cũng thật sự rất tốt, nhưng những người trước đó, không có một thiên phú nào kém. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ trong miệng nam tử trung niên trước mặt truyền ra. Nghe nói như vậy trong lòng ta hơi sử sốt. Phù không thành này dĩ nhiên không chỉ có một người tới. Sau đó ta nghĩ tới người của Thiên Long Sơn lúc trước, chẳng lẽ trước Thiên Long Sơn đã có người tới, cho nên lần này hội trưởng nhân tài Thiên Long Sơn tiến thẳng vào, sau đó tìm được chỗ ở phù không thành sao? tiền bối vậy vì sao lúc trước bọn họ không có được tiền bối lựa chọn đây là một vấn đề trong lòng ta tương đối tò mò người lúc trước nói không chừng thực lực so với ta còn cường hãn hơn rất nhiều nhưng dưới tình huống như vậy cũng không có được vị trước mắt này lựa chọn trong đó nhất định là có nguyên nhân lúc này trên mặt nam tử trung niên cũng lộ ra một tia cười nhạt bởi vì bọn họ sợ chết ta từng nói cho bọn họ biết chỉ cần thông qua khảo nghiệm của ta liền có thể đạt được bảo tàng phu không thành nhưng tỷ lệ tử vong của bọn họ là tám phần cho nên bọn họ lựa chọn buông tha vì có thể tiếp tục hấp dẫn người đến nơi này ta lựa chọn thả bọn họ rời đi chính là hy vọng có thể chọn được một người tốt hơn nghe được trung niên nam tử giải thích ta xem như hiểu rõ hắn suy nghĩ này cũng là bình thường dù sao hắn xem như có chuyện cầu người hỗ trợ nhưng hắn cần chọn một người mình vừa lòng mới có thể khai báo chuyện này. Đủ để nói rõ tính coi trọng của nam tử trung niên đối với chuyện này, bằng không cũng sẽ không cẩn thận đối đãi như thế. Vãn bối hổ thẻ. Nghe được trung niên nam tử giải thích sau đó, ta cũng là cười khổ một tiếng. Lời này xem như gián tiếp nói ta so với những người lúc trước tới mạnh hơn. Không chỉ là thực lực, trên người ta khẳng định là có chỗ bị trung niên nam tử trước mặt nhìn chúng. Tiểu tử, ngươi không cần tự coi thường mình thực lực của ngươi có lẽ không phải là mạnh nhất trong số những người đến nhưng tính cách của ngươi lại là người ta yên tâm nhất khi gặp phải khủng hoảng dê đi ham muốn sống sót của ngươi sẽ không bỏ cuộc ngay cả vào phút cuối cùng và ngươi nói rất tốt ngươi nói tham lam là tội lỗi ban đầu ngươi biết từ bỏ lúc trước những người đó không tính là hiểu được bỏ qua bọn họ thật sự sợ hãi cho nên mới lùi bước kỳ thật chỉ cần bọn họ lựa chọn khiêu chiến như vậy tỷ lệ bọn họ thông qua kỳ thật bọn là năm thành căn bản sẽ không có hai thành ngươi trên người loại tính cách này còn có thái độ xử sự, sự làm cho ta cảm thấy ngươi tương đối đáng tin cậy khi ta nghe được trung niên nam tử nói những lời này trong lòng ta cũng là một trận không nói gì nói trắng ra ta còn không phải là sợ chết chẳng qua đối mặt tử vong ta không muốn nhanh như vậy buông tha mà thôi ta khẳng định là muốn liều mạng đến ý tứ khí lực cuối cùng của mình phải biết rằng tính mạng của một người chỉ có một lần mà dưới tình huống như vậy ngươi cũng không quý trọng cái mạng này đáng đời là tiện mệnh tiền bối khen ngợi cho nên ván bối có thể giúp được tiền bối cái gì hiện tại nghe được lời của trung niên nam tử trong lòng ta xem như xác định được ta có thể sống mà dưới tình huống như vậy ta cũng không có dư thừa lo lắng mà là càng nên để ý trung niên nam tử này rốt cuộc cần ta hỗ trợ cái gì ta nhìn về phía trung niên nam tử trước mặt giờ phút này hắn lại đem ánh mắt truyền đến bên trong băng quan sau đó hướng về phía ta lên tiếng ngươi lại đây nghe vậy ta cất bước đi về phía vị trí quan tài băng khi ta tới gần quan tài băng ta mới vừa rồi cảm giác được một cỗ hàn khí bức người trực tiếp hướng cả người ta tràn ngập tới khiến cho cả người ta không khỏi dùng mình một cái nhận thấy được tình huống này trong nháy mắt trong lòng ta kinh hãi, quan tài băng rốt cuộc là cái gì? Lúc trước ta cách hơn 10 thước, hoàn toàn không có cảm ứng được hàn khí. Điều này chứng tỏ băng quan có thể đem hàn khí bản thân tập trung ở phạm vi nhất định, một chút cũng không tiết lộ. Mà sau khi ta tới gần, cỗ hàn khí này, dĩ nhiên có thể khiến cho một người thân thể tiến vào địa sư cảnh của ta đều cảm giác được một cỗ lạnh như băng khó có thể nói thành lời. Ta nhìn hoàng phủ xuyên trước mặt không nói gì, bởi vì kế tiếp hắn muốn nói chuyện liên quan đến chuyện hoàng phủ Huyên Nhi lần thứ hai tỉnh lại. Sau khi hồn phách của Huyên Nhi hoàn toàn ngưng tụ vương thành, mi tâm của nàng sẽ sinh ra một đóa mai hoa ấn ký, mà lúc này ngươi cần phải làm là gọi hồn, đem linh hồn đang ngủ say của Huyên Nhi đánh thức lại. Nghe hoàng phủ Xuyên nói những lời này, ta có chút hiểu rõ. Sau đó nhìn hoàng phủ Xuyên hỏi, "Tiền bối ngươi nói gọi hồn này là một môn đạo pháp sao khi ta nói xong hoàng phủ xuyên liền gật gật đầu sau đó hắn một ngón tay điểm vào mi tâm của ta một cỗ tin tức chui vào trong đầu ta hoán hồn đây đích thật là một môn đạo pháp hơn nữa cần thần hồn bản thân một người làm dẫn thi triển môn đạo pháp này mới có thể khiến cho người cần đánh thức này có cơ hội tỉnh lại bất quá đạo pháp này cũng không phải dễ dùng như vậy đầu tiên nhất định phải có một người thần hồn ngưng tụ hoàn chỉnh hơn nữa không thể thiếu một chút nhất định phải là hoàng phủ huyên nhi trước mắt hồn phách của nàng là hoàng phủ xuyên tự mình đánh tan hơn nữa trước tiên đã bị gieo xuống ngưng hồn ấn cho nên hồn phách của nàng trải qua nhiều năm như vậy thời gian mới có thể dần dần ngưng tụ hoàn chỉnh sau đó mới có thể sử dụng loại này hoán hồn đạo pháp thử đem nàng đánh thức lại tiền bối yên tâm ta nếu đã đáp ứng ngươi như vậy ta nhất định sẽ dùng hết sức lực của mình đi hoàn thành lời giải thích của ngươi đối với ta lúc này ta lần thứ hai nhìn về phía hoàng phủ xuyên bên cạnh sau đó trịnh trọng lên tiếng kỳ thật ta vẫn luôn có thể từ trong ánh mắt hoàng phủ xuyên nhìn thấy một tia lo lắng đây là lo lắng cho hoàng phủ huyên nhi ta hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm giác trong lòng hoàng phủ xuyên dù sao lúc trước hắn có thể hao phí cái giá lớn như vậy để cho nữ nhi này sống sót có thể tưởng tượng được hắn đối với nữ nhi này yêu thương. Coi như là biết hiện tại Hoàng Phủ Huyên Nhi có thể sống lại. Thế nhưng trong lòng hắn khẳng định cũng là không cách nào tuyệt đối yên tâm. Bởi vì cái này cơ hội sống là đặt ở trên người một người xa lạ. Điều này đối với Hoàng Phủ Xuyên mà nói, khẳng định tồn tại mạo hiểm nhất định. Tiểu tử, Hoàng Phủ Xuyên, ta đời này chỉ có nữ nhi này không buông xuống được. Lúc này, Hoàng Phủ Xuyên nhìn về phía ta, trong ánh mắt có một loại cảm xúc khó hiểu. Hắn tự hồ là chuẩn bị giao giao tâm cho ta. Nhưng sau khi nói một câu, chính hắn thế nhưng trở nên có chút nghẹn ngào. HTUCM không tiếp tục nói bất cứ điều gì. Mà ta nhìn thấy một màn này, cũng không biết nên nói cái gì. Con người ta cũng sẽ không an ủi người khác gì đó. Chỉ có thể cam đoan cho Hoàng Phủ Xuyên nhất định sẽ dùng hết lực lượng của mình để Hoàng Phủ Huyên Nhi sống lại. Nhưng loại chuyện này không phải là ta một hai câu liền có thể làm cho hoàng phủ xuyên hoàn toàn yên tâm. Cho nên ta cũng chỉ có thể lâm vào trầm mặc loại này. Lực lượng hồn phách này của ta không còn nhiều lắm. Từ tất cả những gì trước đó, ta nhìn thấy không chỉ là thái độ làm người xử sự, sự của ngươi, ta còn thấy được nhân phẩm ngươi. Nhiều năm như vậy, vì sao ta chỉ chọn ngươi? Chính là ở trong mắt những người trước đó, ta chỉ thấy được tham lam, mà ngươi thì khác ta không thể mạo hiểm. Hồn phách của ta nhiều nhất còn có thể kiên trì lần sau có người tiến vào. Ta không dám cam đoan lần sau nhân phẩm tiến vào so với ngươi tốt hơn. Cho nên, ngươi là lựa chọn duy nhất của ta. Như ta đã nói lúc trước, ngươi thành tâm giúp ta. Đến lúc đó chờ huyên nhi tỉnh lại, nàng sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ trong miệng Hoàng Phủ Xuyên trước mặt truyền ra. Lần này là giao tâm thật sự. Hắn không có lừa gạt ta. Hắn lựa chọn ta, là lựa chọn tốt nhất đây là sau khi hắn đơn giản thăm dò qua nhân phẩm của ta mới có thể làm như vậy tiền bối ta biết hiện tại ta nói cái gì ngài khẳng định đều là không cách nào tuyệt đối tin tưởng ta nhưng ta lấy võ đạo tri tâm của ta thề đáp ứng chuyện của người khác ta đều sẽ dốc toàn lực đi đối tượng hứa hẹn võ đạo tri tâm này hẳn là tương đối làm cho người ta coi trọng nếu như nói võ đạo tri tâm xảy ra vấn đề mà nói như vậy tu luyện phương hướng sẽ xảy ra vấn đề rất lớn đối với việc này hoàng phủ xuyên khẽ gật đầu ngươi cũng không cần nói với ta nhiều như vậy bởi vì ta nếu đã lựa chọn tin tưởng ngươi mặc kệ kết cục như thế nào ta đều phải không oán không hối hận xem ra hoàng phủ xuyên đối với ta coi như là có thêm một chút tín nhiệm dù sao có đôi khi có một số việc chính là phải thông qua lời nói để cho đối phương yên tâm giờ phút này ta nhìn băng quan trước mặt hỏi Hoàng Phủ Xuyên có phải có thể trực tiếp thu vào trong đai lưng chữ vật của ta hay không. Đối với việc này, Hoàng Phủ Xuyên vội vàng lắc đầu. Nói hiện tại Hoàng Phủ Huyên Nhi tuy rằng là trạng thái ngủ say, thế nhưng vật sống. Bình thường chữ vật nạp dưới là thu không vào được. À, nghe Hoàng Phủ Xuyên nói cái này, ta dừng một chút cũng có chút buồn bực. Bởi vì đai lưng chữ vật của ta không thu vào được. Chẳng lẽ muốn ta khiêng quan tài băng này đi sao? nếu như đi ra ngoài bị người ta nhìn thấy vậy không khỏi cũng có chút quá hấp dẫn người ta chứ tiểu tử ngươi đừng suy nghĩ nhiều nếu để cho ngươi hỗ trợ những chuyện này tự nhiên sẽ không để cho ngươi quan tâm nói xong hoàng phủ xuyên trước mặt trực tiếp hướng ta ném tới một cái nhẫn chiếc nhẫn này thoạt nhìn cực kỳ tinh mỹ coi như là đặt ở bên ngoài hiện tại những thị trường kia cũng tuyệt đối sẽ không thô tục chiếc nhẫn này tên là tam sinh giới coi như là một kiện bảo vật của phù không thành ta. Thứ này cho dù trực tiếp đưa cho người, bên trong có thể thô sinh vật, cho dù là người sống cũng có thể ở bên trong. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là có thể cất giữ vật sống, bên trong mặc dù có một mảnh không gian, nhưng cũng không có diễn hóa hết thảy trong thiên địa. Hoàng Phủ Xuyên trước mặt nói xong, liền đem tam sinh giới này hướng ta ném tới, đem tam sinh giới này nắm trong tay, trong lòng ta cũng có chút ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu tiên ta nghe nói có chữ vật giới chỉ có thể đặt vật sống sau khi tiếp nhận tam sinh giới này ta cũng trước tiên lấy máu nhận chủ sau đó thử đem băng quan này thu vào trong tam sinh giới này tam sinh giới kỳ thật cũng không có gì đặc thù bên trong xám xịt một mảnh hơn nữa không gian cũng không tính là rất lớn bất quá có thể chứa đựng vật sống điểm này hiển nhiên chính là thứ khác không thể so sánh ta đem thứ này cất lại sau đó nhìn về phía hoàng phủ xuyên trước mặt tiền bối kế tiếp còn cần ta làm cái gì đối mặt với vấn đề của ta hoàng phủ xuyên hơi trầm xuống lúc này trong tay hắn lại xuất hiện ngọc trị truyền thừa lúc trước sau đó trực tiếp đưa cho ta tiểu tử kia thứ này ngươi có thể từ bên trong thu được một ít hữu dụng đối với ngươi nhưng đừng thử để cho nó nhận ngươi là chính bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đây không phải là đang đùa dẫn với ngươi đây là trí bảo truyền thừa của hoàng phủ gia ta nó thừa nhận huyết mạch hoàng phủ gia ta mà ngươi có thể thông qua thực lực của ngươi từ bên trong lấy được một ít đạo pháp nhưng không thể mạnh lên bằng không cũng sẽ bị nó công kích ngoài ra thân thể này của ta còn có thể ngưng tụ ra năng lượng một lần linh trí của ta nếu như vậy năng lượng còn lại có thể vì ngươi ra tay một lần chỉ một lần này sau đó ta sẽ tiêu tán cho nên ngươi muốn ta hỗ trợ thời điểm nhất định phải suy nghĩ rõ ràng. Ta có thể giúp ngươi đối phó cường giả trên thiên sư cảnh. Khi ta nghe được lời này của Hoàng Phủ Xuyên trong nháy mắt, trong lòng ta cũng đột nhiên chấn động. Hắn chỉ là tùy tiện lưu lại một đạo tan hồn lực lượng, dĩ nhiên có thể giúp ta đối phó cường giả trên thiên sư cảnh. Cái này không khỏi cũng có chút quá kinh khủng đi. Đồ vật ngươi cất nát đi. Lúc này. Hoàng Phủ Xuyên đem Ngọc Chỉ Truyền Thừa đưa cho ta, nhìn lấy Ngọc trị Truyền Thừa, ta cũng trịnh trọng nhận lấy. Đồ chơi này mặc dù là một kiện bảo vật, nhưng nói trắng ra, đây càng là một phần trách nhiệm a. À. Lúc này, Hoàng Phủ Xuyên trước mặt lại nhìn về phía ta, nói: lúc muốn ta ra tay, dùng thần hồn lực quán thấu một tia vào trong Ngọc Tỷ Truyền Thừa là được. Nghe vậy, ta cũng vội vàng gật đầu. Hoàng. Phù Xuyên khẽ ngẩng đầu, nhìn phía trên, nhẹ giọng nói, ngươi vị đồng bạn kia phía trên, còn sống. Ta chỉ là hai gã hộ vệ trọng thương hắn. Hiện tại hồn phách của hai gã hộ vệ cũng nên tiêu tán. Hơn nữa ta cố ý để cho chiến cuộc của bọn họ ra ngoài thành, cho nên nàng không biết ngươi bị ta một mình mang đến cái chỗ này. Là lưu hay giết, ngươi sau khi đi ra ngoài tự mình quyết định. Tiểu tử kia, Huyên Nhi liền nhờ ngươi rồi. Sau khi nói xong câu đó, thần sắc trong ánh mắt Hoàng Phủ Xuyên trước mặt rốt cục trở nên có chút mờ mịt. Thật giống như lúc trước trong ánh mắt hắn còn có một người sống nên có. Nhưng hiện tại, hắn chỉ còn lại chết lặng. Đúng như lời Hoàng Phủ Xuyên nói. Hiện tại thần hồn lực của hắn còn có một lần có cơ hội ra tay. Hơn nữa cơ hội này có thể đối phó cường giả trên thiên sư cảnh. Bất quá chỉ là chiến lực đơn thuần. Không có bất kỳ linh trí nào. Ý tứ của Hoàng Phủ Xuyên ta hiểu nếu hắn còn giữ lại một tia linh trí như vậy sức chiến đấu của hắn còn lại chút hồn lực này sẽ không mạnh như vậy hít sâu một hơi lúc này ta mới phát hiện lúc trước hoàng phủ xuyên quên nói cho ta biết làm thế nào từ nơi này đi ra ngoài điều này ta vội vàng ở dưới này tìm kiếm một lát sau ta rốt cục nhìn thấy trên đỉnh đầu có một chỗ trông giống như là nắp đẩy nơi đó còn có một cái núm vặn vẹo một chút nhất thời mở ra giống như chính là vị trí vương tỏa lúc trước. Thân hình ta lướt ra khỏi nơi này, vương tỏa kia khôi phục lại bộ dáng lúc trước, mà ta cũng nhìn thấy trong đại điện hết thảy bình tĩnh, bất quá bên ngoài xa xa có thanh âm truyền đến, hẳn là thanh âm chiến đấu. Ta nhanh chóng lao ra khỏi thành chủ đại điện, đến bên ngoài, ta chú ý tới ân tiểu dung cả người thoạt nhìn đã vô cùng suy yếu, mà năng lượng bản thân hai thị vệ mang đao tựa hồ cũng đang tiêu hao. Cả người ta lướt ra, rất nhanh đem hai cái mang đao thị vệ tiêu diệt. Ân Tiểu Dung lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn ta. Ngươi không sao chứ? Hát uy. C mở ta nhìn về phía Ân Tiểu. Dung lên tiếng hỏi thăm. Ân Tiểu Dung nhìn ta một cái. Sau đó khẽ lắc đầu. Vậy mau chữa thương. Chúng ta mau rời khỏi cái chỗ này một chút. Ta sợ còn có cái gì ngoài ý muốn. Ân Tiểu Dung đối với việc này vội vàng gật đầu, ta cho nàng một viên thuốc chữa thương một lát sau ân tiểu dung đứng dậy thương thế của nàng cũng không có hoàn toàn khôi phục bất quá đúng như lời ta nói lúc trước chúng ta phải mau chóng rời khỏi cái chỗ này tên vừa rồi đâu ân tiểu dung nhìn ta hỏi ta suy nghĩ một chút hướng ân tiểu dung giải thích tên kia đích xác cường hãn nhưng con bài tẩy ta sử dụng giống như đem hắn bị thương hắn lui về bên trong vương tòa vương tọa kia không biết là chất liệu gì căn bản đánh không nát tránh cho hắn trong chốc lát xuất hiện chúng ta tốt nhất nên nhanh chóng rời đi sau khi ta nói xong ân tiểu dung bên cạnh gật đầu đáp được sau đó ta cùng ân tiểu dung trước tiên rời khỏi phù không thành này sau khi rời khỏi phù không thành ta xoay người nhìn thoáng qua cái chỗ này nghĩ đến địa phương này bảo vật trọng yếu nhất đều ở trên người ta ta cũng biết lúc trước hoàng phủ xuyên nói với ta những lời này là có ý gì ta giết ân tiểu dung như vậy chuyện này cũng chỉ có một mình ta biết cho nên hoàng phủ xuyên nói ta chỉ cần không cứu ân tiểu dung hai gã thị vệ mang đau kia là có thể giết nàng ân tiểu dung còn sống tất cả những gì chúng ta gặp phải ở phù không thành có thể bị nàng truyền ra ngoài nhưng suy nghĩ một chút ta vẫn quyết định tin tưởng nàng một lần lần này sau khi rời đi ta cùng ân tiểu dung rất nhanh tiến lên. Nửa đường giết một ít yêu thú. Còn có đầu máy hồn thú. Nhưng nói tóm lại, thu hoạch của chúng ta không tính là nhiều lắm. Năm ngày sau, chúng ta cách tiến vào ri tích thượng cổ này đã gần nửa tháng. Mà ta cũng cảm giác được điềm báo trong cơ thể ta sắp đột phá. Không thể không tìm một chỗ dừng lại. Lần này, là ân tiểu dung hộ pháp cho ta. Tiến vào trong huyệt động, ta hít sâu một hơi sau đó đem linh thạch lấy ra bắt đầu tiến vào tu luyện lần này đột phá là nước chảy thành sông bởi vì lúc trước ta đã tiến hành một ít áp chế cảnh giới lần này rõ ràng là áp không qua được cảm thụ được chung quanh từng cỗ linh khí nồng đậm chui vào trong thân thể khí lốc trong cơ thể ta cũng là vào lúc này điên cuồng vận chuyển cùng lúc đó khí xoáy trong cơ thể phẳng phất đang không ngừng lớn lên ta không biết hao phí bao nhiêu linh thạch ta chỉ cảm giác được lốc xoáy trong cơ thể dĩ nhiên là chia làm hai. Hai cái lốc xoáy đồng thời xoay tròn. Tình huống như vậy làm cho ta có chút không ngờ tới. Lúc này ta mới vừa mới cảm giác được. Chính mình hình như không có nghiêm túc chú ý qua. Chính là sau khi tiến vào địa sư cảnh lốc xoáy là bộ dáng gì? Đó là cách. Hai cơn lốc xoáy. Ta mở mắt ra. Cảm thụ được hai cái lốc xoáy trong cơ thể xoay tròn rõ ràng so với lúc trước càng thêm nhanh. Tốc độ hấp thu linh khí cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà, quan trọng hơn là giờ phút này trong cơ thể ta vận chuyển khí xoáy, ta liền cảm giác được một cỗ lực lượng nặng nề thông qua bàn chân của ta, sau đó tiến vào thân thể ta. Địa sư cảnh có thể dẫn động đại địa lực. Đây chính là vốn liếng của địa sư cảnh, dẫn động đại địa lực có thể khiến cho công kích bản thân, thậm chí phòng ngự đều trở nên mạnh hơn mà lực lượng thân thể tiến vào địa sư cảnh chính là lực lượng thuần túy đủ để lay động địa sư cảnh cái này cùng linh khí vẫn có chút khác biệt hiện tại ta xem như song song địa sư cảnh ta hít sâu một hơi cuối cùng cũng là đột phá ít nhất như vậy thực lực của ta cũng tăng lên rất nhiều như vậy ở thượng cổ di tích này xác suất sống sót cũng lớn hơn một chút bất quá ta cũng không có gấp gáp rời đi mà là trước tiên thử một chút ở trong tấm bia đá có thể đạt được chút thứ gì đó hay không. Dù sao lần trước ta vào huyền cảnh đỉnh phong đi vào, không có làm được chỗ tốt gì. Bên trong tấm bia đá lấy được đạo pháp tuyệt đối đều là thứ tốt, ta tự nhiên cũng là muốn. Khi linh khí của ta quán, của ta thấm tiến vào bên trong tấm bia đá, cả người ta lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt tấm bia đá kia. Cùng lúc đó, ta rốt cục là thấy được trên tấm bia đá những phù văn kia vẫn là bơi động. Sau đó hướng đầu ta bay tới. Bồn lột phá. Đây là một chiêu đạo pháp công kích lực bộc phát vài câu, đem linh khí trong cơ thể bản thân hội tụ đến một chỗ. Thậm chí có thể hình thành một đạo ám kinh khủng bố. Đạo công kích này tốc độ nhanh, lực công kích cực mạnh. Thậm chí sau này còn có thể bộc phát ám kinh. Ám kinh có thể ẩn núp trong cơ thể địch nhân. Sau đó trong nháy mắt nổ tung. Đây chính là chỗ lợi hại của môn bồn lôi phá này. Thứ tốt, thứ tốt. Bồn lôi phá đích thật là thứ tốt. Quả nhiên A, à, bên trong tấm bia đá này lấy được đều là thứ tốt. Không có một loại là làm cho ta thất vọng. Đúng rồi, vậy truyền thường Ngọc Trị thì sao? Ta lúc này đột nhiên nghĩ đến. Lúc trước Hoàng Phủ Xuyên đã nói cho ta biết. Ta có thể từ trong truyền thường Ngọc Trị này lấy được một vài thứ. Bất quá cũng là cần ta thông qua thực lực của mình nói cách khác có một số thứ nếu tôi thực lực còn chưa tới đồng dạng không chiếm được ngằng đầu nhìn nhìn bên ngoài cũng không có nhìn thấy thân hình ân tiểu dung hẳn là ở bên ngoài hộ pháp cho ta mà ta cũng âm thầm đem truyền thừa ngọc tỷ lấy ra muốn nhìn xem trong này rốt cuộc có thể đạt được thứ gì tốt hay không lấy ra ngọc tỷ truyền quốc của phù không thành này ta đem linh khí bản thân quán thâu vào một lát sau ta cảm giác được ý thức của ta giống như tiến vào một mảnh không gian, chuẩn xác mà nói càng giống như một gian phòng nhỏ, mà ở trong căn phòng nhỏ này, ta phát hiện trong này càng giống như một hoa viên. Lại nói tiếp, hoa viên khép kín như vậy thật đúng là tương đối kỳ lạ. Nhìn bốn phía, tựa hồ trồng một vài thứ, ta nhìn thấy trên những cây kia hình như còn có trái cây. Thậm chí ta có thể cảm nhận được lực lượng tinh thuần truyền đến từ trên quả kia. Đây là linh quả trong lòng ta vô cùng kinh ngạc linh quả thứ này ta biết thế nhưng ở trước mắt mà nói ta đây là lần thứ hai gặp trước ở ân gia thời điểm liền nghe được bọn họ nói chuyện phiếm có nói cái gì linh quả người ân gia cũng đưa tới cho chúng ta một phần linh quả chẳng qua cái loại này linh quả ẩn chứa linh khí cũng không phải rất nhiều hơn nữa cũng không phải là cao cấp linh quả gì thế nhưng linh quả trước mắt này rõ ràng chính là không giống nhau Ta từ bên trong cảm nhận được cố tinh thuần linh khí kia. Ta có thể cam đoan. Đồ chơi này tuyệt đối là thứ tốt. Ta nhịn không được muốn thử hái một quả xuống. Dừng một lúc. Một quả hồng đồng đồng linh quả xuất hiện trong tay ta. Thoạt nhìn có đào lớn như vậy. Hơn nữa bộ dáng cũng cùng đào có vài phần tương tự. Ăn một cái thử xem. Trong lòng ta âm thầm nghĩ đến. Sau đó ta cũng chậm rãi đem linh quả này đặt ở bên miệng. Sau đó thử cắn một miếng theo ta một ngụm cắn xuống. Toàn bộ linh quả trong nháy mắt hóa thành một cỗ thanh ngọt. Sau đó theo hầu họng liền đi xuống. Có chút cảm giác chưa bát giới ăn nhân sâm quả. Bởi vì ta ngay cả một chút hương vị cũng không có nếm được. Cứ như vậy gần trong bụng ta. Ta còn không kịp phản ứng quá nhiều trong nháy mắt. Ta đột nhiên cảm nhận được trong thân thể của ta. Có một cỗ lực lượng cực kỳ bành liệt trong nháy mắt bộc phát ra. Thậm chí cỗ lực lượng này còn có một tia cực nóng tựa hồ đang không ngừng thiêu đốt kinh mạch cùng huyết nhục bên trong thân thể ta. Mẹ kiếp, đây là tình huống gì? Nhận thấy được tình huống này trong lòng ta kinh hãi, linh quả này ăn vào dĩ nhiên có phản ứng lớn như vậy. Ta cũng không có phục hồi tinh thần lại, nhưng hiện tại tình huống này đã là không tới phiên ta suy nghĩ nhiều. Cả người rất nhanh ngồi xuống, sau đó vận chuyển công pháp gián ngươi, không ngừng muốn luyện hóa cỗ năng lượng này. Ta hiện tại cảm giác được cả người không hiểu sao nóng lên thậm chí linh khí trong cơ thể đều bị lực lượng linh quả này mang theo có chút sôi trào. Vốn ta liền muốn nếm thử linh quả này là mùi vị gì tới. Vì sao phải đột nhiên cho? Ta một đợt này. HTUC mời điều này làm cho tôi hoàn toàn không có một nửa chuẩn bị à. Buồn bực nói không nên lời. Không đủ hiện tại ta có thể làm chính là tận khả năng đi ổn định cố lực lượng này. Làm cho hắn trở nên vững vàng trở lại. Hơn nữa ta vẫn có cảm giác. Chỉ cần ổn định cố lực lượng này, hoặc là nói đem cố lực lượng này hấp thu hóa thành dùng của mình như vậy thực lực bản thân ta khẳng định cũng có tăng lên cố lực lượng này tuy rằng khổng lồ hơn nữa mang theo một tia cuồng bạo thế nhưng cũng không có làm loạn chậm rãi ta thậm chí phát hiện cố lực lượng này giống như đang rèn luyện thân thể của ta trong cơ thể ta đang có một ít tạp chất bị bài tiết ra ngoài cơ thể đây là một phát hiện có chút kinh ngạc ngoài ra một cố lực lượng kia vẫn là ở trong đen điền của ta không ngừng bù đắp thân thể của ta hảo ra hòa linh quả này hình như thật sự là thứ tốt a à. trong lòng ta nhấc lên một trận kinh ngạc đồng thời lại rất nhanh đem cố lực lượng này dung hợp trong thân thể của ta khi ta lần nữa mở mắt ra ta nhìn thân thể ta giống như có thêm một tầng đô vật bần đen đây có phải là cơ thể của tôi đã được rửa sạch nhìn rất ghê tởm mà thu hoạch lớn nhất chính là thực lực của ta bây giờ, dĩ nhiên trực tiếp tăng lên địa sư cảnh trung kỳ. Ở trong thân thể của ta, có ba cái lốc xoáy. Một cái lốc xoáy là nhập huyền cảnh, hai cái lốc xoáy là địa sư cảnh sơ kỳ, ba cái lốc xoáy là địa sư cảnh trung kỳ. Hiệu quả của linh quả này quả thực ngoài dữ liệu của ta. Lúc này ta đứng dậy, sau đó đi ra huyệt động. Ta nhớ rõ phụ cận này hình như có một cái hồ nước nhỏ, lúc trước ta cùng ân tiểu dung đến đã nhìn thấy qua bất quá vì an toàn ta đem thực lực bản thân ẩn giấu đến địa sư cảnh sơ kỳ dù sao hại người chi tâm không thể có phòng người chi tâm không thể không có trên người nếu có ẩn nấp thực lực pháp môn tự nhiên là không thể lãng phí như vậy coi như là ở thời điểm chiến đấu nói không chừng cũng có thể phát huy hiệu quả không tồi chúc mừng nhìn thấy ta từ sơn động đi ra Ân Tiểu Dung bên cạnh vội vàng hướng về phía ta lên tiếng. Sau đó nàng nhíu mày hỏi trên người ta là cái gì? Cái gì? Công pháp của ta có chút đặc thù. Mỗi lần đột phá đều có thể tẩy tùy một chút tạp chất trong thân thể. Ta trước đi tẩy rửa một phen. Ta đối với Ân Tiểu Dung xấu hổ cười cười, sau đó rất nhanh hướng hồ nước nhỏ trong trí nhớ lúc trước lướt tới. Khi ta toàn bộ rửa sạch trở về, Ân Tiểu Dung còn đứng tại chỗ chờ ta. Hiện tại tốt rồi chúng ta xuất phát đi giờ phút này ân tiểu dung đánh giá ta một chút cũng không nói nhiều chúng ta tiếp tục đi tới mà căn cứ vào cảm ứng truyền đến từ phù lệnh của chúng ta chúng ta cách một đội đồng đội khác tựa hồ không xa bên kia cũng là hai người khoảng cách chúng ta nên nhiều nhất chính là lộ trình một ngày lúc trước ta cùng ân tiểu dung đã thương nghị qua chúng ta có thể cùng hai vị đồng đội này gặp nhau trước sau đó tiếp tục đi con đường kế tiếp hiện tại càng hướng tới thánh điện như vậy gặp phải đội ngũ khác tỷ lệ người cũng sẽ càng lớn vì bảo hiểm chúng ta nhất định phải ôm đoàn trước mới được chúng ta nhanh chóng lướt về phía vị trí của hai đồng đội kia một ngày sau chúng ta cách vị trí của hai vị đồng đội cũng càng ngày càng gần chính là màn đêm đối phương tựa hồ cũng không có di động hẳn là ở trong trạng thái nghỉ ngơi ta cùng ân tiểu dung tự nhiên là chuẩn bị tới gần bởi vì bọn họ khẳng định cũng biết vị trí của chúng ta ở đâu khi chúng ta đến vị trí của hai người này lại nghe được một trận thanh âm chiến đấu truyền đến ngươi đang làm gì không phải là để cho ngươi thu hút anh chàng này rất hiển nhiên hai người đang vây công một con yêu thú thì ra bọn họ không nhúc nhích là bởi vì gặp phải yêu thú tập kích mà sau khi ta nhanh chóng tới gần ta mới phát hiện trong hai người này dĩ nhiên còn có một người quen hà đào bất quá hiện tại hà đào thoạt nhìn bộ dáng cực kỳ chật vật ta thậm chí nhìn thấy một trong những cánh tay của hắn dĩ nhiên đã đứt đoạn giống như là bị thứ gì đó xé rách hà đào hiện tại sắc mặt cực kỳ khó coi mà bên kia một con yêu thú thật lớn dữ tận nhìn hai người thanh niên kia mặt giận dữ nhìn hà đào ta đã tận lực rồi hà đào mặt lộ ra chua sót sau đó nhìn thanh niên lên tiếng thanh niên nghe nói như vậy hừ lạnh một tiếng Hừ, thật vô dụng. Nếu không phải ta, ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Hãy để ngươi làm mồi nhừ là xấu. Tiếng quát trầm thấp từ trong miệng thanh niên kia truyền ra. Mà trong nháy mắt ta nghe được những lời này, trong lòng cũng trầm xuống. Hà Đào sở dĩ bị thương. Là bởi vì tên gia hòa này lấy hắn làm mồi nhừ. Ngươi có thể sống cho đến ngày hôm nay, cũng có công lao của mình. Giữa sân, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, người đang quát lớn hà đào sắc mặt hơi trầm xuống sau đó hướng bên này nhìn lại là ai hắn nhìn trong rừng rậm mà ta cùng ân tiểu dung cũng là vào lúc này hướng bọn họ lướt ra ta trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hà đào nhìn thấy ta xuất hiện trên mặt hà đào cũng là trong lúc hiện ra một tia kinh ngạc trần huynh tôi khẽ gật đầu với hà đào không sao chứ đến đây trước tiên đem đan dược chữa thương này ăn vào đem đan dược chữa thương trên người ta đưa cho Hà Đào một quả. Sau đó ta nhìn thoáng qua cánh tay hắn đứt. Cánh tay là từ vị trí trên khuỷu tay đứt đoạn. Giờ phút này máu tươi đã dừng lại. Nhưng sắc mặt Hà Đào thoạt nhìn vẫn có chút trắng bệch như trước. Hà Đào cũng không có nói nhảm. Đem đan dược nuốt vào. Sau đó lặng lặng ngồi ở bên cạnh chữa thương. Ngươi là ai? Tên gia hòa này nhìn ta. Ánh mắt của hắn có vẻ có chút âm trầm. Lúc này ta hơi quay đầu, nhìn về phía người trước mặt này mà khi ta nhìn thấy dấu hiệu trên người người trước mắt này lông mày của ta khẽ nhíu lại một chút quen thuộc như thể nó đã nhìn thấy nó ở đâu đó sau đó ta đột nhiên tỉnh ngộ lại sau đó nhìn người trước mặt này lên tiếng ngươi là của đao thần tông đúng không ồ xem ra ngươi đã nghe qua danh tiếng của đao thần tông ta hiện tại lập tức xin lỗi tôi đinh phồn tôi có thể không đổ lỗi Tên này trên mặt hiện ra một tia kiêu ngạo, hướng lịch quát ra tiếng, bất quá trong ánh mắt nhìn về phía ta, cũng tràn ngập một trận khinh miệt. Đao Thần Tông là đại tông môn bên kia xuyên thục, thực lực chỉ sợ so với Thất Tinh Cung đều không bằng bao nhiêu. Lần trước linh thạch quáng mạch chi tranh thời điểm, ta còn cùng Đao Thần Tông hai gã đệ tử đều chiến đấu qua, cho nên vẫn là có chút ấn tượng. Lúc trước ở Ân gia ta ngược lại cũng không có quá nhiều chú ý trong đội ngũ của chúng ta dĩ nhiên là còn có người của đao thần tông htucmr phút này yêu thú kia nhìn thấy bốn người chúng ta tựa hồ cũng trở nên cảnh giác tôi cảm thấy đầu óc ngươi có chút vấn đề người bạn này của tôi ngươi lấy anh ta làm mồi nhự coi như xong hắn đã trọng thương ngươi không nhìn thấy sao ngươi trước tiên không phải là để cho anh ta nhanh chóng rời khỏi chiến trường chữa bệnh nhưng chỉ trích anh ta chiến đấu lúc trước của các ngươi nếu không có hắn hỗ trợ ngươi cho rằng ngươi có thể thoải mái như vậy sao ta nhìn người trước mắt này đinh phồn này không nói hai lời thế nhưng còn muốn ta xin lỗi thật sự là năm kỳ lạ có năm nay đặc biệt nhiều giác nên có thái độ rác rưởi ngươi biết anh ta vậy chứng minh ngươi cũng là kiềm tình không biết ngươi lại là tông môn rác rưởi nào đinh phồn nhìn tôi vẻ châm chọc trên mặt cả người cũng không có chút che giấu nào thậm chí lúc anh đang nói chuyện ánh mắt còn cố ý nhìn lướt qua bên cạnh ân tiểu dung ân tiểu dung kỳ thật rất xinh đẹp biểu hiện trước mặt nữ nhân rất bình thường nhưng mà nghe được lời nói của tên này khóe miệng ta lại mỉm cười cũng đúng rác rưởi nên có thái độ rác rưởi tôi khẽ gật đầu phụ họa lời nói của người này lên tiếng trong nháy mắt thanh âm của tôi hạ xuống cả người đinh phồn tựa hồ còn có chút buồn bực tôi thế nhưng lại nói những lời giống như anh ta nói hãy để tôi xem ngươi rác rưởi như thế nào thanh âm nhàn nhạt truyền ra sau đó thân hình cả người ta cũng chật biến mất tại chỗ nhìn thấy ta đột nhiên ra tay cả người đinh phồn kia còn có chút không có phục hồi tinh thần lại bất quá khí tức trên người hắn cũng trong nháy mắt bộc phát ra sau một khắc nắm đấm của ta trực tiếp oanh kích vào người tên này cả người hắn mắt phồng lên bởi vì một quyền này của ta. Thiếu chút nữa đem ánh mắt hắn đánh ra. Mà thân hình của hắn cũng trực tiếp hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Thân thể nặng nề nện trên mặt đất. Sau đó hắn khom người. Nửa ngày không có đứng dậy. Ngươi cảm thấy ngươi ở trước mặt tôi. Là gì? Tôi nhìn đinh phồn đang nằm sấp trên mặt đất. Lạnh lùng lên tiếng. Ân tiểu dung đứng bên cạnh vẫn không nói gì. Cô liền lặng lặng nhìn. Tuy rằng đinh phồn này là đội chính nhưng đối với loại người này ngay cả đồng đội của mình cũng lừa gạt mang theo bên người chẳng những không có nửa điểm trợ giúp thậm chí tùy thời cũng có thể là một quả bom hẹn giờ nếu như ở thời khắc mấu chốt ở sau lưng ngươi đâm một đao loại người này thật sự không dám mang theo bên người lúc này đinh phồn ngẩng đầu lên gương mặt thoạt nhìn có chút vặn vẹo là bởi vì thống khổ mà tạo thành ánh mắt anh nhìn tôi nhưng không còn kiêu ngạo như trước ngược lại có chút ý tứ né tránh. Trần huynh, cảm ơn. Phía sau, Hà Đào đứng dậy, sắc mặt tốt hơn rất nhiều, hơi lên tiếng với tôi, nghe vậy tôi cũng cười với Hà Đào, không sao đâu, người thường thế có tốt hơn không? Đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hà Đào vội vàng gật đầu lên tiếng, mà ta nhìn về phía Ân Tiểu Dung bên cạnh, lên tiếng hỏi, Ân cô nương đội ngũ của chúng ta cộng thêm vị bằng hữu này của ta không có vấn đề gì chứ về phần hỏi ý kiến ân tiểu dung hoàn toàn là lễ phép dù sao tất cả mọi người đều là đồng đội tôn trọng là lẫn nhau ta không có ý kiến ân tiểu dung khẽ gật đầu lên tiếng nói lúc này ta nhìn về phía đinh phồn kia nói thật vừa rồi nếu không phải ta kịp thời chạy tới hà đào rất có thể sẽ táng sinh hồ cảm giác được. Sát khí trong ánh mắt tôi, đinh phồn vội vàng đứng dậy, sau đó xoay người rất nhanh rời đi. Nhìn thấy cảnh này, tôi đã không tiếp tục đuổi theo. Đi thôi, tìm một chỗ, để Hà Đảo chữa thương thêm một lát. Ta nhìn về phía ân tiểu dung, lại lần nữa lên tiếng. Ân tiểu dung đối với việc này cũng khẽ gật đầu. Sau đó chúng ta rời khỏi nơi này, tìm được một sơn động, chờ Hà Đảo chữa thương. Hai ngày sau, Thương thế trên người Hà Đào xem như hoàn toàn khôi phục, chỉ là cánh tay bị gãy không có cách nào khôi phục như cũ. Vốn tưởng rằng lần này có thể tìm được hai đồng đội, lại thật không ngờ gặp được người như Đinh Phồn. Bất quá nhiều Hà Đào, coi như là có thêm một đồng đội. Thực lực hiện tại của Hà Đào cũng tiến vào địa sư cảnh sư kỳ, chính là lúc hắn chữa thương đột phá. Nửa tháng chiến đấu này, đối với Hà Đào mà nói, cũng có trợ giúp rất lớn. Sau đó, hà đào nói cho chúng ta biết ngày hôm sau hắn rơi xuống đất liền cùng đinh phồn gặp nhau bởi vì thực lực tương đối làm mỗi lần đều là hắn đi làm mồi nhử sau đó đinh phồn diệt giết yêu thú hai người cơ hồ muốn bốn đầu yêu thú đinh phồn mới có thể chia một đầu thú hồn yêu thú cho hà đào trong khoảng thời gian này hào hào tăng lên thực lực đến lúc đó nếu như lại đụng phải tên kia mạng của hắn ngươi tự mình thu ta nhìn hà đào trực tiếp lên tiếng nghe vậy hà đào cũng là trịnh trọng điểm trong khoảng thời gian này xem ra hà đào dưới sự áp bách của đinh phồn rất nghẹn khuất loại này nghẹn khuất dù sao cũng cần một ít phát tiết đến lúc đó nếu như lại gặp phải đinh phồn hà đào coi như là chết cũng sẽ tìm về cái chàng này đây là tôn nghiêm của một tu giả lúc này thân hình của ta đột nhiên dừng lại sau đó nhìn về phía trước có động tĩnh Ân Tiểu Dung bên người cũng thấp giọng nói. Sau đó, ở phía trước chúng ta, có từng trận sặc sâu thanh âm truyền đến. Thanh âm này càng ngày càng gần, đang không ngừng hướng chúng ta tới gần. Tôi thậm chí còn thấy phía trước giường như truyền đến âm thanh của cây cối bị gãy. Đó là một con quái vật khổng lồ. Cẩn thận một chút. Ta nhìn ân tiểu dung bên cạnh còn có Hà đào. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lúc này, thanh âm cây cối gáy trước mặt cũng càng lúc càng đến gần. Cảm giác được thanh âm kia tới gần. Thân hình ba người chúng ta đột nhiên lui về phía sau. Ngay sau đó, một cái đầu khổng lồ xuất hiện trước mặt chúng tôi và một lá thư đỏ tươi phun ra. Trước mặt chúng tôi, có một con chăn khổng lồ. Kích thước của con chăn này nếu như nói dung thủy bồn thô to để hình dung, một chút cũng không quá đáng. Bởi vì ta cảm giác được thùng nước bình thường, có lẽ căn bản cũng không thô như con rắn trước mắt này. Trong nháy mắt nhỏ, một cái đuôi rắn thật lớn mang theo khí thế hủy diệt, cây cối ở giữa căn bản là không cách nào ngăn trở động tác cự mãng này. Đuôi rắn trực tiếp hướng chúng ta ầm ầm hạ xuống. Nhanh, phân tán ra. Ta đối với Hà Đào, Ân Tiểu Dung bên cạnh khẽ quát ra tiếng. Phạm vi công kích của tên này rất lớn, mà chúng ta hiện tại trước tiên chính là muốn kéo vị trí của chúng ta ra ít nhất dưới tình huống như vậy, đại gia hỏa trước mắt này công kích sẽ có thêm hai mục tiêu, như vậy nó cũng sẽ không thuận tay như vậy. Mọi người phối hợp công kích, Hà Đào ngươi bên kia cẩn thận một chút, tận lực không nên dựa vào quá gần. Thực lực của cự chăn này ở địa sư cảnh hậu kỳ, hơn nữa hình thể khổng lồ như thế, thực lực của Hà Đào chênh lệch rất lớn. Để tránh cho Hà Đào bị cự sát này lập tức chết đi, cho nên Hà Đào bên kia nhất định phải chú ý khoảng cách công kích. Hình thể cự sát này tuy rằng rất lớn, nhưng vừa rồi tốc độ công kích của nó lại nhìn ra được, một chút cũng không chậm. Nhìn ba người chúng ta tách ra, ánh mắt cự mãng này rốt cục bắt đầu nhìn xung quanh, bởi vì nó hiện tại không biết dẫn đầu công kích người kia. Bất quá chỉ là thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Ánh mắt cự mãng này trực tiếp rơi vào trên người ta. Nhìn thấy một màn này trong lòng ta hơi trầm xuống. Tên này dĩ nhiên lần đầu tiên liền lựa chọn ta không có cách nào nếu đã được chọn vậy chỉ có thể hấp dẫn ánh mắt sau đó chờ ân tiểu dung cùng hà đào bên cạnh đi công kích đuôi rắn thật lớn hướng ta nện xuống thân hình của ta cũng trong khoảnh khắc biến mất bất quá sau một khắc đồng tử của ta hơi co ruột lại ta nhìn thấy trong miệng mãng xà kia dĩ nhiên là có một đạo chất lỏng hóa thành một mũi tên sắc bén bắn ra hướng công kích tới nọc độc HTUC không mét trong nháy mắt nhìn thấy thứ kia. Ta trước tiên nghĩ đến thứ này, xà độc. Nhưng không phải nói mãng xà đều là không có độc sao. Tôi tin vào ngươi một con mà. Cũng may thân pháp phù du của ta tu luyện tới tầng thứ hai. Mà nhìn thấy nọc độc kia hướng ta công kích tới. Thân hình của ta cũng là mãnh liệt chuyển động. Rất nhanh hướng bên kia xẹt ra. Thân hình dừng lại ở trên không trung trong nháy mắt. Mà nọc độc kia trực tiếp từ bên người ta bắn qua rơi xuống mặt đất nọc độc kia rơi xuống đất trong nháy mắt từng đợt thanh âm tư tư truyền ra ta nhìn thấy hoa cỏ trên mặt đất trong nháy mắt khô héo trở nên đen nhánh nọc độc này còn có sự ăn mòn cực kỳ cường đại ân tiểu dung cùng hà đào ở bên kia cũng phát động công kích mà giờ phút này công kích của ân tiểu dung rõ ràng là làm cho cự sát này cảm giác được uy hiếp ánh mắt của nó đột nhiên chuyển đầu thật lớn hướng ân tiểu dung cắn xuống nhìn thấy một màn này trên cổ tay ta. Trường tiên màu đen trong nháy mắt hiện lên, hướng thân thể cự mãng kia quấn quanh. Trên không trung có từng trận tiếng vang rất nhỏ truyền ra. Sau đó ta liền thấy được trên trường tiên màu đen trước mặt, gai nhọn kia rất nhanh hiện lên, hướng cự mãng quấn quanh. Hắc sắc trường tiên trực tiếp đem thân hình khổng lồ của cự mãng quấn lấy, gai nhọn kia hướng trên vảy rắn của cự mãng đâm xuống. Dĩ nhiên truyền ra từng trận thanh âm kim thiết giao thông. Sau một khắc, một cỗ lực lượng thật lớn trực tiếp từ trên cổ tay ta truyền đến, là cự mãng kéo người, trực tiếp theo trường tiên lan tràn tới. mà trong lòng ta cũng là kinh hãi. bất quá ta cũng không có chuẩn bị buông cự mãng này ra, mà là theo lực đạo của hắn, cả người trực tiếp rơi vào trên thân thể cự mãng. vị trí này cự mãng vừa lúc không cách nào công kích đến ta, mà giờ phút này ta dùng hắc sắc trường tiên gắt gào quấn lấy cự mãng, ta càng là nhìn thấy. Trên trường tiên màu đen, vô số hắc khí đang không ngừng hướng trong thân thể cự mãng thấm vào. Cự chăn phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ta không biết có phải hay không những hắc khí kia đối với cự sát này sinh ra thương tổn. Sau một khắc, ta một nắm tay đột nhiên hướng thân thể cự sát nện xuống. Này. Một tiếng nặng nề truyền ra. Sau một khắc, thân thể cự mãng mạnh mẽ hướng phía dưới trầm xuống. Sau đó ta nhìn thấy vị trí ta vừa mới công kích lân rắn dĩ nhiên trở nên có chút vỡ vụn mà mở ra lại cho ngươi một quyền ta khẽ quát ra huyền vũ thất thức lực lượng công kích trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra lại một quyền oanh kích ở vị trí tương tự lúc này phá quân xuất hiện trong tay ta cả người ta buông tha trường tiên màu đen nhảy lên một trận phá sơn hà tiếng quát khẽ hạ xuống phá quân trong tay trực tiếp oanh kích trên lưng cự mãng lực lượng khủng bố đem toàn bộ thân thể cự mãng đập trực tiếp rơi trên mặt đất. Giờ phút này, ta trực tiếp thu hồi trường tiên màu đen. Thân hình cự mãng rơi trên mặt đất vặn vẹo. Sau đó bò dậy, cái đầu to lớn của nó hiện tại giống như chỉ có ta. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta. Nhìn thấy một màn này trong lòng ta hơi trầm xuống. Bởi vì ánh mắt của rắn thoạt nhìn rất âm độc. Cự sát này hiện tại nhìn chằm chằm vào ta, khó tránh khỏi là làm cho ta cảm giác được có chút âm lãnh khó hiểu. Đúng lúc này, cả người ân tiểu dung bên cạnh giờ phút này trực tiếp hướng cự sắp bay qua. Ta chú ý tới dấu nút trong tay ân tiểu dung giống như không ngừng biến hóa. Trên bầu trời, tựa hồ có khí tức khủng bố đang ngưng tụ. Lập tức ta nhìn thấy trên bầu trời có một đạo trưởng khối thật lớn hiện lên. Đó là một kích của ân tiểu dung xúc lực. Lạc thiên trưởng. Lạc Tiếng quát khẽ từ trong miệng ân tiểu dung truyền ra trong nháy mắt. Ta nhìn thấy trường mãng kia trực tiếp hướng cự mãng phía dưới rơi xuống. Thân thể cự mãng vừa mới đứng lên. Sau một khắc, trường trụ trực tiếp rơi vào trên người cự mãng kia. Một tiếng kêu bi minh truyền ra. Thân thể cự chăn lại một lần nữa bị nện trên mặt đất. Thực lực của cự chăn này tuy rằng khủng bố, nhưng cũng may ta cùng ân tiểu dung cũng không phải ăn chay. Nhìn thấy con chăn khổng lồ bị đập xuống đất lần nữa, ta nhìn chuẩn cơ hội. Thân pháp phù du, tan ảnh trong sân hiện lên. Cả người ta xuất hiện trước mặt cự mãng não. Sau đó, phá quân kích trong tay ta cũng đột nhiên đâm xuống một con mắt cự mãng kia. Phốc phốc. Một tiếng trầm đục truyền đến. Một cỗ máu tươi bắn tung tóe, Mà thân hình của ta cũng rất nhanh thối lui. Dù sao ta cũng không biết trong huyết dịch cự ly này rốt cuộc có độc hay không. Thứ này mang theo độc, cho nên phải hết sức cẩn thận ung. Um. Phá quân trực tiếp đâm thùng đầu cự mãng. Một tiếng bi thương cuối cùng truyền ra. Ta thoáng thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này ta cảm nhận được sinh cơ trên người cự mãng đang nhanh chóng biến mất. Trong chốc lát, ta hướng cự mãng kia đi tới. Sau đó rút trường kích trên mắt cự mãng ra. Máu tươi theo ánh mắt chảy ra. Mà lúc này, trong nháy mắt máu tươi đụng phải thân thể ta. Tấm bia đá trong cơ thể ta bắt đầu rất nhanh run dày phảng phất là cảm giác muốn đem máu tươi của cự mãng toàn bộ hấp thu vào. Trong lòng ta sừng sốt một chút, sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống, sau đó rất nhanh hướng thi thể cự sát tới gần. Quả nhiên, tấm bia đá đang hấp thu những tinh huyết này. Ân tiểu dung bên cạnh có chút nghi hoặc nhìn ta. Lên tiếng hỏi, ngươi cần máu tươi này. Nghe vậy ta khẽ gật đầu, ta tu luyện một môn luyện thể pháp môn. Máu của cự mãng này tựa hồ có thể rèn luyện thân thể của ta, cho nên thú hồn ta liền không cần. Ngươi thu đi. Máu huyết này bị tấm bia đá thu lại. Nhưng ta lại không biết đây là bị rốt cuộc đem máu tươi của cự chăn thu. Lại làm gì? Vừa rồi ta nói dùng để rèn luyện thân thể. Cũng chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi. Ít nhất trước mắt phải đem máu của cự mãng này lấy đến tay rồi lại nói khác. Cự mãng này là bị ngươi giết. Chuẩn sắc mà nói. Ta cũng không có xuất ra bao nhiêu lực cho nên thú hồn vẫn là ngươi thu đi ân tiểu dung bên cạnh nhìn về phía ta khẽ lên tiếng nếu ân tiểu dung đã nói không cần vậy khẳng định chính là không cần lúc trước nàng nếu cảm thấy thú hồn thuộc về nàng không có gì không ổn nàng cũng sẽ không cự tuyệt thấy thế ta nhìn về phía vị trí của hà đào hà huynh ngươi thu thú hồn này đi chờ chúng ta săn giết một con yêu thú lại cho ân cô nương Hà Đào cư tuyệt lật một cái. Bất quá dưới sự khuyên bảo của ta, Hà Đào vẫn tiếp nhận thú hồn cự mãng này. Khi ta đem máu tươi của cự mãng hút khô, chuẩn xác mà nói hẳn là sau khi tấm bia đá hút khô máu tươi của cự mãng, toàn bộ thân thể cự mãng phẳng phất nhỏ đi một vòng lớn. Mà ân tiểu dung lúc này cũng tiến lên, hỏi ra rắn cự sát này có thể cho nàng hay không. Tự nhiên có thể, thứ này đối với chúng ta mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng ân tiểu dung đem da rắn thu lại sau đó nàng cũng trực tiếp nói cho chúng ta biết nói nếu nàng còn sống đi ra ngoài sẽ để cho ân gia luyện chế da rắn này thành nội giáp tấm da rắn này rất lớn có thể luyện chế vài phần nội giáp đến lúc đó cộng thêm một ít tài liệu khác phòng trừng cho dù là cường giả thiên sư cảnh cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của nội giáp này HTWCM nghe được ân tiểu dung nói như vậy trong lòng ta tự nhiên cũng thoáng kinh ngạc. Nhưng ta biết, nhàn nhạt, nhạt là da rắn này cộng thêm lân phiến phía trên. Khẳng định không có khả năng đạt tới loại hiệu quả này, mà trọng điểm trong lời nói này của ân tiểu dung rõ ràng là ở chỗ thêm tài liệu khác. Lân phiến trên da rắn này, phòng trừng cũng chỉ là một trong những tài liệu chính, cho nên ân tiểu dung mới có thể đem thứ này thu lại. Nhưng ta biết, nếu không có tài liệu khác gia tăng, nội giáp này căn bản là không cách nào luyện chế thành công. Cho nên không cần phải dối rắm vấn đề này. Sau khi đem mấy thứ này cất gượng chúng ta nhanh chóng rời khỏi cái chỗ này, căn cứ vào cảm ứng trên phù lệnh. Chúng ta phát hiện khoảng cách với chúng ta bên này có mấy đồng đội, đang hướng giữa tới gần, mà một ít đồng đội còn lại không sai biệt lắm cũng là ba năm người cùng một chỗ. Chúng ta sẽ hợp với họ. Vị trí này trước kia hội hợp mà nói, hầu như cũng chỉ có năm ngày không tới thời gian. Hà Đào bên cạnh nhìn về phía ta cùng ân tiểu dung, lên tiếng hỏi thăm. Nghe nói như vậy ta cũng nhìn về phía ân tiểu dung, nàng trung quy vẫn là người ân gia. Rất nhiều chuyện kỳ thật ân tiểu dung so với chúng ta còn rõ ràng hơn, cho nên vấn đề này ta vẫn cảm thấy nghe theo ý kiến của nàng. Đối với ánh mắt của ta, ân tiểu dung chậm rãi lên tiếng nói, ta không đề nghị hội hợp, bởi vì đến phía sau, hồn lực trong tay chúng ta đều cần phải nhanh chóng tăng lên mà nhân số quá nhiều, đến lúc đó phân phối chính là một vấn đề. Nhưng bình thường mà nói, khoảng cách giữa chúng ta không nên kéo quá xa nhau. Như vậy vào thời khắc mấu chốt, nếu như nhận được sự cầu cứu của đối phương, như vậy chúng ta có thể kịp thời trợ giúp. Nói đến cầu cứu, chỉ cần khoảng cách của chúng ta kéo gần đến nửa ngày có thể chạy tới, như vậy liền có thể truyền âm cầu cứu. Khoảng cách quá xa, truyền nhạc phù liền không cách nào đạt tới hiệu quả tốt như vậy. Ân Tiểu Dung nói cái này cũng đích thật là một vấn đề. Dù sao người quá nhiều, đến lúc đó tiêu diệt một hai con hồn thú. Thú hồn phân phối chính là một vấn đề rất lớn. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta vừa nghỉ ngơi vừa đi tới đi. Vì an toàn, thời gian buổi tối của chúng ta tận khả năng nghỉ ngơi. Bởi vì càng tiến vào chỗ sâu, gặp phải yêu thú đều là các duy ni cường hãn. Có đôi khi gặp phải vài con yêu thú địa sư cảnh trung kỳ, ba người chúng ta cũng tương đối cố hết sức thay phiên nhau canh đêm ta ngồi xếp bằng trong huyệt động sau đó đem linh khí quán thâu tiến vào bên trong tấm bia đá ta tự nhiên là muốn nhìn xem tấm bia đá sau khi hấp thu những máu huyết kia rốt cuộc là muốn làm cái gì thân hình của ta xuất hiện trước tấm bia đá khổng lồ nhìn tấm bia đá trước mặt nó tựa hồ cũng biết mục đích ta tiến vào trong lúc nào ta nhìn thấy trong tấm bia đá dĩ nhiên là có một tia huyết tuyến bay ra nhìn thấy những huyết tuyến này ta chợt thời gian nhận ra một cỗ lực lượng khiến người ta tim đập thình thịch đây có phải là máu của con chăn khổng lồ mà nó lấy được vào ban ngày không phải biết rằng ta cách cự sắt kia gần như vậy cũng không có cảm giác được trong máu tươi này ẩn chứa lực lượng khủng bố như thế hiện tại cỗ lực lượng này đang không ngừng hướng thân thể ta chui vào cực nóng cả người một loại cực nóng nói không rõ ràng ý thức cả người ta trong nháy mắt từ trước mặt tấm bia đá trở lại thân thể của ta. Sau đó, huyền vũ thể trong cơ thể ta gần như theo bản năng bắt đầu không ngừng vận chuyển ra. Máu cả người phảng phất xôi trào, máu nóng bỏng chảy xuôi trong kinh mạch của ta. Mỗi một tấc máu thịt cả người đều đang hoạt động. Thân thể ta không ngừng run rẩy, tựa hồ là cộng hưởng cơ bắp. Những thứ này đều không phải do ta có thể khống chế. Cứ như vậy thuận theo tự nhiên tiến hành chỉ là toàn thân ta máu sôi trào nóng bỏng, có thể cho ta một loại đồng tử khó có thể tưởng tượng. Ta cắn chặt răng, trong hơi thở có thanh âm kêu rên truyền ra, thậm chí theo hô hấp. Khí lưu ta hô hấp ra, đều phiếm ra khói trắng. Thật sự khó có thể tưởng tượng, thân thể của ta dĩ nhiên là có thể thừa nhận năng lượng cực nhiệt cường đại như vậy. Trong chốc lát, xương cốt của ta tựa hồ cũng truyền đến từng trận tiếng ca ca, giống như là đang không ngừng tiến hành rèn luyện cự mãng này máu tươi dĩ nhiên còn có kỳ hiệu như thế lúc trước ta cũng thiếu không ít yêu thú nhưng máu tươi của những yêu thú này cũng không có bị tấm bia đá coi trọng thế nhưng cự mãng này máu tươi dĩ nhiên có loại hiệu quả này chẳng lẽ là bởi vì cự mãng yêu thú này tương đối đặc thù hay là nói thực lực của cự chăn chính là tương đương với địa sư cảnh hậu kỳ cái này trước mắt ta đều không thể đạt được đáp án theo máu tươi ở bên trong thân thể không ngừng sôi trào khi ta cảm giác được cố cuồng bạo lực lượng kia dần dần bình ổn xuống thân thể ta ầm ầm phát ra một tiếng nặng nề vang lên cả người ta mở mắt ra trong ánh mắt có thần sắc kinh hỉ nắm tay nắm chặt ta cảm giác được toàn bộ thân thể đều có một cố lực lượng bành lấp địa sư cảnh trung kỳ thân thể huyền vũ thể đột phá trong lòng ta mang theo một tia mừng thầm không xác định cũng là quá ngoài ý muốn cự mãng máu tươi này, đối với thu hoạch của ta mà nói, thật sự không phải là lớn bình thường. Điều này làm cho cả người ta đều có loại cảm giác không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng loại cảm thụ chân thật này tự nhiên không có khả năng có giả. Ta đích xác đột phá. Có lẽ bởi vì chưa từng dùng loại yêu thú này tinh huyết rèn luyện qua thân thể, cho nên mới có lần đầu tiên có kỳ hiệu bệnh này. Hoặc có một lý do khác. Chẳng qua, đột phá, trung quy là chuyện tốt. Ở trong phiến di tích không yên tĩnh này, chỉ có thực lực bản thân cường đại lên, mới có vốn sống. Nhìn ánh sáng bên ngoài xuyên thấu qua, xem ra sắc trời đã sắp sáng. Phun ra một ngụm chọc khí ta đứng lên, kiểm tra hoàng phủ huyên nhi bên trong tam sinh giới. Vẫn là trạng thái còn đang ngưng hồn. Hồn phách của nàng còn chưa ngưng tụ xong, cho nên tạm thời không có cách nào gọi hồn. Đây là thời gian ta mỗi ngày đều phải làm. Quan sát tình huống của Hoàng Phủ Huyên Nhi dù sao đáp ứng hoàng phủ xuyên như vậy ta nên làm nhất định phải tận lực đi hoàn thành mới được đi ra khỏi huyệt động nhìn thấy ân tiểu dung ngồi xếp bằng bên ngoài tối hôm qua là cô ở bên ngoài canh đêm bên cạnh một huyệt động khác là hà đào lúc này hà đào cũng từ trong huyệt động đi ra ta nhìn sắc trời dần sáng hướng về phía hai người lên tiếng đi thôi không sai biệt lắm cũng có thể chạy đi ban ngày đối với chúng ta mà nói là thời gian tốt nhất để lên đường đồng thời vào ban ngày săn giết những yêu thú kia chúng ta cũng tương đối thoải mái những yêu thú này sinh ra và lớn lên ở di tích thượng cổ này buổi tối đối với bọn họ mà nói hẳn là ưu thế lớn nhất trước đó gặp phải yêu thú tương đối yếu cũng có thể tiếp nhận nhưng càng là hướng giữa dựa vào gặp phải yêu thú thực lực sẽ càng ngày càng mạnh trong màn đêm nếu gặp phải số lượng yêu thú quá nhiều chiến đấu đối với chúng ta phi thường bất lợi trong loại hoàn cảnh ác liệt này chúng ta không cách nào hấp thu khí tức trong không khí lực lượng quá mức cuồng bạo mà duy nhất có thể mượn chính là linh thạch tự thân chúng ta mang theo dưới hoàn cảnh như vậy muốn đi đến cuối cùng hơn nữa còn sống sót vậy nhất định phải có đầy đủ thực lực đồng thời vạn phần cẩn thận hai ngày kế tiếp chúng ta liên tục xuyên qua một mảnh rừng rậm mà ở trong rừng rậm này chúng ta đã trải qua một hồi khổ chiến chân chính trong phiến rừng rậm này chúng ta gặp phải ba con yêu thú địa cảnh hậu kỳ thậm chí trong một hồi chiến đấu chúng ta đồng thời gặp phải hai đầu sau khi xuyên qua phiến rừng rậm này chúng ta lựa chọn một nơi tương đối an toàn chuẩn bị tu dưỡng một ngày lại xuất phát bởi vì chúng ta xuyên qua phiến rừng rậm này đích thật là tất cả mọi người đều bị thương mức độ bị thương của ta nhỏ nhất hà đào bởi vì thực lực bản thân bị thương tương đối nghiêm trọng cho nên đổi lại ta canh đêm hà đào còn có ân tiểu dung bọn họ ở bên trong chữa thương tu dưỡng thời gian mấy ngày nay buổi tối ta đều có tu luyện đạo pháp về phần linh quả lần trước ta lấy được từ trong truyền thừa ngọc tỳ sau khi ăn đối với bản thân ta có tăng lên rất lớn mà ta phát hiện gốc cây ăn quả kia chỉ có ba quả ta lúc trước ăn một quả nói cách khác loại linh quả này chỉ có hai quả ta cảm thấy vẫn là không nên lãng phí tốt tận khả năng giữ lại ở thời khắc mấu chốt mới dùng mà ta cũng vừa mới đột phá cũng không có bao nhiêu thời gian htcm ta chuẩn bị chờ ta có cảm giác đột phá thời điểm lại phục dụng quả thứ hai linh quả xem có thể đem tu vi linh khí của ta tăng lên đến địa sư cảnh hậu kỳ hay không tiếp theo chính là linh quả khác tuy rằng cũng là linh quả thế nhưng có linh quả phía trên truyền đến khí tức cũng không có lúc trước ta phục dụng cái loại này linh quả ổn định thậm chí có chút cuồng bạo cho nên ta cũng không có sốt ruột phục dụng nếu đồ chơi này đối với thân thể ta có kích thích gì vậy làm sao có thể chỉnh dù sao ta đối với những linh quả này không biết sách đến lúc dùng mới hận ít ta hiện tại ước gì mình trở thành một dược lý đại sư dù sao trong này đều là một ít linh quả rất tốt nếu ta là toàn bộ quen biết liền có thể từ bên trong tìm kiếm chính mình cần bất quá thứ này dù sao cũng ở trên người ta chờ đến lúc đó ta có cơ hội hỏi người hiểu một đêm không nói gì ta đều đang nghiên cứu và tu luyện đạo pháp sáng sớm hôm sau ân tiểu dung hà đảo từ trong huyệt động đi ra chúng ta chuẩn bị khởi hành lần nữa khí tức trên người hai người thoạt nhìn cũng ổn định rất nhiều tiếp tục đi tới trong tay ân tiểu dung có một tấm bản đồ căn cứ vào bản đồ cho thấy, phía trước rất có thể có một mảnh địa vực tương đối đặc thù, tên là Hắc Vụ Đầm Lầy. Trong tay ân tiểu dung có bản đồ tôi biết, lúc trước chúng ta lựa chọn lộ tuyến, ân tiểu dung cũng xem qua bản đồ. Nhưng trên bản đồ không phải chính xác 100% chính xác, có đôi khi có chút sai lệch nhỏ. Là ân ra trước kia tiến vào địa phương này người thông qua miêu tả của mình, không ngừng tổng hợp như vậy làm ra một tấm bản đồ nơi này có gì đặc thù không? Ta nhìn về phía ân tiểu dung bên cạnh, nàng nếu đã nhắc tới cái chỗ này, như vậy khẳng định sẽ xuất hiện một ít chuyện đối với chúng ta tương đối có uy hiếp. Trong phiến đầm lầy hắc vụ này, có 80% mặt đất là đầm lầy, mà ở trên đầm lầy sẽ có một tầng hắc vụ, rất ảnh hưởng đến tầm mắt chúng ta đi tới, thậm chí còn có độc tố rất trí, nhỏ. Chủ yếu nhất là yêu thú trong đầm lầy, hắc độc ngạc, thứ này bởi vì trường kỳ sinh hoạt trong đầm lầy, lại hấp thu hắc vụ, cho nên bản thân bọn họ tương đối khó giải quyết. Bản thân mang theo một loại độc tố có thể mê hoặc thần kinh. Nếu như bị loại hắc độc ngạc này đánh trúng, độc tố chảy vào máu mà nói, như vậy sẽ trong thời gian ngắn mệt mỏi, linh khí bản thân không cách nào phát huy. Những kinh nghiệm này đều là trước kia trải qua hắc vụ đầm lầy người tổng kết ra, trước kia nhiều người như vậy khẳng định có người chiến thắng đi qua con đường này, cho nên mới tổng kết ra nhiều kinh nghiệm như vậy. Nghe được lời của Ân Tiểu Dung, ta ngưng thần nhìn về phía trước. Đây đích thật là một vấn đề tương đối phiền toái. Trên người ta có giải độc đan, nhưng không biết đối với độc quản của Hắc độc ngạc kia vô dụng. Nếu chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất thông qua đầm lầy xương đen mà nói, cần bao lâu? Ta nhìn về phía Ân Tiểu Dung bên cạnh, đem một vấn đề ta tương đối quan tâm hỏi ra nghe được lời của ta. Ân Tiểu Dung đơn giản nhìn bà đồ một chút. Sau đó lên tiếng nói cho ta biết. Nếu như chúng ta không gặp phải chuyện ngoại ý muốn gì, một giờ hẳn là có thể xuyên qua. Nhưng trong đó lưu lại một ít thời gian chúng ta bị hắc độc ngạc kéo dài. Ta cảm thấy một tiếng rưỡi tương đối bảo thủ. Ân Tiểu Dung nói với tôi một chút vấn đề này. Tôi hít sâu một hơi. Nếu như đi đường vòng thì sao? Ta nhìn về phía ân tiểu dung bên cạnh hỏi. Ân Tiểu Dung lại khẽ lắc đầu. Khả năng không lớn. Đầm lầy xương đen này vượt qua khoảng cách rất dài. Giống như một dòng sông. Nếu như đi đường vòng, chúng ta ít nhất phải trì hoãn mấy ngày. Thậm chí đây chỉ là phòng đoán bảo thủ. Nếu như chúng ta 7-8 ngày vẫn không tìm được điểm cuối của đầm lầy xương mù, thời gian kia là suy đoán không ra. Đã từng có người muốn vòng qua. Lãng phí 7 ngày thời gian không tìm được điểm cuối. Cuối cùng cũng chỉ có thể vượt qua. Nghe được ân tiểu dung nói như vậy, ta xem như hiểu được. Hắc, vụ đầm lầy này có chút dài. Khoảng cách dọc chúng ta đều cần một tiếng rưỡi mới có thể thông qua. Khoảng cách ngang dài hơn. Thậm chí trước đó có người bảy ngày không tìm được điểm cuối. Nói như vậy, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể trực tiếp từ trước mặt vượt qua. Chẳng qua ở giữa sẽ gặp phải hắc độc ngạc. Còn có những sương mù ngăn trở. Ta đem giải độc đan trên người lấy ra. Một người cho bọn họ một quả. Kỳ thật giải độc đan này lúc trước ta đã ăn quà. Hiệu quả rất tốt. Ngũ thải độc chu kia cũng không phải thứ đơn giản. Đối với hắc độc ngạc còn có độc tố trong hắc vụ hẳn là có tác dụng. Chúng ta chủ yếu đối phó với hắc độc ngạc. Trong thời gian ngắn nhất vượt qua là được. Ân tiểu dung bên cạnh trong tay cầm giải độc đan. Sau đó nhìn về phía ta lên tiếng. Nghe nói như vậy. Trong lòng ta cũng hơi vui vẻ. Ít nhất ân tiểu dung nói như vậy vậy trong lòng chúng ta cũng sẽ có thêm một chút hy vọng như thế vậy đi thôi nhìn về phía hà đảo bên cạnh còn có ân tiểu dung nếu hiện tại chúng ta chỉ có con đường trước mắt có thể đi vậy tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đi theo đầm lầy trước mắt này sau khi chuẩn bị tốt ba người chúng ta trực tiếp đem giải độc đan ăn vào sau đó bắt đầu đi về phía trước sương mù màu đen thoạt nhìn có chút quỷ dị dù sao sương mù bình thường đều là màu trắng hơn nữa cho dù là sương mù màu trắng cũng đã cực kỳ ảnh hưởng đến tầm mắt mà trên đầm lầy này dĩ nhiên là hắc vụ trong đó còn sen lẫn độc tố đây chính là một điểm rất khiến người ta đau đầu tiến vào hắc vụ đầm lầy này trong lúc ngắn hắc vụ chung quanh trực tiếp đem tầm mắt của chúng ta che khuất mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy chung quanh phạm vi chừng một thước linh khí quanh thân chúng ta tràn ngập ra khoảng cách cách ba người cũng nằm trong vòng một thước như vậy mặc kệ là ai bên kia có tình huống bất ngờ chúng ta đều có thể trong thời gian ngắn nhất tiến hành trợ giúp độc vụ chung quanh đều là chuyện nhỏ chủ yếu nhất chính là chúng ta phải cần thận hắc độc ngạc trong đầm lầy căn cứ theo lời ân tiểu dung kể lại lúc trước hắc độc ngạc này mới là khó giải quyết nhất đi tới khoảng hai phút thời gian đầm lầy trên mặt đất cũng không có bất kỳ biến hóa gì nhưng ba người chúng ta đều không dám kinh thường nửa điểm. Lúc này mới vừa mới tiến vào phiến địa vực này hai phút đồng hồ thời gian mà thôi. Phốc phốc. Ngay khi chúng ta tiếp tục đi tới, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục. Trên mặt đất đầm lầy chi địa đột nhiên xuất hiện một cái đồ cả người đen nhánh. Cá xế độc đen. Tên này trước tiên hướng hà đảo bên này vọt tới. Miệng to trong nháy mắt mở ra. Lộ ra hàm răng cực kỳ bén nhọn bên trong thậm chí cả người tràn ngập một loại mùi tanh hôi đen nhánh làm cho người ta trong lòng có chút buồn cười trong nháy mắt hắc độc ngạc xuất hiện ba người chúng ta liền hướng tên này công kích qua hắc độc ngạc trước mặt tuy rằng thực lực chỉ có địa sư cảnh sơ kỳ nhưng ba người chúng ta vẫn không có ý nương tay dù sao chúng ta phải dùng thời gian nhanh nhất giải quyết yêu thú xuất hiện như vậy mới có thể bảo tồn càng nhiều thực lực hơn nữa hiện tại đang ở trong phiến hắc vụ đầm lầy này đối với chúng ta bất lợi nhất chính là kéo dài thời gian chúng ta nhất định phải mau chóng xuyên qua phiến đầm lầy này mới được cơ hồ chỉ dùng thời gian ba hơi thở ba người chúng ta hợp lực đánh chết con hắc độc ngạc này sau khi thu thú hồn chúng ta liền tiếp tục đi tới cẩn thận càng hướng vào bên trong hắc độc ngạc trong đầm lầy sẽ càng dày đặc hot ucm bên cạnh ân tiểu dung lên tiếng nhắc nhở chúng ta đối với việc này ta nhìn về phía Hà Đào. Hắn khẽ gật đầu ý bảo. Ngay khi thanh âm ân tiểu dung vừa mới hạ xuống, đầm lầy trước mặt đột nhiên bắt đầu có từng bọt khí toát ra. Nhìn thấy một màn này, bước chân ba người chúng ta trong nháy mắt dừng lại. Cùng lúc đó, hắc khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên càng thêm nồng đậm, thậm chí hướng chúng ta vây công tới. Những hắc khí này giống như bị thứ gì đó. Khống chế. Hà Đào nhìn hắc khí chung quanh, vội vàng lên tiếng nói. Nghe vậy ta cùng ân tiểu dung lướt nhau một cái. Cũng không có nghe nói qua loại tình huống này. Nghe nói như thế, trong lòng ta hơi trầm xuống. Nếu như nói hắc vụ này là bị thứ khác khống chế, như vậy tình huống cũng có chút không xong. Giải độc đan trên người chúng ta xem như có thể chống cự độc tố của chủ xương mù. Thế nhưng hắc vụ chung quanh trở nên nồng đậm, như vậy độc tố cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Đối với uy hiếp của chúng ta cũng lớn hơn. Hơn nữa chung quanh hát độc ngạc công kích mà nói. Rõ ràng đối với chúng ta uy hiếp sẽ lớn hơn. Không có cách nào. Hiện tại loại tình huống này chỉ có thể xông. Trong lòng ta hơi trầm xuống. Nhìn bong bóng đầm lầy trở nên càng lúc càng rồn rập. Sau đó từng đạo thân thể hiện ra. chung quanh chúng ta, có bốn đầu hắc độc ngạc, quả nhiên, càng hướng giữa đầm lầy tới gần, số lượng hắc độc ngạc này liền trở nên càng nhiều. Ta nhìn bốn đầu hắc độc ngạc trước mắt. Kỳ thật ta cùng ân tiểu dung đều có thực lực tự bảo vệ mình. Nhưng hà đảo bên kia, chỉ sợ sẽ nguy hiểm một chút. Dù sao bốn đầu hắc độc ngạc này đều là thực lực địa sư cảnh trung kỳ, mà hà đảo trước mắt vẫn như trước ở địa sư cảnh sơ kỳ. Ngươi cẩn thận một chút, ta mau chóng giải quyết tên này đến giúp ngươi. Ta nhìn về phía hà đào, trực tiếp lên tiếng nhắc nhở hắn. Trong chúng ta mặc kệ là ai, đều có một người sẽ tạm thời chống lại hai con cá sạch độc đen, đều sẽ bị ngăn cản. Vì hấp dẫn càng nhiều hắc độc ngạc, nhất định phải mau chóng giải quyết xong. Sau đó nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này. Động thủ. Nhìn bốn con hắc độc ngạc kia. Ta khẽ quát một tiếng. Cả người dẫn đầu động thủ hướng một đầu hắc độc ngạc trong đó lướt tới. Chủ động xuất kích. Chiếm cứ tiên cơ. Trên tay phải trường tiên màu đen nhanh chóng kéo dài ra ngoài. Hắc độc ngạc mặc dù thân hình khổng lồ, nhưng năng lực phản ứng cũng không kém. Toàn bộ thân thể ở trong đầm lầy quay cuồng, tránh thoát công kích của trường tiên. Bất quá thân hình của ta đã tự à, trong nháy mắt đến trước người hắc độc ngạc, trường tiên màu đen trong tay rất nhanh thu hồi. Phá quân xuất hiện ở trong tay ta, mang theo khí thế như trẻ tre, hướng hắc độc ngạc ầm ầm chém xuống. Phốc phốc, phá quân trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắc độc ngạc. Nhưng mà ta kinh hái phát hiện, phá quân cũng không có đem hắc độc ngạc xuyên thùng, cũng chỉ là phá vỡ phòng ngự mà thôi. Thứ này, phòng ngự thật khủng bố. Lúc này, ta nhìn về phía vị trí hà đào bên cạnh, thân hình hà đào không ngừng lui về phía sau, hiển nhiên cũng không phải đối thủ của hắc độc ngạc này. Trường tiên trong tay ta rút về phía trước, hắc độc ngạc bức bách hà đào cũng trong nháy mắt lui về phía sau. Sau khi giúp Hà Đào giải vây, ta lúc này mới nhìn về phía hắc độc ngạc trước mặt. Ân Tiểu Dung bên kia đối mặt với hai đầu hắc độc ngạc, ta bên này nhất định phải mau chóng giải quyết xong tên gia hỏa này mới được. Thân hình lần thứ hai hướng hắc độc ngạc kia xẹt ra. Lần này, phá quân bị ta trực tiếp thu lại. Nếu thứ này phòng ngự mạnh như vậy, vậy ta liền thử xem, nó có thể chống lại nắm tay của ta hay không. Vũ khí cùn và lợi khí thương tổn hoàn toàn không giống nhau lợi khí phá phòng ngự, mà thương tổn của vật cùn. Cho dù ngươi bên ngoài không có việc gì, không chừng nội thương cũng đủ muốn mạng ngươi. Lực lượng trong nháy mắt hướng trên nắm tay hội tụ qua, thuấn bạo. Nắm tay trên không trung hiện lên đến tàn ảnh, trực tiếp trùng kích vào đầu hát độc ngạc. Này, tiếng va chạm nặng nề khiến cho cả người ta run lên, mà hát độc ngạc trước mặt trực tiếp nện vào trong đầm lầy này bất quá hắc độc ngạc thân hình lơ lửng trên mặt đất đầm lầy hiển nhiên đã không nhúc nhích ta không chút do dự thân hình biến mất tại chỗ xuất hiện ở trước mặt ân tiểu dung một quyền bức lui một con cá sứa độc đen áp lực trên người ân tiểu dung cũng giảm bớt rất nhiều tốc chiến tốc thắng hướng về phía ân tiểu dung nhắc nhở một câu thân hình ta đột nhiên biến mất cả người trùng kích đến trước mặt hắc độc ngạc đầu gối trực tiếp hướng hắc độc ngạc đâm tới bồ lôi phá. Bang bang, một tiếng va chạm không tính là rất lớn truyền ra. Một kích qua đi, thân hình ta lui về phía sau. Trong nháy mắt thân hình ta lui về phía sau. Trong miệng ta khẽ quát một tiếng, bạo. Này, bên trong thân thể hắc độc ngạc đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang. Trực tiếp nổ ra một cái động máu đi ra. Nhìn thấy con cá sạch độc thứ hai này bị đánh chết. Ta trong nháy mắt nhìn về phía vị trí của hà đào cả người hà đào bị hắc độc ngạc va chạm thân hình bay ngược ra ngoài còn cá su độc đen kia mở miệng to chậu máu mắt thấy muốn hướng cả người hà đào một ngụm cắn xuống phá quân trong tay trực tiếp hướng hắc độc ngạc kia ném tới thân hình của ta ở trong sân lưu lại một đạo tàn ảnh giống như quỷ mê xuất hiện ở trước người hà đào ngươi nhanh chóng chữa thương hướng về phía hà đào hô một tiếng thân hình ta hướng hắc độc ngạc kia lướt tới lần này khi ta đánh chết hắc độc ngạc ân tiểu dung bên kia cũng đem đầu hắc độc ngạc kia đánh chết sau đó ba người chúng ta hội tụ hà đào ngồi xếp bằng cũng đứng dậy hắn có chút áy náy nhìn về phía chúng ta lên tiếng nói xin lỗi ta chậm chân nghe hà đào nói tôi nhìn anh lên tiếng hà huynh mọi người nếu là một đội ngũ vậy thì không cần phải nói những điều này ngươi không phải cũng giúp chúng ta giữ chặt con cá sạch đen này hồi lâu sao? Đối với lời nói của tôi, Hà Đào cũng không nói gì. Nhưng lời xin lỗi trên mặt vẫn tồn tại. Tiếp tục đi tới đi, nơi này lưu lại càng lâu. Đối với chúng ta mà nói cũng sẽ càng bất lợi. Ân Tiểu Dung bên cạnh nhìn hắc vụ phía trước. Nhất thời lên tiếng. Nghe vậy ta gật gật đầu. Sau đó chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Hắc vụ hướng chúng ta dựa vào. Tốc độ của chúng ta cũng nhanh chóng xuyên qua trong hắc vụ. Gầm lên. Hai phút sau, một tiếng gầm nhẹ truyền ra. Thân hình của chúng ta dừng ở trên mặt đất duy nhất. Trung quanh đều là đầm lầy, mà một tiếng giống giận này chính là từ trong hắc vụ truyền ra. Ba người chúng ta hiện ra vị trí tam giác đứng. Cảnh giác nhìn chung quanh trong sương đen. Sau một khắc, một đạo tàn ảnh trong nháy mắt từ trong hắc vụ chui ra, hướng chúng ta nhào tới ngay sau đó là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Hắc độc ngạc, hơn nữa số lượng rất nhiều, cả người ta trong nháy mắt hướng phía trước xẹt ra. Cùng lúc đó cùng một đầu hắc độc ngạc va chạm cùng một chỗ. Hà Đào còn có ân tiểu dung cũng trước tiên khởi hành. Phát động công kích. Hát quỳ. CM hắc vụ vẫn hướng chúng ta tới gần như trước. Rất rõ ràng. Những hắc vụ này là có thể muốn che khuất tầm mắt của chúng ta sau đó để cho những hắc độc ngạc này đánh chết chúng ta đem ba người chúng ta triệt để lưu lại cái chỗ này vậy ai đang kiểm soát những sương mù đen này trong lòng ta dâng lên từng trận nghi hoặc giờ phút này hắc độc ngạc trước mặt ta tổng cộng có hai đầu trái phải hướng ta giáp tới hơn nữa bởi vì chung quanh hắc vụ nguyên nhân mấy thứ này nếu như là tự nhiên giải rác chung quanh mà nói như vậy ít nhất chúng ta còn có thể thấy rõ phạm vi một hai thước nhưng những góc vụ này hướng giữa cô động lại, trực tiếp làm cho tầm mắt của chúng ta bị ảnh hưởng thật lớn. Dưới tình huống như vậy, phạm vi tầm mắt của chúng ta chỉ có khoảng cách không tới nửa thước. Hơn nữa những khắc khí này giống như là có linh tính, dĩ nhiên là cố ý hướng vị trí mắt của chúng ta phiêu phủ tới. Rõ ràng là vì ngăn cản tầm mắt của chúng ta. Không được tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Nhất định phải tìm được là ai đang khống chế hắc vụ này. Ta nhìn ân tiểu dung bên cạnh tới gần. Đối với nàng lên tiếng. Tiếp tục, chúng ta đối mặt với nhiều hắc độc ngạc như vậy. Hơn nữa chung quanh này khó chơi hắc vụ. Ba người chúng ta rất có thể đều sẽ dặn dò ở cái chỗ này. Muốn ngăn cản những hắc độc ngạc này, chúng ta ít nhất phải giải quyết hết những vấn đề hắc vụ này mới được. Đúng lúc này, ân tiểu dung bên cạnh nhìn về phía trong bóng tối. Trong tay nàng một đạo cương trường. Oanh kích ra, đem hắc độc ngạc trước mặt chui ra oanh lui vào trong hắc vụ, sau đó nhìn ta lên tiếng, "Ta suy đoán, bên trong những hắc độc ngạc này rất có thể sinh ra một con hắc độc ngạc vương. Trong quần cư yêu thú có thú vương đây là hiện tượng tương đối bình thường, mà bình thường có thể trở thành thú vương, khẳng định đều có một ít thủ đoạn độc đáo. Hơn nữa so với tất cả hắc độc ngạc còn cường hãn hơn. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng đây là khả năng duy nhất ta nghĩ đến trước mắt. Những hắc vụ này rất có thể là do một đầu hắc độc ngạc vương khống chế. Người nhìn những hắc độc ngạc công kích chung quanh, cảm giác cực kỳ có trình tự, rõ ràng là có thứ gì đó âm thầm chỉ huy. Trải qua ân tiểu dung nói như vậy, trong lòng ta trầm xuống. Vấn đề ân tiểu dung nói đích thật là tồn tại. Những hắc độc ngạc này đến bây giờ sở dĩ chúng ta một đầu cũng không có đánh chết, chính là bởi vì công kích của bọn họ cực kỳ có trật tự, không có chút lộn xộn nào một con cá sấu độc đen trong đó chui ra công kích, sẽ trong thời gian rất ngắn trở lại trong xương đen. Rất hiển nhiên, những hắc độc ngạc này biết thực lực của chúng ta vẫn là không kém. Nếu như thời gian dài dây dưa mà nói, chúng ta là có thực lực đánh chết hắc độc ngạc. Mà tất cả những thứ này đều giống như có một thứ có chỉ số thông minh tương đối cao âm thầm an bài. Cái này rất gần gũi với đám hắc độc ngạc mà ân tiểu dung suy đoán. Làm sao có thể tìm được thú vương của hắc độc ngạc? ta nhìn về phía ân tiểu dung căn cứ theo lời ân tiểu dung nói như vậy hiện tại chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem thú vương cái gọi là hắc độc ngạc này giải quyết như vậy mới có thể thoát khỏi loại khốn cảnh trước mắt này trước mắt mà nói chính là nghĩ biện pháp từ trong hắc vụ này tìm được hắc độc ngạc thú vương đánh chết nó mới được ngay sau khi ta nói xong ân tiểu dung nhìn ta hỏi ta có vài phần nắm chắc thú vương có thể đánh chết con cá sâu hắc độc này nghe vậy ta lại trầm mặc xuống hắc độc ngạc vương này nếu có thể trở thành thú vương như vậy thực lực chỉ sợ ít nhất đều là ở địa sư cảnh hậu kỳ bộ dáng này trước tình huống này ta không có cách nào nói đến nắm chắc ta thật sự không dám cam đoan có thể tuyệt đối đánh chết thú vương này nhưng nếu ta ngăn cản thú vương này thú vương này có lẽ sẽ không có thời gian rảnh rỗi khống chế đám hóc vụ này ngăn cản chúng ta khẽ lắc đầu ta nhìn ân tiểu dung lên tiếng ta không dám cam đoan. Nhưng ta giữ chặt tên này. Nó hẳn là có tâm tư nhàn hạ đang chỉ huy hắc độc cá sấu còn lại. Đến lúc đó ngươi cùng hà đào không cần luyến chiến. Mau chóng xuyên qua. Quyết định lúc trước của chúng ta vốn là một bên chiến đấu. Một bên xuyên qua đầm lầy xương đen này. Như vậy chúng ta có thể thu hoạch một ít thú hồn. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Cho nên nhất định phải đổi một phương thức khác. Lúc trước chúng ta buông xuống hiển nhiên là không thể thực hiện được. Lúc này, sắc mặt ân tiểu dung bên người hơi trầm xuống. Sau đó từ trên người nàng lấy ra một vật. Đây là một khối linh thạch cảm ứng đặc thù, có thể cảm ứng được tồn tại thực lực mạnh nhất trong rất nhiều yêu thú. Người mang theo nó hẳn là có cơ hội tìm được vị trí của hắc độc ngạc vương. Ân tiểu dung trong tay cầm một viên đá màu đỏ sậm, thoạt nhìn cũng không phải rất lớn. Ta đem tảng đá nắm lấy, chợt thời gian nhìn ân tiểu dung bên cạnh lên tiếng hà đào ngươi giúp chăm sóc một chút hà đào hiện tại vẫn vô cùng cảnh giác nhìn bốn phía hắn căn bản cũng không có cách nào thoát thân mà hiện tại ta cũng không lo được nhiều như vậy bởi vì ta muốn đi tìm hắc độc ngạc vương trước ngươi tự mình cẩn thận ân tiểu dung khẽ gật đầu sau đó nhìn ta lên tiếng hít sâu một hơi cả người ta biến mất tại chỗ chui vào trong xương đen dày đặc trước mặt sau một khắc chung quanh ta lần này cơ hồ bị hắc vụ vây quanh, tầm mắt thậm chí ngay cả nửa thước cũng không tới. Dưới tình huống như vậy, ta trực tiếp nhắm mắt lại, bởi vì hiện tại ánh mắt đối với ta mà nói tác dụng, đã không lớn. Tầm mắt chung quanh ta triệt để bị loại xương đen này ngăn trở, mà loại tình huống hiện tại của ta, dựa vào trực giác của ta đi cảm ứng, có lẽ so với ánh mắt hiệu quả tốt hơn. Bên cạnh, một đạo kình phong truyền đến, mà pháo quân trong tay ta trực tiếp quét ngang qua. Sau đó ta cũng không có dây dưa quá nhiều, mà là rất nhanh rời khỏi nơi này, tiếp tục ở đây loại này xuyên toa. Hiện tại, nhiệm vụ của ta là tìm kiếm hắc độc ngạc vương, cho nên những hắc độc ngạc chung quanh nhất định sẽ phát động công kích gì đó đối với ta. Dưới tình huống như vậy, ta không cần phải lãng phí thời gian dây dưa với mấy thứ này. Trong xương đen, thân hình của ta không ngừng biến hóa mà mở ra đồng thời cảm thụ được chung quanh truyền đến từng đạo công kích sắc bén bất quá ta cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian đi dây dưa với những người này trong tay ta nắm chặt một viên linh thạch tương đối đặc thù ân tiểu dung cho ta sau đó ở trong sân rất nhanh bơi lội muốn tìm được tồn tại của hắc độc ngạc vương một lát sau thân hình của ta hơi dừng lại bởi vì linh thạch đặc thù trong tay ta dĩ nhiên là bắt đầu run dày nhẹ đây là cảm ứng được vị trí hắc độc ngạc vương sao trong lòng ta cả kinh sau đó cẩn thận cảm thụ linh thạch đặc thù trong tay truyền đến cảm ứng thân hình hướng phương hướng nào đó rất nhanh lướt tới một lát sau ta xuất hiện ở một chỗ xương đen thưa thớt cái chỗ này tầm mắt thoạt nhìn rất tốt mà ở chính giữa ta nhìn thấy có bảy tám đầu hắc độc ngạc mà ở giữa bảy tám đầu hắc độc ngạc này còn có một đầu hắc độc ngạc chẳng qua con hắc độc ngạc này có chút đặc thù vóc dáng của hắc độc ngạc này thoạt nhìn cũng không sai biệt lắm. Nhưng cảnh tượng nó bị mấy con cá sấu độc đen vây quanh ở giữa rõ ràng là có chút không giống. Hắc độc ngạc vương. Trong lòng ta đã có một suy đoán như vậy. Mà ngay trong nháy mắt ta xuất hiện, mấy con hắc độc ngạc chung quanh ánh mắt đều là vô cùng âm lãnh hướng ta bên này nhìn lại. Nhìn thấy một màn này ta xem như xác, màn định. Cái tên gia hỏa ở giữa thoạt nhìn không nổi bật. Chính là hắc độc ngạc vương. Hot WC mở hít sâu một hơi. Ngay trong nháy mắt ta chuẩn bị ra tay. Một con cá sấu độc đen bên cạnh toàn bộ hướng ta bạo lược tới. Mà thân thể ta chợt lóe, Cả người trực tiếp tránh né. Đồng thời, thân hình ta nhanh chóng hướng vị trí hắc độc ngạc vương ở giữa nhanh chóng lướt tới. Trong miệng hắc độc ngạc vương phát ra từng trận thanh âm ô ô. Ta cảm giác được. Hắc vụ chung quanh dĩ nhiên bắt đầu hướng ta vây quanh. Rất hiển nhiên, là muốn vào lúc này bức tầm mắt của ta. Nói như vậy, đối với chiến đấu của ta mà nói, chính là cực kỳ bất lợi. Hừ, muốn chạy. Ta nhìn thấy hắc độc ngạc vương kia phát ra loại gào thét này đồng thời. Toàn bộ thân thể dĩ nhiên là bắt đầu hướng phía sau nhanh chóng lui đi. Nhìn thấy một màn này, cả người ta ngưng tụ. Loại thời điểm này, nếu như bị tên gia hỏa này che giấu, chỉ sợ liền cùng nhà không dễ tìm. Cho nên, nhất định không thể để cho tên này ẩn nấp. Phá Quân trong tay đánh tới trước mặt hai con cá sấu độc đèn trong nháy mắt quét ngang. Khí tức trên người ta trực tiếp tăng vọt mà mở ra. Cùng lúc đó, cả người ta đột nhiên lướt tới phía trước. Huyền Vũ Thất Thức, thức thứ hai. Tiếng quát trầm thấp sâu trong cổ họng truyền ra. Một đạo quyền thất thật lớn trực tiếp từ trên nắm tay của ta bộc phát ra, sau đó oanh kích trên người một đầu hắc độc ngạt. Bùn đầm lầy trong nháy mắt bạo phát, mà thân hình ta tiếp tục hướng hắc độc ngạc vương truy kích tới. Mắt thấy hắc độc ngạc vương ở vị trí không xa trước mặt ta. Trường tiên màu đen trong tay ta trực tiếp quét ngang xuống. Trường tiên trực tiếp chui vào trong đầm lầy. Sau đó gắt gao cuốn lấy cổ hắc độc ngạc vương. Ta đột nhiên dùng sức kéo kéo. Sau một khắc, toàn bộ thân thể hắc độc ngạc kia hướng phía trên bay ra. Trực tiếp bị ta kéo từ trong đầm lầy bay ra. Nhìn thấy một màn này ta tự nhiên là không muốn mất đi cơ hội này. Trên người huyền vũ thể thúc dục thân hình nhanh như một đạo thiềm điện bình thường. Đã giống nhau. Bồn lôi phá. Một tiếng gào thét trầm thấp. Cả người ta trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt hắc độc ngạc vương. Đầu gối trực tiếp hướng hắc độc ngạc vương đâm tới. Nhưng mà, ánh mắt ta mở to. Không biết từ lúc nào. Một con hắc độc ngạc thế nhưng trực tiếp chắn ở trước mặt hắc độc ngạc vương những người này tựa hồ đều đang liều mạng bảo hộ hắc độc ngạc vương. Loại thời điểm này, dĩ nhiên là sẽ dùng phương thức như vậy bảo hộ hắc độc ngạc vương này. Đầu gối rơi vào trên người hắc độc ngạc, trong lúc chật một tiếng nổ nặng nề từ trên người hắc độc ngạc vương bộc phát ra. Sau đó thi thể hướng trong đầm lầy rơi xuống. Mà hắc độc ngạc vương lúc này trực tiếp muốn tránh thoát trường tiên trói buộc. Cũng may trường tiên này cũng không phải đơn giản hàng hóa. Gắt gao cuốn lấy hắc độc ngạc vương sau đó, Tên này muốn tránh thoát, khả năng thật sự quá nhỏ. Một trận động càn khôn, tiếng quát trầm thấp từ trong miệng ta truyền ra. Sau đó phá quân trong tay ta trực tiếp quét ngang trước mặt. Trong nháy mắt, trên người hắc độc ngạc vương máu tươi bắn tung tóe ra. Toàn bộ thi thể hắc độc ngạc vương đều bị ta chém ra một lỗ hồng thật lớn. Mắt thấy hắc độc ngạc vương trước mắt đã không còn sinh cơ. Trong lòng ta thoáng thở vào nhẹ nhõm, mà lúc này hắc độc ngạc di chuyển dĩ nhiên là nhìn thấy ta đồng thời chẳng những hướng phía sau lui ra phá quân trong tay ta cứ như vậy trực tiếp ngạt thi thể hắc độc ngạc vương sau đó ta từng bước đi về phía trước thân hình hắc độc ngạc không ngừng lui về phía sau thực lực của hắc độc ngạc vương kỳ thật cũng không tính là rất cường hãn chỉ là nó có một ít năng lực đặc thù mà ta dựa vào thân pháp phù du trợ giúp liền tương đối dễ dàng đánh chết tên này giờ phút này hắc vụ chung quanh đã trở nên bình thường. Mà hắc độc ngạc kia sau khi nhìn thấy vương của mình bị giết, trong ánh mắt cũng có thêm một chút kiêng kỵ. Ta nhanh chóng cảm ứng theo, sau đó dùng trường kích ngầm lấy thi thể của hắc độc ngạc, hướng ân tiểu dung. Các nàng bên kia tới gần. Khi ta đến vị trí, ta phát hiện những hắc độc ngạc kia vẫn không ngừng công kích ân tiểu dung cùng hà đào. Mà giờ phút này hà đào cả người đều là máu tươi. Rất rõ ràng, trạng thái của Hà Đào đã cực kỳ kém, mà khí tức cả người ân tiểu dung cũng có vẻ cực kỳ lộn xộn. Họ vừa trải qua một trận chiến khó khăn. Cho ta. Thi thể hắc độc ngạc vương trong tay ta hướng về phía hắc độc ngạc ném qua. Đem hắc độc ngạc kia dọa lùi. Những hắc độc ngạc kia nhìn thi thể trong sân. Mấy thứ này tự nhiên là biết. Đây chính là vương của bọn họ. Mà hiện tại vương của bọn họ đã chết. Từng tiếng trầm thấp tiếng gào thét phẫn nộ truyền ra nhưng trong ánh mắt của hắc độc ngạc càng nhiều là kiêng kỵ bọn họ bắt đầu lui về phía sau trong đầm lầy không sao chứ nhìn thấy một màn này ta vội vàng đi tới trước mặt hai người lên tiếng hỏi thăm đồng thời ta đem giải độc đan trên người lấy ra thương thế trên người hà đào rõ ràng là nghiêm trọng hơn rất nhiều mà hiện tại bởi vì thi thể hắc độc ngạc vương bày ở cái chỗ này đủ để uy hiếp những người này hắc độc ngạc vương đã bị ta đánh chết hơn nữa những người kia đối với thi thể này tựa hồ còn rất kiêng kỵ các ngươi nhanh chóng chữa thương sau đó chúng ta nhanh chóng xuyên qua phiến đầm lầy hắc vụ này ta nhìn về phía ân tiểu dung cùng hà đào bên cạnh sau đó hai người bắt đầu tiến vào trạng thái chữa thương âm thầm thỉnh thoảng có từng trận tiếng gào thét trầm thấp truyền ra trong nháy mắt nghe được những thanh âm này cả người ta vô cùng cảnh giác nhưng cũng may những người này cũng không có thật sự từ trong hắc vụ chui ra. Xem ra thi thể của hắc độc ngạc vương này tác dụng vẫn rất lớn. Hiện tại loại thời điểm này, ta có thể cảm giác được từng đạo ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm vào chúng ta. Nửa giờ sau, ân tiểu dung cùng hà đào đứng dậy. Thường thế trên người hà đào tuy rằng cũng không hoàn toàn khôi phục. Nhưng hiện tại cái chỗ này cũng không phải là nơi chữa thương tốt nhất. Cho nên, chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi hắc vụ đầm lầy này. Hiện tại mặc dù nói thi thể hắc độc ngạc vương trong tay có thể tạm thời chấn nhiếp những người này, nhưng ta cho rằng đây chỉ là tạm thời. Dù sao hắc độc ngạc vương đã chết, những người này coi như là quần long vô thủ, nhưng cũng có sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Loại an toàn không nắm chắc này vẫn là không cần phải tin tưởng. Chỉ có mau chóng rời khỏi hắc vụ đầm lầy này sau đó, chúng ta mới có thể an tâm một chút. Nơi này hắc vụ còn có độc tố của hắc độc ngạc. Đối với chúng ta mà nói, là cực kỳ bất lợi. Đi thôi, chuẩn bị rút lui. Ân Tiểu Dung cùng Hà Đào nhìn về phía bên cạnh đều đã chuẩn bị tốt. Ta thấp giọng nói. Sau đó đem thi thể hắc độc ngạc vương ở một bên ngậm ở trên trường thích phá quân. Sau đó, thân hình ba người chúng ta cũng là rất nhanh xuyên qua trong đầm lầy hắc vụ này. Lần này, bởi vì dưới sự chấn nhiếp của thi thể hắc độc ngạc vương, những hắc độc ngạc kia mặc dù đang âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta, nhưng cũng không có chân chính phát động công kích đối với chúng ta. Điều này làm cho trong lòng cả người ta thả lòng rất nhiều. Khi chúng tôi xuyên qua đầm lầy sương mù đen, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nửa giờ, dưới tình huống những hắc độc ngạc kia không có công kích ngăn cản chúng ta, chúng ta dùng nửa giờ, liền từ trong hắc vụ đầm lầy xuyên ra. Giờ phút này trong lòng ta mới hoàn toàn yên tâm. Hô! cuối cùng cũng ra ngoài hát uy cm ta nhìn đầm lầy hắc vụ phía sau hiện tại trên phá quân trong tay ta vẫn ngâm thi thể hắc độc ngạc vương giờ phút này đồ chơi này đã không còn tác dụng ta trực tiếp hướng trong hắc vụ đầm lầy ném qua sau đó ta nghe được vài tiếng giận dữ gầm lên bất quá hiện tại chúng ta đã rời khỏi hắc vụ đầm lầy cho nên những người phía sau đối với chúng ta đã không có bao nhiêu uy hiếp đi thôi mau tìm một nơi an toàn, đem thương thế trên người các ngươi triệt để khôi phục. Ta nhìn Hà Đào cùng Ân Tiểu Dung bên cạnh, đặc biệt là Hà Đào, cả người hắn thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, cực, loại tình huống này hắn cần hào hảo chữa thương. Bằng không con đường phía sau đối với hắn mà nói, rất khó đi. Cẩn thận. Ngay khi ta vừa mới đi ra một bước, lông mồ hôi trên người trong nháy mắt nổ tung, khẽ quát già, thân hình hướng bên cạnh né tránh mà ở trong rừng rậm bên cạnh chúng ta. Một mũi tên không hề có dấu hiệu từ bên trong bắn ra. Trên không trung phát ra một đạo âm thanh phá không. Dù, thân hình ba người chúng ta rất nhanh tách ra. Ba đôi mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm rừng rậm bên cạnh. Sau khi đầm lầy hắc vụ đi ra, nơi này chính là một mảnh rừng rậm. Mà chúng ta thật không ngờ, ở trong rừng rậm này, dĩ nhiên đã sớm có người mai phục rồi. Vì sao nói như vậy? cũng là bởi vì trước những người này khí tức ẩn nấp rất tốt. Chúng ta từ hắc vụ đầm lầy đi ra cũng không có cảm giác được những người này tồn tại. Sau đó ta là cảm giác được sát khí thời điểm, mới phát hiện có đồ vật nhằm vào chúng ta. Hơn nữa ta không xác định là người. Nhưng khi nhìn thấy mũi tên kia, ta có thể xác định, yêu thú, là không có khả năng dùng loại mũi tên này phát động công kích. Cho nên, những người này nhất định là đã an bài trước trong rừng rậm này. Ngay trong lòng ta hiện lên ý niệm này trong nháy mắt. Trong rừng rậm, một đạo thân ảnh hướng ta bạo lược mà đến. Tốc độ cực nhanh vô cùng. Ít nhất đều là địa sư cảnh hậu kỳ. Trong lòng ta đột nhiên một trận. Người ra tay này, thực lực tuyệt đối vô cùng cường hãn. Cố áp lực này, chính là thật sự làm cho ta cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ. Mà ngay tại cái này người này hướng ta bạo lực tới trong nháy mắt trên không trung lần thứ hai truyền đến một trận phá không vang lên trần huynh cẩn thận bên người truyền đến thanh âm hà đào quát khẽ sau đó ta nhìn thấy cả người hà đào hướng sau lưng ta lướt tới phốc phốc một mũi tên trực tiếp xuyên thủng trên người hà đào mà giờ phút này bàn tay ta cũng cùng người trước mặt này va chạm cùng một chỗ sau đó thân hình của ta hướng phía sau đê đằng đằng lui về phía sau đến bên cạnh hà đào Ta nhìn thấy cả người Hà Đào ngã trên mặt đất. "Hà huynh." Ta nhìn Hà Đào hô, nghe vậy khóe miệng Hà Đào nổi lên một nụ cười nhạt, một mũi tên đang cắm ở vị trí ngực hắn, mà sinh cơ trong ánh mắt hắn cũng là rất nhanh tiêu tán. "Trần huynh, trên đường đi, ta gây thêm phiền toái cho ngươi, cái mạng này là ngươi giúp ta nhặt về, hy vọng ngươi có thể sống sót đi ra ngoài." Nói xong câu đó, ánh mắt Hà Đào nhắm lại, một tia sinh cơ cuối cùng cũng tiêu tán mà nắm đấm của ta nắm chặt đứng dậy nhìn về phía trước trong rừng rậm ba đạo thân ảnh từ bên trong đi ra một người trong đó đứng ở vị trí tương đối xa mà ở trong tay hắn rõ ràng là có một thanh cung tiễn ngân biến sắc vừa rồi tiễn vũ chính là hắn phát ra mà khóe miệng hai người còn lại cũng hiện ra một tia cười lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm ta cùng ân tiểu dung Hoa Bắc, người của Lý Gia. Đúng lúc này, ân tiểu dung bên cạnh hướng ta tới gần. Sau đó hướng về phía ta lên tiếng. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt. Ta hướng cái tên vừa mới ra tay với ta kia nhìn lại. Khuôn mặt hắn trong trèo lạnh lùng. Trên mặt mang theo một tia kiêu ngạo. Lý Gia, một trong tứ đại gia tộc sao. Những người này rõ ràng là mai phục ở cái chỗ này trước. Bọn họ làm sao biết chúng ta muốn từ nơi này đi ra ta nhìn bốn người trước mắt nếu không phải người của ân gia như vậy liền có thể không thực hiện sát phạt ước thúc cho nên những người này vừa ra tay chính là muốn khiến chúng ta chết nhưng trong lòng ta vẫn rất khó hiểu những người này coi như là biết có người từ đầm lầy xương đen này xuyên qua vị trí cũng không có khả năng mai phục chuẩn như vậy chứ ai đó đã bán đứng chúng tôi thanh âm trầm thấp từ trong miệng ân tiểu dung truyền ra Nghe vậy trong lòng ta dâng lên một cỗ lạnh như băng. Lời nói của ân tiểu dung đã nói rất rõ ràng. Có người phản bội chúng ta. Mà người này, rất có thể là người của chúng ta. Lý Huynh, tên này thế nhưng có thể ngạnh xanh thừa nhận một kích của ngươi. Có chút ý tứ A. À. Chút ý. lúc này, một người trong đó ánh mắt rơi vào trên người ta. Âm thầm cười ra tiếng. Ta nhìn bốn người trước mắt, mà dư quang của ta lại rơi vào trên người tên xa, xa kia. Trong tay hắn có một thanh trường cung ở trong tay, ở sau lưng hắn còn có hơn 10 mũi tên. Chiến đấu không thể tránh khỏi, nhưng mà nhất định phải ở trong trận chiến đấu này tìm được địa phương có lợi cho chúng ta. Hiện tại ta cùng Ân Tiểu Dung hai người vốn đang ở vào hoàn cảnh bất lợi. Thực lực của bốn tên này, ba người trong đó đều là địa sư cảnh trung kỳ, mà người vừa mới ra tay với ta kia thậm chí là địa sư cảnh hậu kỳ. Nói thật trước mắt đối với ta cùng Ân Tiểu Dung mà nói, tuyệt đối được coi là một tuyệt cảnh. Hiện tại Hà Đào bởi vì ngăn trở một mũi tên kia cho ta. Vừa rồi tên kia chính là muốn công kích ta đồng thời, sau đó lợi dụng Viễn Công Kiếm Vũ đánh chết ta. Có lẽ tôi chỉ là mục tiêu mà họ vô tình chọn. Người có thể ở trong hắc vụ đầm lầy diệt sát một đầu hắc độc ngạc vương, có thể yếu đến đâu. Tên vừa mới ra tay với ta nhìn ta, thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ trong miệng hắn truyền ra, mà trong lòng ta cũng hơi trầm xuống, bởi vì ta tìm được nguyên nhân bọn họ hạ sát thủ đầu tiên đối với ta. Chính là bởi vì vừa rồi chúng ta từ trong hắc vụ đầm lầy đi ra thời điểm, trong tay ta trưởng thích ngậm thi thể hắc độc ngạc vương, cho nên bọn họ mới có thể lựa chọn người đầu tiên xuất thủ với ta. Hắc hắc. Dương Hoa huynh, nữ nhi này không tệ a, à. giết có phải là đáng tiếc hay không? Lại là một gã thanh niên xuất thân lần này ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người ân tiểu dung thần sắc trong ánh mắt thoạt nhìn cực kỳ dơ bẩn các ngươi muốn chơi như thế nào đó là chuyện của các ngươi ta rất muốn cùng tên này qua chiêu ánh mắt lý dương hoa trực tiếp dừng trên người ta thần sắc lạnh như băng lên tiếng cùng lúc đó hắn nhìn về phía thanh niên phía sau nắm chặt trường cung kia trực tiếp lên tiếng a à, chạy ngươi trong chốc lát không cần ra tay nghe vậy lý trạch khẽ gật đầu biết rồi. Dương, Hoa Ca, Hát Uy, CM nghe nói như vậy. Lông mày của ta nhướng lên. Rất hiển nhiên, Lý Dương Hoa trước mắt là chuẩn bị một người đồng thủ với ta. Mà hai người còn lại thì muốn hướng ân tiểu dung động thủ. Chống đỡ. Ta nhìn về phía vị trí ân tiểu dung. Lúc này, ta không biết nên nói cái gì. Nhưng đối mặt với thiên tài lý ra trước mắt này, ta không thể sơ xuất càng không cách nào đi trợ giúp ân tiểu dung xa xa còn có một cung tiến thủ chuẩn bị người này mặc dù nói là không động thủ nhưng nếu ta chiếm thế thượng phong trong lúc chiến đấu thì sao ai biết được anh ta có thể cho tôi sau lưng không sắc mặt ân tiểu dung lạnh như băng khí tức trên người nàng đã tràn ngập già bởi vì lời nói vừa rồi của hai người kia kỳ thật đã đối với ân tiểu dung liên quan đến vũ nhục đối với một nữ nhân mà nói đây là không thể đụng vào đường dây đến cùng ánh mắt của ta cũng rơi vào trên người Lý Dương Hoa trước mắt. Loại thời điểm này, không có bất kỳ thời gian nói nhảm nào. Thân hình của ta trực tiếp biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, khí tức trên người trực tiếp bộc phát ra. Đồng tử Lý Dương Hoa hơi co rụt lại. "Hả? Tốc độ lại nhanh như vậy sao?" Lý Dương Hoa có chút kinh ngạc tốc độ của ta, bởi vì thân pháp phù du không chỉ là hai trọng, chẳng qua hiện tại ta mới tu luyện hai trọng mà thôi mà uy lực của thân pháp phù du này tuyệt đối vượt qua rất nhiều thân pháp đạo pháp. Trong tay, phá quân mang theo người ích sơn chạm thạch kỳ thật hướng phía trước Lý Dương Hoa chém xuống. Trong tay Lý Dương Hoa, ba thước thanh phong xuất hiện. Trên không trung dường như có một đạo thanh âm kiếm ngâm truyền ra. Trường kiếm kia cùng phá quân trong tay ta va chạm. Nhất thời thân hình của ta biến mất. Lần thứ hai xuất hiện bên cạnh Lý Dương Hoa. Phá quân trong tay lại một lần nữa chém xuống một trận phá sơn hà. Hỏa âm trầm thấp hạ xuống. Trên trường kích, từng đạo linh khí phi luyện hội tụ, hướng phía trước Lý Dương Hoa bộc phát hạ xuống. Lý Dương Hoa khẽ nhíu mày, thanh phong ba thước. Trong tay đột nhiên dâng lên một đạo cương kiếm sắc bén vô cùng, quần áo trên người hắn cổ động. Chàm. Một tiếng hét nhẹ từ trong miệng Lý Hoa Dương truyền ra. Ta phát hiện công kích của phá Sơn Hà không ngờ trực tiếp bị một kiếm này chém ra bất quá ta đối với việc này cũng không có quá nhiều kinh ngạc bởi vì đối mặt với lý dương hoa chính là con cháu thiên tài của lý gia hơn nữa thực lực bản thân hắn cũng là ở địa sư cảnh hậu kỳ đối mặt với loại người này làm sao có thể khinh thường đây phá quân trong tay trực tiếp biến mất cùng lúc đó lực lượng toàn thân ta cũng bộc phát ra bùng nổ ngay lập tức lực lượng thân thể hội tụ trên nắm tay của ta không chút do dự hướng lý dương hoa phía trước nện xuống bởi vì vừa mới chạm phá công kích của ta giờ phút này lý dương hoa tựa hồ cũng không có chuẩn bị đầy đủ nhìn thấy ta lần nữa tới gần trường kiếm trong tay hắn cũng trực tiếp ngang qua trước mặt mà nắm đấm của ta trực tiếp rơi vào trên thân kiếm của trường kiếm kia mà lý dương hoa thần sắc hơi ngưng tụ thân hình của hắn bạo lui về phía sau lúc này dư quang của ta nhìn lý trạch ở một bên người này cả người cơ bắp căng thẳng Rõ ràng là thời khắc đều chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Giờ phút này hắn muốn từ phía sau rút tên đến bắn. Phòng Trừng chỉ cần thời gian trong nháy mắt. Nhìn Lý Dương Hoa lui về phía sau, ta cũng không có dừng lại tại chỗ, cả người trong nháy mắt hướng vị trí của Lý Dương Hoa xẹt qua. Lý Dương Hoa ngẩng đầu nhìn ta, khóe miệng tươi cười trở nên âm lãnh vài phần. Quả nhiên, thực lực của ngươi mới là nơi ẩn nấp sâu nhất trong đó. Bản thân tuy rằng chỉ có điện sư cảnh trung kỳ, nhưng lại linh vũ song tính. Lực lượng thực chiến, hoàn toàn không thua địa cảnh hậu kỳ. Người nói nhảm quá nhiều. Trong nháy mắt hắn nói xong, thân hình của ta đã một lần nữa xuất hiện ở trước mặt tên gia hòa này. Sau đó cả người ta lần thứ hai hướng Lý Dương Hoa trước mặt một quyền oanh kích tới. Sau một khắc, ta nhìn thấy Lý Dương Hoa trước mặt thân hình lui. Về phía sau, trên trường kiếm trong tay hắn, mơ hồ trong đó có từng đạo tàn ảnh hiện lên ta thậm chí cảm giác được chung quanh tựa hồ có kiếm khí ngưng tụ. Đây là Lý Dương Hoa xuất chiêu. Ta không dám có chút sơ suất nào. Giờ phút này, huyền vũ thể ta vận chuyển ra, tiếp tục hướng Lý Dương Hoa phía trước trùng kích mà đi. Kiếm võng. Trường kiếm trong tay Lý Dương Hoa vung về phía ta. Đột nhiên, ta cảm giác được chung quanh ta từng đạo kiếm khí càng thêm sắc bén. Thậm chí là hướng ta công kích mà đến. Đồng tử ta hơi co rụt lại trong sân. Thân hình của ta trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên thủng. Chẳng qua thân thể ta dần dần phai nhạt. Tàn ảnh. Một đám tàn ảnh không ngừng xuất hiện ở trong sân. Bị từng đạo kiếm khí xuyên thủng. Những kiếm khí này cực kỳ dày đặc. Nhưng mà, cũng không có chân chính đạt tới cái loại này thiên la địa võng tình trạng. Không kích. Vẫn còn rất nhiều, ít nhất dưới sự thúc giục của thân pháp phù du của ta, những kiếm khí này không kích, rất dễ dàng tìm được. Làm sao có thể? Tốc độ của ngươi cũng không phải cực hạn." Lý Dương hoa trước mặt sắc mặt khiếp sợ. Đây là một chiêu hắn có lực sát thương cực lớn. Mỗi một đạo kiếm khí đều không phải địa sư cảnh trung kỳ có thể thừa nhận, coi như là một ít người thực lực cường hãn có thể ngăn trở kiếm khí công kích. Vậy công kích kế tiếp của hắn đối với người trong kiếm võng mà nói là chí mạng. Nhưng mà, nếu như có người có thể tránh né công kích của kiếm võng này, đó chính là một cách nói khác. Cho nên hiện tại Lý Dương Hoa có chút khó có thể tin nhìn ta ở trong sân không ngừng hiện ra tàn ảnh. Sau một khắc, cả người ta đã lao ra khỏi vòng vây của kiếm võng, phá quân trong tay đột nhiên nắm chặt trong tay ta. Linh khí xung quanh rất nhanh hướng trên trường kích hội tụ tới, hình thành một cỗ thế công kích càng thêm khủng bố. Một trận động càn khôn. Dưới tiếng quát giận dữ, phá quân trong tay ta phát ra một tiếng phá không trên không trung. Lý Dương Hoa trước mặt cả người trầm xuống, trường kiếm, trong tay hắn vẽ trên không trung. Trong lúc đó, từng thanh kiếm khí hiện lên trước mặt hắn. Chính như kiếm võng lúc trước, mà lần này kiếm võng cũng không phải công kích, mà là hình thành một cái to lớn hình tròn kiếm võng, đem Lý Dương Hoa cả người đều là bảo hộ ở chính giữa. Kiếm võng này chính là trạng thái phòng ngự, nhưng công kích trong tay ta cũng không có nửa điểm đình chỉ, vẫn như trước đối với tên trước mặt này bạo chạm xuống, ầm ầm. Theo thế công kích của phá quân va chạm vào kiếm võng, đột nhiên phát ra một trận tiếng nổ lớn ầm ầm. Lập tức kiếm võng trước mặt trong nháy mắt truyền ra một tiếng giòn vàng. Trả sát. Một đảo vết nứt hiện lên trên kiếm võng này. Sau một khắc, vết nứt này cũng là rất nhanh hướng bốn phía tràn ngập quả. Mà thân hình Lý Dương Hoa dưới kiếm võng cũng bắt đầu hướng phía sau nhanh chóng lui ra. Nhìn thấy một màn này ta nhướng mày. Cả người không có chút do dự nào chính là trong nháy mắt truy kích. Bất quá ngay trong nháy mắt ta vừa mới khởi hành. xa xa một đạo kình phong sắc bén truyền đến. Rô. một tiếng phá không bén nhọn truyền ra. ta xem cũng không nhìn thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ. kiếm vũ một mực rơi vào vị trí ta vừa mới đứng thẳng. trong lòng ta trầm xuống. ta liền biết lý trạch đứng ở xa xa thời khắc đều đã chuẩn bị tốt. vừa rồi khi nhìn thấy ta chiếm cứ thượng phòng chuẩn bị truy kích lý dương hoa kia tên gia hòa này lựa chọn trực tiếp công kích ta không chút do dự nào cũng may là ngay từ khi tôi bắt đầu chiến đấu với lý dương hoa tôi đã đề phòng người ngoài nói chuyện này quả nhiên ta đã biết hai tên này lúc trước nói rất tốt cái gì để lý dương hoa cùng ta một mình chiến đấu không cần lý trạch kia ra tay nhưng lúc mới bắt đầu hai người cùng ra tay muốn đánh chết ta cũng đã xem như bại lộ nhân phẩm của hai người này HTU. Mở nếu mà thật sự muốn quang minh chính đại chiến thắng ta, căn bản cũng không cần phải đến những thứ hư này. Mũi tên kia trong khoảnh khắc liền đến trước mặt ta, mà phá. Quân trong tay ta đột nhiên hướng tiễn vũ kia chém tới. Một tiếng vang nhỏ, mũi tên bị ta trực tiếp chém thành hai nửa rơi xuống đất. Khóe miệng ta nổi lên một tia lãnh ý. Cả người đột nhiên biến mất. Sau đó lướt về phía Lý Trạch bản thân lý dương hoa chính là một đối thủ vô cùng khó giải quyết mà nếu lúc lại cùng lý dương hoa chiến đấu tên này lại quấy dày bên cạnh đối với ảnh hưởng của ta là rất lớn cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp đem tên này giải quyết xong như vậy ta mới có thể tiến hành tiếp theo cùng lý dương hoa chiến đấu trong chốc lát nếu chịu ảnh hưởng của tên này ta sợ chính là lý dương hoa bên kia nhìn thấy ta đến gần sắc mặt lý trạch khẽ biến đổi thân hình nhanh chóng né tránh hắn là một cung tiến thủ công kích tầm xa khẳng định rất cường hãn nhưng cận chiến phòng trừng cũng không phải thế mạnh của hắn cho nên thời điểm này lựa chọn sáng suốt nhất của hắn chính là kéo dài khoảng cách chiến đấu phía sau lý dương hoa cũng không ngừng tiến về phía ta nhưng tốc độ của ta tăng nhanh vẫn không ngừng tiến về phía lý trạch tranh đoạt từng giây từng phút xem ai giết chết ai trước dù trên không trung lại là một mũi tên bắn về phía ta. Bất quá thân thể ta nghiêng sang một bên. Rất nhanh tránh nẽ. Lúc này, ta nhìn thấy thân hình cùng Lý Trạch đến gần không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Ta thấp giọng lầm bẩm Trong nháy mắt lời nói dứt lời. Trên cổ tay ta. Một cái vòng tay màu đen trong nháy mắt biến hóa. Hóa thành một cây trường tiên màu đen. Rất nhanh hướng Lý Trạch phía trước nhanh chóng cuốn qua. Sắc mặt Lý Trạch hơi trầm xuống trong tay hắn lại bắn ra một mũi tên về phía ta. Mà vào thời khắc mấu chốt này, trường tiên trong tay ta đã cuốn quanh trường cung kia. Nhìn thấy một màn này, Lý Trách sắc mặt đại biến, thế nhưng trực tiếp vứt bỏ trường cung trong tay. Nhưng tên này nếu thân là một cung tiễn thủ, ta không tin trên người hắn chỉ có một cái cung. Trường tiên của ta cũng không để ý tới trường cung kia, mà tiếp tục quấn quanh cổ tay Lý Trạch. Không có cách tiếp thu từng trận thanh âm cơ giới truyền ra. Ta nhìn thấy trên trường tiên màu đen, từng cây gai ngược bắt đầu hiện ra. Sau đó gắt gao bắt lấy cánh tay Lý Trạch kia. Máu tươi theo cánh tay Lý Trạch chảy xuống. Sắc mặt Lý Trạch trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương trực tiếp truyền ra từ trong miệng Lý Trạch. Nghe được thanh âm này ta cũng không có nửa điểm thương hại. Đây chính là sinh tử chiến. Không phải ta chết, chính là bọn họ chết. Hốn nợ ngươi dừng tay cho ta phía sau truyền đến thanh âm lý dương hoa giận dữ quát nhưng mà ta làm sao có thể để ý tới người phía sau này khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh trong tay dùng sức mạnh mẽ trực tiếp kéo cả người lý trạch đến trước mặt ta bất quá trong nháy mắt người này bay vút về phía ta đồng tử của ta hơi co rụt lại ta từ trên mặt tên này thấy được một loại sát khí cực kỳ lạnh như băng ta không chút do dự toàn bộ thân thể hướng nghiêng người xẹt ra. Mà ngay trong nháy mắt thân hình ta xẹt ra, một đạo bạch quang giống như thiềm điện, trực tiếp từ vị trí ta vừa mới xuyên thấu qua. Nếu như ta vừa rồi cũng không có né tránh, như vậy một đạo bạch quang này đủ để đem cả người ta xuyên thùng. Trên đạo bạch quang này truyền đến lực lượng, ước chừng có địa sư cảnh đỉnh phong. Lúc này linh khí áp súc trên ngón tay ta trong nháy mắt kích phát. Huyền linh chỉ. Trên trường tiên màu đen, hắc khí không ngừng tràn ngập thân thể lý trạch đồng từ cả người hắn giờ phút này vô cùng tựa hồ là đang không ngừng ngăn cản cho nên đối với công kích của huyền linh chỉ ta hắn căn bản là không có thời gian phản ứng kình khí của huyền linh chỉ trong nháy mắt xuyên thấu qua một con mắt của lý trạch một mũi tên máu trực tiếp bắn ra từ trong mắt lý trạch cùng lúc đó ta không chút do dự đem thi thể lý trạch hướng lý dương hoa bên kia ném qua à Lý Dương Hoa phát ra một trận thanh âm gầm giận dữ, sát khí trên người càng thêm nồng đậm, mà thi thể Lý trạch đến trước mặt hắn, hắn không thể không nhanh chóng bắt lấy thi thể Lý trạch. Trường tiên màu đen trong tay ta nhìn chuẩn cơ hội, rất nhanh hướng Lý Dương Hoa quấn lấy vòng qua. Bất quá thực lực sư cảnh hậu kỳ của Lý Dương Hoa không phải nói mà thôi, khí tức trên người hắn bộc phát ra, trường kiếm trong tay cũng là trực tiếp đem trường tiên màu đen đẩy ra. Nhìn thấy cảnh này, ít nhất tôi đã từ bỏ cuộc tấn công. Lý Dương Hoa đối diện ôm thi thể Lý Trạch rơi trên mặt đất. Trong ánh mắt cả người bộc phát ra một trận âm trầm. Ngươi giết em trai tôi. Tôi muốn ngươi chết không có toàn bộ xác chết. Hắn khẽ ngẩng đầu. Trong đôi mắt lộ ra hàn ý. Nghiến răng nghiến lợi hướng về phía ta lên tiếng. Trong nháy mắt ta cảm nhận được trên người Lý Dương Hoa tản mát ra cô sát khí này. Ánh mắt của ta cũng là hướng ân tiểu dung cách đó không sai nhìn qua dưới sự vây công của hai người ân tiểu dung rõ ràng là ở thế hạ phong hơn nữa nếu qua một chút thời gian ân tiểu dung nhất định sẽ thất bại nhưng hiện tại ta đối mặt với lý dương hoa đồng dạng là không cách nào thoát thân cho nên ta chỉ có thể tận khả năng tăng nhanh tốc độ đem lý dương hoa bên này giải quyết kẻ giết người người hằng giết đạo lý đơn giản như vậy còn muốn ta nói cho ngươi sao ta nhìn chằm chằm Lý Dương Hoa phía trước. Cũng không có bởi vì trên người tên này tản mát ra sát khí khủng bố kia mà có nửa điểm lùi bước. Giờ phút này trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là đem Lý Dương Hoa trước mắt này giết chết. Rất tốt. Kẻ giết người. Người hằng giết. Lý Dương Hoa khẽ gật đầu. Trong nháy mắt sau. Trên trường kiếm trong tay hắn tản mát ra một cỗ kiếm khí lẫm liệt. Thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng ta bạo lược tới thân hình của ta đứng tại chỗ. Đối với công kích lần này của Lý Dương Hoa, ta cũng không có nửa điểm ý tứ tránh né. Khí tức trên người đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Trong nháy mắt trường kiếm tới gần trước mặt ta, phá quân trong tay ta ẩm ẩm bổ về phía Lý Dương Hoa. Phía cùng lúc đó, ta nhìn thấy thân hình Lý Dương Hoa trực tiếp biến mất tại chỗ. Khóe miệng ta nhìn thấy một màn này hơi nhất lên một tia cong. So sánh tốc độ với ta, ta không dám cam đoan thân pháp phù du của ta chính là mạnh nhất nhưng mà nói trước mắt mà nói ta còn chưa từng gặp qua thân phận của ai có thể có thân pháp phù du của ta thân hình của ta biến mất theo trong mắt ta rõ ràng nhìn thấy quỹ tích công kích của cả người lý dương hoa mà ta nhìn thấy trên trường kiếm trong tay hắn kiếm khí vẫn bắt đầu bộc phát ra trên không trung phảng phất lại có kiếm vóng hiện xuống nhìn thấy một màn này cả người ta hướng Lý Dương Hoa bạo kích mà đi. Cùng một chiêu số còn muốn dùng lần thứ hai với ta. Tôi thấy nghi nghĩ quá nhiều. Trong nháy mắt khi lời nói kết thúc, cả người ta đã xuất hiện trước mặt Lý Dương Hoa. Phá quân trong tay ta đâm về phía trước. Sắc mặt Lý Dương Hoa hơi trầm xuống. Trường kiếm trong tay hắn rất nhanh hướng ta ngang tới. Mà nắm đấm của một tay ta đã sớm chuẩn bị tốt. Đột nhiên hướng Lý Dương Hoa một quyền oanh kích tới lần này Lý Dương Hoa đồng dạng là trực tiếp lợi dụng nắm đấm đã biết hướng ta nghênh đón tới. HTV Mở nhìn thấy một màn này trong lòng ta lại thập phần nổi lên một tia lãnh ý. Nói dẫn, tên này dĩ nhiên là muốn dùng tay không đến đón huyền vũ thất thức của ta. Này, trong nháy mắt hai nắm đấm va chạm, một tiếng va chạm nặng nề trực tiếp truyền ra ngoài. Mà đúng lúc này, ta nhìn thấy Lý Dương Hoa trước mặt trong nháy mắt bay ngược về phía trước. Trên mặt hắn có từng trận vẻ mặt kinh hãi, mà phá quân trong tay ta trực tiếp bị ta thu lại. Ngươi dường như không biết gì về sức mạnh cơ thể của tôi, sau đó tôi sẽ cho ngươi một cái nhìn tốt. Tiếng quát trầm thấp truyền ra, thân hình của ta lại một lần nữa biến mất tại chỗ. Lúc này ta đã đem tốc độ bản thân phát huy đến cực hạn, cho nên hiện tại loại tình huống này, ta chỉ có thể tận khả năng tăng nhanh tốc độ giải quyết chiến đấu. Lúc trước có một cung tiễn thủ tầm xa của Lý Trạch ở bên cạnh nhìn chằm chằm như hồ rình mồi, khiến cho công kích bên ta đều có chút không buông tay chân. Nhưng mà tình huống này mà nói, ta hoàn toàn không có bất kỳ cố kỳ nào. Hơn nữa ta còn phải nhanh chóng giải quyết tên này. Như vậy ta mới có thể giúp được ân tiểu dung phía sau. Ân tiểu dung bên kia hai người giáp công. Phòng trừng cũng không chống đỡ được bao nhiêu thời gian. Huyền vũ thất thức, thức thứ hai. Tiếng quát trầm thấp hạ xuống, trên nắm tay của ta lần nữa ngưng tụ ra một cỗ khí thế cực kỳ khiến người ta tim đập nhanh, hướng Lý Dương Hoa phía trước bảo kích tới. Giờ phút này, trên trường kiếm của Lý Dương Hoa, một đạo kiếm khương ầm ầm hướng ta chém xuống. Mà đối với kiếm lâu công kích này, ta hoàn toàn không để ý, cả người một quyền oanh kích trên trên kiếm thành. Đánh cạch, một tiếng giòn vang truyền ra trong nháy mắt. Đạo kiếm châm trước mặt cũng là vào lúc này tất tất muốn nứt toàn bộ nứt ra, mà thân hình ta hướng phía trước đột nhiên xông ra ngoài. Đầu gối của ta trong nháy mắt hướng bụng Lý Dương Hoa trước mặt đâm lên. Lý Dương Hoa hai tay đan chéo trước ngực, rất hiển nhiên là muốn ngăn trở một kích này. Bồn lôi phá, trong nháy mắt một tiếng quát khẽ truyền ra. Thân hình Lý Dương Hoa lần thứ hai lui về phía sau, mà khóe miệng ta cũng nhẹ nhàng truyền ra một tiếng quát khẽ. Bảo cho ta, này, theo thanh âm của ta hạ xuống, ở vị trí ngược Lý Dương Hoa, đột nhiên có một đảo ám kình trong nháy mắt bạo liệt mà mở ra. Mà thân ảnh Lý Dương Hoa vừa mới rơi xuống đất run lên. Một ngụm máu tươi liền trực tiếp phun ra. Dưới tình huống như vậy, thân hình ta tiếp tục hướng Lý Dương Hoa truy kích tới. Trong ánh mắt hắn oán độc càng thêm nồng đậm. Nhưng mà, đối với một người sắp bại dưới tay ta mà nói, thần sắc ngươi chính là oán độc. Đối với ta mà nói đều không có bao nhiêu tác dụng ta ngay sau đó xuất hiện trước mặt lý dương hoa nhưng ta kinh ngạc phát hiện lý dương hoa lúc này dĩ nhiên cũng không có chút ý tứ tránh né giống như chính là đứng ở nơi đó chờ đợi công kích của ta khi thân hình ta vừa mới rơi xuống đất trong tay lý dương hoa một đạo phù trực tiếp hướng ta bay vút tới mà thân hình ta trong nháy mắt trên không trung xoay qua một độ cong quỷ dị trực tiếp biến mất ở trước mặt phù du thân pháp tầng thứ hai có thể dừng lại ở trên không trung trong nháy mắt thời gian cũng làm ra thân hình truyền hướng mà đối với lý dương hoa này tế xuất lá bài tẩy trong tay hắn trong lòng ta cũng đã sớm làm tốt tất cả tính toán hiện tại loại thời điểm này thân hình ta trực tiếp xuất hiện ở phía sau lý dương hoa phá quân trong tay trực tiếp hướng lý dương hoa bảo kích xuống lý dương hoa giờ phút này bị ám kình của ta đánh bị thương hắn đã là nỏ mạnh cuối cùng trường kiếm trong tay hướng ta ngang tới mà dưới tình huống như vậy phá quân trực tiếp oanh kích trường kiếm trong tay hắn đang làm một thanh âm kim thiết giao thông truyền ra mà một cỗ lực lượng khủng bố trực tiếp đem trường kiếm trong tay lý dương hoa bắn bay ra ngoài ta không chút do dự xuất hiện trước mặt lý dương hoa phá quân trong tay xuyên thấu lồng ngực lý dương hoa trong ánh mắt lý dương hoa lộ ra một cỗ nồng đậm không dám nhưng giờ phút này sinh cơ trên người hắn đã biến mất không còn một mảnh nhìn thân thể lý dương hoa ngã xuống ta nhìn về phía vị trí ân tiểu dung lúc này sắc mặt hai người kia hơi trầm xuống trên một cánh tay ân tiểu dung đã có một vết thương dữ tận mà giờ phút này hai người nhìn thấy lý dương hoa chết dĩ nhiên xoay người muốn chạy trốn lúc này mới muốn đi có quá muộn không dứt lời cả người ta nắm chặt trường thích phá quân xuất hiện trước mặt bọn họ trực tiếp đem đường đi của bọn họ ngăn chờ trong ánh mắt hai người hiện lên một tiêu u ám. Sau khi liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng hướng ta bạo lược tới. Đối với hai tên gia hòa này, ta tuy rằng cũng không kiên nể gì. Nhưng ta vẫn phải cẩn thận, át chủ bài trên người bọn họ các loại đồ vật. Phải biết rằng, có thể tiến vào thượng cổ gì, tiết tích này. Hơn nữa đến bây giờ còn có thể sống sót, cũng không đơn giản. Lá bài tẩy trên người bọn họ đều có thực lực công kích địa sư cảnh đình phong nếu ở thời khắc mấu chốt bị loại công kích này đánh chúng mà nói tình huống cũng là cực kỳ không tồi bất quá cũng may trên người hai tên này cũng không có lá bài tẩy xuất hiện nói không chừng bọn họ trước đó cũng đã dùng hết lá bài tẩy hiện tại các ngươi chỉ có một cơ hội ai nói cho ta biết hành tung lần này của chúng ta là ai tiết lộ cho ngươi các ngươi như vậy hắn có thể sống sót trường thích trong tay ta trực tiếp nằm ngang trên cổ hai người giờ phút này hai người đã là trạng thái trọng thương đối với lời nói của ta hai người liếc nhau một cái cũng không nói gì nhìn thấy cảnh này ta khẽ gật đầu rất tốt nếu cũng không nói trước như vậy ta cũng chỉ có một nếu như hắn nói ta liền buông tha cho hắn sau khi nói xong khí tức trên người ta trong nháy mắt bộc phát ra phá quân trong tay nhanh chóng hướng một người phía trước chém tới cảm thụ được lực lượng trên công kích của ta mang theo. Đồng tử người kia co rụt lại. Tôi nói, tôi nói. Nghe nói như vậy. Trường kích của ta xuất hiện ở trước mặt người này chỉ có một tấc vị trí. Nhưng vẫn dừng lại. Ta lặng lặng nhìn người trước mắt này. Sư đệ, ngươi. Một người khác bên cạnh có chút kinh hãi nhìn thanh niên đang nói chuyện. Bọn họ có lẽ lúc trước đã nói cái gì đó. Nhưng hiện tại thanh niên lựa chọn phản bội. Sư huynh, đã vào lúc này rồi ai còn quản được người khác tôi muốn sống bộ mặt người này trở nên dữ tợn sống sót đây là mong muốn xa vời nhất của một người không ai muốn chết nói đi ta nhìn chằm chằm thanh niên vừa mới nói chuyện kia sau đó ta biết lý dương hoa cùng lý trách lúc trước chính là người của lý già mà bọn họ chính là tông môn do lý gia quản lý lúc trước lý dương hoa nhận được một tin tức sau đó liền mang theo bọn họ đến bên này ngồi xổm người hai người bọn họ vốn cũng không biết nhưng ở thời điểm tới đây mơ hồ nghe được lý dương hoa nhắc tới một câu ân như yêu htuc không mét ta nhìn về phía ân tiểu dung bên cạnh hướng về phía nàng hỏi chúng ta bên này có ân như yêu người này sao dưới ánh mắt chăm chú của ta ân tiểu dung trực tiếp gật gật đầu nhìn thấy ân tiểu dung xác định ta biết trước mắt hai tên này diễn trò hẳn là sẽ không khéo như vậy. Như vậy tin tức của chúng ta, rất có thể chính là ân như yêu tiết lộ ra ngoài. Sau khi hỏi đơn giản, hai người này kỳ thật cũng không nhiều. Sau đó, ta trực tiếp đem một người bên cạnh đánh chết. Sắc mặt của người kia thoạt nhìn cực kỳ trắng bệnh, mà ta mỉm cười. Nhìn hắn lên tiếng nói, ta nói ta không giết ngươi. Ngươi yên tâm. Nghe vậy, trên mặt người này cũng hiện ra vẻ mừng như điên. Sau đó, ta nhìn về phía ân tiểu dung bên cạnh. Ta chậm rãi rời đi. Mà ngay khi thanh niên kia đứng dậy chuẩn bị rời đi, ân tiểu dung cũng trực tiếp đứng ở trước mặt hắn. Nhìn thấy ân tiểu dung trong nháy mắt. Sắc mặt nam tử đột nhiên biến đổi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ân tiểu dung cũng không có trả lời lời hắn. Khí tức trên người cũng là trực tiếp bộc phát ra. Ta cũng không có nói gì, nói qua ta không giết hắn như vậy ta tuyệt đối sẽ không giết hắn thế nhưng ân tiểu dung có muốn giết hắn hay không đó chính là chuyện của ân tiểu dung dù sao ta không tiện can thiệp nhiều như vậy sau khi triệt để giết chết bốn tên này chúng ta bắt đầu cướp đoạt sạch sẽ đồ vật trên người bọn họ đương nhiên quan trọng nhất là thú hồn thú hồn trên người mấy người này còn rất sung túc xem ra lúc trước không ít lần săn giết những yêu thú kia từ đó đạt được thú hồn nhưng bây giờ gặp tôi tôi chỉ có thể nói rằng họ không may mắn sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện hậu sự ta mới đi tới trước mặt thi thể hà đào kia hà huynh ngươi yên tâm nếu ta còn sống đi ra ngoài tất nhiên mang ngươi lá dụng về cội nguồn hà đào đang ở ngũ hành môn lần này hắn tiến vào ri tích thượng cổ này có thể nói cũng là hy vọng của cả ngũ hành môn nhưng ri tích thượng cổ bên kiềm tỉnh chúng ta mấy lần này tự hồ biểu hiện đều rất kém còi. Dù sao cũng không ai có thể trở lại tông môn. Bao gồm cả bản thân ta, cũng không dám nói có nắm chắc tuyệt đối có thể sống sót đi ra ngoài. Hiện tại hà đào chết. Như vậy ta có thể làm chính là, nếu như ta có thể sống sót đi ra ngoài, như vậy ta nhất định phải mang theo thi thể của hắn trở về ngũ hành môn. Nói xong, ta đem thi thể hà đào thu lại lúc này mới nhìn về phía ân tiểu dung bên cạnh lên tiếng hỏi nàng ân như yêu này là ai căn cứ tình huống lúc trước chúng ta bị ân như yêu bên chúng ta bán đứng mà loại tình huống trước mắt ta rất muốn biết cái gọi là ân như yêu này rốt cuộc là cái gì có một số thứ bất kể hắn là ai đều phải tìm lại sân cái này ân như yêu đến phía sau nhất định sẽ đụng phải mà ta cũng muốn trước đó hào hào hiểu rõ người này một chút ân như yêu trong chín đại lãnh tụ của ân ra bài danh thứ năm ngũ công tử ân như yêu nghe được lời của ân tiểu dung trong lòng ta cũng hơi trầm xuống bài danh thứ năm sao hiện tại loại tình huống này đã là cùng hắn bài danh ít nhiều không có bất kỳ quan hệ gì bởi vì chúng ta vừa rồi thiếu chút nữa bởi vì người này mà chết nhưng ta càng thêm tò mò chính là hành tung của chúng ta. Vị ân như yêu này làm sao biết được. Ta nhìn về phía ân tiểu dung, đem suy nghĩ trong lòng ta nói ra. Sau khi nghe được lời này của ta, ân tiểu dung khẽ thở dài một hơi. Sau đó, nàng cũng trực tiếp lên tiếng, nói cho ta biết kỳ thật tin tức của chúng ta là bị người của đội chín bại lộ. Nhưng người bại lộ chúng ta là người ân như yêu, đem người của mình an bài ở bên người khác. Cái này ở trong di tích thượng cổ là tương đối phổ biến. Dưới tình huống bình thường, đệ tử tứ đại gia tộc bọn họ rất nhiều người lén lút có liên hệ. Nói một cách đơn giản, chính là bài trừ dị kỳ. Cử cô nương trong chín ứng cử viên lãnh đạo ân gia, xem như là đối thủ cạnh tranh rất mạnh, cho nên đội ngũ của nàng sớm bị người suy yếu, coi như là bình. Thường, sau khi nghe ân tiểu dung nói những lời này, ta xem như có chút hiểu được trong đội chín của chúng ta, có người là người của ân như yêu. Hắn khẳng định là biết vị trí của chúng ta, nhưng hắn quản là từ lệnh bài cảm ứng, biết chúng ta ở nơi nào, lại không biết chúng ta là mấy người kia. Người này đem vị trí báo cáo cho ân như yêu, ân như yêu cùng người lý gia có liên hệ. Nói không chừng hai người đều đang đề cập đến đối phương diệt trừ đối thủ, ân như yêu tiết lộ tin tức của chúng ta với người thay thế lý gia vì thế hành tung của chúng ta đã bị đám người lý dương hoa biết được như vậy bọn họ mới biết được chúng ta phải từ cái chỗ này của đầm lầy xương đen xuyên qua trải qua đầm lầy khu đen dưới tình huống bình thường mà nói tiêu hao của chúng ta đều là rất lớn đây là dùng cái này có dự mưu mưu sát mưu muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt nhưng mà sự tình không như nguyện có một số việc coi như là kế hoạch tốt hơn nữa vẫn có một ít nhân tố ở bên trong ân như yêu sao rất tốt tôi hy vọng sẽ có cơ hội để chạm vào nó khóe miệng ta hơi nhấc lên một chút độ cong lạnh như băng sau đó cũng trực tiếp nhìn về phía sâu trong di tích thượng cổ những con cháu gia tộc này cạnh tranh là không sai dù sao bản thân bọn họ cũng có một ít nguyên nhân mà vị trí của chúng ta bởi vì ân như yêu bị bại lộ ra ngoài sau đó bị những người này tìm được cũng không có sai bởi vì đây là một trùng hợp như vậy chờ đến lúc đó kiếm đạo ân như yêu thời điểm chúng ta muốn giết chết hắn cũng là không có sai bởi vì có vài thứ nhất định là muốn trả tuy rằng chúng ta hiện tại đang đứng ở chỗ này không có chết đó là bởi vì chính chúng ta còn có vài phần bản lĩnh nếu như không phải như vậy có lẽ hiện tại ta cũng nằm trên mặt đất biến thành một cố thi thể mà hà đào cũng chính là bởi vì như thế mới có thể chết hắn thân bị trọng thương chỉ cần có thể chữa thương xong như vậy chúng ta có thể tiếp tục đi về phía trước thực lực của hà đào cũng rất cao nói không chừng hắn cũng có thể từ trong di tích thượng cổ này sống sót ta cùng ân tiểu dung không có chết cũng không có nghĩa là cái này kết thúc đi thôi chúng ta tiếp tục đi ta mang theo ân tiểu dung sau đó trực tiếp lên tiếng khoảng cách hiện tại của chúng ta không ngừng hướng phía trước tới gần tuy rằng không biết còn có bao nhiêu thời gian mới có thể đến cái gọi là thánh điện nhưng đến phía sau ta biết đường sẽ càng ngày càng khó đi bởi vì khu vực trung tâm đang thu hẹp lại và bây giờ cơ hội gặp gỡ lẫn nhau của những người sống sót sẽ trở nên cao hơn và cao hơn đừng nói những người còn lại hiện tại cho dù là đồng đội của mình cũng chưa chắc an toàn thân phận của chúng ta chính là bị chúng ta chuẩn bị đem đồng đội của mình bán ra nếu không chúng ta làm sao có thể gặp phải lần phục kích này bất quá hiện tại thương thế trên người ân tiểu dung có chút không tốt lắm cho nên chúng ta tìm kiếm một chỗ ân tiểu dung cùng ta đều cần điều chỉnh trạng thái của mình một chút mà ta thì mượn cơ hội này tiến vào trong không gian truyền thường ngọc tỷ trong tay ta lại có thêm một quả linh quả linh quả này lúc trước ta ăn qua một quả ta trực tiếp từ địa sư cảnh sơ kỳ tiến vào địa sư cảnh hậu kỳ như vậy ta một quả linh quả này không biết còn có thể đem thực lực của ta tăng lên hay không lần trước ăn quả linh quả này thời điểm thực lực của ta tăng lên dưới tình huống bản thân cũng không có cảm giác được cảnh giới của ta phủ phiếm thế nhưng quả thứ hai linh quả phục dụng mà nói ta không dám nói trăm phần trăm cam đoan nghĩ tới đây ta hít sâu một hơi nhìn linh quả trong tay quản hắn thử một chút không phải sẽ biết sao dứt lời ta cũng là trực tiếp đem quả linh quả này phục dụng xuống. Sau một khắc, ta liền cảm giác được một cỗ năng lượng cực kỳ tinh thuần mà ôn hòa trực tiếp chui vào trong thân thể ta. Cỗ lực lượng khổng lồ này không ngừng bị khí xoáy trong cơ thể ta hấp dẫn. Hiện tại ta đã có ba cái lốc xoáy. HT không mét mà nếu như ta tiến vào địa sư cảnh. Hậu kỳ mà nói, như vậy lốc xoáy trong cơ thể ta hẳn là sẽ đạt tới bốn cái. Sở dĩ muốn đột phá nhanh như vậy, chính là bởi vì hôm nay gặp phải một hồi tập kích này nói trắng ra lần này xuất hiện lý dương hoa chính là địa sư cảnh hậu kỳ ba người còn lại đều là địa sư cảnh trung kỳ nhưng lần sau thì sao sẽ có một điều tốt như vậy đến lúc đó nếu như đi ra hai cái địa sư cảnh hậu kỳ hoặc là ba người tôi có thể ngăn chặn nó không kết quả không ngăn được chỉ có một đó chính là chết nói thật hiện tại loại thời điểm này ta không dám nói đem hy vọng đặt ở trên người bất kỳ người nào có thể trợ giúp ta cũng chỉ có một mình ta mà thôi chỉ có thực lực của mình tăng lên có thủ đoạn bảo mệnh như vậy ta mới có thể yên tâm hiện tại cổ linh cùng lưu húc long không biết là tình huống gì về phần tiên phủ tông kế sâm còn có linh kiếm sơn vô danh hai người này vừa mới bắt đầu đã cùng chúng ta không cùng một chỗ vô danh thậm chí không nói nhiều với chúng ta kế sâm cũng được người khác lựa chọn lúc đi không chào hỏi chúng ta cho nên hai người này cùng ta không có nhiều quan hệ hơn nữa bọn họ cùng chúng ta cũng không phải cùng một đội ngũ dưới tình huống như vậy muốn sống sót đi ra ngoài ta biết bằng vào thực lực hiện tại của ta hoàn toàn không đủ biện pháp duy nhất đó chính là tăng lên thực lực của mình linh khí kích động trong cơ thể không ngừng bị ba cái khí lốc kia hấp thu mà đi qua mấy giờ linh khí kích động trong cơ thể ta cũng hoàn toàn bị hấp thu không còn một mảnh mà ta cảm giác được thực lực của ta tăng lên nhưng cũng không tiến vào địa sư cảnh hậu kỳ rất hiển nhiên quả thứ hai linh quả này cũng không có quả thứ nhất linh quả tốt như vậy hiệu quả thế nhưng hiệu quả vẫn không tệ như trước dựa theo loại cảm giác này ta đem một quả linh quả cuối cùng này hấp thu như vậy thực lực của ta hẳn là rất có thể tiến vào địa sư cảnh hậu kỳ Ta đem một quả linh quả cuối cùng trong truyền thừa ngọc tỷ lấy ra, sau đó hít sâu một hơi, không chút do dự nuốt xuống. Sáng sớm hôm sau, ta mở mắt ra, sau đó một ngụm chọc khí từ trong miệng ta phun ra, ở trong khí phủ của ta, bốn cái lốc xoáy vào lúc này không ngừng xoay tròn, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí chung quanh tiến vào khí phủ của ta. Địa sư cảnh hậu kỳ, không thể không nói linh quả này thật sự không phải là thứ bình thường hiện tại ta không chỉ tiến vào địa sư cảnh hậu kỳ hơn nữa cảnh giới của ta dĩ nhiên là không có nửa điểm hư phù nội tình đây là một cái to lớn tông môn nên có nội tình trước kia phù không thành rốt cuộc là như thế nào một cái thật lớn tông môn dưới tình huống có được nhiều bảo vật như vậy dĩ nhiên vẫn là sẽ bị tiêu diệt trong thế giới của di tích thượng cổ này rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì trong lòng ta hỏi mình như vậy đây là một loại tai nạn quỷ dị. Từ trong miệng Hoàng Phủ Xuyên, ta cũng không có nhận được tin tức hữu dụng gì. Chính là không biết đến lúc đó nếu Hoàng Phủ Huyên Nhi tỉnh lại, ta có thể từ trong miệng nàng biết được một chút tin tức hữu dụng hay không. Nghĩ tới đây ta lần thứ hai kiểm tra tình huống của nhất Hoàng Phủ Huyên Nhi. Nàng cuối cùng ngưng hồn đã là không có hoàn thành. Đây là việc ta thường xuyên sẽ làm, kiểm tra một chút tình huống của Hoàng Phủ Huyên Nhi. Dù sao đây là lời hứa của ta với Hoàng Phủ Xuyên có vài thứ nếu đã hứa hẹn vậy phải làm ta đứng dậy đi ra khỏi huyệt động này cửa đứng ân tiểu dung nàng nhìn thấy ta đi ra sau đó lên tiếng nói với ta ta thấy ngươi còn đang tu luyện cũng không có quấy giày tôi khẽ gật đầu sau đó trả lời cảm ơn bạn bây giờ chúng ta có thể bắt đầu ta cùng ân tiểu dung hai người lần nữa khởi hành vốn chúng ta là ba người nhưng hiện tại hà đào đã chết cho nên đội ngũ của chúng ta lại biến thành ba người ngươi cảm thấy chúng ta có cần phải tìm thêm hai đồng đội để gặp nhau không trên đường đi ta nhìn ân tiểu dung lên tiếng hỏi hiện tại cùng ân tiểu dung ta hai người nói thật nếu gặp phải loại phục kích lúc trước kỳ thật đối với chúng ta mà nói rất nguy hiểm lúc này liền thể hiện ra chỗ tốt của đồng đội nếu có thêm hai đồng đội vấn đề sẽ được giải quyết tốt hơn ngay bây giờ ân tiểu dung nghe vậy nhìn về phía phù lệnh của chúng ta giờ phút này trên phù lệnh tựa hồ đang có ba đạo thân ảnh hướng chúng ta tới gần ba người này rõ ràng là hướng chúng ta hội tụ tới ta cũng vừa lúc phát hiện vấn đề này mới cùng ân tiểu dung nói hiện tại là người khác chủ động tìm tới chúng ta chúng ta có muốn chấp nhận điều đó không ta cảm thấy vẫn nên tuân theo ý kiến của ân tiểu dung một chút nếu cô ấy không đề nghị chúng tôi gặp ba đồng đội này chúng tôi cũng có thể xem xét kéo dài khoảng cách như vậy ba người này cũng sẽ hiểu được suy nghĩ của chúng tôi do đó sẽ không chọn để phù hợp với chúng tôi ta cảm thấy có thể thử xem ân tiểu dung trầm ngâm một lát sau nhìn về phía ta sau đó trả lời nhưng ân tiểu dung thử một chút liền làm cho ta có chút không rõ là chuyện gì xảy ra lúc này ân tiểu dung nhìn ta sau đó lên tiếng với ta Ngươi có biết ai trong đội ngũ của chúng ta đã phản bội chúng ta không? Dù sao ta cũng không biết. Nghe được lời này của ân tiểu dung, cả người ta cũng sửng sốt. Chúng ta bị người ta phản bội. Nhưng hiện tại tình huống này, chúng ta không biết toàn bộ đội ngũ bán đứng chúng ta là ai. Trong đội ngũ chúng ta có người sắp xếp, ân như yêu. Người này cùng ân như yêu liên lạc. Sau đó bại lộ vị trí của chúng ta. Đám người Lý Dương Hoa vừa rồi chỉ là đợt thứ nhất như vậy còn có thể có đợt thứ hai hay không hiện tại ba đồng đội tới gần chúng ta trong đó có người có ân như yêu hay không nói trắng ra chúng ta không thể xác định dưới tình huống như vậy chúng ta tựa hồ cũng chỉ có thể thử một lần nếu như nói ba người này không phải là người của ân như yêu vậy tự nhiên là tốt nhất nhưng nếu trong ba người này có người ân như yêu chúng ta có lẽ cũng có thể nhân cơ hội này đem người này từ trong đội ngũ của chúng ta bắt ra sau đó tiêu diệt. Vậy thì thử đi. Vậy ta suy nghĩ một chút. Sau đó nhìn Ân Tiểu Dung lên tiếng, nói xong, chúng ta tiếp tục bình thường đi về phía trước. Trên đường chúng ta cũng bình thường săn giết yêu thú. Khoảng nửa ngày sau, thân hình của ba đồng đội kia hướng về phía chúng ta tiếp cận, mà khi chúng ta nhìn thấy ba người này, một người trong đó trực tiếp chỉ vào ta cùng Ân Tiểu Dung, lịch quát ra tiếng hai người các ngươi rõ ràng nhìn thấy chúng ta lại hướng các ngươi tới gần vì sao không hướng chúng ta gần nhau nghe đến bệnh viện tỉnh uống rượu này tôi cũng nhìn về phía ân tiểu dung bên cạnh lên tiếng hỏi cô ấy ngươi có quen biết không ân tiểu dung khẽ lắc đầu htu o mà nhìn thấy một màn này ta nhìn người vừa mới nói trước mặt kia trực tiếp hướng về phía hắn lên tiếng xin lỗi xin hỏi ngươi tính là cái gì dựa vào cái gì ngươi hướng chúng ta tới gần. Chúng ta sẽ hướng các ngươi tới gần. Đối với lời nói của ta, vẻ mặt người này chậm lại. Hắn hiển nhiên là không có dự đoán ta. Ta thế nhưng lại trực tiếp nói ra những lời này, mà trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn liền trực tiếp mặt giận tức giận nhìn ta. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết? Cựu tiểu thư nói, người đội chín chúng ta muốn giúp đỡ lẫn nhau sao? Các bạn chỉ có hai người, Ngươi nghĩ rằng chúng tôi giống như tổ chức đội với bạn. Nếu không phải nghĩ đến cửu tiểu thư, Khâu Trần ta mới lời để ý tới các ngươi. Tên này tên là Khâu Trần, nhưng à tôi không biết. Dù sao bên ân gia cũng có mấy tông môn tình. Ta tương đối quan thuộc cũng chính là kiềm tỉnh cùng xuyên thục bên này. Dù sao cũng đã từng giao thủ với người của xuyên thục. Về phần nam tỉnh bên kia ta cũng biết một cái ngũ độc giáo, còn lại cũng không hiểu rõ. Cho nên Khâu Trần này là cái kia tông môn ta hoàn toàn là một chút ấn tượng cũng không có thật xin lỗi hình như là các ngươi tự mình tìm tới cửa nếu như không ngại các ngươi có thể xoay người rời đi nhìn khâu trần này ta liền cảm thấy tên này có chút buồn cười loại thời điểm này hắn còn đang giả vờ tên này chẳng lẽ thật sự cho rằng mình là loại hàng gì xin lỗi ở chỗ tôi không cần thứ này cũng giống như người chúng ta gặp phải lúc trước hiện tại ta ở trên phù lệnh cảm ứng đã không còn tên gia hòa này không có gì ngoài ý muốn người này rất có thể đã nợ nịnh nọt không nghĩ tới hiện tại lại gặp phải một tên tự cho là đúng như vậy chính ta là chán ghét loại người này nhất vị huynh đài này tại hạ cự linh môn trần tiêu khâu trần huynh làm người thẳng thắn nói chuyện tương đối dễ đắc tội người khác mong vị huynh đài này không cần để ý khâu trần huynh hai vị có thể một mình đi tới cái chỗ này Nói vậy cũng là người có năng lực. Mục đích của mọi người đều là sống sót từ di tích thượng cổ này đi ra ngoài, nếu cùng chí hướng, mọi người cần gì phải làm cho không vui như vậy. Ở phía sau Khâu Trần, một bóng người xuất thân, sau đó ôm quyền lên tiếng với chúng ta. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của ta rơi vào trên người Trần Tiêu này. Tên này trên mặt mang theo tươi cười, thực lực của ba người bọn họ đều ở địa sư cảnh trung kỳ. Đối với việc này Khâu Trần nhìn thoáng qua Trần Tiêu, sau đó có chút bất mãn lên tiếng trần huynh hai tên này rõ ràng đang trốn tránh chúng ta chúng ta tới đây không phải là vì cùng nhau hợp tác có thể đi xa hơn sao lòng tốt của chúng tôi được coi là gan và phổi lừa đối mặt với lời nói của khâu trần trần tiêu lại mỉm cười nhìn khâu trần lên tiếng khâu trần huynh mục đích chúng ta tiến vào di tích thượng cổ nhất trí cần gì phải vì chuyện này mà tính toán chi ly con đường phía sau càng ngày càng nguy hiểm. Nếu có thể thêm hai vị đạo hữu này, chúng ta sống sót tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn. Nhị vị, nghĩ đến các người cũng không muốn trong chốc lát gặp phải nguy hiểm mà không có ai hỗ trợ chứ. Như thế, vậy tất cả mọi người không cần so đo được không? Trần Tiêu xem như là hòa thuận. Đối với những lời Trần Tiêu nói, ít nhất đối với tôi và ân Tiểu Dung xem ra tương đối dễ nghe, bởi vì không ai muốn có người đi lên chính là bộ dáng châu bò ẩm ý. Trần Huynh nếu đã nói đến phần này, nếu ta nói cái gì nữa, chẳng phải là có vẻ tiểu nhân chi tâm của ta sao. Khâu Trần nhìn Trần Tiêu, sau đó cũng chỉ lên tiếng, nói xong. Người này cũng xoay người lại khẽ ôm quyền với tôi. Nhi vị, lúc trước là ta nói chuyện không đúng, mong không nên trách. Chuyện này xem như là quá khứ, mà chúng ta giới thiệu với nhau một chút. Một người khác tên là Hàn Thanh, khi biết được ân tiểu dung là đệ tử ân gia ba người này rõ ràng là nhiệt tình hơn rất nhiều đây là hiện thực không có cách nào ân tiểu dung là đệ tử ân gia đến lúc đó nếu tất cả mọi người có thể sống sót đi ra ngoài có thể giao hảo mà nói đối với ba tông môn bọn họ mà nói đều là cực kỳ có lợi tạm thời đội ngũ của chúng ta mở rộng đến năm người mọi người cũng không tồn tại người lãnh đạo gì đó dù sao cũng là lúc có chuyện mọi người cùng bàn bạc mà đến phía sau thời điểm, chúng ta gặp phải yêu thú đích thật là càng ngày càng cường hãn. Đội ngũ năm người chúng ta vừa mới thành lập không bao lâu, chúng ta đã gặp một con yêu thú địa sư cảnh hậu kỳ. Đối phó với con yêu thú này, chúng ta cho dù là năm người hợp lực cũng dùng một chút thời gian mới đánh chết. Tuy rằng ta có thực lực đủ để đánh chết con yêu thú này, nhưng hiện tại loại tình huống này, nếu không lưu lại chút lá bài tẩy trên người mình, nói không chừng mình chết khi nào cũng không biết lòng hại người không thể có, nhưng trái tim phòng người không thể không có. Đây là một cái ăn người không nhổ xương. Hiện tại còn tốt, bởi vì còn không thể đánh chết đồng đội, thậm chí người của đội ngũ ân gia. Thế nhưng phạm vi đang không ngừng thu nhỏ lại. Phòng chừng không bao lâu, quy tắc này sẽ biến mất. Đến lúc đó, sẽ là một sự thật cực kỳ tàn khốc bày ra trước mặt. Và tất cả những người chúng ta bước vào chỉ có hai con đường, sống hoặc chết. Năm người chúng ta, trừ phi là gặp phải yêu thú địa sư cảnh hậu kỳ cực kỳ cường hãn, yêu thú còn lại đối với chúng ta mà nói, vẫn là không, có bao nhiêu uy hiếp. Lúc này chúng ta đang xuyên qua rừng rậm. Chư vị, cẩn thận một chút, chúng ta đã đi tới nửa giờ trong rừng rậm này không gặp phải yêu thú. Đúng lúc này, Trần Tiêu đưa tay ngăn cản thân hình chúng ta đi tới. Mà sau khi Trần Tiêu nói xong, ân tiểu dung bên cạnh cũng trực tiếp lên tiếng loại tình huống này có hai khả năng thứ nhất chính là yêu thú nơi này người khác săn giết tình huống thứ hai chính là nơi này có một đầu yêu thú cực độ cường hãn cho nên một mảnh này đều là lĩnh vực của hắn dẫn đến yêu thú còn lại không dám tiến vào sau khi ân tiểu dung nói xong thần sắc mọi người ở đây đều vô cùng ngưng trọng sau đó vô cùng cảnh giác nhìn bốn phía ân cô nương nói không sai chung quanh căn bản cũng không có dấu vết chiến đấu nói như vậy khả năng thứ hai là lớn nhất trần tiêu khẽ gật đầu sau đó nhìn mọi người lên tiếng có thể tránh được không khâu trần bên cạnh cũng nhìn về phía trần tiêu lên tiếng trần tiêu nghe vậy khẽ lắc đầu loại yêu thú này lĩnh vực là một khu vực lớn nếu như ta đoán không sai hiện tại chúng ta tiến vào lĩnh vực của tên này kỳ thật đã bị phát hiện rồi sắc mặt trần tiêu nặng nề lên tiếng mà ngay khi trần tiêu vừa dứt lời đột nhiên một tiếng gào thét trầm thấp cũng đột nhiên truyền ra trong nháy mắt nghe được thanh âm này sắc mặt tất cả mọi người chúng ta ở đây đều hơi trầm xuống bởi vì trong tiếng gào thét trầm thấp này làm cho người ta có một cỗ áp lực cực kỳ nặng nề cỗ áp lực này đủ để nói lên thực lực cường hãn của con yêu thú này yêu thú này ít nhất địa sư cảnh đình phong thậm chí nửa bước thiên sư thanh âm trầm thấp từ trong miệng trần tiêu truyền ra sau đó chúng ta cảm giác được mặt đất bắt đầu chấn động. Mọi người đề phòng. Trần Tiêu khép quát một tiếng. Khí tức trên người mọi người trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Sau đó, mặt đất run rẩy. Tiếng gầm nhẹ kia cũng cách chúng ta càng ngày càng gần. Khi tất cả chúng ta nhìn về phía trước, ở đâu? Một đạo thân ảnh thật lớn. Không ngừng hứa chúng ta tới gần. Sau đó, tất cả chúng ta mở to mắt nhìn một con khỉ khổng lồ đến gần chúng tôi phải nói rằng đây không phải là khỉ mà là một con khỉ cổ khổng lồ cổ viên này cả người tóc đen nhánh tản ra khí thế khiến người ta tim toàn bộ thân thể cổ viên thoạt nhìn cao chừng mười thước dưới thân ảnh khổng lồ của cổ viên một bóng dáng trực tiếp hướng chúng ta bao trùm lại htu không mét hãy để tất cả chúng ta thở gầm gờ khi đến gần một tiếng gầm nhẹ truyền ra chúng ta cảm giác được một cỗ âm lãng trong nháy mắt hướng chúng ta trùng kích tới tiếng gầm của cổ viên này dĩ nhiên đều mang theo lực lượng công kích trong lòng ta hơi hơi một trận thân hình mấy người chúng ta trong nháy mắt hướng bốn phương tản ra đứng ở vị trí tốt không nên loạn cả người trần tiêu nhìn bốn phía khẽ quát thành tiếng với tất cả chúng ta trên đường trần tiêu tới chiến đấu vẫn luôn ở trước vị trí chỉ huy bởi vì chỉ huy cũng không tệ không ai cử tuyệt. Cổ viên bị chúng ta vây quanh ở giữa. Đương nhiên, chúng ta bên này vẫn là tình huống ở vào hoàn cảnh bất lợi như trước, bởi vì loại tình huống này hiện tại, uy áp trên người cổ viên tản mát ra làm cho tất cả chúng ta cảm giác được có chút áp lực thật lớn. Dưới tình huống như vậy, chúng ta phân tán vị trí chính là vì không để cho cổ viên này đem chúng ta một lưới bắt hết. Hiện tại, tất cả chúng ta đứng vị trí xong, mà cổ viên kia thì không chút do dự một quyền hướng phương hướng chúng ta bên này đánh tới vị trí bên chúng ta là ta cùng ân tiểu dung vị trí của chúng ta tương đối gần cho nên thân hình hai người chúng ta cơ hồ cùng thời gian đẩy ra phía sau đồng thời trường tiên màu đen trong tay ta nhanh chóng quất ra phía trước trong nháy mắt quất lên cánh tay cổ viên ba trong nháy mắt một tiếng giòn vang truyền ra ta dĩ nhiên là nhìn thấy trên cánh tay cổ viên này truyền đến một trận quang mang như tia lửa bắn tung tóe. Sau đó trường tiên màu đen cũng trực tiếp bay trở lại trong tay ta. Trong lòng, ta khiếp sợ vô cùng. Phòng ngự của cổ viên này lại là khủng bố đến trình độ này. Trong nháy mắt cổ viên công kích chúng ta, ở phía sau hắn, ba người khâu trần và trần tiêu cũng là người đầu tiên phát động công kích. Trực tiếp công kích phía sau cổ viên, đối với công kích phía sau, cổ viên kia hoàn toàn không để ý nửa điểm trực tiếp bỏ qua công kích của bọn họ sau một khắc công kích rơi vào trên người cổ viên này dĩ nhiên là không tạo thành nửa điểm thương tổn cái này tên này phòng ngự rất mạnh phân tán đứng vị trí nghĩ biện pháp trần tiêu đột nhiên quát rất hiển nhiên hiện tại chúng ta phát hiện cổ viên này không chỉ có thực lực cường hãn phòng ngự của yêu thú bình thường đều tương đối cường hãn nhưng cổ viên này là loại khác trong những cường hãn này hắn càng thêm cường hãn ngay cả công kích bình thường của chúng ta căn bản là không có cách nào phá vỡ phòng ngự của tên này cho nên chúng ta đứng vị trí nhất định phải tiếp tục tách ra thông qua kéo dài thời gian nghĩ biện pháp xem có biện pháp gì có thể phá vỡ phòng ngự của tên gia hòa này khâu trần lát nữa ngươi tìm cơ hội công kích bụng nó chư vị chúng ta kiềm chế nó một lát sau trần tiêu tiếp tục khẽ quát ra tiếng hiển nhiên là nhìn thấy cổ viên kia lông tương đối ít cho nên muốn thử xem bụng người này có thể bị phá vỡ phòng ngự hay không. Trần Tiêu bên kia dứt lời. Bốn người còn lại của chúng ta trong nháy mắt lướt ra, sau đó thông qua bốn phương hướng, trực tiếp hướng cổ viên phát động công kích. Mà trong tay Khâu Trần có từng ám khí lóe ra hàn quang hiện lên. Không sai, vũ khí của Khâu Trần chính là ám khí, hơn nữa vô cùng sắc bén. Lại là công kích tầm xa, chính là biện pháp tốt nhất để phá vỡ phòng ngự ấn vào lúc này từng đạo ám khí trực tiếp từ không trung bay ra bất quá mục tiêu của hắn cũng không phải là bụng cổ viên mà là hai bên cổ viên bất quá ta biết đây chỉ là thanh âm của khâu trần đông kích tây theo trên người hắn một đạo hàn mang trong nháy mắt giống như trong nhà thiểm điện bạo lược mà ra rất nhanh xuất hiện ở vị trí bụng cổ viên trực tiếp công kích xuống sau một khắc ám khí rơi vào vị trí bụng cổ viên chúng ta thấy bụng cổ viên xuất hiện một vị trí lõm xuống khâu trần cắn chặt răng nhưng mà dưới ánh mắt chăm chú của mọi người ám khí kia vẫn không phá vỡ phòng ngự thậm chí toàn bộ ám khí bị cổ viên trực tiếp bắn ngược ra ngoài trong nháy mắt khâu trần bạo lui bởi vì phòng ngự của cổ viên mặc dù không bị phá vỡ nhưng bụng xuất hiện một dấu ấn đỏ hồng cho nên hắn nhìn chằm chằm khâu trần gầm gờ một đạo gào thét trầm thấp Hai quyền hướng trên mặt đất đột nhiên rơi xuống. Trong lúc đó, thân hình tất cả chúng ta đều hướng phía sau bạo lùi. Mặt đất chấn động, thậm chí còn có vết nứt hướng bốn phía tràn ngập ra. Lúc này sóc mặt khâu trần đại biến. Nhanh, ngăn hắn lại. Tên này muốn mau chóng đánh chết khâu trần. Loại thời điểm này, tự nhiên là không thể để cho người này thực hiện được. Thân hình ta nhanh chóng lướt ra. Phá quân trong tay trực tiếp hướng cổ viên bạo kích mà xuống một trận phá sơn hà khí thế khủng bố trực tiếp hướng cổ viên cuốn xuống một nắm tay cổ viên trong nháy mắt hướng phía sau nện xuống cùng phá quân va chạm cùng một chỗ sau đó ta so với lúc đó cảm giác được cánh tay truyền tới một cỗ lực phản chấn thật lớn thân hình hướng phía sau bay ngược ra ngoài tên này là quyết tâm muốn giết khâu trần bất quá trong năm người chúng ta bất kỳ một người nào chết đối với chiến đấu kế tiếp của chúng ta mà nói đều là cực kỳ bất lợi. Vì vậy, tại thời điểm này, tất cả mọi người không muốn ai đó gặp rắc rối. Chết một đồng đội, như vậy công kích của cổ viên cũng càng thêm khó giải quyết, thậm chí khó có thể đối phó. Ngay khi tên kia đến trước mặt khâu trần, một đạo phù trận trong tay khâu trần trực tiếp bóp nát. Sau đó bùa này phát ra một đạo địa sư cảnh đỉnh phong công kích. Phù châm phát ra công kích va chạm với cổ viên. Chỉ trong chốc điểm, thân hình cổ viên hướng phía sau đằng đằng lui về phía sau trên người mỗi người đều có chút lá bài tẩy mà giờ phút này đạo công kích kia một chút cũng không kém cổ viên bất quá đây cũng chỉ là có thể làm cho khâu trần thờ phào nhẹ nhõm mà thôi cổ viên đứng tại chỗ ngửa mặt lên trời giống giận trong lúc đó hai quyền đều là không ngừng búa ngực hắn trong nháy mắt tiếp theo chúng ta thấy cơ bắp trên người cổ viên lại lần nữa bành trướng vài phần khí tức truyền đến trên người cũng trở nên càng thêm nặng nề phải nghĩ biện pháp phá vỡ phòng ngự của tên gia hòa này bằng không cứ tiếp tục như vậy chúng ta ngay cả ra người này cũng không bị thương được bên cạnh trần tiêu nhìn cổ viên sau đó trầm giọng nói nghe được những lời này chúng ta hai mặt nhìn nhau chúng ta tự nhiên cũng muốn phá vỡ phòng ngự của tên này nhưng vấn đề là làm sao có thể phá được phòng ngự của tên này thực lực bản thân cổ viên này đã đạt tới địa sư cảnh đỉnh phong cực kỳ khủng bố. Hơn nữa phòng ngự của nó cũng là loại vô cùng khủng bố. Đây quả thực giống như là một tòa pháo đài vậy. Ta thử xem. Nghe tiếng gầm giận dữ của tên kia, mà tôi cũng lên tiếng với mọi người. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Trần Tiêu cũng có chút kinh ngạc hỏi tôi. Trần Huynh, ngươi thật sự có thể sao? Lại nói tiếp, ta cùng Trần Tiêu vẫn là Ramon. môn lúc trước ta bày ra thực lực vẫn chỉ là địa sư cảnh trung kỳ cũng không có đem tất cả thực lực bản thân ta bày ra mà hiện tại loại tình huống này ta nhìn một chút không thể lãng phí thời gian quá nhiều yêu thú tiêu hao tuyệt đối nhỏ hơn chúng ta nếu tiếp tục tiêu hao mấy người chúng ta chỉ sợ cũng không nhất định là đối thủ của thứ này về phần ta nói thử một chút cũng đích thật là thử một chút ta cũng không biết ta có thể hay không phá vỡ phòng ngự của tên này thử một chút đi ta nhìn trần tiêu sau đó lên tiếng trong nháy mắt dứt lời sắc mặt trần tiêu cũng nhất thời trở nên ngưng trọng sau đó nhìn mọi người ở đây lên tiếng nói các vị yểm hộ cho trần huynh dứt lời thân hình mấy người trước tiên lướt ra bắt đầu phát động công kích đối với cổ viên ở giữa mà ánh mắt ta nhìn chằm chằm cổ viên trước mặt kỳ thật lúc trước khâu trần công kích bụng người này cũng có thể thấy được phòng ngự bụng của tên này đích thật là tương đối yếu một chút. Mà mục tiêu hiện tại của ta cũng là vị trí bụng của cổ viên này. HTUC không mét mắt thấy lực chú ý của cổ viên đều bị mấy người chung quanh toàn bộ hấp dẫn qua. Ta hít sâu một hơi. Thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau đó hướng cổ viên phía trước lướt tới. Tốc độ của ta vô cùng nhanh. Mà cổ viên cũng phát hiện ra ta trước tiên nắm đấm khổng lồ của hắn trực tiếp hướng ta bên này ném xuống. Bất quá thân hình của ta trên không trung xẹt qua một đạo độ cong quỷ dị, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt cổ viên này. Sau một khắc, đầu gối của ta âm âm hướng về phía vị trí bụng cổ viên này. bôn lôi phá. Tiếng quát khẽ từ sâu trong cổ họng ta truyền ra. Sau một kích, thân hình của ta trực tiếp thay đổi một vị trí khác. Lại một đầu gối đâm lên. Sau ba kích liên tục, thân hình của ta rất nhanh lui về phía sau bởi vì giờ phút này cổ viên không ngờ lại không để ý công kích chung quanh hai nắm tay đều hướng ta bao vây lại hiện tại là muốn đem ta hoàn toàn vây khốn nhìn thấy một màn này trong lòng ta cả kinh lúc này không lui đi nếu hai bàn tay to lớn này đều hướng về phía ta vây công tới ta còn thật sự không dễ đi như vậy nghĩ tới đây thân hình ta nhanh chóng lui về phía sau sau khi thân hình ta rơi xuống đất cổ viên hai tay đâm vào ngực có vẻ đặc biệt phẫn nộ mấy người bên cạnh đều có chút buồn bực nhìn cổ viên ngươi đây là gãi ngứa cho anh ta khâu trần nhíu mày sau đó nhìn ta trực tiếp lên tiếng hỏi thăm nghe được lời của tên này ta trực tiếp không để ý tới cũng không nhìn khâu trần cổ viên đốn quyết thời gian hướng chúng ta bước chân mà đến nhìn thấy cảnh này ánh mắt ta hơi co rụt lại bạo lúc hét nhẹ từ trong miệng ta truyền ra vị trí bụng cổ viên trong lúc đó có một tiếng nổ trầm thấp truyền ra người kỹ năng là tiếng thứ hai này thân thể cổ viên nhất thời cứng đờ tại chỗ trong lúc đó sâu trong cổ họng cổ viên có từng đạo tiếng gào thét trầm thấp truyền ra trong thanh âm gào thét này rõ ràng là nghe được từng đợt kêu rên thảm thiết xem ra người này cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm chẳng qua là tương đối khó tìm mà thôi có hiệu quả. Nhanh, tiếp tục công kích tên này. Toàn bộ tập trung lực lượng công kích bụng nó. Vị trí bụng nó đã bị thương. Trần Tiêu nhìn thấy một màn này trước mắt sáng ngời. Trong lúc đó hắn cũng lên tiếng lần nữa. Lúc cả người hắn đang nói chuyện. Đã là bạo lược mà ra. Lúc này Trần Tiêu ra tay cực kỳ nhanh. Hiển nhiên là muốn nắm lấy cơ hội này. Trong tay ta, lại xuất hiện trường tiên màu đen kia. Giờ phút này ta chợt thời gian hướng cổ viên trước mặt bạo lực quà. Cùng lúc đó, trường tiên trong tay xẹt qua một đạo độ cong trên không trung, trực tiếp quấn lấy một cánh tay của nó. Một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp từ trên trường tiên truyền đến. Cảm nhận được cỗ lực lượng này trong nháy mắt, ta khẽ quát một tiếng, dẫn một phá quân bị thương xuất hiện. Sau đó đem trường tiên màu đen cuốn quanh, phá quân gần như toàn bộ đều không vào trong mặt đất. Cùng lúc đó, thân hình ta trực tiếp biến mất tại chỗ xuất hiện giữa không trung hướng về phía cánh tay cổ viên kia liền một quyền công kích xuống thuấn bạo lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ trên nắm tay của ta hướng về phía khớp xương của tên kia tiếng va chạm trầm thấp truyền ra ta nhìn thấy cánh tay cổ viên khẽ run lên nó vẫn không ngừng giải thoát mà giờ phút này công kích trong tay ta lại lần nữa hạ xuống huyền vũ thất thức đồng dạng là công kích chỗ khớp xương của tên gia hòa này nếu là phòng ngự cường hãn vậy mỗi lần đều công kích một điểm dưới tình huống như vậy cho dù phá không được phòng ngự bề ngoài của tên gia hòa này ít nhất sẽ làm cho nội bộ nó bị thương khi đánh thứ hai rơi xuống ta nghe thấy một tiếng vang giòn vang sau đó ta nhìn thấy khớp xương của cổ viên cũng là thời gian biến hóa hình dạng ta thoáng thở phào nhẹ nhõm xem ra tên này cũng không phải nói khó đối phó như vậy khi ta vận dụng thuấn bạo cùng huyền vũ thất thức coi như là thực lực của ta áp chế đến địa sư cảnh trung kỳ phát huy ra lực lượng cũng là có địa sư cảnh hậu kỳ cho nên liên tục hai kích cũng là không kém bên kia bốn người bọn họ công kích cũng không ngừng một tiếng kêu rên trực tiếp từ trong miệng cổ viên truyền ra lúc này ta liền phát hiện cách trước mặt ta không xa trong bụng cổ viên dĩ nhiên có phi tiêu bay ra đó là vũ khí của khâu trần rất hiển nhiên cuối cùng bọn họ phá vỡ phòng ngự của tên này hiện tại sinh cơ trên người cổ viên cũng đang nhanh chóng biến mất hô cuối cùng cũng giải quyết được tên này khi thi thể cổ viên ầm ầm té trên mặt đất trên mặt trần tiêu cũng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm mà ta cũng đem trường tiên cùng phá quân nắm trong tay các vị những thứ còn lại của cổ viên này ta không cần nhưng tinh huyết của cổ viên này đối với ta mà nói có chút tác dụng không biết có vấn đề gì không lúc này ta đứng xuất thân nhìn bốn người trước mặt lên tiếng lúc trước ta lợi dụng tinh huyết của cự mãng khiến cho ta ở trên luyện thể có tăng lên thật lớn hiện tại thực lực của cổ viên này còn ở trên cự mãng kia thậm chí cổ viên này phòng ngự cũng là cực kỳ cường hãn lợi ích này vẫn là tận lực tranh thủ cho mình nhiều hơn một chút mới tốt huống hồ ta cũng không cần những thứ còn lại, cho nên yêu cầu này đối với mấy người còn lại mà nói, cũng không có gì. Ta không có ý kiến, có thể phá vỡ phòng ngự của cổ viên này. Vô kỳ huynh ra lực lớn nhất, các vị các người có ý kiến gì không? Trần Tiêu cười, cười cười, dẫn đầu nói ra ý kiến của mình. Sau đó nhìn về phía mấy người còn lại, tất cả mọi người đều không có ý kiến gì. Tôi ôm quyền với mọi người. Đa tạ sau đó ta ngồi xổm xuống bắt đầu để cho tấm bia đá hấp thu tinh huyết của cổ viên này quả nhiên tinh huyết của cổ viên này đối với ta mà nói là có tác dụng bởi vì sau khi ta ngồi xổm xuống là tấm bia đá bắt đầu hấp thu một lát sau thi thể cổ viên này khô quắt rất nhiều nhưng cũng không phải là một cố thi thể khô kế tiếp chính là mấy người bọn họ phân phối lợi ích một chút bởi vì thú hồn lúc trước đều có phân phối cho nên sau khi phân phối đơn giản mọi người cũng chuẩn bị tìm một chỗ khôi phục bản thân một chút huyệt động cổ viên này cách nơi này không xa chúng ta có thể đi tới huyệt động của cổ viên hơn nữa loại yêu thú này người nổi bật nói không chừng chúng ta còn có thể từ trong huyệt động tìm được bảo vật gì cũng nói không chừng trần tiêu nhìn chúng ta lên tiếng nói đối với bảo vật mà trần tiêu nói tôi cũng có hứng thú nhưng tỷ lệ tồn tại bảo vật hẳn là không lớn bất quá mấy người chúng ta khôi phục đi tới huyệt động kia cũng là lựa chọn tương đối an toàn khi chúng ta tìm được huyệt động của cổ viên này tấm bia đá trong ngực ta lại bắt đầu run rẩy nhận thấy được tình huống này trong lòng ta sửng sốt một chút đây là có bảo vật ta trước tiên phản ứng chính là phía dưới này có bảo vật bằng không tấm bia đá là không thể phát ra phản ứng nhưng mà ta nhìn thấy người chung quanh lại cũng không có phản ứng gì điều này làm cho ta tương đối kỳ quái chẳng lẽ bọn họ cũng không biết trong này có bảo vật sao? Ha ha, xem ra vận khí của chúng ta không phải rất tốt, cũng không có bảo vật gì. Mọi người nên mau chóng khôi phục chữa thương, sau đó tiếp tục lên đường đi. HTU CM sau khi tiến vào huyệt động. Trần Tiêu cũng lúng túng cười, bất quá tất cả mọi người đều không để ý cái gì, mà tôi căn cứ vào cảm ứng, tìm được một vị trí trong huyệt động nơi này hẳn là nơi cổ viên nghỉ ngơi lúc trước. Bởi vì chung quanh còn có khí tức cổ viên cực kỳ nồng đậm. Nói cách khác, cổ viên trở nên mạnh mẽ như vậy. Thật sự có nguyên nhân sao? Trong lòng ta âm thầm nghĩ đến, mà hiện tại tấm bia đá trên người ta cảm ứng được bảo vật, chính là chứng minh tốt nhất. Ta lặng lặng ngồi xuống bắt. Đầu tu luyện. Sau khi ta bắt đầu tu luyện, ta chờ thời gian phát hiện, khí tức bảo vật kia hẳn là ở dưới đất không xa. Chẳng qua mấy người còn lại tựa hồ cũng không có nhận thấy được. Lại nói tiếp, ngay cả chính ta cũng không có phát hiện, bởi vì bia đá duyên cớ ta mới biết bên trong có bảo vật. Ta nhanh chóng đem linh thạch trên người ném ra, sau đó bắt đầu khôi phục bản thân ta tiêu hao. Trung quanh ta, cơ bản đều là bị linh thạch khí tức che giấu. Mấy giờ sau, mọi người gần như đã khôi phục xong. Ta mở mắt ra, Đám người Trần Tiêu trước mặt nhìn ta. Lên tiếng hỏi, Trần Huynh, thế nào? Hỏi ta có khôi phục hoàn thành hay không? Chúng ta muốn tiếp tục chạy đi. Đối với việc này ta lúng túng cười cười. Lên tiếng nói, chư vị, ta tựa hồ đối với địa sư cảnh hậu kỳ có cảm ứng. Ta muốn thử xem có thể đột phá hay không. Phiền các vị chờ ta một ngày thời gian. Ta đối với mấy người trước mặt lên tiếng. Kỳ thật không phải đột phá, ta là muốn ở bên trong này đem bảo bối dưới lòng đất thu lên. Nhưng ta lại sợ trong quá trình thu bị mấy người này cảm ứng được, cho nên mới tìm một từ ngữ như vậy. Nói như vậy, bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài cử động chờ ta. Ít nhất điều này cũng làm giảm nguy cơ phơi nhiễm. Ồ, nếu Trần Huynh có cảm ngộ, vậy chúng ta vẫn nên đi ra ngoài chờ một phần đi, cũng chỉ là thời gian một ngày mà thôi. Trần Tiêu thoáng kinh ngạc, ngay sau đó vội vàng lên tiếng với mọi người chúng ta. Lúc nghe nói như vậy, mọi người cũng cùng nhau rời đi, chỉ để lại một mình tôi trong huyệt động này. Bài học vẫn phải làm. Chung quanh ta xuất hiện đại lượng linh thạch, sau đó bắt đầu hấp thu tu luyện. Cùng lúc đó, ta cảm giác được người bên ngoài đều đã đi xa đến huyệt động, bởi vì cổ viên huyệt động này vốn là rất lớn. Cổ viên kia thân thể cao hơn 10 thước. Sau đó ta bắt đầu khống chế tấm bia đá trong cơ thể ta. Sau đó tiến vào trong lòng đất, đem thứ dưới lòng đất này mang lên. Khi ta cảm ứng được thứ này xuất hiện trong thân thể ta, ta cảm nhận được một cỗ năng. Lượng cực kỳ tinh thuần. Nhưng nói trắng ra một chút, cỗ năng lượng này tôi có chút xa lạ. Bởi vì trước đây tôi chưa bao giờ gặp phải thứ này. Màu vàng đất, trông giống như một khẩu độ. Trong khi ở giữa giường như có một cái gì đó có kích thước nắm tay. Trên tấm bia đã tản mát ra một cố năng lượng trong nháy mắt trực tiếp bao vây thân thể ta. Trong lúc đó, một giọt máu huyết trực tiếp từ bên trong tấm bia đã bay ra, chui vào thân thể ta. Giọt tinh huyết cuồng bạo năng lượng này trực tiếp bắt đầu giải rác trong thân thể ta. Cả người ta run lên. Lúc trước trải qua rèn luyện mãng xả tinh huyết, cho nên lúc này ngược lại còn có thể thích ứng. Giờ phút này ta cảm giác được cả người đều là vô cùng khô nóng. Khi ta đem một giọt tinh huyết này toàn bộ hấp thu sau đó, ta phát hiện thân thể của mình cũng đích thật là tăng lên, thế nhưng không có lần đầu tiên rõ ràng như vậy. Bất quá ngay lúc này, ta phát hiện tấm bia đá phát ra một trận cảm ứng. Khi ta cẩn thận đi tìm hiểu, ta phát hiện ý tứ của tấm bia đá, dĩ nhiên là để cho ta hấp thu luyện hóa này thổ hoàng sắc đồ đạc. Bất quá ta có chút buồn bực chính là thứ màu vàng đất này là cái gì ta cũng không biết nhưng dưới tấm bia đá không ngừng thúc giục. Ta vẫn đem thứ màu vàng đất này hấp thu, để cho ý thức của ta chui vào trong này thời điểm. Ta dĩ nhiên là cảm giác được, trong này có một cỗ ý chí đang chống cự ta. Trong lòng ta kinh hãi thất sắc, đây là tình huống gì? Thứ này lại có ý thức. Cùng lúc đó, ta rốt cục cảm nhận được cỗ lực lượng này. Một cỗ thổ thuộc tính lực lượng cực kỳ nặng nề. Đây là thổ thuộc tính lĩnh ngộ. Ta ở trong đầu không ngừng tìm kiếm, tìm kiếm tư liệu của thứ này cuối cùng ta nghĩ đến thứ ta nhìn thấy lúc trước ở huyền vũ tông đây là một loại thiên địa linh bảo hơn nữa là đối với chúng ta luyện thể tu sĩ có chỗ tốt thật lớn thiên địa linh bảo ta nhớ rõ thứ này tên là tức nhưỡng ngưng tụ tinh hoa năng lượng thổ thuộc tính trong thiên địa nhưng tức nhưỡng loại vật này cũng không phải nói ai cũng có thể đạt được bởi vì thiên địa linh vật bản thân chính là mang theo ý thức thậm chí có năng lực phản kháng. Muốn thu phục loại vật này, rất khó. Nhưng tức nhưỡng trong tay ta tựa hồ có chút không giống. Đó chính là nó tương đối yếu. Đơn giản ẩn dụ một chút. Nó chính là một tiểu hài tử. Thậm chí là trạng thái trẻ con. Cho nên cho dù có lực chống cự, xác suất ta thu phục tức nhưỡng này sẽ lớn hơn rất nhiều lần. Không nghĩ tới a à, dĩ nhiên là loại thứ tốt này. Trong lòng ta có chút kích động tức những thiên địa linh thổ chi tinh hoa, chính là tinh hoa nhất trong thiên địa mà ta từng ở trong cổ tịch Huyền Vũ tông cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy một ít ghi chép. Đại khái ghi lại chính là nếu như Huyền Vũ thể có thể đạt được tức nhưỡng phụ trợ mà nói, như vậy uy lực bản thân Huyền Vũ thể sẽ gia tăng gấp bội. Nhưng duy nhất có một chút đáng tiếc thời điểm chính là tức những này tự hồ chỉ là giai đoạn trẻ con. Tức những chân chính cường hãn chính là ở giai đoạn trưởng thành đơn giản ẩn dụ một chút tức những hiện tại hẳn là một đứa bé vừa mới sinh ra không lâu nhưng đối với ta mà nói cũng không có chỗ xấu gì nếu như ta hiện tại gặp phải chính là tức những trưởng thành mà nói có lẽ ta căn bản cũng không có năng lực đi thu phục bất luận một loại thiên địa linh vật nào cũng đều có kiêu ngạo của bản thân chúng cũng không phải nói ngươi muốn thu phục liền có thể thu phục hiện tại ta gặp phải tức những thời thơ ấu này đối với ta mà nói dù sao cũng tốt hơn bởi vì đối với ta thu phục tức nhưỡng này có trợ giúp thật lớn tức những thời thơ ấu đối với ta chống cự còn sẽ không mãnh liệt như vậy chờ ta thu phục tức nhưỡng sau đó ta vẫn có thể hấp thu những thứ nó cần sau đó để cho nó trưởng thành nghĩ tới đây ta đem cổ cảm xúc hưng phấn trong lòng tạm thời khống chế bởi vì ta muốn mau chóng đem tức nhưỡng này thu phục sau đó ta đắm chìm trong tâm thần bắt đầu cùng tức những cố ý chí kháng cự này đối kháng cũng không phải nói nhất định phải cứng. Rắn cũng là có thể chậm rãi thử cùng tức những này ý thức câu thông. Sau khi câu thông hiệu quả nói không chừng vẫn là tốt nhất. Tức những này linh trí cũng không phải rất thành thục. Chuẩn sắc mà nói chính là tương đối dễ lừa gạt. Để cho nó tự nhiên thuận theo lời ta nói. Khẳng định là so với cường ngạnh thu phục tới tốt hơn một chút. Ta cũng không biết qua bao lâu. Dù sao chậm rãi ta phát hiện thứ nhỏ này không còn phản kháng ta như vậy nữa lừa gạt trò chơi này đối với thứ nhỏ này mà nói thật sự là rất dễ dùng trong thực tế tôi không có gì để nói là để nói với điều nhỏ này miễn là theo lời của tôi sau đó tôi sẽ tìm mọi cách để tìm cho nó một số món ăn ngon những thứ này cái gọi là đồ ăn ngon kỳ thật cũng chính là đồ vật có thể trợ giúp tăng lên thực lực của nó nhưng mà nói cuối cùng vật nhỏ này nếu tăng lên vậy đối với chỗ tốt của ta mà nói chẳng phải cũng là cực kỳ khổng lồ sao. Trong lòng ta mang theo từng trận tươi cười, làm cho ta cảm giác được tiểu vật này tiếp nhận ta. Một cỗ cực kỳ tinh thuần có thể ngay cả cương cũng bắt đầu hướng trong thân thể ta tràn ngập vào, trải rộng trong tứ chi bách hài của ta. Hát tiêu uy không mét đồng dạng là lực lượng của đình thể. Nhưng mà tức những này chính mình nguyện ý mà nói. Ta không có nửa điểm thống khổ. Thậm chí còn cảm giác được cả người đều là nói không nên lời thoải mái khi ta mở mắt ra, trong con ngươi của ta, dĩ nhiên là có một đạo kim quang màu vàng đất dần dần hiện lên. Lúc này ta một ngụm chọc khí phun ra, nắm tay hơi nắm chặt, ở quanh thân ta. Một tầng năng lượng màu vàng đất gắt gao bao trùm, thoạt nhìn giống như là một tầng giáp trụ. Địa sư cảnh hậu kỳ, trong lòng ta tràn ngập kinh hỉ. Một đêm, ta đem tức những này triệt để luyện hóa hấp thu sau đó thực lực luyện thể của ta cũng là trực tiếp tăng lên đến địa sư cảnh hậu kỳ lực lượng đây quả thực chính là một cái thật lớn ngoài ý muốn thu hoạch bất quá ta vẫn rất nhanh đem khí tức trên người ta che giấu hiện tại tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn bại lộ thực lực của mình thời điểm ta tản bộ đi ra khỏi huyệt động mà lúc đi ra huyệt động biểu tình trên mặt ta cũng xuất hiện biến hóa cực kỳ nhỏ trần huynh thế nào nhìn thấy tôi đi ra trần tiêu cũng có chút lo lắng nhìn tôi lên tiếng nghe nói như vậy tôi khẽ lắc đầu trên mặt cũng lộ ra một nụ cười chua xót có lẽ là bởi vì đoạn thời gian trước không lâu mới đột phá địa sư cảnh trung kỳ cho nên tạm thời không có cách nào tăng lên nghe được lời của ta trần tiêu cũng vội vàng cười lên tiếng không sao trần huynh tuổi còn trẻ như vậy thiên phú đã tương đối cường hãn rồi đối với việc này tôi khẽ gật đầu sau đó trần tiêu nhìn chúng ta Nói kế tiếp chúng ta cũng nên lên đường, tiếp tục đi về phía thánh điện ở giữa. Dọc theo đường đi, yêu thú chúng ta nhìn thấy cơ hồ đều bị chúng ta diệt sát. Dù sao thú hồn đối với chúng ta mà nói cũng tương đối trọng yếu. Dưới tình huống như vậy, chúng ta tốt nhất là có thể thu càng nhiều thú hồn. Ta cũng một mực chú ý tình huống bên này của hoàng phủ Huyên Nhi, nhưng hoàng phủ Huyên Nhi cách thần hồn trên người nàng hoàn toàn ngưng tụ, tựa hồ còn có chút thời gian kỳ thật đáp ứng hoàng phủ xuyên trong chuyện thức tỉnh hoàng phủ huyên nhi ta vẫn rất để ý ở trong di tích thượng cổ này bất luận thời gian nào sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì bản thân ta cũng không dám có tuyệt đối bảo đảm cho nên dưới tình huống như vậy ta muốn mau chóng đem hoàng phủ huyên nhi sống lại như vậy ít nhất lời hứa của ta đối với hoàng phủ xuyên cũng đã làm được đến lúc đó nếu ta xuất hiện tình huống gì có lẽ hoàng phủ huyên nhi sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong không cách nào tỉnh lại chỗ tốt tôi đã có trong tay. Điều này là kết quả tôi không muốn nhìn thấy. Nơi này đã có dấu vết chiến đấu. Hơn nữa, trên phủ lệnh của chúng ta cũng không có bất kỳ bệnh hiện gì, cho nên rất có thể người khác từ nơi này đi qua. Ba ngày sau, chúng ta đứng trong rừng rậm, mà cái chỗ này đích thật là có dấu vết chiến đấu. Nhưng căn cứ vào dấu, nhưng vết chiến đấu mà nói, tựa hồ đã qua mấy ngày thời gian. Khâu Trần nói xong, liền nhìn về phía Trần Tiêu bên cạnh lúc trước bất kể là lộ tuyến của chúng ta hoặc là chỉ huy thời chiến đấu, đều luôn là Trần Tiêu dẫn đầu. Cho nên lúc này Khưu Trần đương nhiên cũng muốn nghe ý kiến của Trần Tiêu. Trần Tiêu ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn dấu vết chiến đấu trên mặt đất. Một lát sau, chúng ta ở bên cạnh nhìn thấy thi thể của một con thiết giáp tê. Phòng ngự của thiết giáp tê cũng vô cùng khủng bố. Thực lực là bộ dáng địa sư cảnh hậu kỳ. Có thể đánh chết thiết giáp tê, rất hiển nhiên thực lực của những người này cũng không kém chút nào nhìn phương hướng này bọn họ là hướng tây nam mà nếu chúng ta đi theo phương hướng của bọn họ sẽ đụng phải cũng nói không chừng hơn nữa chúng ta trên đường có lẽ gặp không được yêu thú gì rất có thể đều là đã bị bọn họ đánh chết ngồi xồm trên mặt đất xem xét một lát trần tiêu làm ra phán đoán của mình đơn giản phán đoán ra phương hướng đi tới của những người đi ngang qua phía trước bất quá hắn cũng không xác định chúng ta muốn đi theo hướng nào mà là đem kết quả lưu lại cho chúng ta tự mình thảo luận mọi người nhìn trên phù lệnh một chút tây nam chúng ta bên kia có đồng đội có muốn suy nghĩ hướng bên kia hội hợp hay không sau đó đi đối phương một lưới bắt hết không khâu trần bên cạnh cũng nhìn chúng ta trực tiếp lên tiếng sau khi khâu trần nói xong tất cả mọi người đều trầm mặc xuống kỳ thật chiến đấu thứ này đối phó yêu thú còn tốt bởi vì mấy người chúng ta cùng nhau phần thắng tương đối lớn nhưng nếu chống lại một người khác thì sao mọi chuyện thế nào rồi tử thương kết quả đều không có ai phán định kỳ thật tình huống này hiện tại thế lực đối địch phát sinh chiến đấu có chút không đáng tin cậy đối phương bao nhiêu người chúng ta không biết gần đó có đồng đội và người giúp đỡ nào chúng tôi không biết không cho nên đến lúc đó kết cục chiến đấu sẽ như thế nào tất cả đều là một yếu tố không chắc chắn ta không đề nghị truy kích người khác nói trắng ra chúng ta đi tới nơi này cũng không dễ dàng đều muốn sống sót đi ra ngoài không cần phải chủ động truy kích người khác nếu như nói thật sự đụng phải đó là thiên ý là chết hay sống chúng ta đều phải dựa vào thực lực của mình nhưng loại này tự mình tìm tới cửa quả thực không cần thiết lúc này ân tiểu dung vẫn không có ý kiến gì cũng trực tiếp lên tiếng đem suy nghĩ trong lòng nàng nói ra nghe được lời của ân tiểu dung sắc mặt khâu trần thoáng có chút khó coi thế nhưng người này cũng không có nói cái gì hắn biết ân tiểu dung là người của ân ra phản bác hắn cũng chỉ có thể nhìn bất quá ân tiểu dung nói vấn đề này cũng là nhận được sự duy trì của trần tiêu ta cảm thấy ân cô nương nói không sai khâu trần huynh mục đích chủ yếu của chúng ta bây giờ chính là còn sống đi ra ngoài chỉ cần chúng ta an toàn đến thánh điện như vậy khẳng định cũng ít nhiều có chút thu hoạch thật sự là không cần phải mạo hiểm loại nguy hiểm này trần tiêu vẻ mặt cười nhạt nhìn khâu trần đem suy nghĩ trong lòng chính hắn nói ra nếu trần tiêu và ân tiểu dung đều đã nói như vậy như vậy khâu trần cũng sẽ không tiếp tục kiên trì quan điểm của hắn cuối cùng chúng tôi đã chọn một hướng khác cũng có đồng đội của chúng tôi nhưng khoảng cách không quá gần khi màn đêm buông xuống chúng tôi không vội vàng nhưng chọn dừng lại để nghỉ ngơi cả đêm cái này vẫn là ân tiểu dung đưa ra đối với chuyện này mọi người chúng ta chỉ có thể tìm một chỗ sau đó dừng lại nghỉ ngơi bởi vì lúc trước khi ta đột phá bọn họ chờ ta một đêm cho nên ta tự mình đứng ra canh đêm bốn người bọn họ nghỉ ngơi thật tốt nửa đêm ân tiểu dung lại đi tới bên cạnh ta ngươi không nghỉ ngơi nhìn ân tiểu dung đến. Ta cũng vội vàng lên tiếng. Hỏi ân tiểu dung. Ân tiểu dung khẽ lắc đầu. Sau đó nhìn bốn phía. Hát tê uy. Mờ nhìn thấy bộ dáng này của ân tiểu dung. Ta nhìn ra được nàng có chuyện muốn nói cho ta. Một lát sau, ân tiểu dung lúc này mới hạ thấp. Giọng, nói với tôi, tôi cảm thấy khâu trần có vấn đề. Lúc nghe được những lời này của ân tiểu dung, cả người ta liền trực tiếp quay đầu nhìn ân tiểu dung bên cạnh hỏi nàng vì sao lại nói như vậy ân tiểu dung suy nghĩ một chút sau đó lập tức lên tiếng với ta nói ngươi không phát hiện sao người này đã cố ý nhắm vào chúng ta ngay từ lần đầu tiên gặp chúng ta một số tình huống trên đường tôi không nói nữa đặc biệt là vào ban ngày khâu trần lại bảo chúng ta truy kích địch nhân nói thật ở di tích thượng cổ này người có chút đầu óc cũng sẽ không chủ động truy kích địch nhân trừ phi là giống như lần trước chúng ta bị bán đứng bởi vì nhân số bên chúng ta bại lộ đối phương biết ba người chúng ta thậm chí còn là trải qua hắc vụ đầm lầy cho nên mới lựa chọn ở bên ngoài trận chúng ta sau đó chúng ta cũng nguy hiểm mới thoát khỏi lần vây giết này khâu trần này lấy đâu ra dũng khí hắn bất quá chỉ là một địa sư cảnh trung kỳ mà thôi ân tiểu dung đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra sau đó ánh mắt nhìn về phía ta kỳ thật lúc trước trong lòng ta cũng có chút nghi ngờ nhưng loại chuyện này chỉ là suy đoán của ta cho nên cũng không có suy nghĩ quá nhiều nhưng hiện tại lời này từ trong miệng ân tiểu dung nói ra nói trắng ra một chút trong năm người này cũng chỉ có ta và ân tiểu dung hai người sẽ tín nhiệm lẫn nhau dù sao lúc trước chúng ta đã cùng nhau trải qua một vài thứ ba người còn lại coi như là chúng ta mấy ngày nay thời gian vẫn là ở và trạng thái hợp tác chiến đấu nhưng cũng là giữ lại một cái tâm nhãn đối với vấn đề này ân tiểu dung cũng rất nghiêm túc nói cho tôi biết chính là muốn nghe ý nghĩ của chúng ta một chút hô chứng cứ chuyện này vẫn không đủ bất quá hiện tại ngươi đã nổi lên nghi ngờ này như vậy ta cảm thấy chúng ta còn phải cẩn thận một chút bằng không đến lúc đó đối với chúng ta mà nói là cực kỳ bất lợi nếu như khâu trần thật sự có vấn đề như vậy người này rất có thể chính là người trước đó bán đứng chúng ta dưới loại tình huống này khó tránh khỏi người này sẽ mang đến cho chúng ta tai nạn gì không xác định anh ta vẫn còn liên lạc với một người khác tùy thời bại lộ vị trí cùng thực lực bên chúng ta như vậy đối phương có thể cũng có người muốn tìm cơ hội bắt hết chúng ta không ầm uhm, ta chính là nói trước cho ngươi một tiếng đồng thời cũng muốn âm thầm nhìn xem người này có thể có động tĩnh gì hay không thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ trong miệng ân tiểu dung truyền ra sau khi nói xong nàng liền xoay người trở lại trong huyệt động ngày hôm sau chúng tôi tiến về phía trước như bình thường thông qua khu rừng này chúng tôi bước vào một hẻm núi và khi chúng tôi bước vào hẻm núi này năm người một lần nữa vào một trạng thái cảnh giác bởi vì trong thung lũng này chúng ta lại một lần nữa gặp phải loại tình huống lúc trước yên tĩnh yên tĩnh đáng sợ chung quanh nhìn không thấy có dấu vết hoạt động của yêu thú gì Chỗ này có thể hay không lại có một phó tượng yêu thú cường đại hay không? Có người lên tiếng hỏi. Tên này tên là Lục Bình. Lời nói của hắn không nhiều lắm. Hơn nữa bình thường trên cơ bản cũng không phát biểu ý kiến gì. Đi theo mọi người chúng ta. Thực lực của hắn cũng có địa sư cảnh trung kỳ. Tựa hồ cũng là một tiểu tông môn tới. Làm người xử thế đều tương đối tinh thần. Điểm này vẫn là nhìn ra được. Coi như là có hay không còn là muốn đi qua cổ viên kia đều có thể giết, còn sợ cái gì? Khâu Trần bên cạnh thì không thèm để ý lên tiếng chút nào. Người này cực kỳ kiêu ngạo. Hắn đối với lời nói của Lục Bình có chút không đồng ý, cho rằng Lục Bình sợ hãi. Đối với việc này Lục Bình cũng không tiếp tục nói chuyện. Chúng ta muốn xuyên qua hạt cốc này, ít nhất cũng cần 10 phút thời gian. Nhưng sự yên tĩnh trong hẻm núi này vẫn khiến cho tất cả chúng ta trong lòng đều có chút bất an. Cẩn thận một chút, bình thường trong loại thung lũng này, yêu thú quần cư tương đối phổ biến. Có đôi khi, có yêu thú quần cư tương đối khó giải quyết. Sắc mặt Trần Tiêu Cảnh Giác nhìn bốn phía, lên tiếng nói. Theo Trần Tiêu nói xong trong nháy mắt, trong thung lũng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sói. Ngao ô! Theo một tiếng sói gào này truyền ra, chúng ta nhìn thấy ở trong núi bên cạnh, một đầu yêu lang cả người tuyết trắng trực tiếp xuất hiện mà trên người yêu lang này càng làm cho người ta có một loại khí tức cực kỳ cường hãn. Cả người nó trắng như tuyết, thậm chí trên đỉnh đầu còn có một cái sừng màu trắng. Một sừng yêu lang. Không tốt. Trong nháy mắt nhìn thấy thứ này, ân tiểu dung cũng khẽ quát một tiếng. Lúc này, theo yêu lang kia gầm nhẹ một tiếng. Trong lúc đó, từng đạo thanh âm xuất hiện trên sườn núi hai bên hạp cốc. Một đầu, hai đầu, mười đầu, hai mươi con